Đại Hào Môn, Tiêu Phàm Tập 81 Nhìn thấy Tiêu Phàm lấy ra ngọc bài địa đồ, mỗi người trong mắt đều lộ ra kinh hỉ chi ý. Không nghĩ tới quẻ tượng chỉ dẫn đến Thiên Quang Thành, là trực tiếp lấy được địa đồ. Nhất là khi năm bức bản đồ góp đủ thời điểm, càng là có người lên tiếng kinh hô. Chỉ kém cuối cùng một bức bản đồ, nhìn qua giữa không trung năm mặt ngọc bài liều ra địa đồ, Huệ Thiên Hào vừa mừng vừa sợ kêu lên. Năm mặt ngọc bài liều ra đại địa đồ, thô thô xem xét, đã 10 điểm hoàn chỉnh, nhìn kỹ lại, lại phát hiện thiếu khu vực hạch tâm nhất. Bất quá từ phiến khu vực này lớn tiểu đến xem, hẳn là chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần tìm được cuối cùng kia một mảnh ngọc bài, liền có thể góp thành một bước hoàn chỉnh tầm bảo đồ. Cứ việc còn kém bước cuối cùng này, tất cả mọi người vẫn là tinh thần đại chấn. Sự thật chứng minh, ngũ hành thần toán có hiệu quả rõ ràng, tại quẻ tượng chỉ dẫn dưới, bọn hắn đã trước sau tìm được hai mặt ngọc bài, cũng nhanh muốn chắp phá ra một bước hoàn chỉnh địa đồ chỉ cần lại lại một lần tinh chuẩn quẻ tượng chỉ dẫn, cơ vốn sẽ phải đại công cáo thành. Ánh mắt mọi người đều hướng Âu Dương Minh Nguyệt nhìn qua, chờ lấy nàng làm quyết định. Đại lãnh chúa bọn người tuân thủ nghiêm ngặt lấy lúc trước hứa hẹn, hết thảy lấy Âu Dương Minh Nguyệt làm chủ. Âu Dương Minh Nguyệt ống tay áo lắc một cái, đem năm mặt ngọc bài đều thu vào, từ tốn nói. Lại xem bói một lần, những người khác không có có dị nghị. Trên thực tế, trong mật thất 10 người, số ghế an bài lại là lấy ngũ hành thần toán làm chủ, tựa hồ đã sớm hình thành một loại nào đó quen thuộc, vừa vào cửa, tiêu phàm cùng 5 người cũng đã dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phương vị ngồi xuống. Nghe Âu Dương Minh Nguyệt lời ấy, liền là riêng phần mình bắt đầu bói toán. Phía trước hai lần bói toán, 5 người xem bói kết quả, cơ bản nhất trí, ngược lại là không có điều gì dị nghị. Lần này, lại xuất hiện khác nhau, Âu Dương Minh Nguyệt, ứng linh trạch hỗn nguyên thượng nhân cùng thúy phu nhân quẻ tượng đại khái không sai biệt nhiều đều là chỉ hướng tây bắc thiên ma đại lục Đơn độc tiêu phàm quẻ tưởng khác biệt, hắn đề nghị tránh đi phương hướng Tây Bắc, hướng chính Tây Phương đi. Tây Bắc vì hung, tiêu phàm giải thích lời ít mà ý nhiều, ngữ khí 10 điểm khẳng định, Thúy Phu Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói, phương hướng Tây Bắc xác thực có đào binh chi ách, nhưng cũng không coi là bao nhiêu hung hiểm, luôn có thể biến nguy thành an. Đào binh chi ách, đối phàm nhân mà nói, cực kỳ đáng sợ, người bình thường đều sẽ khô cát tránh hung. Nghe nói có đào binh chi ách, tất nhiên là tránh chi duy sợ không kịp nhưng đối với bọn hắn đoàn người này đến nói một chút đao binh tính được cái gì ai không phải núi đao biển lửa bên trong giết ra đến những người khác cũng nhao nhao gật đầu tiêu phàm nhíu mày nói thiên ma đại lục là thất dạ giới thứ nhất lớn ma tông sở tại địa thiên ma đạo hung danh lan xa vẫn là phải tận lực tránh đi bọn hắn cho thỏa đáng quẻ tượng chỉ dẫn trực chỉ thiên ma đại lục thiên ma thành tiêu phàm nhưng không cảm thấy liền trực tiếp như vậy vượt qua thật là tốt sách lược thất dạ giới cùng toa ma giới khác biệt. Toa ma giới là chính ma hai đạo lực lượng tương xứng, thậm chí chính đạo thế lực còn hơi chiếm thượng phong, toa ma giới ma đạo thứ nhất tông uy danh còn không kịp lúc trước vô cực môn. Mà thất dạ giới thì là ma đạo quỷ tu thế lực đại trương, hoàn toàn ngăn chặn chính đạo tông môn. Thiên ma đạo danh xưng thất giả giới thứ nhất đại ma tông, trên thực tế cũng chính là thất giả giới lớn nhất tông môn, uy danh hiển hách, thực lực mạnh, chiếm giữ thất giả giới chi quan. Mà lại thiên ma đạo là cực kỳ thuần túy ma đạo tà tu, đối chính đạo tông môn cùng tu sĩ chính đạo nhất quán thấy ngứa mắt tiêu phàm dạng này thuần chính nhất tu sĩ chính đạo cũng không muốn chạy đến thiên ma thành đi rủi ro mặc dù hắn có tam thủ ma lang ma hạch có thiên diệu cung thần bí khó lường thuật dịch dung cũng vẫn là không muốn mạo hiểm ai biết những cái kia ma đạo đại năng đến cùng tu luyện loại nào quỷ dị thần thông vạn nhất liếc thấy xuyên hắn dịch dung ngụy trang đến lúc đó thật đúng là bốn bề thọ địch kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi đem hai mảnh trúc quẻ thu vào, nhìn qua tiêu phàm, hỏi. Người quẻ tượng chỉ dẫn, hướng Tây đi loại nào chỗ? Tiêu phàm lắc đầu, nói. Quẻ tượng rất mơ hồ, chỉ là biểu hiện Tây Phương vì cát, Tây Bắc vì hung. Đi Tây Phương về sau, một lần nữa lên quẻ, hẳn là còn sẽ có mới chỉ dẫn. Hỗn Nguyên Thượng Nhân trầm ngâm nói. Coi như như người lời nói, hướng Tây mà đi, nơi đó cũng giống vậy là ma đạo tu sĩ địa bàn, chưa hẳn thấy liền có thể xua cắt tị hung mà lại muốn quấn rất xa con đường ta nhìn hay là trực tiếp tiến về thiên ma thành là thượng sách mặc dù nơi đó là thiên ma đạo sở tại địa chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút không chủ động lên hấn liệu tất cũng sẽ không có quá lớn hung hiểm trực tiếp đi thiên ma thành không muốn chỉ hoãn thời gian thần toán tử ứng linh trạch ông ông nói tầm bảo đoàn thành viên bên trong hắn là nhất gấp gáp cái này cùng tính cách không quan hệ mà là cùng hắn dưới mắt tình trạng có quan hệ Mặc dù có hồn hương mộc an hồn, nhưng thần hồn trường kỳ đợi tại ma ngẫu thể nội, nhưng cũng không phải cái gì tâm thần thanh thản sự tình, có thể sớm ngày tìm được thiên hương ngọc lộ, tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu là trên đường trì hoãn quá nhiều thời gian, người khác chờ đến, hắn nhưng là đợi không được. Đi thiên ma thành, một đường chú ý cẩn thận chút chính là. Đại lãnh chúa trầm giọng nói, mặc dù một đoàn người đã sớm nói xong, lấy Âu Dương Minh Nguyệt làm chủ, nhưng đại lãnh chúa lời nói, còn là có cực nặng phân lược, liền xem như Âu Dương Minh Nguyệt, cũng mười điểm tôn trọng ý kiến của hắn. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt lại rơi vào tiêu phàm trên mặt. Tiêu phàm trầm ngâm một lúc, nhẹ khẽ thở phào, nhẹ gật đầu. Đã tất cả mọi người có khuynh hướng trực tiếp đi thiên ma thành, tiêu phàm cũng không thể lực bài chúng nghị. Có lẽ hướng phương hướng Tây Bắc, liền như là Thúy Phu Nhân lời nói, dù có đao binh chi ách, chỉ cần cẩn thận ứng đối, cũng có thể biến nguy thành an, gặp nạn thành tường. Thương nghị đã định, lúc này chuẩn bị ít hành trang, rời đi thiên quang thành, hướng phía tây bắc hướng mà đi. Thiên ma thành cách thiên quang thành rất xa, muốn đi nơi đó, trước hết xuyên qua toàn bộ thiên mã đại lục. Cũng may thiên mã đại lục là chính đạo tông môn khu tụ tập, nhiều năm qua bởi vì muốn đối kháng mà nói ức hiếp, chính đạo tông môn cực kỳ đoàn kết, nội bộ tranh đấu cực ít, trật tự giành mạch. Đoàn người tận lực lợi dụng truyền tống trận, đi ngang qua toàn bộ thiên mã đại lục, cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, càng chưa từng gặp được phiền toái gì, một đường thuận lợi. Đi ngang qua toàn bộ thiên mã đại lục, Vượt qua biển rộng minh mông, sau mấy tháng, rốt cục đạp bên trên Thiên Ma Đại Lục thổ địa. Tất cả thất giả giới đại lục đều là khá lớn hòn đảo, cùng Nam Châu đại lục rộng lớn, không thể đánh đồng. Một mảnh minh mông vô bờ xanh ngắt đại thảo nguyên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tây Nhung Đại thảo nguyên, đây là Thiên Ma Đại Lục Đông Nam bộ đại thảo nguyên, bởi vậy hướng tây bắc, mấy triệu bên trong xa, đều là minh mông vô bờ minh mông đại thảo nguyên. Đồng thời cũng là Tây Nhung giáo địa bàn làm thất giả giới ma đạo đệ nhất đại tông, thiên ma đạo kỳ thật cũng không phải là một cái độc lập truyền thừa, mà là một cái giáo phái, từ không ít ma đạo tông môn cộng đồng tạo thành. Tây Nhung giáo là thiên ma đạo chủ lực tông môn một trong, chiếm cứ lấy mấy triệu bên trong Tây Nhung đại thảo nguyên, tại thiên ma đạo nội bộ, thực lực cực kỳ hùng hậu, quyền nói chuyện rất nặng. Đối Tây Nhung giáo cùng Tây Nhung đại thảo nguyên, tiêu phàm tại thiên quang thành thời điểm, liền làm xâm nhập hiểu rõ. Thực tế Tây Nhung hai chữ này, để tiêu phàm trong lòng cảnh giác tăng gấp bội, trên địa cầu thời điểm, chính là bởi vì mạc bắc thảo nguyên hồ chỗ sâu thần bí kim tự tháp bên trong phát động không gian thông đạo, để tiêu phàm đi tới toa ma giới, từ đây tại cái này dị giới tha hương phiêu bạt, trải qua vô số gian nguy. Mà chỗ kia thần bí kim tự tháp, không hề nghi ngờ, là thuộc về cổ nhung tộc công trình kiến trúc, tựa hồ cùng nhung vu có thiên ti vạn lũ liên quan. Mà nhung vu, là chính tông nhất phu linh truyền thừa. Tây nhung giáo thuộc về thiên ma đạo tạo thành tông môn, có lẽ cùng trên địa cầu nhung vu truyền thừa, có liên quan gì? Cùng đến Tây Nhung Đại Thảo Nguyên về sau, nhìn thấy Thảo Nguyên phía trên kia từng tòa đột ngột mà đứng cự đại kim tự tháp, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm vững tin, giữa hai bên xác thực là có liên quan. Về phần thất dạ giới Nhung Vu vì cái gì trên địa cầu khai tông lập phái, lưu lại di tích cũng là rất dễ giải thích. Bởi vì địa cầu chỗ trung thổ giới, chính là từng cái đại giới mặt không gian thông đạo giao hội chỗ. Không ít không gian thông đạo, bởi vì muốn truyền tống khoảng cách thực tế quá xa xôi, liền đều ở trung thổ giới sắp đặt trạm trung truyền Toa ma giới Nam Châu Đại Lục chính đạo thứ nhất tông, có thể trên địa cầu thành lập tông môn, thất giả giới nhung vu, tự nhiên cũng có thể trên địa cầu lưu lại truyền thừa. Tây Nhung giáo đối Tây Nhung đại thảo nguyên thống trị ra ngoài ý định nghiêm mật, cực kỳ kiên cường hữu lực. Mỗi một cái khu vực đều sắp đặt một cái kim tự tháp thức thần miếu, từ Tây Nhung giáo đề ra Nhung vu tự mình chủ trì, quản lý phương viên số trong vòng vạn dặm phàm tục dân chăn nuôi, hướng bọn hắn trưng thu cung phục, đồng thời tuyển chọn có tư chất phàm nhân, tuyển nhận tiến vào Tây Nhung giáo, bồi dưỡng thành một đời mới nhung vu. Chính là bởi vì nghiêm mật như vậy thống trị, mới cam đoan Tây Nhung giáo nhiều năm qua cường đại, đồng thời vẫn luôn tại bồng bột phát triển. Nếu không phải Tây Nhung đại thảo nguyên tài nguyên tu luyện có hạn, nói không chừng Tây Nhung giáo có thể tại thiên ma đại lục một nhà độc đại. Đương nhiên, thiên ma đạo những tông môn khác cũng sẽ không ngồi nhìn loại tình hình này phát sinh. Mặc kệ là cái nào giáo phái, loại nào tông môn, đều nhất định phải bảo trì thế lực khắp nơi đại khái cân đối, mới có thể cùng tồn tại, một nhà độc đại tình hình, không hề nghi ngờ sẽ phá hư quy tắc trò chơi, dẫn phát thế lực khác trúng nộ. Dù là như thế, Tây Nhung giáo thực lực đã đầy đủ mạnh lớn. Tiến vào Tây Nhung đại thảo nguyên về sau, tầm bảo đoàn đại tu sĩ nhóm buồn bực phát hiện, bọn hắn kế hoạch ban đầu không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản tiến vào Tây Nhung đại thảo nguyên không xa, liền có siêu cấp truyền tống trận, có thể đem bọn hắn truyền tống đến thảo nguyên hạch tâm địa vực, lại từ nơi đó ngồi cái thứ hai truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Đại Thảo Nguyên phía bên kia. Cách Thiên Ma Thành cũng không phải là rất xa, Tây Nhung giáo đối Tây Nhung Thảo Nguyên thống chỉ cố nhiên nghiêm mật, lại cũng không bài xích ngoại nhân, kẻ ngoại lai chỉ cần giao nạp đầy đủ linh thạch, cũng giống vậy có thể sử dụng truyền tống trận. Đây cũng là từ Thiên Ma đạo liên bang hình thức chỗ xác định. Nếu là nhiều tông môn tổ hợp giáo phái, liền khả năng không lớn bế quan tỏa cảng, luôn luôn muốn đối bên ngoài mở ra mới hợp đạo lý. Nhưng mà không khéo chính là tầm bảo đoàn đuổi tới truyền tống thần miếu lúc, truyền tống trận người quản lý cũng hiểu được thông báo cho bọn hắn, phụng Tây Nhung giáo giáo chủ chi mệnh, gần đây bên trong Tây Nhung đại thảo nguyên tất cả truyền tống trận hết thải quan bế, truyền tống lệnh bài toàn bộ nộp lên trên, không có Tây Nhung giáo tổng đàn mệnh lệnh, cho dù ai đều không cho mở ra truyền tống trận. Về phần tại sao tổng đàn muốn bỗng nhiên hạ lệnh quan bế truyền tống trận, lại là ai đều không được biết. Dù coi như bắt lấy một tên quản lý truyền tống trận trung gia Nhung Vu tiến hành siêu hồn, cũng vẫn là không rõ ràng nguyên nhân. Cái này mấy triệu bên trong Tây Nhung Đại Thảo Nguyên, bọn hắn chỉ có thể ngự phong phi độn quá khứ. Tây Nhung trên Đại Thảo Nguyên không, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử cưỡi gió mà đi. Bỏ qua một bên khác không nói, Đại Thảo Nguyên phong quang, hay là rất tú mỹ, hai người tận lực đem tốc độ bay khống chế tại tầm thường Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ tiêu chuẩn, không có quá nhanh. Đây cũng là mọi người cẩn thận sau khi thương nghị kết quả. Mọi người nhất trí cho rằng, đã muốn ngự phong bay qua mấy triệu bên trong thảo nguyên, cảnh giới không thể áp chế quá thấp. Nguyên nhân rất đơn giản, tốc độ bay muốn cùng cảnh giới cơ bản hợp phách mới được. Đem cảnh giới ép đến nguyên anh sơ kỳ thậm chí thấp hơn, cố nhiên có thể càng thêm hữu hiệu che lấp thân phận chân thật của mình, lại không thể tránh né sẽ đem tốc độ bay kéo chậm lại. Thử nghĩ một hồi, chỉ là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại lấy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cực hạn tốc độ bay tại trên thảo nguyên không phi đột, nên là gì chờ kinh thế hãi tục đều khỏi phải người ta đến phân biệt, liếc mắt liền nhìn ra đến, ngươi là giả trang. Đem cảnh giới cùng tốc độ bay đều khống chế tại tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, là thích hợp nhất. Dù coi như tại thất giả giới thứ nhất ma tông địa bàn bên trên, nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Chỉ không được tội thiên ma đạo nhân vật trọng yếu, bình thường cấp thấp thiên ma đạo đệ tử, tây nhung giáo nhung vu, cũng sẽ không tận lực đi làm khó mấy tên ngoại lai nguyên anh trung kỳ tu sĩ dù sao thiên ma đạo là cái mở ra tông phái những tông môn khác nguyên anh tu sĩ nghĩ muốn gia nhập thiên ma đạo chỉ cần thân ra trong sạch không phải đối địch tông môn nội ứng bình thường đều sẽ được tiếp nhận người vừa mới làm khó người ta trong nháy mắt người ta liền biến thành thiên ma đạo trưởng lão lại như thế nào cho phải sự thật chứng minh cái này sách lược có chút chính xác trên đường đi xác thực chưa từng đụng phải phiền toái gì nghiêm chỉnh mà nói là bọn hắn ép căn bản không hề gặp được mấy tên cùng giai tu sĩ Đừng bảo là Nguyên Anh trung kỳ trở lên, liền xem như Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới nhung vu, đều rất ít gặp đến. Những này cao giai nhung vu, tựa hồ bỗng nhiên ở giữa liền mất tích. Thiên Diệu Tiên Tử bắt được một tên có kim đan kỳ tu vi nhung vu. Cẩn thận thẩm vấn, biết được trước đó không lâu tiếp vào tổng đàn chỉ lệnh, chủ trì các nơi giáo vụ cao giai nhung vu, đều phụng mệnh chạy tới tổng đàn, về phần muốn thương nghị đại sự cỡ nào, vậy liền không được biết. Đạo này chỉ lệnh hạ đạt thời gian đại khái cùng truyền tống trận quan bế thời gian nhất trí tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử suy đoán tây nhung giáo khả năng có cái gì đại động tác phải cùng đang tiến hành giao diện đại chiến có quan hệ tính toán thời gian giao diện đại chiến khởi động lại cũng có nhiều năm thất dạ giới đã chuyển vận ba nhóm đại quân tiến về toa ma giới làm thất dạ giới ma đạo thứ nhất tông thiên ma đạo cũng nên có chỗ biểu thị quả thật như thế đối bọn hắn đến nói đây thật ra là cái lợi tốt tin tức thiên ma đạo tu sĩ cấp cao đều tập trung lại, bọn hắn chỉ cần cẩn thận chút, tránh đi những này tụ tập tu sĩ cấp cao, tại địa phương khác cơ hồ liền có thể đi ngang. Sẽ không gặp phải phiền toái gì, chỉ cần thuận lợi đến thiên ma thành, có lẽ liền có thể đạt được quẻ tượng tiến một bước chỉ dẫn. Ban đầu ở thiên quang thành đợi lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào, cũng thiếu chút liền không kiên trì nổi. Không có nghĩ rằng cuối cùng thật đúng là đạt được một bước bản đồ. Ngũ hành thần toán, danh bất hư truyền âu dương minh nguyệt cái này mượn nhờ bói toán tầm bảo chủ ý chợt nghe xong quá mức hư vô mờ mịt giống như không có chút nào đáng tin cậy ai ngờ hiệu quả cực sai hiện tại vấn đề mấu chốt chính là muốn biết những điều kia tu sĩ cấp cao đến cùng ở nơi nào tụ tập mới có thể tránh mở cái chỗ kia muốn mạng chính là liên tiếp bắt ba tên kim đan kỳ nhung vu đến thẩm vấn thế mà ai cũng không biết bọn hắn tổng đàn đến cùng ở nơi nào theo bọn hắn lời nói bọn hắn tổng đàn tựa như là không cố định Tây Nhung trên Thảo Nguyên có vô số Nhung vu thần miếu, trong đó có 18 tòa thần miếu lớn nhất, nhất nguy nga hùng vĩ. Mà cái này 18 tòa thần miếu, tại lúc cần thiết, đều có thể trở thành Tây Nhung giáo tổng đàn. Cái này 18 tòa thần miếu, cơ hồ trải rộng Tây Nhung Thảo Nguyên bất kỳ một cái nào khu vực. Nghĩ phải xuyên qua Tây Nhung Đại Thảo Nguyên tiến về Thiên Ma Thành, triệt để lách qua những này đại thần miếu, cơ hồ là không thể nào. Chỉ có thể tìm vận may, hiện đặt vào mấy vị bói toán tông sư tại, Tìm vận may như vậy nói ra, liền thật sự là vũ nhục người. Thế nhưng bói toán qua đi, năm vị đại tông sư không khỏi hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc. Bói toán vậy mà không có bất kỳ cái gì kết quả. Nhung vu truyền thừa, cùng cái khác tất cả truyền thừa cũng khác nhau, làm chính tông nhất phu linh truyền thừa, trời sinh liền có thể đối kháng bói toán chi thuật. Lúc trước Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử vì tránh né Âu Dương Minh Nguyệt bói toán truy tung, tiến về Nguyên Linh giáo, thành công tránh đi Âu Dương Minh Nguyệt truy tung không nghĩ tới thất dạ giới nhung vu truyền thừa, cũng giống vậy có che đậy bói toán truy tung chi năng. Lúc này là thật chỉ có thể tìm vận may, đoàn người chia ra mà đi, 10 tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ tập hợp một chỗ, tuyệt đối quá làm người khác chú ý, kia là từ tìm phiền toái. Âu Dương Minh Nguyệt, Huệ Thiên Hào, Đái Thành Long một tổ, Hắc Uyên Ba lãnh chúa một tổ, Tiêu Phàm, Thiên Diệu Tiên tử, Thần Toán Tử ứng linh trạch cùng Hỗn Nguyên thượng nhân một tổ. Lẫn nhau ở giữa, kéo ra một khoảng cách, đã không để người nhìn ra bọn hắn là người đồng hành, nhưng cũng cách xa nhau không phải quá xa, để tương hỗ ở giữa có thể kịp thời chi viện. Nghiêm chỉnh mà nói, tiêu phàm tổ này cũng chỉ có ba người. Thần toán tử ứng linh trạch phụ thân thổ ma ngẫu đã bị tiêu phàm thu nhập trong không gian giới chỉ. Thổ ma ngẫu đã từng bị linh quan môn đại linh quan nhìn chúng, nhìn dặm đuổi bắt, kém chút liền rơi xuống đại linh quan trong tay. Mảnh bàn về đến, linh quan môn bất quá là vu linh một mạch chi nhánh truyền thừa mà thôi, cùng Tây Nhung giáo dạng này quy mô, hoàn toàn không thể so sánh. Tây Nhung giáo thực lực mạnh, không chút nào tại Nam Châu đại lục ma đạo 10 đại tông môn phía dưới. Toàn bộ thiên ma đạo, kỳ thật chính là một cái siêu cấp đại giáo phái, đem mấy cái mạnh đại tông môn cùng không ít bên trong môn phái nhỏ sửa chữa hợp lại cùng nhau, đối những tông môn khác lấy được ưu thế áp đảo. Thổ ma ngẫu nếu như bị Tây Nhung giáo cao gia Nhung vu nhìn thấy, vậy còn không phải dẫn phát toàn bộ Tây Nhung thảo nguyên lớn đuổi bắt cứ việc ứng linh trạch vạn phân không nguyện ý tránh tiến sát chắc trong không gian giới chỉ đi, vì lý do an toàn, cũng không thể không buông xuống thành danh đại tu sĩ thư thái, làm oan chính mình một phen. Tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử phía trước, hỗn nguyên thượng nhân tại phía sau bọn họ trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Người ta vợ chồng trẻ tay cầm tay ân ân ái ái, hỗn nguyên thượng nhân đương nhiên phải thức thời chút, không đi làm loại kia cực lớn bóng đèn. Trong vòng hơn 10 dặm, đối với bọn hắn mà nói, bất quá là trước mắt là tới tiêu chân nhân trên địa cầu thời điểm, địa cầu đã sớm tiến vào thời đại Internet. Trên Internet có câu nói, gọi là tú ân ái chết được nhanh, tiêu chân nhân cho tới bây giờ chỉ là cười trừ, không để trong lòng, lại không nghĩ tới. Tại thất dạ giới thế mà lại một câu thành sấm, phi độn mấy tháng sau, đã tiến vào Tây Nhung Đại Thảo Nguyên chỗ sâu nhất. Trên bầu trời mây mù cuồn cuộn, tầm nhìn giảm xuống. Bất quá cái này vẫn chưa ảnh hưởng đến tiêu phàm cùng tốc độ của con người, vẫn như cũng duy trì cực nhanh tốc độ bay, hướng phía tây bắc hướng bay đi. Căn cứ địa đồ biểu hiện, lại hướng phía trước không xa. Chính là đại thần miếu, làm bạn tại tiêu phàm bên người thiên diệu tiên tử, thấp giọng nói. Thiên diệu tiên tử vẫn như cũ là áo đen váy đen, nhưng có chút lơ đáng biến hóa rất nhỏ, thật dài tóc đen đã buộc lên, trải thành cực kỳ tinh xảo búi tóc, lộ ra nhẹ nhẹ ung dung chi khí, cao quý lãnh diễm thiên diệu tiên tử đảo mắt liền biến thành đoan trang tự kiềm chế thiên diệu phu nhân đây đã là bọn hắn trên đường đi kinh lịch và thứ ba đại thần miếu, bọn hắn tuyển lựa chính là thẳng đến thiên ma thành mau lẹ nhất đường đi, con đường tắt này hai bên đúng lúc là tây nhung đại thảo nguyên nhân khẩu dày đặc nhất khu vực, đại thần miếu dày đặc nhất, tương đối mà nói, bọn hắn gặp được tụ tập cao giai nhung vu xác suất cũng tối cao. may mắn là trước hai cái đại thần miếu cũng không từng gặp được những cái kia trong truyền thuyết tụ tập cao dai nhung vu. tiêu phàm nhẹ gật đầu, đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn nháy mắt xuyên thấu cuồn cuộn mây mù, nhìn thấy cực kỳ xa xôi phương xa. Một cái cao lớn kim tự tháp, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc dù cách bọn họ còn rất xa, nhưng trên đại thảo nguyên không có núi cao rừng rậm. Ở trên bầu trời có thể thấy cực xa, nhìn thấy cái này tòa siêu cấp đại kim tự tháp, tiêu phàm thoảng qua khẽ giật mình, lại có cảm giác đã từng quen biết. Trên thực tế, bọn hắn một đi ngang qua tới, nhìn thấy vô số đại đại nho nhỏ kim tự tháp, mỗi cái kim tự tháp ngoại hình đều không kém bao nhiêu, đổi một người, mỗi một cái kim tự tháp đều sẽ để hắn có cảm giác đã từng quen biết. Nhưng tiêu phàm không giống, hắn không phải người bình thường, trí nhớ cực dai. Trong mắt hắn, mỗi cái kim tự tháp đều là độc nhất vô nhị, không có bao nhiêu cộng đồng chỗ. Nhưng mà cái này tòa siêu cấp đại thần miếu, lại làm cho hắn gặp một lần phía dưới, trong lòng lập tức liền phun lên một cỗ cảm giác đã từng quen biết. Cùng trên địa cầu mạc bắc thảo nguyên hồ chỗ sâu tòa kia kim tự tháp quá tương tự, cơ hồ là trong một cái mô hình khác ra, có biết hay không, ai là ai hàng nhái. Theo Lý Đến nói, Tây Nhung giáo tổng đàn ở đây, nơi này kim tự tháp mới là chính phẩm, địa cầu núi tòa kia hẳn là phảng phẩm. Nhưng trên địa cầu tòa kia kim tự tháp, bên trong lại có khắc càn khôn, là một cái rộng lớn vô ngần cự đại không gian. Nếu như nói, một cái phảng phẩm cũng có dạng này không gian thần thông, liền không khỏi làm cho người rất giật mình. Không nói đến ai là chính phẩm ai là phảng phẩm, giữa hai bên khẳng định có chỗ liên quan, lại là nhất định không thể nghi ngờ. Nếu như Tây Nhung Đại Thảo Nguyên tòa này mới là chính phẩm, đây chẳng phải là nói tại nó nội bộ còn có một cái có thể so Tây Nhung Đại Thảo Nguyên không gian bao la. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đều sẽ để người đầu váng mắt hoa. Chúng ta tránh đi tòa thần miếu kia, cơ hồ là nháy mắt, Tiêu Phàm liền từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, 10 điểm chắc chắn nói. Hắn trực giác nói cho hắn, tòa thần miếu kia tựa hồ có một loại nào đó không đúng, lộ ra khí tức nguy hiểm. Được, Thiên Diệu Tiên tử không hỏi vì cái gì một ngụm liền đáp ứng, dưới chân độn quang nhất chuyển, liền muốn hướng tây bên cạnh kích bắn đi, chợt lại ngừng lại, ống tay áo lắc một cái, vài mặt trận kỳ trận bàn bắn ra, nháy mắt liền bày ra một cái cỡ nhỏ huyễn trận, đem thân hình của hai người khí tức đều che đậy. Tiêu Phàm lập tức ngẩng đầu hướng cao hơn thương khung nhìn lại. Tại Thiên Diệu Tiên Tử bày ra huyễn trận đồng thời, hắn cũng cảm ứng được dị thường. Chỉ thấy không xa trên trời cao, một đội trời chim chính hướng bên này phi độn mà tới. Cái này đội trời chim, có hơn 10 đầu nhiều, mỗi một đầu đều 10 điểm to lớn, hai cánh triển khai, dài đến mấy trượng, tản ra không dưới kim đan hậu kỳ cấp 9 yêu cầm khí tức. Chỉ là cấp 9 yêu cầm, từ sẽ không đặt tại thiên diệu tiên tử trong mắt, chân chính để thiên diệu tiên tử như lâm đại địch chính là đứng tại trời chim trên lưng những tu sĩ kia. Đi đầu một vị, thình lình có nguyên anh trung kỳ tu vi. Nếu như chỉ là như thế, cũng là thôi, mấu chốt là mỗi người đều hất lên giáp trụ, nhìn qua không giống như là bình thường tông môn tu sĩ, cũng là một chi quân đội. Quy mô rất nhỏ, hẳn là đội tuần tra. Vấn đề là, cái dạng gì đội tuần tra, thế mà muốn một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ dẫn đội. Sự tình ra khác thường tất là yêu. Đối thiên diệu cung huyến trận, tiêu phàm có chút tự tin. Mặc dù lấy hắn cùng thiên diệu tiên tử tu vi, hoàn toàn không cần e ngại một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ xuất lĩnh đội tuần tra, chỉ là bây giờ xâm nhập Tây Nhung giáo nội địa, hay là không nên gây chuyện sinh sự tốt. Hỗn Nguyên thượng nhân tại phía sau bọn họ trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, lấy sự cường đại của hắn thần niệm chi lực, hẳn là cũng sẽ ngay lập tức phát hiện tình hình không đúng, kịp thời ẩn nấp. Nếu như đây thật là một chi đội tuần tra lời nói, vậy đã nói rõ, Tây Nhung giáo thật tại tập kết đại quân, đồng thời tổng đàn ngay tại phía trước không xa lớn trong thần miếu. Nhưng mà, vượt quá tiêu phàm ngoài ý liệu chính là, nguyên bản cực kỳ hữu hiệu thiên diệu cung huyến trận, lần này lại tựa hồ như mất đi tác dụng. Trời chim đội tuần tra trực tiếp hướng hướng bọn hắn ẩn thân chỗ mà tới. Tiêu phàm kinh ngạc phát hiện, những này nhung vu cưỡi yêu cầm, cũng không phải là vật sống, vậy mà là từng đầu ma ngẫu. Dùng con sống trời chim hoàn chỉnh tế luyện mà thành huyết ma ngẫu. Mặc dù luyện chế thành huyết ma ngẫu về sau, sẽ đánh mất không ít trời chim cố hữu thần thông, cũng may 10 điểm nghe lời, dễ dàng điều khiển, đồng thời hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu cường hãn hơn. Tây Nhung giáo nếu là chính tông nhất phu linh truyền thừa, bọn hắn không luyện chế ma ngẫu ai còn biết luyện chế ma ngẫu. Trong khoảnh khắc, hơn 10 ngày hôm trước chim liền tại tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử huyễn trận trên không bố thành một vòng, kia cầm đầu nguyên anh trung kỳ nhung vu lão giả, hình dung xấu xí, dưới hàm ba sợi dâu ngắn, đứng tại trời chim đỉnh đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xuống đến, cao giọng nói. Hai vị đạo hữu hiện thân đi, không cần ẩn núp. Cái khác trời chim bên trên đứng nhung vu nhóm nhao nhao lộ ra pháp bảo, ngưng thần đề phòng. Từ bọn hắn chỉnh tề vạch một động tác đến xem, đúng là trải qua huấn luyện. Bình thường môn phái tu chân là sẽ không lấy quân đội hình thức đến huấn luyện môn nhân đệ tử. Chỉ có thể nói, bọn hắn quả thật là thuộc về nào đó nhánh đại quân đội tuần tra. Nhóm này nhung vu cấp bậc đều không thấp, chứ tên này lính đội lão giả. Còn có một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tựa hồ là người này phụ tá. Mặt khác hơn 10 người, đều đều có kim đan hậu kỳ cảnh giới, trong tay pháp bảo hình thù kỳ quái mang theo rõ ràng vu linh khí hơi thở. Cùng tiêu phàm từng tại mạc bắc đáy biển kim tự tháp ở bên trong lấy được cái đám kia pháp bảo pháp khí, rất có chỗ tương tự. Một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hơn 10 tên kim đan hậu kỳ đệ tử, cộng thêm hơn 10 đầu tương đương với kim đan kỳ trời chim ma ngỗ, chi này đội tuần tra thực lực cực kỳ hùng hậu, thậm chí cùng kim châu thành bên trong cùng tông môn tương đương. Giống cửu thiên môn dạng này môn phái, ngay cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều không có, chính xác đối chiến. Chỉ sợ còn không phải chi này đội tuần tra đối thủ. Thất dạ giới thứ nhất ma tông, thực lực mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên diệu tiên tử lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, nàng bày ra huyến trận, lại bị một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhìn thấu, quả thực lẽ nào lại như vậy. Xem ra những này nhung vô tu luyện công pháp, quả thật không giống bình thường, ngược lại là cần phải đặc biệt coi chừng để ý bất quá như là đã bị người nhìn thấu thiên diệu tiên tử liền là lắc một cái ống tay áo đem trận kỳ trận bàn đều thu vào thân hình của hai người hiển lộ mà ra một cảm ứng được trên người bọn họ khí thức cường đại vây quanh bọn hắn nhung vu thần sắc nháy mắt trở nên càng căng thẳng hơn xấu xí nhung vu lão giả ánh mắt vừa đi vừa về quét qua liền định tại tiêu phàm trên thân trên mặt hiện ra một tia ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc nói bảo mỗ không nhìn lầm đạo hữu hẳn là chính đạo tông môn tu sĩ a dịch dung giả dạng thành ma đạo tu sĩ, xâm nhập chúng ta Tây Nhung Đại Thảo Nguyên, lại không biết có gì muốn làm. Tiêu Phàm cười cười, nói, bảo đạo Hiếu thật mạnh thần niệm chi lực, thế mà có thể khám phá tại hạ thuật dịch dung, coi là thật cao minh. Câu nói này, Tiêu Phàm ngược lại là hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Lấy tam thủ ma lang ma hạch ẩn chứa ma khí tinh thuần, đủ để che lấp hắn chính đạo khí tức, thiên diệu cung thuật dịch dung càng là thần diệu vạn phân, lại bị cái này nhung vu lão giả khám phá xác thực có mấy phân quỷ môn nói nhung vu lão giả cười hắc hắc nói đạo hữu quá khen bảo mỗ không dám giành công đây đều là bảo mỗ dưới chân cái này huyết ma ngẫu công lao đạo hữu là tu sĩ chính đạo chắc hẳn đối với chúng ta tây nhung giáo nhung vu chi thuật biết không nhiều bảo mỗ liền không giải thích thêm hắc hắc không biết hai vị đạo hữu họ gì đại danh dịch dung xâm nhập chúng ta tây nhung giáo nội địa có mưu đồ gì lời này liền đã có chút không khách khí tại thất dạ giới chính ma hai đạo vốn cũng không đối phó lẫn nhau ở giữa lâu dài giao chiến tây nhung đại thảo nguyên rất ít xuất hiện qua tu sĩ chính đạo bóng dáng nhất là tại cái này giao diện đại chiến mở ra khẩn yếu quan đầu tu sĩ chính đạo dịch dung giả dạng thành ma đạo tu sĩ xâm nhập tây nhung giáo nội địa nó bụng thực không thể hỏi tiêu phàm mỉm cười nói như tại hạ nói cho bảo đạo hiếu chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi bảo đạo hiếu sẽ tin a à. Xấu xí nhung vu ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, nói. Tin, vì cái gì không tin, bất quá vì thận trọng lý do, còn muốn mời hai vị đạo hữu cùng bảo mỗ về tổng đàn một chuyến, chỉ cần tra ra hai vị đạo hữu xác thực chỉ là đi ngang qua, chúng ta Tây Nhung giáo cũng không nguyện ý đắc tội chính đạo tông môn hảo bằng hiếu. Xem ra bảo đạo hiếu là không có ý định thiện thôi rồi. Tiêu phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Như là đã bị bảo mỗ nhìn thấu bộ dạng chẳng lẽ hai vị đạo hữu còn có lựa chọn nào khác a? À? Phải biết, nơi này chính là tại ta giáo nội địa, dù coi như hai vị có thông thiên triệt địa chi năng, cũng đừng hòng từ Tây Nhung Đại Thảo Nguyên chạy đi. Ta nhìn hai vị hay là ngoan ngoãn hợp tác tốt, bao nhiêu cho mình chừa chút ra mặt. Xấu xí Nhung vu cười lạnh, nhẹ nhàng vuốt vuốt sâu ngắn, một bộ cao cao tại thượng, trưởng khống hết thảy thần thái. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói, bảo đạo hữu chi ngôn, ngược lại cũng không kém, chỉ bất quá đạo hữu chỉ sợ không nghĩ tới, tung coi như chúng ta trốn không thoát cái này đại thảo nguyên, đó cũng là chuyện sau này. Đạo hữu chẳng lẽ liền không vì tính mạng của mình suy nghĩ a à? Cái gì, xấu xí nhung vu đầu tiên là giật mình, lập tức cười lạnh liên tục. Chẳng lẽ các ngươi còn dám động thủ, thật sống được không kiên nhẫn rồi. Ngay sau đó, xấu xí nhung vu bóng người trước mắt lóe lên, liền mất đi tiêu phàm bóng dáng. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô so khí tức, bỗng nhiên từ thiên diệu tiên tử trên thân bộc phát ra, nháy mắt liền xông phá nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, đạt đến ở phía sau kỳ cảnh giới. Đại tu sĩ, xấu xí Nhung Vu lập tức kinh hãi, mặc dù hắn cũng đoán được cái này hai tên ngoại lai tu sĩ khả năng ẩn tàng một chút thực lực, cũng không nghĩ tới, trong đó lại có một vị đại tu sĩ, cái này đã coi là thật không thể coi thường. Thiên Diệu Tiên Tử nhìn qua hắn, khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt mỉm mai. "Mọi người cẩn thận." Xấu xí Nhung Vu gấp vội kêu lên, một lời chưa tất, bên người một trận gợn nước ba động vặn vẹo qua đi, Tiêu Phàm thân ảnh xông ra song phương lập tức trở nên gần trong gang tắc. Long tượng nặng tay, tiêu phàm khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, lần này biến khởi khoảng khắc, xấu xí nhung vu quá sợ hãi, lại không nghĩ tới, ngoại lai này tu sĩ tại bọn hắn tây nhung giáo căn bản trọng địa, vậy mà không có chút nào cố kỵ, nói đánh là đánh, nửa phần giả mượn cũng vô. Nhung vu sở trưởng người, chính là ma ngẫu luyện chế, thần hồn công kích. Nói đến chém giết gần người, thực tế không phải cường hạng. Nhưng mà trong lúc này, lại không phải do hắn lựa chọn bất quá người này trung quy là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ mắt thấy nguy hiểm tiến đến lại cũng không chịu khoanh tay chịu chết lúc này muốn tế lên pháp bảo vô luận như thế nào đều là không kịp bị bất đắc dĩ đành phải đem toàn thân pháp lực biên cuồng hướng dưới chân huyết ma ngẫu thể nội rót vào loại này do trời chim luyện chế mà thành huyết ma ngẫu bản sự khác cũng chỉ bình thường am hiểu nhất chính là phi hành kỳ nhanh tiến thối nhanh nhẹn tại cái này quan trọng trước mắt nhung vu là muốn mượn ma ngẫu nhanh nhẹn đến tránh thoát một kiếp theo chân nguyên pháp lực đại lượng rót vào, nguyên bản màu nâu xanh trời chim ma ngẫu, toàn thân bỗng nhiên trở nên ân hồng tự huyết, phảng phất có máu tươi muốn nhỏ giọt xuống, cánh khẽ vỗ, liền hướng một bên chớp nhoáng mà đi. Chỉ bất quá, ma ngẫu động tác lại nhanh nhẹn, cũng vẫn là chậm một nhịp. Hô một tiếng, tiêu phàm thiết quyền đã oanh đến phụ cận. Một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức cường đại, chạm mặt tới, nháy mắt cơ hồ ép tới xấu xí nhung vu ngay cả khí đều không kịp thở. Giờ khắc này, nhung vu sắc mặt đột biến, mặt xấu xí bên trên tràn ngập vẻ sợ hãi. Lại cũng không nghĩ ra, cái này trẻ tuổi tu sĩ chính đạo, chém giết gần người thời điểm, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng khổng lồ. Chỉ là giờ phút này, hắn thực tế đã tới không kịp làm ra cái khác bất kỳ phản ứng nào, bối rối phía dưới, đành phải hướng về tiêu phàm thiết quyền, toàn lực một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng, tên này nguyên anh trung kỳ xấu xí nhung vô cùng dưới chân hắn trời chim ma ngẫu, bị tiêu phàm một quyền oanh bay lên, trọn vẹn bay ra hơn 10 trượng, mới đánh lấy mâm tráng bánh, hướng phía dưới rơi xuống. Người còn giữa không chung, nhung vu liền hé miệng đến, liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Mà dưới chân hắn đầu kia trời chim ma ngẫu, càng là không chịu nổi, trực tiếp liền bị long tượng nặng tay to lớn cự lực, oanh thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Vẹn vẹn chỉ là tương đương với kim đan hậu kỳ cấp 9 trời chim, dù coi như bị luyện thành ma ngẫu, tại long tượng nặng tay cự lực trước mặt, hoàn toàn không có nửa phân kháng cự chi lực. Kia xấu xí nhung vu chưa tại không trung ổn định thân thể, tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, nháy mắt liền tới hắn phụ cận, như bóng với hình. Cùng vu linh truyền nhân tác chiến, chém giết gần người, tự nhiên là thủ đoạn cao nhất, đã một kích thành công, tiêu phàm nơi nào sẽ còn để hắn thông thả lại sức. Không tốt, mắt thấy tiêu phàm quyền thứ hai cũng đã oanh sát mà tới, xấu xí nhung vu quát to một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lần này, hắn càng thêm không có sức lực chống đỡ. Lại là oanh một tiếng, Nhung Vu cũng không mạnh mẽ thân thể, lập tức bị oanh sát thành một đoàn huyết vụ, huyết nhục văng khắp nơi. Đáng thương vị này Nhung Vu, cũng đã có nguyên anh trung kỳ tu vi, bất ngờ không đề phòng, ngay cả chịu tiêu phàm hai quyền, một thân bản lĩnh, thậm chí ngay cả nửa điểm đều thi triển không ra, đã cốt nhục thành bùn. Siêu hơn 10 đạo màu đỏ tươi huyết vụ, trong chấp nhoáng tòng quân vu vỡ vụn trong thi thể bắn ra, mỗi một đoàn trong huyết phụ đều cất giấu một vài tấc cao đen nhánh nguyên anh nhìn qua không khác nhau chút nào vừa xông lên ra ngoài thân thể liền thi triển tuấn di chi thuật hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi tiêu phàm thần niệm vội vàng đảo qua phát hiện mỗi một cái nguyên anh khí tức đều là giống nhau như đúc phân không ra gì người làm thật gì người là giả thậm chí có khả năng toàn đều là thật cái này tây nhung giáo nhung vu lại có thể trong nháy mắt phân liệt mình nguyên anh làm cho chạy trốn tỷ lệ tăng nhiều. Dù là Tiêu Phàm đánh trận kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đối này cũng có chút trở tay không kịp, vội vàng thôi động lôi điện tiến hành công kích, trong lúc vội vã cũng chỉ có thể diệt sát trong đó ba 4 đạo nguyên anh, còn lại 5 6 đạo nguyên anh lại thừa cơ trốn được xa, lại cũng khó có thể đuổi kịp. Cũng là tối hậu quan đầu bảo mệnh hảo thủ đoạn. Khi Nguyên Anh trung kỳ xấu xí Nhung Vu Nguyên Anh phân liệt đào tẩu thời điểm, thủ hạ của hắn đã sớm bị Thiên Diệu Tiên tử diệt sát chống không chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ nhung vu mang theo hơn 10 tên kim đan kỳ đệ tử, dù coi như lại thêm hơn 10 ngày hôm trước chim ma ngẫu, lại nơi nào chống đỡ được thiên diệu tiên tử lôi đình thủ đoạn. Chỉ là tiêu phàm đánh bại cùng gia nhung vu tốc độ nhanh chóng, để thiên diệu tiên tử ám lấy làm kinh hãi. Khoảng thời gian này, nàng mặc dù cùng tiêu phàm ngày đêm ở chung, song túc song phi, cũng biết tiêu phàm tiến cảnh thần tốc, công lực nay không phải tích so, lại cũng chưa từng ngờ tới vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế, cùng giai tu sĩ, đừng bảo là sức hoàn thủ, cơ hồ ngay cả sức lực chống đỡ đều không có, nháy thời gian nháy mắt, liền bị đánh nổ. Nếu như không phải cái này nhung vô nguyên anh phân liệt chi thuật có chút đặc biệt, chỉ sợ ngay cả nguyên anh đều không cách nào chạy thoát. Bất quá thiên diệu tiên tử kinh ngạc cũng chưa tiếp tục bao lâu, lập tức liền bị sầu lo thay thế. Bóng người lóe lên, hỗn nguyên thượng nhân đến phụ cận. Nguyên bản hắn là cảm thấy không đúng, lập tức chạy tới chi viện, ai ngờ người còn chưa tới, bên này liền đã đánh xong, nhung vu đội tuần tra, diệt sát phải sạch sẽ. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng nhìn thấy, xấu xí nhung vu mấy sợi phân hồn chạy thoát. Hỏng bét, chọc tổ ong vò vẽ, nhất định phải lập tức rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Hỗn nguyên thượng nhân song mi nhân lại, nói, nơi này đã là Tây Nhung đại thảo nguyên chỗ sâu, Tây Nhung giáo nội địa, nhung vu tập trung nhất chỗ, không sợ bọn họ một nhóm 10 người, người bản sự thông thiên, ở đây cũng là bị làm sủi cảo mệnh. Thừa dịp hiện tại Tây Nhung giáo chủ lực chưa kịp phản ứng, Lập tức bỏ trốn mất dạng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thiên diệu tiên tử hừ lạnh một tiếng, nói, đã sớm nói có đào binh chi ách, hết lần này tới lần khác không nghe, hừ. Ngũ hành thần toán, lúc trước tiêu phàm cũng đã nói, muốn hướng chính Tây Phương đi. Không thẳng xu thế thiên ma thành, mọi người ai đều không nghe khuyến cáo, bây giờ quả nhiên tại cái này Tây Nhung giáo nội địa gặp đại phiền toái. Tiên tử, hiện tại cũng không phải phàn nàn thời điểm, hay là đi nhanh lên đi, mỗi chỉ hoãn một phân liền như một phân nguy hiểm. Hỗn nguyên thượng nhân giờ phút này nơi nào có công phu cùng thiên diệu tiên tử cãi lại, một lời chưa tất, dưới chân độn quang sáng sớm, hướng về đông nam phương hướng, bay đi. Chính là lai lịch của bọn họ, hỗn nguyên thượng nhân quyết định này không thể nghi ngờ cực kỳ chính xác. Đã chọc tổ ong vò vẽ, tiếp tục tiến về thiên ma thành rõ ràng trở nên không thực tế, kia là thuần túy tìm chết. Vô luận hướng đông hay là hướng tây, cũng vẫn như cũ là tại tây nhung thảo nguyên nội địa, rất dễ dàng rơi vào nhung vu đại quân trùng điệp trong vòng vây. Duy chỉ có hướng về phía đông nam hướng đào tẩu, còn có một chút hy vọng sống. Bởi vì cao giai nhung vu trước đó vài ngày đã toàn bộ nhận lệnh chạy tới tổng đàn, đông nam phương hướng, trước mắt 10 điểm trống rỗng. Cơ hồ không có cao giai nhung vu chấn thủ, chỉ muốn xông ra tây nhung đại thảo nguyên, độ quá đại hải, tiến vào thiên mã đại lục, chính là tu sĩ chính đạo địa bàn. Dưới mắt chính ma hai đạo đã toàn diện ngưng chiến liệu tất Tây Nhung Giáo cũng không sẽ bởi vì chuyện này ngang nhiên xé bỏ hòa ước, hướng thiên mã đại lục chính đạo tông môn phát động toàn diện tiến công. Một chút hy vọng sống, toàn hệ tại đây, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử liếc nhau, cũng không chút do so dự đi theo. Lập tức ba người lại cũng không lo được che giấu mình tu vi thật sự, tốc độ bay toàn bộ triển khai, hóa thành ba đạo trói mắt độn quang. Hướng về phía đông nam hướng kích xạ mà đi, lúc này, ba người tranh lệch liền hiện ra, Hỗn nguyên thượng nhân không hổ là thành danh nhiều năm đại tu sĩ, danh xưng nhạc tây địa khu đệ nhất cao thủ, tu vi cực cao, dù coi như tại đại tu sĩ bên trong, cũng là siêu quần bạt tùy. Cái này một toàn lực lao vùn vụt, quả nhiên là nhanh như thiểm điện, khoảnh khắc liền đem thiên diệu tiên tử cùng tiêu phàm quên hết đi, khoảng cách song phương dần dần kéo ra. Nguyên bản thiên diệu tiên tử tại đại tu sĩ quần thể bên trong, tính được là cường thủ, bất quá những năm này tránh né truy sát, lại tự tổn bản mệnh chân nguyên, trợ tiêu phàm tiến dai, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, ngược lại còn không bằng năm đó thời kỳ toàn thịnh, bây giờ toàn lực mơ xít ben, tiêu phàm nhưng cũng có thể theo kịp. Bất quá cùng phía trước hỗn nguyên chân nhân khoảng cách, lại là càng kéo càng xa, trong nháy mắt, hỗn nguyên thượng nhân liền biến thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất ở chân trời tầng mây dày đặc bên trong. Cùng lúc đó, xuyên thấu qua thần hồn ấn ký, tiêu phàm cũng có thể cảm ứng được, Âu Dương Minh Nguyệt tiểu tổ cùng hắc Nguyên ba lãnh chúa đều đã quay đầu mà đi. Rất rõ ràng, bọn hắn bộ giảng cũng đã bại lộ, không thể không kiệt lực đào mệnh. Cùng bọn hắn mở đủ mã lực tốc độ cao nhất chạy trốn khác biệt, Tây Nhung Thảo Nguyên tạm thời còn yên tĩnh, giống như quá khứ, không có bất kỳ cái gì tiếng vọng. Thực tế là địch thủ quá mạnh, ba chi đội tuần tra nháy mắt toàn diệt, căn bản liền còn đến không kịp làm ra phản ứng gì, tiêu phàm bọn hắn trước hết chạy ra. Nhưng dạng này bình tĩnh cũng chưa tiếp tục quá lâu, ước chừng 30 phút sau về sau, trên thảo nguyên không bỗng nhiên kèn lệnh huyết dài, tràn đầy phẫn nộ chi ý. Ngay sau đó, từng đội từng đội trời chim ma ngỗ, tự đại trên tòa thần miếu tầng trong lỗ thủng bắn ra, ngửa mặt lên trời phát ra trận trận chói tai tiếng quái khiếu, hai cánh chấn động, trực tiếp hướng về phía đông nam hướng đuổi theo mà đi. Đồng thời còn có số ít trời chim ma ngỗ, tứ tán ra, hướng những phương hướng khác bay đi. Không hề nghi ngờ, những này là lính liên lạc, đã sớm không biết bao nhiêu năm, tại Tây Nhung giáo nội địa không từng có dạng này báo động phát sinh. Lại có người dám xâm nhập Tây Nhung thảo nguyên diệt sát Tây Nhung giáo cao giai Nhung Vu quả thực là to gan lớn mật. Tây Nhung giáo cao tầng tức giận có thể nghĩ, vô luận như thế nào, cũng muốn đem những này kẻ ngoại lai một cỗ toàn diệt, không khiến một người lọt lưới. Theo sát tại những ngày này chim ma ngẫu sau lưng, là một đội lại một đội Nhung vu đại quân, tại đại thần trước miếu xếp hàng chỉnh tề, lập tức tại cao giai Nhung vu chỉ lệnh dưới, cuồn cuộn hướng về phía trước đánh tới. Trong lúc nhất thời sát khí càn quét mà lên, thẳng mút trời. Tại kim tự tháp trên đỉnh tháp, một tên người mặc tuyết trắng trường bào dâu quai nón lão giả, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên vô cùng vô tận nhung vu đại quân, sắc mặt âm trầm. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy mấy tên khác đồng dạng thân mặc áo bảo trắng nhung vu, một người trong đó, ngay tại dâu quai nón lão giả bên cạnh thân, dáng người thon gầy, thần sắc hung ác nham hiểm, thấp giọng nói. Giáo tôn, căn cứ mắt trước truyền đến tin báo, những này kẻ ngoại lai like tu vi không thấp, ít nhất đều tại nguyên anh trung kỳ trở lên, trong đó thậm chí còn có mấy tên hậu kỳ đại tu sĩ. Giáo tôn vì sao điều động những này đệ tử cấp thấp tiến về bắt Ngô ý có chút không hiểu. Dâu quai nón lão giả lắc đầu trầm giọng nói: Chi quân đội này chúng ta huấn luyện rất nhiều năm, bây giờ lập tức liền muốn đi đến tòa ma giới tác chiến, chân thực chiến lược đến cùng như thế nào, vừa vận nhân cơ hội này kiểm nghiệm một chút. Những này kẻ ngoại lai tu vi càng cao, càng là tốt đá thử đao. Hung ác nham hiểm nhung vu khom người nói. Giáo tôn nhìn thấy cực kỳ, đệ tử chỉ là lo lắng những này đê dai giáo chúng tử thương quá nặng, không khỏi áp chế động nhuệ khí. Dâu quai nón lão giả lạnh lùng nói, tại ta giáo nội địa, nhóm này kẻ ngoại lai sớm đã trở thành chim sợ cành cong, tu vi lại cao, 10 thành chiến lực cũng bất quá còn lại 6-7 thành, có gì phải sợ chỗ. Bản giáo giáo chúng, đâu chỉ một triệu, tử thương một chút, tính được cái gì. Ngược lại là cao giai đệ tử tu luyện không dễ, mỗi tổn thương một cái đều quá đáng tiếc. Có thể sử dụng những này đê dai giáo chúng đổi lấy kẻ ngoại lai tính mệnh, kia là tốt nhất. Vâng, giáo tôn, hung ác nham hiểm nhung vu bận biểu tức cung kính đáp. Dâu quai nón lão giả trầm ngâm nói, ta chỉ là có chút kỳ quái, những ngày tu sĩ chính đạo, bỗng nhiên chạy đến ta tây nhung thảo nguyên đến làm gì. Chẳng lẽ bọn hắn có mưu đồ gì, hung ác nham hiểm nhung vu nói, thỉnh giáo tôn yên tâm, muốn biết rõ ràng cái này cũng dễ dàng, cùng bắt lấy những này kẻ ngoại lai, lục soát một chút hồn liền minh bạch. Dâu quai nón lão giả chậm rãi gật đầu, nói, truyền lệnh xuống, đối nhóm này kẻ ngoại lai, muốn hết sức bắt sống, không muốn tổn thương tính mạng bọn họ, nhất là không muốn tổn thương nguyên thần. Vâng, cần tuân giáo tuân lệnh dụ, hung ác nham hiểm nhung vu không người lĩnh mệnh, lập tức quay người, hướng sau lưng khoanh tay đứng thẳng một tên khác nhung vu truyền đạt giáo tôn chỉ lệnh. Tây nhung giáo phản ứng, tính được là cực kỳ nhanh chóng, nhưng mà chờ bọn hắn truy binh từ thần miếu bên trong ra chen chúc mà ra thời điểm, tiêu phàm bọn hắn sớm đã chạy ra không biết bao xa. Những ngày kia chim ma ngấu tốc độ bay dù nhanh, lại nơi nào có thể cùng hậu kỳ đại tu sĩ đánh đồng. Tiêu phàm mặc dù tu là thấp nhất, tốc độ bay lại không chút nào tại bình thường đại tu sĩ phía dưới. Về phần những cái kia xếp trận thế nhung vu đại quân, ngự khí phi hành, càng là ngay cả kẻ ngoại lai cái bóng đều nhìn không thấy. Bất quá những thống binh kia cao dai nhung vu, lại không thèm để ý chút nào, chỉ là siết buộc bộ hạ, đi chậm rãi, có phải là có thể đuổi kịp những cái kia kẻ ngoại lai, tựa hồ căn bản liền không để tại bọn hắn trong lòng. Ba ngày sau đó, tầm bảo đoàn gặp nhóm đầu tiên ngăn chặn người. Nhóm này nhung vu nhân số đông đảo, hẹn có mấy vạn chi chúng, từ số ít cao gia nhung vu xuất lĩnh, từ đại thảo nguyên đông bộ đánh tới, ở nửa đường bên trên ngăn chặn tốc độ cao nhất chạy trốn tầm bảo đoàn. Tầm bảo đoàn hay là chia ra đào tẩu, vẫn chưa tua tuổi như lông nhím một đoàn. Những này đại tu sĩ, đa số quen thuộc đơn độc làm việc, đơn độc tác chiến, có thể không hề cố kỵ thỏa thích phát huy. Đương nhiên, quen thuộc tiểu đoàn đội tác chiến là thích hợp nhất, đã có thể thỏa thích phát huy, lại có thể tương hỗ chi viện. Tầm bảo đoàn 10 người, trên thực tế chia đội 5. Hắc Uyên ba lãnh chúa một đội, Huệ Thiên Hào đái thành long một đội, Hỗn Nguyên thượng nhân một đội, Tiêu Phạm Thiên Diệu tiên tử thần toán tử một đội, ngoài dữ liệu chính là Âu Dương Minh Nguyệt cũng đơn độc hành động, vẫn chưa cùng Huệ Thiên Hào đái thành long cùng một chỗ. Năm đội nhân mã đều trước sau cùng nhóm này ngăn chặn bộ đội giao chiến, chiến đấu tiếp tục thời gian đều không dài. Đại tu sĩ nhóm thi triển lôi đình thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất đánh tan chính diện chi địch, xông phá ngăn chặn, tiếp tục bỏ trốn mất dạng. Ai cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng những này đê dai nhung vu dây dưa. Mỗi nhiều trì hoãn một phân, nguy hiểm liền phóng đại một phân. Đạo lý này, ai đều hiểu, dù là như thế, dù sao vẫn là bị trì hoãn không ít thời điểm. Đến ngày thứ năm thời điểm, một đại đội mấy chục ngàn đê dai nhung vu tạo thành quân đội, từ phía Tây giết tới. Rất rõ ràng, Tây Nhung giáo có đặc thù đưa tin thủ đoạn, toàn bộ Tây Nhung Thảo Nguyên Nhung Vu đại quân đều đã động viên, chính liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng bên này bao vây chặn đánh mà tới. Lại là một trận kịch chiến, không chút huyền nhiệm, những này đê giai Nhung Vu cố nhiên nhân số đông đảo, đối mặt một đám như bức hống hống đại tu sĩ, bọn hắn tạo thành phòng tuyến cơ bản liền cùng giấy đồng dạng, qua trong dây lát liền bị xé thành thất linh bát lạc. Đại tu sĩ nhóm từ xé mở lỗ hổng bên trong, gào thét mà qua tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử như trước vẫn là rơi vào cuối cùng bên cạnh một tổ. Ngày thứ 10, số lớn nhung vu đại quân, đối diện từ đông nam phương hướng lái tới. Phía trước rất nhanh liền tiếng giết sung trời, xông lên phía trước nhất hắc huyên ba lãnh chúa, dẫn đầu cùng nhóm này nhung vu đại quân giao chiến. Làm bọn hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là, nhóm này nhung vu sức chiến đấu, rõ ràng so phía trước hai nhóm còn mạnh hơn nhiều, nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, tu vi cũng muốn còn mạnh hơn bất quá vẫn như cũ không ngăn cản nổi bọn hắn, không bao lâu, Hắc Huyền Ba lãnh chúa liền xé đục cái lỗ hổng, vọt tới. Audio điện tử võ tấn bền. Mắt nhìn lấy phương xa xếp hàng chỉnh tề, chính hướng bên này chậm chậm mở tiến vào Nhung Vu đại quân, ngay tại cao tốc phi nhanh tiêu phàm, bỗng nhiên đè lại độn quang, song mi có chút nhau. Thiên Diệu tiên tử cũng chân mày cao lại, thấp giọng nói: Tình hình có chút không đúng, ừm, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, chính hướng bọn hắn bắn tới chi này nhung vu đại quân cũng không phải là trước đây không lâu cản trở hắc uyên ba lãnh chúa cùng âu dương minh nguyệt cái đám kia nhung vu quân đội hắn cùng thiên diệu tiên tử chạy ở cuối cùng hắc uyên ba lãnh chúa cùng âu dương minh nguyệt bọn người trong lúc vô tình vì bọn họ làm mở đường tiên phong mặc dù mỗi lần bị sông đến thất linh bát lạc về sau nhung vu đại quân đều có thể một lần nữa xếp hàng chỉnh tề nhưng sĩ khí không thể tránh né sẽ chịu ảnh hưởng chiến ý suy yếu không ít nhưng phía trước chậm chậm tới gần chi này nhung vu đại quân, lại sĩ khí ngang dương, quân dung túc mục, căn bản liền không giống như là trước đó không lâu mới bị đánh bại dáng vẻ. Đây là một chi vừa mới từ nơi không xa bắn tới quân đội, vẫn chưa cùng Hắc Uyên Ba lãnh chúa cùng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người giao thủ qua. Trốn đến bây giờ, bao vây chặn đánh bọn hắn nhung vu đại quân càng ngày càng nhiều, nhưng mà cách Tây Nhung Thảo Nguyên biên giới còn rất xa xôi. Nhưng mà giao chiến số lần lại càng ngày càng nhiều, tần suất cũng càng ngày càng nhiều cho tới bây giờ, chúng ta đều không có cùng Nguyên Anh hậu kỳ nhung vu giao thủ qua. Tiêu Phàm nhẹ nói, thần sắc càng thêm ngưng trọng, cái này rất khác thường, theo lý thuyết, lấy Tây Nhung giáo quy mô, trong giáo Nguyên Anh hậu kỳ nhung vu số lượng sẽ không quá ít. Đại lượng kẻ ngoại lai xâm nhập Tây Nhung thảo nguyên nội địa, những này Nguyên Anh hậu kỳ cao giai nhung vu, lại chậm chạp không chịu lộ diện, ở trong đó, xác thực khiến người có phần phí suy nghĩ. Thiên Diệu Tiên Tử nói, có lẽ bọn hắn bị triệu tập đến địa phương khác đi. Từ tại những này nhung vu đại quân số lượng cùng nghiêm chỉnh huấn luyện đến xem, tuyệt không phải thời gian sớm chiều, hẳn là huấn luyện rất nhiều năm, chuẩn bị đánh trận. Giao diện đại chiến đã mở ra, thiên ma đạo làm thất giả giới đệ nhất đại tông môn, khẳng định là lần này giao diện đại chiến đương nhiên chủ lực cùng đương nhiên thủ lĩnh. Tại sắp điều động đại quân tiến về toa ma giới trước đó, triệu tập tất cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thương lượng đại kế, rất rất hẳn là. Tiêu phàm lại lắc đầu, nói, khả năng không lớn, đừng quên bọn hắn đội tuần tra đều từ nguyên anh trung kỳ tu sĩ lĩnh đội nếu như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều bị rút đi kia trung kỳ tu sĩ chính là nhung vu đại quân sức chiến đấu cao nhất hẳn là tỏa trấn trung quân làm sao có thể được phái ra khi tuần tra đội trưởng hơn nữa còn không chỉ một hai cái mà là cơ hồ tất cả đội tuần tra đều từ nguyên anh trung kỳ nhung vu dẫn đội về tình về lý đều giải thích không thông kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng bọn hắn muốn mượn tay của chúng ta đến rèn luyện quân đội của bọn hắn thiên diệu tiên tử lập tức cho ra cái thứ hai giải thích tiêu phàm khẽ vuốt cằm nói đây cũng là giải thích hợp lý nhất trước dùng vô cùng vô tận đệ tử cấp thấp tiêu hao pháp lực của chúng ta trì trệ hành động của chúng ta chờ chúng ta bị kéo phải sức cùng lực kiệt thời điểm những ngày cao dai nhung vu liền sẽ xuất hiện một trận chiến định càn khôn thiên diệu tiên tử mím môi rất tán thành chỉ bất quá biết rõ địch nhân bố cục dưới mắt tựa hồ cũng không có rất tốt cách đối phó tại tây nhung thảo nguyên nhung vu nhóm chiếm cứ hoàn toàn thiên thời địa lợi nhân hòa quyền chủ động bị nhung vu một mực nắm trong tay tiêu phàm bọn hắn giống như chỉ có thể bị động ứng đối không thể như thế chạy xuống đi nhất định phải cải biến sách lược nếu không sớm muộn bị người ta tóm lấy tiêu phàm trầm ngâm nói thiên diệu tiên tử không nói lời nào lẳng lặng chờ lấy hắn làm quyết định căn cứ địa đồ biểu hiện phía đông bắc có một cái đại thần miếu nơi đó có truyền tống trận truyền tống trận không phải đã quan bế, lời còn chưa nói hết, thiên diệu tiên tử liền ngậm miệng lại, hoàn toàn minh bạch tiêu phẩm ý tứ. Cái gọi là truyền tống trận quan bế, bất quá là một loại tư duy hình thái. Trên thực tế, truyền tống trận chỉ là đối bọn hắn những này kẻ ngoại lai quan bế, kỳ thật vẫn luôn khống chế tại Tây Nhung giáo trong tay. Chi này Nhung vu đại quân, hẳn là từ tổng đàn đại thần miếu truyền đưa tới. Làm sao mà biết, thiên diệu tiên tử hỏi ngược lại, bọn hắn mang theo tổng đàn đại thần miếu khí tức, Tiêu Phàm nói, thanh âm tuy nhỏ, ngữ khí lại 10 điểm chắc chắn. Thiên Diệu Tiên Tử nhìn Tiêu Phàm một chút, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, nàng xác thực chưa từng tại chi này dù sao Nhung Vu đại quân trên thân cảm nhận được không giống bình thường khí tức. Tất cả Nhung Vu không cũng đều là cùng một loại khí tức a. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thần niệm chi lực đã siêu việt nàng. Tiêu Phàm lập tức giải thích nói, muội muội có thể cảm ứng được bọn hắn khí tức khác biệt. Oán Linh đem 18 âm ma ngẫu xem như đồ chơi, đối Vu Linh truyền thừa rất có nhận biết. Nàng đối Nhung Vu nhận biết phương thức, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Nàng là từ thần hồn khí tức đi lên phân biệt Nhung Vu. Chi này chính hướng bọn hắn bắn tới Nhung Vu đại quân, thần hồn nhiễm lấy tổng đàn đại thần miếu khí tức. Nhung Vu ở giữa, tựa hồ cũng có được đặc biệt thần hồn câu thông hình thức. Loại này câu thông hình thức, cái khác truyền thừa nhân loại tu sĩ rất khó lý giải, trời sinh quỷ linh lại có thể trực tiếp cảm ứng được bản nguyên. Thiên Diệu Tiên tử nở nụ cười, đối Tiêu Phàm cho khủng bố như vậy trời sinh quỷ linh lấy tên gọi muội muội, nàng tổng là có chút buồn cười. "Ngươi nói là, chúng ta nghĩ biện pháp đi đại thần miếu, lợi dụng truyền tống trận rời đi nơi này." "Đúng, Thiên Diệu Tiên tử khẽ nhíu một cái lông mày, nói: "Thế nhưng là Tây Nhung Thảo nguyên chân chính vượt biển siêu cấp truyền tống trận chỉ có một cái, không tại phía Đông Tòa thần miếu kia. Chúng ta coi như đi phía Đông Đại thần miếu, thành công khởi động truyền tống trận" mục đích cũng vẫn là tại thiên ma đại lục, vẫn tại thiên ma đạo phạm vi thế lực bên trong. Đến lúc đó, chỉ sợ đuổi bắt bọn hắn liền không vẻn vẹn chỉ có Tây Nhung giáo Nhung Vu, còn muốn tăng thêm thiên ma đạo cái khác ma tu. Cho nên, chúng ta không thể để cho bọn hắn phát hiện, nhất định phải giả mạo bọn hắn. Tiêu phàm nhàn nhạt nói rõ kế hoạch của mình, thiên diệu tiên tử nghĩ nghĩ, nói, muốn bắt trước khí thức của bọn hắn cũng cũng không khó, chỉ phải lấy được cao dai nhung vu nguyên anh, ta liền có biện pháp giả mạo quan trọng chính là nhung vu ở giữa thần hồn câu thông. Thứ này không có cách nào bắt trước, vạn nhất đụng phải cái khác nhung vu điều tra, không thể tiến hành thần hồn câu thông, lập tức liền sẽ lộ hãm, phí công nhọc sức. Cái này giao cho muội muội tốt, nàng có biện pháp. Tiêu phàm chắc chắn nói, vạn nhất lớn trong thần miếu có nguyên anh hậu kỳ nhung vu tỏa chấn, lại nên làm như thế nào? Vạn nhất truyền tống đến càng hỏng bét chỗ, lại nên làm như thế nào? Kỳ thật tiêu phàm kế hoạch này, cũng không phải là vạn vô nhất thất, trong đó không xác định rất nhiều yếu tố. Thiên diệu tiên tử lại không có nói ra phản đối, đang nhìn tình hình trước mắt phía dưới, chân chính 100% hào không phong hiểm hoàn mỹ kế hoạch, kia là không thể nào tồn tại, bất kỳ cái gì kế hoạch đều phải mạo hiểm. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời khắc, Nhung vu đại quân đã bước đến phụ cận, khắp nơi đen nghìn nghịt, không thể nhìn thấy phần cuối. Chi này nhung vu đại quân, số lượng chỉ ít tại 100.000 trở lên. Nhìn qua đội ngũ cực kỳ chỉnh tề, cùng thế giới người phàm đại quân khác biệt duy nhất ở chỗ, chi này nhân số vượt qua 100.000 đại quân, vậy mà không nhìn thấy cờ hiệu. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy từng đội từng đội chỉnh tề đầu người. Đối với phàm nhân quân đội mà nói, đây là không thể tưởng tượng nổi. Trên chiến trường, 10 vạn đại quân muốn chiếm cứ rộng rãi địa vực, cờ hiệu là lẫn nhau liên lạc cân đối, trên dưới chỉ huy mấu chốt. Không có cờ hiệu, 10 vạn đại quân đừng bảo là đánh trận, muốn có tự đi tiến vào đều làm không được nhưng đối với nhung vu đến nói cái này không thành vấn đề lẫn nhau ở giữa thần hồn câu thông có thể để cao giai nhung vu hữu hiệu chỉ huy toàn bộ quân đội chỉ là trong mắt ngoại nhân cái này số lượng hàng trăm ngàn đại quân mỗi người đều giống nhau như đúc không có gì khác biệt rất khó phân biệt ra được ai mới là nhánh đại quân này thủ lĩnh thiên diệu tiên tử nói được rõ ràng muốn bắt trước nhung vu khí thức nhất định phải làm tới cao giai nhung vu nguyên anh chí ít cũng phải là nguyên anh sơ kỳ trở lên bất quá cái này cũng khó không được ai. Tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử liếc nhau, bỗng nhiên hóa thành hai vệt độn quang, đón nhung vu đại quân, kích bắn đi. Nhung vu đại quân chỗ sâu, một tên thân mặc áo bào trắng, hốc mắt hãm sâu, mặt mũi tràn đầy giữ tợn trung niên đại hán, lạnh ngừ một tiếng, khinh thường nói. Hay là kiểu cũ, này người khí tức trên thân có chút cường đại, thình lình có nguyên anh trung kỳ tu vi, đồng thời tựa hồ so bình thường nguyên anh trung kỳ nhung vu muốn càng mạnh mấy phân, Hiển nhiên là chi này Nhung Vu đại quân thủ lĩnh. Sư huynh, những người ngoại lai này đã thành chim sợ cành cong, chỉ nghĩ nhanh chóng đào mệnh, tuyệt không cùng chúng ta dây dưa." Trung niên đại hán bên người một tên còm nhom Nhung Vu nói. Tên này tiểu lão đầu như Nhung Vu cũng là một bộ bạch bào, hình dung hèn mọn, lại cũng có được nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Hừ, lúc này bọn hắn còn muốn dễ như trở bàn tay tiến lên, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mặt mũi tràn đầy giữ tợn Trung niên Nhung Vu lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, tế gia kim cự nhân. Vâng, Hèn Mọn Nhung Vu đáp ứng một tiếng, lập tức bờ môi khinh động, lại nghe không được nửa điểm thanh âm. Ngay sau đó, hùng hồn trầm muộn tiếng kèn tại chiến trường trên không chấn vang lên, ngay tại đẩy về phía trước tiến vào Nhung Vu đại quân, bỗng nhiên dừng lại bước chân, lập tức trận hình biến động, quân tiên phong mấy chục ngàn người phân loại thành hai cái hình tròn đại trận. Những này đồng dạng thân mặc áo bào trắng Nhung Vu đệ tử, mặc dù cấp bậc không cao, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác chỉnh tề vạch một hiệu suất cực cao. Hai cái hình tròn đại trận vừa mới vừa thành hình, ở giữa nhất phòng hơn ngàn tên đê giai nhung vu liền đồng thời phất tay, từng đạo xích kim sắc từ trong tay bọn họ bay dương mà lên, rất nhanh, hai cái hình tròn đại trận bên trong ương đều bày biện ra lóa mắt lóa mắt xích kim sắc, như là hai vòng xích kim sắc nắng gắt, chính đang chậm rãi dâng lên, thanh thế cực kỳ kinh người. Ừm, ngay tại sóng vai hướng bên này bay vụt mà đến tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử, đồng thời chậm dần tốc độ bay, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc kia hai vòng xích kim sắc nắng gắt, chẳng những thanh thế kinh người, đẹp đến mức lóa mắt, mà lại khí tức cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Một lúc bắt đầu, nắng gắt bên trong chỉ là lộ ra trong kim đan kỳ tả hữu tiêu chuẩn, rất nhanh liền tăng tới kim đan hậu kỳ, mà lại không chút nào dừng lại, tiếp tục dâng lên, sau một lát, liền đột phá kim đan hậu kỳ bình cảnh, trực tiếp đặt chân nguyên anh sơ kỳ. Ma ngẫu, tiêu phàm từ đó cảm nhận được ma ngẫu khí tức, chỉ là hai cỗ nguyên anh sơ kỳ ma ngẫu, nguyên bản cũng không để tại tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử trong mắt. Vấn đề là, hai đoàn xích kim sắc nắng gắt bên trong khí tức, còn tại tăng vọt, không có chút nào ý dừng lại. Rất nhanh, liền lần nữa đột phá nguyên anh sơ kỳ bình cảnh, đưa thân đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Vẫn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục chướng. Sau một lát, xích kim sắc nắng gắt dần dần tán đi, hai tên cao lớn cự nhân tại hình tròn đại trận bên trong hiện thân mà ra. Cái này hai tên cự nhân thân cao tới hơn 20 trượng, Toàn thân vàng ròng chi sắc, miệng mũi đều đủ, thần thái uy mãnh, lộ ra chừng nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cường đại linh áp. Từng đợt cùng loại phật ra tiếng phạm sướng, tại hình tròn đại trận bên trong ương vang lên. Là Tây nhung giáo chú ngữ, tiêu phàm hai mắt có chút bắt đầu híp mắt, cùng thiên diệu tiên tử liếc nhau. Cái này đội nhung vu đại quân, vậy mà mang theo hai cố cao cấp như thế ma ngẫu, nó cảnh giới chi cao, thậm chí không tại tiêu phàm thổ ma ngẫu phía dưới, đã đến gần vô hạn hậu kỳ tiêu chuẩn. Mặc dù Tây Nhung Giáo là chính tông nhất phu linh truyền thừa, nhưng luyện chế cao dai ma ngẫu hẳn là cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần biết ma ngẫu chiến lược cực mạnh, tại một đôi một dưới tình hình, cùng giai tu sĩ thường thường không phải ma ngẫu đối thủ. Mà bây giờ, tại chi này 10 vạn người nhung vu trong đại quân, liền mang theo có hai cỗ dạng này cao dai ma ngẫu, đẩy mà quảng chi, chẳng phải là nói, Tây Nhung Giáo mới là thất giả giới cường đại nhất tông môn. Tình hình có chút không đúng lắm, thiên diệu tiên tử lập tức nói nàng mặc dù không có luyện chế qua ma ngẫu, nhưng cũng có thể cảm ứng được, cái này hai cỗ xích kim sắc to lớn ma ngẫu, thân bên trên tán phát khí tức, tựa hồ cùng tiêu phàm cỗ kia thổ ma chợt có chỗ khác biệt, thậm chí cùng nàng thấy qua cái khác ma ngẫu đều không có nhiều cùng. Không phải chân thật như vậy, giống như cái này hai cỗ ma ngẫu là tương đối hư ảo. Đúng lúc này, hai cỗ vàng dòng ma ngẫu hai tay giơ lên, một chi thật dài xích kim sắc ném súng, tại bọn chúng trong tay nổi lên. Vàng dòng ma ngẫu chân trái hướng về phía trước, đùi phải về sau, bày ra bước dáng bắn cung, tráng kiện thân thể hướng về sau nghiêng, dơ lên trong tay thật dài xích kim sắc ném súng. Cái này hai chi ném súng, khả năng chính là vũ khí của bọn nó, có chút y tứ, tiêu phàm khóe miệng hiện ra một tia như có như không thiếu dung. Đốt, nhung vu đại quân niệm chú thanh âm im bặt mà dừng, cùng nhau phát ra một tiếng quát lớn. Siêu siêu hai tiếng, vàng dòng ma ngẫu động, hai chi ném súng rời khỏi tay, như là cực nhanh, hướng tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử kích xạ mà đến, tốc độ cực nhanh. Thoáng qua liền đến hai người phụ cận, tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, viêm linh chi nhận hiển hiện, khẽ quát một tiếng, trở tay một đao bổ ra, một đao thật dài màu lam nhạt đao mang, nháy mắt phá toái hư không, đón đầu chém qua. Suy dài đến vài chục trượng ném súng, bị viêm linh chảm từ đó bổ ra, hóa thành hai mảnh. Thiết diện chỗ trơn nhẵn như gương, lóng lánh càng thêm trói mắt vàng dòng quang trạch. Tiêu phàm hai tay liền huy, suy suy không ngừng, viêm linh chảm liên tiếp bổ ra ngoài hai chi nhìn qua cực kỳ thô to, không gì không phá ném súng, bị viêm linh chi nhận chém thành mấy chục đoạn, đồng thời cải biến ban đầu phi hành quỹ tích, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Tiêu phàm ánh mắt, lại càng thêm sắc bén, chỉ thấy những cái kia tan ra bốn phía ném súng mảnh vỡ, đột nhiên giống nhận một loại nào đó triệu hoán. Bỗng nhiên quay đầu, hướng hai người kích xạ mà đến, mỗi một mảnh mảnh vỡ, đều hóa thành sắc bén vô song mũi tên. Mang theo mãnh liệt rưỡi kim khí tức, đem phụ cận hư không đều xé rách phải suy suy rung động. Tiêu phàm trong mắt hàn quang lóe lên, mấy mảnh kim quang trói mắt phải rồng, tại hắn ngực cùng lúc nổi lên, trong nháy mắt, phải rồng giáp liền đem hắn toàn thân đều bao vây lại. Mà một mực cùng hắn sóng vai đứng thẳng thiên diệu tiên tử, lại không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy không che không đẩy bại lộ tại đầy trời rưỡi kim mũi tên hạ. Tiêu phàm tựa hồ cũng chưa dự định muốn cho nàng một chút che chở. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mấy chục mai rưỡi kim mũi tên như như mưa to chút xuống. Nguyên bản đứng ở tiêu phàm bên cạnh thân huyền chuyển thân ảnh, đột nhiên như là bọt xà phòng điểm điểm vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ, tan biến tại vô hình. Không biết lúc nào, thiên diệu tiên tử sớm liền ở tại chỗ mất đi bóng dáng. Xoạt xoạt xoạt, liên tục bạo hưởng qua đi, phải rồng ráp trở nên ổ gà lởm chởm hiện ra mấy chục cái lớn tiểu không một vết lõm, bất quá lập tức liền bắt đầu dần dần trở thành nhạt, sau một lát, phải rồng giáp liền khôi phục nguyên trạng. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, cần biết đây đã là lần thứ ba rèn luyện qua đi vảy rồng giáp, chẳng những gia nhập kim giao vương bản mệnh vảy rồng, còn gia nhập đại lượng mắt đỏ cánh cá mập vật liệu, lực phòng ngự mạnh, dù coi như tại pháp bảo cực phẩm bên trong, cũng có thể nói là nhất thượng đẳng. Ai ngờ lại bị cái này hai cỗ vàng dòng ma ngẫu ném súng bắn ra cái này rất nhiều vết lõm, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể dần dần phục hồi như cũ. Cái này vàng dòng ma ngẫu chiến lực, quả nhiên vượt qua ngoài dự liệu của hắn bất quá tiêu phàm kinh ngạc, còn chưa kịp trung niên bạch bào nhung vu chi rất. a à, thật mạnh lực phòng ngự, trung niên bạch bào nhung vu vẻ kinh ngạc, tràn tại nói đồng hồ. Đúng a à, sư huynh, kim cự nhân thế nhưng là thuần kim loại tính ma ngẫu, lực công kích là tất cả ma ngẫu bên trong mạnh nhất, ngoại lai này người cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, lấy cứng trọi cứng, ngay cả kim cự nhân đều không đả thương được hắn. Trên người hắn món kia khôi giáp, khẳng định có cổ quái, nói không chừng là một kiện pháp bảo cực phẩm. Nói, Hèn mọn nhung vu lộ ra tham lam không thôi thần sắc. Pháp bảo cực phẩm bên trong, tính công kích cùng phụ trợ tính chiếm đa số, chân chính chuyên ti phòng ngự phản ngược lại tương đối ít thấy, dù coi như có, tại pháp bảo cực phẩm bên trong xếp hạng cũng sẽ không quá cao. Bất kể nói thế nào, phòng ngự luôn luôn quá bị động. Tính công kích pháp bảo có thể công nó một điểm không cùng với dư, phòng ngự tính pháp bảo lại nhất định phải vô chỗ không sẵn sàng, đối chất liệu yêu cầu xa so tính công kích pháp bảo cao hơn một chút. Đối với bản thân chiến lực không mạnh, chủ yếu dựa vào ma ngẫu để đền bù nhung vu mà nói, cực phẩm phòng ngự pháp bảo liền càng lộ vẻ chân quý. Nói như vậy, chúng ta được bắt lấy cái này kẻ ngoại lai. Mặt mũi tràn đầy giữ tợn trung niên nhung vu trầm ngâm nói, trong mắt tham lam chỉ ý, mảy may cũng không tại hèn mọn sư đệ phía dưới. Hèn mọn nhung vu giật nảy mình, vội vã nói, sư huynh, cái này chỉ sợ không dễ dàng đâu, tổng đàn cho chúng ta chỉ lệnh là tận lực trì trệ những này kẻ ngoại lai hành động, tiêu hao bọn hắn chân nguyên pháp lực, cuối cùng một cỗ bao vây tiêu diệt. Đồng thời còn muốn chúng ta tận lực bảo trì thực lực, đừng có quá lớn tổn thương. Ta biết, mặt mũi tràn đầy giữ tợn nhung vu rất không kiên nhẫn đánh gãy sư đệ nói rông dài. Ta lại không phải muốn đem những này kẻ ngoại lai đều bắt lấy, ta chỉ cần bắt ở cái này một cái là được. Cho dù có chỗ tổn thương, kia lại sợ cái gì. Chúng ta huấn luyện nhiều như vậy quân đội, vốn chính là chuẩn bị đánh trận. Đánh trận liền có tử thương. Sư huynh, đừng nói, truyền lệnh xuống, kim cự nhân toàn lực xuất kích. Hậu quân ra tốc hướng hai cánh vận động, đem cái này kẻ ngoại lai cho ta bao vây lại, đừng để hắn chạy mất. Mặt mũi tràn đầy giữ tợn trung niên nhung vu hung tợn nói. Là, mắt thấy sư huynh nổi giận, hèn mọn nhung vu không dám lại nói cái gì, đành phải khúm núm đáp ứng một tiếng. Lập tức, chú ngữ thanh âm vang lên lần nữa, nguyên bản ném ra ném súng về sau, quang trạch trở nên ảm đạm mấy phần vàng dòng ma ngỗ mặt ngoài lần nữa kim quang lưu truyền, toàn thân khí tức cũng lần nữa trở nên mạnh mẽ, xa xa, tiêu phàm nhìn xem đây hết thảy, trong mắt dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu. Những này vàng dòng ma ngẫu cảnh giới, cũng không phải là thật đạt tới nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, đây chẳng qua là biểu hiện giả dối. Giống như vàng dòng ma ngẫu lực lượng nguồn suối, đến từ bọn chúng bên người nhung vu. Hai cái hình tròn đại trận bên trong mấy ngàn tên nhung vu, đồng thời niệm chú, tựa hồ chính là đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức, đem nhung vu lực lượng, chuyển rời đến ma ngẫu trên thân. Nhóm này nhung vu, đồng giá cũng không tính là cao, tối đa cũng chính là kim đan sơ kỳ, tuyệt đại đa số chỉ là trúc cơ kỳ tiêu chuẩn. Loại này cấp thấp tu sĩ, bên trên đại chiến chiến trường toàn diện đều là pháo hôi. Dù là số lượng lại nhiều, tại tu sĩ cấp cao trong mắt cũng là không chịu nổi một kích. Đương nhiên, trên lý luận nếu như mấy ngàn tên trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời xuất thủ, tất cả lực lượng chồng chất lên nhau, đừng bảo là nguyên anh tu sĩ, liền xem như Ngộ Linh lão tổ, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh, không muốn anh kỳ phong duệ Bất quá, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ có thể là trên lý luận, trên thực tế tuyệt đối không thể. Mà Tây Nhung giáo lại thông qua loại phương thức quỷ dị này, đem nơi này luận biến thành hiện thực. Mặc dù cái này hai cỗ vàng dòng ma ngẫu không có khả năng đem mấy ngàn tên đê gia nhung vu lực lượng tất cả đều tụ lại, chỉ có thể lợi dụng trong đó cực ít một bộ phân, lại cũng đã đầy đủ khả quan, vậy mà để hai cỗ ma ngẫu thực lực chống rỗng tăng trưởng đến nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong. Nhưng lại không biết loại phương thức này, có phải là mỗi một tên nhung vu đều sẽ thi triển. Quả thật như thế, Tây Nhung giáo chiến lực đem sẽ gấp bội tiêu thăng. Bất quá, loại hình thức này dùng tại hai quân đại hỗn chiến bên trong, hiệu quả cố nhiên 10 điểm rõ rệt, nhưng dùng tới đối phó đơn độc tu sĩ cấp cao, coi như quá không tiện. Địch nhân nếu như muốn tránh thoát đi, chẳng lẽ cái này mấy ngàn đê dai nhung vu tạo thành đại trận, còn có thể đuổi được không thành. Chỉ là, tiêu chân nhân tựa hồ cũng không có lui tránh tránh xa chi ý, ngược lại hổ khu chấn động, thân thể tăng vọt. Trong khoảnh khắc, tiêu phàm liền hóa thân thành thân cao hơn 20 triệu siêu cấp cự nhân, cùng hai cỗ vàng dòng ma ngẫu đồng dạng, đỉnh thiên lập địa. Trong hai mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, hổ gầm một tiếng, bước nhanh chân, hướng hai cỗ vàng dòng ma ngẫu vào tới. Ngược lại phải xem thử xem, cái này hai cỗ không giống bình thường vàng dòng ma ngẫu, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. nhưng vu đại quân tiền đạo thấy thế, vô không quá sợ hãi, bối rối phía dưới, vội vã tế lên các loại pháp bảo pháp khí, nhao nhao hướng về tiêu phàm mãnh đánh tới. Trong lúc nhất thời, đầy trời pháp khí bay loạn, rất là đặc sắc. Lấy tiêu phàm tu vi hiện tại, những này đê dai nhung vu vội vàng hấp tấp tế ra pháp khí, làm sao có thể bị thương đến hắn. Huống chi, hắn còn người mặc phải rồng rác, cự nhân những nơi đi qua, cuốn lên một cơn lốc, vô số đê dai nhung vu, bị cỗ này gió lốc càn quét mà lên, bay ra thật xa, một chút né tránh không kịp, tức thì bị cự nhân dẫm tại dưới chân, nháy mắt phần thân toài cốt hóa thành thịt muối. Cự nhân tùy ý vung tay lên, đầy trời bay loạn pháp khí càng là gào thét không dứt, bị quét ra thật xa. Trong lúc nhất thời, thảm kêu mút trời, nguyên bản đội ngũ chỉnh tề nhung vu đại quân tiền đạo, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, để ra nhung vu nhóm đâm quảng đâm xiên, tránh né lấy cái này ma thần đồng dạng cự nhân, loạn cả một đoàn, vậy mà mảy may cũng không thể chậm trễ cự nhân trước tiến vào tốc độ. Mắt thấy tiêu phàm chẳng những không né tránh, ngược lại bay thẳng mà trước, trung niên nhung vu không những không giận mà còn lấy làm mừng, tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn cùng vẻ mặt hưng phấn, miệng bên trong hô quát liên thanh, tự mình hạ đạt chỉ lệnh. Lập tức bụi đất bay dương, ngay tại hướng hai cánh vận động nhung vu hậu quân đại đội bỗng nhiên ra tốc, hướng tiêu phàm cuốn tới. Chỉ cần đem ngoại lai này người bao vây lại, mặc hắn bản sự thông thiên, đó cũng là chắc cánh khó thoát. Nhung vu đại quân tiền đạo lẫn mất lên, hạch tâm quân đoàn lại là không trốn thoát bọn hắn mới là ngưng tụ kim cự nhân mấu chốt, bọn hắn nếu là tránh, cái này nhìn qua uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi hai cỗ kim cự nhân, lập tức liền sẽ tan thành mây khói. Bất quá bọn hắn cũng không có ý định tránh, lúc trước huấn luyện bọn hắn ngưng tụ kim cự nhân thời điểm, cũng đã dự liệu đến trên chiến trường sẽ xuất hiện loại tình hình này. Bởi vì kim cự nhân uy lực quá mức cường đại, địch nhân sẽ liều lĩnh, đánh chúng lực lượng trước đem kim cự nhân phá hủy, tránh cho mình cấp thấp tu sĩ tạo thành to lớn thương vong không ngờ ở đây diễn luyện, sẽ sớm xuất hiện tình cảnh như vậy. Tại thống binh thủ lĩnh lớn tiếng quát khiến phía dưới, sớm đã loạn cả một đoàn bộ đội tiên phong cố gắng thu nạp, ý đồ lần nữa hình thành sức chiến đấu, vì kim cự nhân tranh thủ đến càng nhiều ngưng tụ sức mạnh thời gian. Tiên phong quân đoàn ương ngạnh chặn đánh, tiêu phàm trước tiến vào tốc độ quả nhiên chậm lại. Mặt mũi tràn đầy giữ tợn trung niên nhung vu không khỏi đại hỉ. Dạng này chậm phải dừng một chút, vàng dòng ma ngấu cũng đã khí thức tăng vọt, Lần nữa đạt đến tại Nguyên Anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, đồng thời cánh tay một dương, lại là hai viên ném súng hướng tiêu phàm kích xạ mà tới. Tương đối mà nói, vàng dòng ma ngẫu thủ đoạn công kích có chút đơn một, nhưng uy lực to lớn rất tốt đền bù cái này không đủ. Nhất là lên chiến trường đại hỗn chiến thời điểm, vàng dòng ma ngẫu ném súng, tại xé rách địch quân trận hình phương diện, có không tưởng được hiệu quả. Tại đại chiến trên chiến trường, cấp thấp tu sĩ bình thường đều nhất định phải kết thành trận thế mới có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ nếu như từng người tự chiến lời nói, tại tu sĩ cấp cao trước mặt, cơ hồ không có chút nào kháng cự chi lực. Đối mặt với hai chi gào thét mà đến ném súng, thanh kim sắc phải dòng cự nhân gầm lên giận dữ, duỗi ra hai bàn tay to, không chút do dự bắt lấy ném súng. Tại bắt ở ném súng nháy mắt, phải dòng cự nhân thân thể chấn động mạnh một cái, hướng về phía trước bước chân im bặt mà dừng. Tại to lớn quán tính tác dụng phía dưới, cao tới hơn 20 trượng thân thể, ngạnh sinh sinh bị đâm đến lui về sau đi, hai chân xâm nhập đồng hồ, vạch ra hai đạo rãnh sâu. Một chút đứng được rất gần đê dai nhung vu, thừa cơ nhau nhau thả ra pháp khí. Hướng cự nhân nửa người dưới tấn công mạnh mà đi, nhưng ở vảy rồng giáp biến thái phòng hộ phía dưới, những ngày pháp khí cấp thấp đánh vào vảy rồng giáp bên trên, như là pháo hoa nở rộ, không có chút nào tác dụng. Hai chi ném súng vừa tóm vào trong tay, lập tức liền bắt đầu giãy dụa vặn vẹo, dốc hết toàn lực muốn tránh thoát phải rồng cự nhân trưởng khống. Tiêu phàm cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nâng hai cánh tay lên. Đem thật dài ném xuống hướng hai cỗ vàng dòng ma ngẫu ném trở về, tiếng gió rít gào, thế như bôn lôi. Hai tên kim cự nhân đối này lại là làm như không thấy. Xuy suy hai tiếng, ném súng tại vàng dòng ma ngẫu thân thể to lớn bên trên xuyên ra hai cái đại lỗ thủng vàng dòng ma ngẫu kim sáng nóng lánh, trong khoảnh khắc. Ném súng liền dung nhập vào ma ngẫu thể nội, ngược lỗ thủng lớn cũng phi tốc dung hợp, nháy mắt liền khép lại như lúc ban đầu, ngay cả một điểm vết tích đều không nhìn thấy. Nhìn thấy một màn này, Trung niên Nhung Vu liền cười, cười đến dáng vẻ rất vui vẻ. Cái thằng này có phải là ngốc, thế mà dùng kim cự nhân binh khí phản sát trở về. Hèn mọn Nhung Vu cũng cười, nói: "Sư huynh, xem ra người này đầu não không dùng được, phải bắt được hắn, ứng sẽ không phải quá khó." "Hừ, truyền lệnh xuống." Một lời chưa tất, Trung niên Nhung Vu mặt mũi tràn đầy giữ tợn bỗng nhiên vặn lên, trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, không khỏi một tiếng quát lớn. Người nào, liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một trận gợn nước ba động qua đi, một đạo áo đen váy đen huyền chuyển thân hình nổi lên, mặt mũi tràn đầy băng hàn chi sắc, chính là thiên diệu tiên tử. Nguyên bản một mực đứng tại tiêu phàm bên người thiên diệu tiên tử, bỗng nhiên vô thanh vô tức liền đến nơi này. Trung niên nhung vu bỗng nhiên ý thức được, tiêu phàm ở phía trước náo ra như vậy động tĩnh lớn, vậy mà đối cứng hai cỗ vàng dòng ma ngẫu, vì chính là muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, vì thiên diệu tiên tử thần không biết quỷ không hay lấn đến bên cạnh hắn đánh yểm trợ. Đáng tiếc hắn còn đang chê cười người ta tiêu chân nhân trí thông minh. Chỉ tiếc, lúc này mới hiểu được, thực tế là quá trễ. Bóng người lóe lên, thiên diệu tiên tử liền đến hắn phụ cận, năm ngón tay như câu, vào đầu bắt đem xuống dưới, động tác nhanh như thiểm điện. Trung niên nhung vu giật nảy cả mình, dưới chân độn quang cùng một chỗ, gấp phía bên trái tránh. Vu linh truyền nhân đại đa số đều không am hiểu chém giết gần người trung niên nhung vô có nguyên anh trung kỳ tu vi, nguyên vốn cũng không là tốt như vậy sống chung. Ngang tay đối đầu, thiên diệu tiên tử muốn vô thanh vô tức lấn đến bên cạnh hắn, không để hắn phát giác, thế chỗ khó có thể. Chỉ là hắn thân ở 10 vạn đại quân khu vực trung ương, bốn phía đều là chồng chất môn nhân đệ tử hộ vệ, phía trước tiêu phàm lại đang cùng hai cỗ kim cự nhân đánh cho náo nhiệt, chưa từng nghĩ đến thiên diệu tiên tử sẽ bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xuất hiện. Siêu một tiếng, hư giữa không trung bỗng nhiên hiện ra một mực đen nhánh móng vuốt, hơn một triệu chi cự, không chút khách khí, tiếp tục hướng hắn vào đầu bắt xuống dưới. Móng vuốt chưa trước mắt, trung niên nhung vu liền chỉ cảm thấy bốn phía không khí mãnh mà trở nên như là ngưng kết, thân thể lập tức trở nên thoáng như ngàn cân chi trọng, ngay cả di động nửa bước cũng khó khăn. Thiên diệu tiên tử huyễn hóa ra đến cái này đen nhánh móng vuốt, cũng không phải phổ thông pháp thuật, mà là từ pháp bảo cực phẩm kích phát ra đến, chính là thiên diệu tiên tử tuyệt kỹ thành danh. Vô luận chém giết gần người hay là cự ly xa công kích, đều đều uy lực to lớn. Cái này trung niên nhung vu đến cùng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mặc dù so sánh với thiên diệu tiên tử còn có vẻ không bằng, lại cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy bị cầm xuống. Mắt thấy tình thế nguy cấp, một cỗ khó có thể tưởng tượng to lớn cự lực, bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Người này có thể làm một nhánh đại quân thống lĩnh, cũng là vô cùng có quyết đoán người, tại cái này cấp bách nháy mắt, không chút do dự kích phát bản mệnh pháp bảo bản nguyên chi lực, nháy mắt liền thoát khỏi đen nhánh móng vuốt giam cầm. Cứ việc cứ như vậy, sẽ làm cho bản mệnh pháp bảo bản nguyên bị hao tổn, nhưng quan trọng trước mắt, cũng không lo được những này. Cứu mạng quan trọng, thoáng giấy rụa thoát đen nhánh móng vuốt giam cầm, trung niên nhung vu lập tức phía bên trái bên cạnh trong phương trận kích bắn đi. Bên kia là hắn thân vệ đại quân, từ hắn đồ tử đồ tôn lĩnh quân, trang bị hoàn mỹ nhất, sức chiến đấu cường hãn nhất, trung niên nhung vu cố ý đem chi này thân vệ thả ở bên người, vốn là dự định tại thời khắc mấu chốt làm đòn sát thủ sử dụng, không nghĩ tới hôm nay mình ngược lại cần nhờ chi này thân vệ quân bảo hộ. Lần này, hai cái này kẻ ngoại lai có chút cổ quái, không giống như trước như thế, trực tiếp xông phá đại quân ngăn chặn, bỏ trốn mất dạng, ngược lại đem hắn tên này đại quân thống soái xem như chặn giết mục tiêu, chẳng lẽ bọn hắn dự định bằng hai người chi lực, đem cái này 100.000 nhung vu đại quân toàn bộ tiêu diệt. Bên kia thân vệ quân phương trận mắt thấy thống soái nguy cấp, phát một tiếng hô, cũng nhanh chóng hướng bên này tiến lên đón trung niên nhung vu nhẹ nhàng thở phào một cái thân sắc trên mặt nhẹ nhõm mấy phân chỉ cần hắn có thể kịp thời và thân vệ quân đội trận tụ hợp thiên diệu tiên tử có thể vì lại lớn cảnh giới lại cao lẻ loi một mình cũng không có khả năng tại trong thiên quân vạn mã lại làm bị thương hắn đúng lúc này ba một tiếng vang nhỏ cảm giác bên trên tựa hồ có người nào bỗng nhiên đến chắp sau lưng ai trung niên nhung vu mới làm cho một chữ một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tại phía sau hắn bộc phát ra không tốt mặc dù biết rõ tình hình không đúng tại cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt trung niên nhung vu cũng đã không có mảy may ngăn cản né tránh chỗ trống bỗng nhiên tại phía sau hắn xuất hiện người kia cơ hồ là áp sát vào phía sau lưng của hắn hô hô vui vẻ đây là nặng nề đến cực điểm binh khí cao tốc vạch phá không khí chỗ sinh ra một ngạt thanh âm oanh một tiếng vang thật lớn trung niên nhung vu chỉ cảm thấy đầu ông bạo hưởng lập tức liền mắt tối sầm lại cái gì đều không nhìn thấy Bốn phía nhung vu đồng thời há to miệng, hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn thống xoái đầu tại hai thanh to lớn thổ hoàng sắc cự trùy giáp công phía dưới, như cái trái dưa hấu vỡ ra, máu tươi cùng óc văng khắp nơi. Thân cao hơn một trượng thổ ma ngỗ uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, tay cầm song trùy, như cái đòi mạng ma thần đồng dạng, hung thần ác sát về phần cực điểm. Ma ngỗ, một bên hèn mọn nhung vu, miệng há lớn, gắt gao tiếp cận thổ ma ngỗ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ngày bình thường diễu võ dương oai, không ai bị nổi sư huynh, cứ như vậy chết rồi. Bị một bộ thổ ma ngẫu diệt sát, nói đến, cũng không trách trung niên nhung vô quá bất cẩn, thực tế là ai đều không nghĩ tới, nhóm này kẻ ngoại lai thế mà cũng tùy thân mang theo ma ngẫu, thậm chí còn là đạt đến tại nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong siêu cấp ma ngẫu. Thổ ma ngẫu mượn nhờ xuất thần nhập hóa thuật độn thổ vụng trộm dưới đất tới gần, trung niên nhung vu thế mà không có chút nào phát giác. Hắn chung quanh, đều là vu linh truyền nhân, còn có không ít các thức ma ngẫu, hoàn toàn đem thổ ma ngẫu khí thức che giấu rơi, lại có thể nào nghĩ đến, sẽ có một bộ ma ngẫu xuất thủ tới đối phó mình. Qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu địch nhân chết tại hắn luyện chế ma ngẫu phía dưới, kết quả là mình cũng bị ma ngẫu giết chết, chết được thật không oan. Bất quá cho dù ai cũng biết, phu linh truyền nhân nguyên thần cường đại, nhục thân bị diệt, không có nghĩa là hết thảy hoàn tất. Chỉ thấy hắc mang lóe lên, từ trung niên nhung vu không đầu thi thể chi bên trong bay ra một đạo cao mấy tấc màu đen nguyên anh, đồng dạng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cùng trung niên nhung vu bộ dáng, chỉ là co lại tiểu vô số lần, oán độc vô cùng nhìn chằm chằm thổ ma ngẫu một chút, toàn thân hắc mang lấp lánh, lóe lên liền đến mấy trượng bên ngoài, muốn ỉ vào nguyên anh thuấn di thuật, bỏ trốn mất dạng. Còn muốn đi, thiên diệu tiên tử hư lạnh một tiếng, to lớn màu đen móng vuốt nổi lên, trực tiếp hướng đã bắt đầu thi triển thuấn di thuật trung niên nhung vu nguyên anh bắt tới. Vừa rồi trung niên nhung vu còn có thể lập tức kích phát bản mệnh pháp bảo bản nguyên chi lực, tránh thoát màu đen móng vuốt giam cầm, lúc này nhục thân đã hủy, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, nơi nào còn có thể chống cự được. Màu đen móng vuốt vừa mới trước mắt, Nguyên Anh toàn thân lè lè hắc mang liền cực nhanh ảm đạm đi, như là lâm vào một cái cự đại vũng bùn, mỗi một tác di động đều trở nên cực kỳ gian nan. Trừ phi là cao giai quỷ tu, có thể đem Nguyên Anh cùng thân thể luyện hóa thành một thể, nếu không bất kỳ tu sĩ nào Nguyên Anh tại không có nhục thân che chở tình hình dưới, sức chiến đấu đều sẽ trên diện rộng suy yếu, tại pháp bảo mạnh mẽ công kích đến, cơ bản không chịu nổi một kích. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, hết thảy dễ thương lượng. Mắt thấy không chỗ có thể trốn, trung niên nhung vu Nguyên Anh không chịu được gấp kêu lên, Nguyên Anh đen nhánh khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Thiên diệu tiên tử thần sắc lạnh lùng, không chút do so dự, ôm đồm xuống dưới. Nguyên Anh hét lên một tiếng, tràn ngập ý tuyệt vọng. Kia Nguyên Anh sơ kỳ hèn mọn nhung vu nhìn qua bề ngoài không dương, phản ứng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Mắt thấy sư huynh nháy mắt bị diệt, chỉ là thoảng qua sướng sở ngơ ngác một chút, liền là phi thân lên, hướng phía tây bắc hướng kích xạ mà đi. Dù coi như tại tình hình như thế bất lợi lúc, đầu người này não cũng từ đầu đến cuối thanh tỉnh. Phương hướng tây bắc chính là đại thảo nguyên chỗ sâu, tây nhung giáo khu vực trung tâm, những này kẻ ngoại lai vội vã đào mệnh, liệu tất sẽ không đi ngược lại. Chỉ tiếc, hắn nhìn tính vạn tính, lại tính sai một sự kiện. Cái này hai tên kẻ ngoại lai, lần này chọn lựa là khác biệt sách lược. Nếu như vẫn giống như trước kia, những này kẻ ngoại lai chỉ là vọt qua, tự nhiên là không người đi để ý tới chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ nhung vu là trốn là lưu, sống hay chết. Nhưng lần trở lại này, thiên diệu tiên tử bọn người nhưng là hướng lấy bọn hắn những này cao giai nhung vu nguyên thần mà đến, lại há có thể để hắn dễ dàng như vậy chạy mất. Thiên diệu tiên tử tay vừa thu lại, đem trung niên nhung vu nguyên anh bắt trở về, cũng không để ý tới hắn khổ sở cầu khẩn, cổ tay khẽ đảo, móc ra mấy trường ánh tím lóng lánh phủ lục, liền dán vào kia Nguyên Anh lập tức hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Làm xong đây hết thảy, thiên diệu tiên tử chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn đã thoát ra rất xa hèn mọn nhung vu một chút, vẫn chưa đuổi theo. Trong lúc cấp bách hèn mọn nhung vu quay đầu nhìn một cái, thấy thiên diệu tiên tử không có đuổi theo, không khỏi thở phào một hơi. Đúng lúc này, phích lịch một tiếng, một chương kim sắc lưới điện, giữa trời bao phủ xuống, mỗi một đạo hồ quang điện phía trên, đều mang chí mạng khí tức khủng bố. Đến dương thần lôi, hèn mọn nhung vu giật nảy cả mình, kêu lên sợ hãi. Nhung vu truyền thừa mặc dù cùng ma đạo quỷ tu có khác, nhưng đến dương thần lôi đối này vẫn như cũng có nhất định khắc chế chi lực. Cho nên tại thất dạ giới, tu luyện đến dương thần lôi chính đạo tông môn cực kỳ hiếm thấy, những cái kiêu uy lực mạnh mẽ trí dương lôi điện truyền thừa, đã sớm bị ma đạo quỷ tu nhóm trăm phương ngàn kế diệt sát đi. Đã ma đạo tà tu tại thất dạ giới toàn diện chiếm thượng phong. Ma đạo các đại nhân vật, chắc chắn sẽ không khoan dung chuyên môn khắc chế bọn hắn trí dương thần thông sấm xét tồn tại ở thế gian. Vào đầu oanh sát mà dưới đến dương thần lôi, để hèn mọn nhung vu trong lúc nhất thời cơ hồ chưa tỉnh hồn lại. Tự nhiên, lấy thực lực của hắn mà nói, đối mặt uy lực như thế trí dương lôi điện, hắn coi như lấy lại tinh thần. Cũng không có tác dụng quá lớn, dù coi như tại đại tu sĩ quần thể bên trong, Huệ Thiên Hào cũng coi là cao thủ. Thiên diệu tiên tử cùng hắn là bằng hữu nhiều năm kiêm oan gia, đã sớm cảm ứng được khí tức của hắn đã đến phụ cận. Thiên diệu tiên tử trong lòng rất rõ ràng, đã huệ thiên hào đã xuất thủ, lấy hắn hung hoành bá đạo, hèn mọn nhung vu cơ bản không biết cái gì sức lực chống đỡ. Sự thật cũng là như thế, cứ việc hèn mọn nhung vu dốc hết toàn lực ngăn cản, cuối cùng cũng vẫn là bị trí dương lôi điện không chút lưu tình oanh sát. Ngay cả Nguyên Anh đều chưa từng đào thoát, bị Huệ Thiên Hào một thanh bắt tới, cùng hắn sư huynh đồng giảng, bắt trước làm theo, bị thu tiến vào đặc chế trong bình ngọc. Cùng lúc đó, hậu quân cũng là hỗn loạn tương bừng, phát sinh kịch liệt đánh trận thanh âm. Bất quá đồng đều chưa tiếp tục bao lâu liền lắng lại xuống dưới, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Đái Thành Long ở bên kia hiện thân mà ra. Nguyên bản hậu quân tồn tại hai tên Nguyên Anh Sơ Kỳ Nhung Vu khí tức, đã biến mất. Không hề nghi ngờ, kia hai tên Nguyên Anh Sơ Kỳ Nhung Vu cũng đã bị Âu Dương Minh Nguyệt cùng Đái Thành Long diệt sát. Trong chốc lát, thống lĩnh chi này Nhung Vu đại quân bốn tên Nguyên Anh kỳ cao thủ, toàn bộ ngã xuống, Nhung Vu đại quân lập tức lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh, loạn cả một đoàn. Chỉ có hai cỗ vàng dòng ma ngỗ còn đang cật lực cùng tiêu phàm đối chiến. Thực tế đây là đê giai Nhung Vu nhóm tự vệ duy nhất cậy vào. Ai cũng không dám để kim cự nhân dừng lại. Đi, Âu Dương Minh Nguyệt mắt phượng quét qua, khẽ quát một tiếng, dưới chân độn quang lên chỗ, tay áo tung bay, trực tiếp hướng về phía đông nam hướng bay đi. Thiên diệu tiên tử bọn người không nói một lời, theo sát phía sau. Tiêu Phàm cũng lập tức thoát khỏi kim cự nhân dây dưa, hướng đông bay về phía nam đi. Nguyên bản hắn là muốn hủy đi cái này hai cỗ vàng dòng ma ngẫu, bất quá nghĩ đến, dù coi như như thế, cũng không thay đổi được cái gì, lại muốn ở chỗ này trống rỗng tiêu hao thêm phí không thiếu thời gian cùng chân nguyên pháp lực. Không bằng đi đừng, tu sĩ cấp cao toàn lực mưa xít ben, tuyệt không phải cấp thấp tu sĩ tạo thành nhung vu đại quân có thể đuổi được, huống chi chi này nhung vu đại quân đã rắn mất đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm người liên can trong chớp nhoáng liền đi phải xa. Sau một lát, mọi người liền đã thoát ra cực xa, đem Nhung Vu đại quân bỏ lại đằng sau. Âu Dương Minh Nguyệt nhấn một cái độn quang, phi thân mà xuống, chầm chậm đáp xuống một chỗ sườn núi nhỏ về sau, những người khác nướt nhau, cũng nhao nhao đáp xuống bên người nàng. Thảo nguyên lạnh trong gió, Âu Dương Minh Nguyệt tóc trắng bay múa, phiêu nhiên xuất trần, ánh mắt phung mạnh, liền rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, lạnh nhạt nói: "Tiêu Phàm, các ngươi có kế hoạch gì?" nói nghe một chút đi không đợi tiêu phàm trả lời thiên diệu tiên tử đã lãnh đạm mở miệng chúng ta có thể có kế hoạch gì chuyến này không phải đã nói hết thảy lấy ngươi làm chủ a à. âu dương minh nguyệt ánh mắt tiến đến gần khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc nói thủy đạo bạn lời này không khỏi khinh người các ngươi bỗng nhiên đối với mấy cái này cao dai nhung vu xuất thủ khẳng định là có lý do thủy đạo bạn nhưng đừng nói cho ta là trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn giết mấy người tới chơi chơi. Thiên diệu tiên tử hư lạnh một tiếng, nói, đại trưởng lão vốn đã chạy ở chúng ta đằng trước, cần gì phải lại quay đầu. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, hào không kiêng kỵ nói. Tiêu phàm là chuyến này thành bại mấu chốt, mà kệ tới nơi nào, ta cũng sẽ không vứt xuống hắn. Nói như vậy, thủy đạo bạn rõ chưa, thiên diệu tiên tử một gương mặt xinh đẹp lập tức chìm xuống dưới. Tiêu phàm không khỏi cảm thấy xấu hổ, sờ sờ cái mũi nói đại trưởng lão không khỏi quá cao nhất tiêu mỗ không dám nhận âu dương minh nguyệt ngẩng đầu hướng phía đông nhìn thoáng qua nói nếu như ta nhớ không lầm bên kia lớn trong thần miếu có truyền tống trận vạn nhất chúng ta tìm không thấy truyền tống lệnh bài vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ tiêu đạo hữu không gian thần kỹ tiêu phàm không khỏi cùng thiên diệu tiên tử liếc nhau một cái quả nhiên có thể thu luyện tới cao minh như thế cảnh giới kia đầu đều đặc biệt tốt dùng bọn hắn có thể nghĩ tới âu dương minh nguyệt đồng dạng có thể nghĩ đến nếu không phải như thế âu dương minh nguyệt như thế nào lại rơi quay đầu lại tìm bọn hắn quả thật như thế tại hạ có thể thử một chút tiêu phàm từ tốn nói đã âu dương minh nguyệt cùng hắn nghĩ tới một khối hắn tự nhiên cũng sẽ không lại che giấu bất kể nói thế nào bây giờ tất cả mọi người xâm nhập địch cảnh thân hãm trùng vây thêm một người liền nhiều một phần lực lượng âu dương minh nguyệt khẽ vuốt cằm tựa hồ đối với tiêu phàm thái độ này rất hài lòng, lập tức chuyển hướng thiên diệu tiên tử, nói. Thủy đạo bạn, như thế nào dẫn ra địch nhân chú ý, liền muốn cậy vào thiên diệu cung thần kỹ. Lời nói này phải có chút khách khí, nói thật, muốn thuận lợi áp dụng kế hoạch này, thiên diệu tiên tử mới thật sự là không thể thiếu mang tính then chốt nhân vật. Không có thiên diệu cung đủ để dĩ giả loạn chân huyễn ảnh phân thân, muốn giấu giếm được địch nhân điều tra, thần không biết quỷ không hay chui vào đại thần miếu, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ, dùng mắt tình hình trước mắt mà nói, chỉ sợ toàn bộ Tây Nhung Đại Thảo Nguyên đều tại Nhung vô nhóm mật thiết giám sát phía dưới. Tương đối mà nói, Tiêu Phàm tương đối hiểu quy củ, nam tử hán đại trượng phu, lời hứa ngàn vàng, Âu Dương Minh Nguyệt đã từng hướng Tiêu Phàm thỏa hiệp qua, Tiêu Phàm liền tất nhiên sẽ có qua có lại. Thiên Diệu tiên tử tính tình, nhưng liền không có nhà mình nam nhân như vậy bình thản. Nhất là cùng Âu Dương Minh Nguyệt ở giữa, hai tên cao lãnh mỹ nữ cơ hồ là có thiên nhiên ngăn cách. Bây giờ có việc cầu người, Âu Dương Minh Nguyệt khách khí chút cũng là phải. Thiên diệu tiên tử lạnh lùng nói, thế nào, danh môn chính phái cũng có lúc phải nhờ vào người A. Huệ thiên hào sắc mặt hơi đổi một chút, mắt lộ ra hung quang. Âu Dương Minh Nguyệt lại cười nhạt một tiếng, nói, xích có sở đoàn thốn có sở trường, chính là thường tình. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có một chút hy vọng sống. Thủy đạo bạn không cần hành động theo cảm tính, thiên diệu tiên tử lại hư lạnh một tiếng, chốc lát mới lên tiếng. Thanh mấy người kia nguyên thần đều giao ra đi, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay áo, Huệ Thiên Hào cùng đái thành long riêng phần mình lấy ra bình ngọc, giao cho thiên diệu tiên tử, trong đó chứa lấy, dĩ nhiên chính là vừa mới bắt được mấy tên cao giai nhung vu nguyên anh. Thiên diệu tiên tử tiếp nhận đi, cổ tay khẽ đảo, đều thu nhập mình chữ vật vòng tay, lập tức lấy ra mấy chương kim chói phủ lục, nhấc tay một dương, những bùa chú này liền bay ra ngoài, Âu Dương Minh Nguyệt, Huệ Thiên Hào, đái thành long một người một chương. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Đái Thành Long đều nhiều hứng thú đánh giá trong tay phù lục, Huệ Thiên Hào lại sắc mặt biến hóa, nói. Sư tỷ, đây là cái gì phù lục, kỳ thật hắn cùng thiên diệu cung sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, trở mặt thành thù, chỉ là nhiều năm qua, vẫn luôn tôn xưng thiên diệu tiên tử là sư tỷ, nhưng cũng không cần thiết lại đổi thành thủy đạo bản. Đến bọn hắn bây giờ tu vi cảnh giới, liệu tất cũng không lại so đo cái này khu khu việc nhỏ. Người chẳng lẽ nhìn không ra a? À? thiên diệu tiên tử lãnh đạm hỏi ngược lại, Huệ Thiên Hào trước kia song tu bạn lữ, chính là thiên diệu tiên tử sư muội cũng là thiên diệu cung gần với thiên diệu tiên tử cao thủ, tinh thông thiên diệu cung các loại bí thuật. Vợ chồng bọn họ hòa thuận thời điểm, tại tu luyện công pháp bên trên, tự nhiên cũng sẽ bù đắp nhau, Huệ Thiên Hào đối thiên diệu cung bí thuật, hiểu rõ rất nhiều. Huệ Thiên Hào sắc mặt lại là biến đổi, lần nữa dò xét ở trong tay phù lục một chút, trần chờ nói. Hẳn là đây thật là huyễn ảnh phân thân phù, sư tỷ những năm này, rốt cục đem loại bùa chú này nghiên cứu ra rồi. Thiên diệu tiên tử lại không để ý đến hắn, nhìn về phía Âu Dương Minh Nguyệt, nói. Những bùa chú này, chỉ có thể duy trì 36 canh giờ. Trong vòng 2 ngày, chúng ta nhất định phải đuổi tới Đại Thần Miếu. Mặc dù phù lục chi lực có thể duy trì 3 ngày, nhưng bọn hắn còn muốn vì chính mình trừ lại thời gian nhất định đến tại lớn trong thần miếu bí ẩn làm việc. Nghe trong miệng nàng ý tứ, những bùa chú này chỉ có thể duy trì 36 canh giờ, đã coi như là rất ngắn, nghe vào người khác trong lỗ tai, lại là nhìn mà than thở. Đây chính là tiêu hao tính phù lục, vậy mà có thể duy trì 3 ngày 3 đêm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù là Âu Dương Minh Nguyệt dạng này tại ở sâu trong nội tâm xem thường thiên diệu cung những cái kia thiên môn tả đạo chi thuật người, cũng âm thầm gật đầu. Thiên diệu cung có thể truyền thừa 10.000 năm, đồng thời cùng vô cực môn quan hệ đi được gần như vậy, tuyệt đối có mình độc đáo chi bí, cũng không phải chỉ là hư danh. Chưa tới nửa giờ sau, năm đạo nhân ảnh từ sườn núi sau bắn ra, hướng về phía đông nam hướng mau chóng đuổi theo, tốc độ bay cực nhanh, từ khí tức bên trên phán đoán, chính là tiêu phàm cùng 5 người. Hai ngày, tiêu phàm một nhóm 5 người không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, kính thẳng đến đại thần miếu. Trên đường đi, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một chút tây nhung giáo đệ tử cấp thấp tại hoạt động, cao giai nhung vu một cái không gặp, về phần xếp hàng tề chỉnh nhung vu đại quân, càng là một mực không có. Toàn bộ Tây Nhung Đại Thảo Nguyên, hẳn là đều đã toàn diện tiến vào quân quản trạng thái đại bộ phận phân nhung vu chủ lực đều bị tập trung lại chuẩn bị đi đến toa ma giới cái này cũng hẳn là là thiên ma đạo đợt thứ nhất phái đi toa ma giới đại quân nếu là giao diện đại chiến vậy sẽ phải toàn lực ứng phó năm trên thân người đều lộ ra thuần chính nhất nhung vu khí tức đừng bảo là tây nhung giáo đệ tử cấp thấp liền xem như nguyên anh kỳ cao giai nhung vu gặp gỡ cũng sẽ không đối thân phận của bọn hắn có hoài nghi loại này thuần chính nhất nhung vu khí tức đều đều là từ trung niên nhung vu mấy người trong nguyên anh cưỡng ép kích phát ra đến. Hậu quả của việc làm như vậy, tự nhiên là triệt để tiêu hao hết nguyên anh hồn lực, cuối cùng mấy cái này nguyên anh đều sẽ tan thành mây khói, ngay cả luân hồi chuyển thế tư cách đều không có. Xa xa, cao lớn nguy nga thần miếu thấy ở xa xa. Mỗi một cái đại thần miếu phong cách đều không hoàn toàn giống nhau, thậm chí mỗi một tòa thần miếu đều phong cách khác nhau, cũng không biết ở trong đó phải chăng có nội tình gì. Năm người đồng thời đè lại độn quang. Đại trưởng lão, chỉ sợ nhất định phải trước làm rõ ràng lớn trong thần miếu bố cục mới tốt, không thể quá mù quáng. Mập mạp mang trưởng quỹ híp lại hai mắt, gắt gao tiếp cận phía trước to lớn thần miếu, thấp giọng nói. Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, đối thiên diệu tiên tử nói. Thủy đạo bạn, lại muốn chịu khó giúp cho ngươi. Bất kể nói thế nào, thiên diệu tiên tử thuật dịch dung tinh diệu nhất, từ nàng xuất mã, bị người nhìn thấu phong hiểm thấp nhất. Thiên diệu tiên tử không rên một tiếng, đứng thẳng chỗ một trận gợn nước ba động, thân thể dần dần mơ hồ. Trong khoảnh khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huệ Thiên Hào mang trưởng quý bọn người một cách tự nhiên lấy thần niệm chi lực quét tới, lại là không thu hoạch được gì. Thiên Diệu cung ẩn nấp chi thuật, quả thật không thể coi thường. Ước chừng lớn nửa canh giờ trôi qua, Thiên Diệu tiên tử từ đằng xa phi độn mà đến, tiện tay ném đi, đem một mảnh thẻ che ném cho Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt tiếp tới, thần niệm chi lực quét qua, lập tức liền rõ ràng trong lòng lập tức đem thẻ tre đưa cho bên người Huệ Thiên Hào. Phút chốc, thẻ tre mọi người ở đây trong tay dạo qua một vòng. Không thể nghi ngờ, cái này thẻ tre bên trong ghi lại chính là lớn trong thần miếu địa đồ, đương nhiên không thể nào là toàn bộ, chỉ là trong đó một tiểu bộ phân. Nhưng rõ ràng cho thấy truyền tống đại điện vị trí, cùng từ lối vào tiến về truyền tống đại điện con đường. Cái này liền đầy đủ, bọn hắn lại không nghĩ tại lớn trong thần miếu định cư, càng không muốn từ nội bộ triệt để công hãm cái này tòa pháo đài chỉ cần bình yên đến truyền tống đại điện, chính là bọn hắn thắng lợi. Thậm chí ngay cả thần toán tử ứng linh trạch đều bị từ trong không gian giới chỉ triệu hoán đi ra, cẩn thận xem thẻ tre bên trong địa đồ. Khoảng thời gian này, thổ ma ngẫu một mực thu tại tiêu phàm trong không gian giới chỉ, chưa từng phóng xuất. Chủ yếu vẫn là lo lắng cường đại như thế ma ngẫu, sẽ khiến Tây Nhung giáo cao dai nhung vu ngấp nghẽ, như là linh quan môn đồng giảng. Dẫn phát chút phiền toái không cần thiết, mà lại, cứ việc linh thạch cực phẩm ẩn chứa linh lực đặc biệt cường đại đặc biệt tinh thuần. Trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, linh lực trôi qua cũng có chút không ít. Như không tất yếu, thổ ma ngẫu càng không cần đơn độc hành động. Trong thần miếu phòng ngự tình huống như thế nào, cha xét địa đồ về sau, đái thành long trầm giọng hỏi. Thiên diệu tiên tử đáp, rất trống rỗng, trên cơ bản, tất cả cao giai nhung vu đều đã điều đi, trước mắt trong thần miếu chỉ có cực thiểu số nguyên anh kỳ nhung vu đóng giữ nguyên anh hậu kỳ nhung vu, một cái đều không có. Đái Thành Long gật gật đầu, lại hỏi, lại không biết kia truyền tống đại trận lệnh bài, lại từ người nào đảm bảo. Thiên diệu tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không biết, người kia bất quá là một tên kim đan kỳ đệ tử chấp sự, biết không nhiều. Huệ Thiên Hào hừ một tiếng, nói, phải có lệnh bài, đó cũng là tại nguyên anh kỳ cao dai nhung vu trong tay, cũng nên bắt tới hỏi một chút mới biết được. Tiêu phàm song nghi có chút nhân lại, nói, những này cao giai nhung vu ở giữa, tựa hồ có rất đặc biệt phương thức liên lạc. Một khi thất thủ, kinh động những người khác, tình hình có thể sẽ trở nên 10 điểm không ổn. Cho tới nay, chúng ta đều không có sau khi thấy được kỳ nhung vu lộ diện, cái này rất không bình thường. Lấy tây nhung giáo quy mô, chỉ ít cũng sẽ có hai ba tên nguyên anh hậu kỳ lớn nhung vu. Huệ Thiên Hào cười lạnh nói, bọn hắn là nghĩ nhật có sẵn tiện nghi, trước dùng những này đệ tử cấp thấp đến tiêu hao thực lực của chúng ta. Mặc dù như thế, chúng ta cũng nhất định phải tận khả năng không kinh động những này lớn nhung vu. Đái Thành Long nói, thế nhưng không có lệnh bài, lại như thế nào khởi động truyền tống trận. Dù coi như tiêu đạo hữu tinh thông không gian chi lực, cũng rất khó chống rỗng thúc đẩy truyền tống trận A. Tiêu Phàm Trầm Ngâm không nói, Đái Thành Long nói cũng không phải là không có đạo lý. Mà lại coi như hắn có thể khu động truyền tống trận, đó cũng là phi pháp, đồng dạng sẽ kinh động những cái kia ẩn núp trong bóng tối cao dai nhung vu. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, vô luận như thế nào, đi trước truyền thống đại điện bên kia nhìn kỹ hãng nói, có lẽ lệnh bài cũng chưa chắc liền đảm bảo tại Nguyên Anh kỳ cao dai nhung vu trong tay. Bọn hắn hẳn là nghĩ không ra chúng ta vậy mà dám can đảm trực tiếp xông tiến vào thần miếu đi. Đối này ngược lại là không người có dị nghị, lập tức năm người dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng đại thần miếu bay đi. Lần này, là thiên diệu tiên tử cùng đái thành long một ngựa đi đầu, Âu Dương Minh Nguyệt, Huệ Thiên Hào cùng tiêu phàm theo sát ở phía sau thiên diệu tiên tử cùng đái thành long đều đem cảnh giới áp chế ở nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn âu dương minh nguyệt huệ thiên hào cùng tiêu phàm trên thân lộ ra linh lực ba động thậm chí chỉ có kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn an bài như thế cũng là mọi người sau khi thương nghị kết quả một nhóm năm người tiêu phàm âu dương minh nguyệt huệ thiên hào đều là tu luyện chính đạo công pháp nhất là tiêu phàm hạo nhiên chính khí đường hoàng chính đại rất khó hoàn toàn che lấp được từ bọn hắn dẫn đầu bị người nhìn thấu khả năng gia tăng không ít Thiên Diệu cung truyền thừa vừa chính vừa tà, đái Thành Long càng là có thánh linh huyết mạch, tu luyện cũng không phải 10 điểm chính tông chính đạo công pháp, tương đối mà nói, tốt hơn giả mạo Tây Nhung giáo người. Đại thần Miếu mặc dù là Tây Nhung giáo trọng yếu nhất chỗ, nhưng toàn này đại thần Miếu lại ngoài dự liệu phòng bị thư giãn. Có lẽ là bởi vì đại bộ phận phân Nhung vu đều bị điều không còn nguyên nhân. Bỗng nhiên nhìn thấy hai tên nguyên anh kỳ tiền bối sư tôn Vinh dự đón tiếp, đại thần Miếu thủ vệ đệ tử, từng cái kính cẩn vô so ai còn dám để ra nghi vấn chất vấn. Một đường không nói chuyện, cực kỳ thuận lợi đến truyền tống đại điện. Tiêu phàm vừa đi tiến vào đại thần miếu, liền cảm nhận được một cỗ kỳ lạ không gian chi lực, mặc dù trong lúc nhất thời còn không thể xác định cỗ này không gian chi lực ra sao cùng tính chất, nhưng có một chút lại là có thể khẳng định, đó chính là tòa này đại thần miếu cũng cùng hắn trên địa cầu nhìn thấy tòa kia dưới nước kim tự tháp đồng dạng, có khác càn khôn. Một cái vu linh truyền thừa môn phái, tất cả đại thần miếu lại đều ẩn chứa cường đại không gian chi lực, thật đúng là ngoài dữ liệu. Về phần dưới mắt tòa này đại thần miếu miếu bên trong càn khôn, đến cùng đến cỡ nào rộng lớn, lại là không được biết. Truyền tống đại điện yên lặng, cũng không có bao nhiêu người tay cảnh giới. Nơi đây đã là Tây Nhung Đại Thảo Nguyên Hạch Tâm Địa Vực, chứ mấy cái kia ngay tại vội vàng thoát thân kẻ ngoại lai, đã bao nhiêu năm không người nào dám ở đây quấy rối mà lại truyền tống trận bình thường đều cần lệnh bài khởi động, cần gì phải quá mức cẩn thận. Đệ tử gặp qua hai vị sư tôn, bỗng nhiên nhìn thấy hai tên nguyên anh kỳ nhung vu giáng lâm một danh chính tại buồn ngủ kim đan hậu kỳ nhung vu gấp vội vàng nghênh đón ôm quyền không người thần thái kính cẩn tên này kim đan hậu kỳ nhung vu không hề nghi ngờ là cái này truyền tống đại điện đệ tử chấp sự từ hắn kinh ngạc biểu lộ có thể nhìn ra được hắn thực tế là có chút làm không rõ ràng hai vị nguyên anh kỳ sư tôn bỗng nhiên đến đến nơi đây chẳng biết tại sao người tên là gì thế nhưng là nơi đây chấp sự a à? đái thành long trầm giọng hỏi về sư tôn lời nói, đệ tử Cam Lăng Phi, chính là nơi đây chấp sự, không biết sư tôn có gì phân phó. Đái Thành Long hừ một tiếng, nói, ta cùng có việc gấp, tất phải lập tức chạy tới Bình Thành, cần bắt đầu dùng truyền tống đại trận. Bình Thành là Tây Nhung Thảo Nguyên Tây bộ biên giới một tòa thành trì, mặc dù còn tại Thảo Nguyên biên giới chỗ, cũng đã không thuộc về Tây Nhung Giáo Quản Hạt, mà là Thiên Ma Đạo khác một tông cửa Quản Hạt chi địa. Thiên Diệu Tiên Tử đã sớm tại kia tù binh trong biển thần thức lục soát qua, biết tòa này lớn trong thần miếu chỉ là một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận, truyền tống khoảng cách cũng không xa xôi, Bình Thành đã là cái này cái truyền tống trận cực hạn. Mặc dù không biết Bình Thành tình hình như thế nào, tốt xấu cũng đã ra Tây Nhung giáo khu vực quản lý, nghĩ đến luôn luôn so vây ở cái này Tây Nhung thảo nguyên khu vực trung tâm phải tốt hơn nhiều, chỉ ít lượn vòng không gian lớn thêm không ít. Mà lại tiêu phàm quẻ tượng bên trong biểu hiện, Tây Phương vì cát. Muốn đổi hướng Bình Thành, cam lăng phi giật nảy cả mình, gấp vội vàng ngẩng đầu lên hai vị sư tôn không biết có chuyện gì quan trọng, cần tiến đến Bình Thành. Hừ, đây là ngươi nên hỏi sao? Đái Thành Long lần nữa hừ lạnh một tiếng, thần thái cùng thanh âm đều trở nên cực kỳ không vui. Vâng, sư tôn, là đệ tử đi quá giới hạn. Mắt thấy Đái Thành Long nổi giận, Cam Lăng Phi ngay cả vội vàng cúi đầu đi, ngữ khí càng thêm kính cẩn. Chỉ là hai vị sư tôn, đệ tử là nơi đây chấp sự, nhưng không có khởi động lệnh bài. Hai vị sư tôn có thể hay không đem lệnh bài giao cho đệ tử, đệ tử cái này liền an bài khởi động truyền tống trận. Ngươi không có lệnh bài, đái thành long lập tức nhăn đầu lông mày, thần thái càng thêm không vui. Chẳng lẽ lệnh bài không phải từ ngươi đảm bảo sao? Cam Lăng Phi bận biểu tức nói, trước đó, đúng là từ đệ tử đảm bảo, nhưng đoạn thời gian trước, lệnh bài đã đoạt lại đi lên. Bây giờ ở đây, chỉ có Hàn Sư Thúc nắm giữ lệnh bài. Hẳn là hai vị sư tôn không biết, Đái Thành Long khẽ nói ta cùng một ngực tại phía trước chặn đường những cái kia kẻ ngoại lai, lại làm sao biết những này việc nhỏ không đáng kể. Hàn sư huynh hiện ở nơi nào, ta cái này liền đi tìm hắn, yêu cầu lệnh bài. Đúng đúng, cam lang phi một chàng tiếng nói. Hàn sư thúc liền ở chỗ này tỏa chấn, đệ tử vì hai vị sư tôn dẫn đường. Cái này cam lang phi, ngược lại là cái tám mặt linh lung người, cũng chính vì vậy, mới giữa bất chi bất giác bảo trụ một cái mạng. Nếu là lắm mồm, truy vấn ngọn nguồn, đái thành long không cẩn thận lộ ra sơ hở, cái chết kia của hắn kỳ cũng liền đến. Ừm, đái thành long càng thêm nắm, chỉ từ mũi khổng lý trả lời một tiếng. Lập tức tại cam lăng phi dẫn dắt phía dưới, một đoàn người rời đi truyền tống đại điện, hướng đại thần miếu khác một nơi đi đến. Hàn sư thúc là một tên nguyên anh sơ kỳ nhung vu, tây nhung giáo là đại tông môn, trong giáo nguyên anh kỳ tu sĩ không ít, hàn sư thúc dạng này, chỉ là bình thường mà thôi, không coi là bao nhiêu xuất chúng. Nguyên bản đái thành long cùng thiên diệu tiên tử đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần cái này hàn sư thúc hơi hơi lộ ra hoài nghi chi ý, lập tức liền đem hắn chế trụ, cưỡng bức hắn giao ra truyền tống lệnh bài. Lượng tất chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ nhung vu, tại bốn năm tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ uy hiếp phía dưới, tuyệt đối không dám hưng khởi mảy may lòng kháng cự. Ai biết sự tình lại thuận lợi ngoài ý liệu, hàn sư thúc nghe xong đái thành long nói rõ ý đổ đến, cơ hồ không thế nào do dự, một ngụm liền đáp ứng. Thậm chí ngay cả sư huynh họ gì đại danh đều chưa từng xin hỏi, phảng phất đều là người quen biết cũ. Đái Thành Long cùng Thiên Diệu Tiên Tử liếc nhau, đều khẽ vuốt cằm. Đã người này sảng khoái như vậy, ngược lại là không cần thiết phức tạp. Có lẽ cái này cũng nhờ vào Tây Nhung giáo quá lớn, ngay cả Nguyên Anh kỳ giữa các tu sĩ đều lẫn nhau chưa quen thuộc. Hàn sư thúc tự mình dẫn dắt mọi người, lần nữa đi tới truyền tống đại điện, thay xong linh thạch, đem truyền tống lệnh bài giao đến Đái Thành Long trong tay, ôm quyền nói. Chư vị hết thảy thuận lợi, Đái Thành Long cũng ôm quyền hoàn lễ truyền tống trận lập tức khởi động, hào quang màu nhũ bạch lấp lánh về sau, đái thành long đám người thân ảnh dần dần mơ hồ, biến mất tại trong truyền tống trận. Nguyên bản một mực mặt mang mỉm cười, đứng trang nghiêm cung tiến hàn sư thúc, tại đái thành long bọn người biến mất nháy mắt, nụ cười trên mặt bỗng nhiên liền thu vào, ánh mắt nháy mắt trở nên âm trầm. Cam lăng phi thấp giọng hỏi, hàn sư thúc, cái này hai vị tiền bối sư tôn, ra sao chỗ thần miếu? Hàn sư thúc ánh mắt lạnh lùng quét tới, khóe miệng hiện lên một tia mang theo mỉa mai ý cười lạnh nhạt nói cam sư điệt ngươi là thật không rõ ràng hay là biết rõ còn cố hỏi cam lang phi không khỏi khẽ giật mình lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ chê cười nói sư thúc đệ tử không rõ đệ tử chẳng qua là cảm thấy mấy vị này rất là lạ mặt sư thúc lại chưa từng xin hỏi đệ tử còn tưởng rằng sư thúc cùng bọn hắn rất quen hàn sư thúc cười lạnh một tiếng nói chúng ta tây nhung giáo nguyên anh kỳ đồng môn mặc dù nhân số không ít nhưng lẫn nhau ở giữa đều đã từng quen biết hai vị này ta trước kia liền chưa bao giờ thấy qua kia sư thúc vì sao còn đưa bọn hắn đi vạn nhất bọn hắn là những cái kia kẻ ngoại lai giả trang như thế nào cho phải hàn sư thúc lại nhìn hắn một cái trên mặt mỉa mai ý vị càng đậm lạnh lùng hỏi bọn hắn nếu thật là những cái kia kẻ ngoại lai giả trang cam sư điệt thật rất hy vọng ta ngay mặt vạch trần bọn hắn a những cái kia kẻ ngoại lai cơ hồ tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Cam sư điệt cảm thấy, dựa vào chúng ta thần miếu dưới mắt chút người này tay. Đối mặt năm tên hậu kỳ đại tu sĩ, có thể có mấy phần thắng. Cam Lăng Phi không chịu được nhẹ nhàng dùng mình một cái, luôn miệng nói. "Đúng đúng, đệ tử hồ đồ, hay là sư thúc anh minh?" Hàn sư thúc hừ lạnh một tiếng, "Chỉ là, sư thúc, vạn nhất bọn hắn thật sự là những cái kia kẻ ngoại lai giả trang, chúng ta lại đem bọn hắn đưa tiến, tổng đàn bên kia nếu như truy cứu tới, lại như thế nào cho phải?" chốc lát cam lăng phi lại thấp giọng hỏi mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng hàn sư thúc cười lạnh nói ngươi cho rằng ta đưa bọn hắn đi nơi nào cam lăng phi không khỏi sửng sốt chốc lát thăm dò mà hỏi thăm chẳng lẽ sư thúc không phải đưa bọn hắn đi bình thành bình thành hắc hắc bọn hắn liền ngẫm lại được ta trực tiếp đưa bọn hắn đi gặp giáo tôn a à, lần này cam lăng phi là thật trợn mắt hốc mồm bên này hàn sư thúc cười lạnh liên tục Bên kia toa, truyền tống trận hào quang màu nhũ bạch lấp lánh, Tiêu Phàm cùng năm người thân hình dần dần tại trong truyền tống trận ương hiển hiện ra. Truyền tống chưa cuối cùng hoàn thành, trong lỗ tai của mỗi người liền đều vang lên Tiêu Phàm truyền âm. Mọi người cẩn thận chút, tình hình có chút không đúng, truyền tống khoảng cách quá ngắn, không giống như là đến bình thành. Bình thường nguyên anh tu sĩ, thân ở trong truyền tống trận, bình thường đều sẽ sinh ra cảm giác hôn mê, có thể tại lệnh bài trợ giúp dưới chống lại không gian áp lực, coi như rất không tệ. Về phần nói đến phát giác truyền tống cách ở cách xa gần, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ, tuyệt đối không thể. Nhưng tiêu phàm lại là một ngoại lệ, truyền tống cách ở cách xa gần, không nói hắn có thể phân biệt phải phi thường rõ ràng, nhưng cũng có thể tám chín phần 10. Mọi người lập tức liền đề cao 12 phân cảnh giác. Nhưng mà bên ngoài truyền tống trận, lại là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cùng lúc trước đồng giảng, toàn bộ truyền tống đại điện yên tĩnh, 10 điểm bình thản tĩnh mịch, không có chút nào lệ khí, thậm chí ngay cả thủ hộ truyền tống trận vệ sĩ đều rất ít. Chờ bọn hắn từ truyền tống trận hiện thân mà ra, mới có một tên kim đan kỳ nữ đệ tử bước liên tục khoan thai đi lên phía trước, nhẹ nhàng thi lễ, kính cẩn nói. Gặp qua hai vị sư tôn, hai vị sư tôn là đến nghị sự A, mời theo đệ tử bên này đi, đại hộ Pháp đã sớm đang chờ chư vị sư tôn. Tên nữ đệ tử này khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thon thả, chỉ có trong kim đan kỳ cảnh giới, thanh âm nói chuyện nhu nhu, rất là êm tai. Đái Thành Long nhàn nhạt gật đầu một cái, nói, đằng trước dẫn đường, vâng, nữ đệ tử núng nịu đáp, nhẹ dơ lên gót sen, dáng người thướt tha ở phía trước dẫn đường. Âu Dương Minh Nguyệt truyền âm nói, nơi này không phải bình thành, xem ra chúng ta truyền tống sai chỗ. Trừ truyền tống xa khoảng cách gần không đúng, người này cũng không đúng, nói lời càng không đúng. Bình Thành mặc dù cũng tại Tây Nhung Thảo Nguyên địa giới bên trên, cũng đã không thuộc về Tây Nhung giáo quản hạt, nếu như nơi này là bình thành, thủ hộ bên này truyền tống trận vệ sĩ, liền không nên là Tây Nhung giáo Nhung Vu. Về phần nói đến tới tham gia cái gì hội nghị, còn có đại hộ pháp vân vân, càng là cùng bình thành không khớp hào. Tiêu Phàm từ tốn nói, nơi này là Tây Nhung giáo tổng đàn, mọi người đều đều giật mình, đái thành long truyền âm hỏi. Làm sao ngươi biết, trực giác, Tiêu Phàm trả lời chắc chắn cực kỳ đơn giản, mà lại tựa hồ rất miễn cưỡng, lại không có bất kỳ người nào đưa ra chất vấn. Mỗi người bọn họ đều tin tưởng trực giác, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, trực giác cơ hồ là bọn hắn su các tị hung thiết yếu kỹ năng một trong, nếu không có cái này cực kỳ trực giác bén nhạy, bọn hắn không biết muốn bao nhiêu kinh lịch nhiều thiếu phong hiểm, hơn phân nửa không sống tới hôm nay. Tiêu phàm ở đây cảm ứng được cùng trên địa cầu dưới nước kim tự tháp cơ hồ giống nhau như đúc khí tức, cùng tây nhung giáo tổng đàn sở tại địa đại thần miếu khí tức, cũng là nhất trí. Cơ hồ là lập tức, mọi người liền biết, đây không phải một sai lầm mà là Hàn Sư Thúc cố ý gây nên. Người kia đã sớm đang hoài nghi thân phận của bọn hắn, lại bất động thanh sắc, đem bọn hắn trực tiếp truyền tống đến Tây Nhung Giáo Tổng Đàn, cũng coi là nhân vật lợi hại. Mọi người truyền âm trao đổi, dưới chân lại là không chậm không nhanh, đi theo kia kim đan kỳ nữ đệ tử sau lưng, đi thẳng về phía trước. Tòa này đại thần miếu không gian chi lực, sau so lúc trước tòa kia lớn trong thần miếu không gian chi lực càng mạnh. Có lẽ, nơi này thật cũng sẽ có một cái rộng lớn trong miếu càn khôn trong thần miếu con đường uốn lượn khúc chiết, ven đường cảnh sắc vẫn còn yêu mỹ. Kim đan kỳ nữ đệ tử dẫn mọi người đi qua một mảnh hoa mộc sum xuê lâm viên, trực tiếp hướng ẩn giữa khu rừng chỗ sâu một cái thiền điện đi đến. Thiên diệu tiên tử chợt dừng bước, trong mắt tinh quang lóe lên, tay phải tìm tòi, năm ngón tay như câu, vào đầu hướng na tên phía trước bên cạnh dẫn đường kim đan kỳ nữ đệ tử bắt xuống dưới. Lần này đột nhiên gây khó khăn, trước đó ngay cả nửa điểm dấu hiệu đều không có, tên kia kim đan kỳ nữ đệ tử không có chút nào phòng bị, nửa phân kháng cự chi lực cũng vô, chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, cả người liền bị thiên diệu tiên tử nắm ở trong tay, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân loạn run. Sư, sư tôn, nữ đệ tử dọa đến liền âm thanh đều biến điệu, thiên diệu tiên tử lạnh lùng nói, các người Tây Nhung giáo nghị sự, còn muốn trước bố trí cái mê huyễn đại trận A. Mê huyễn đại trận, sư tôn, đệ tử không rõ ý của sư tôn. Đáng thương cái này nữ đệ tử, coi là thật dọa đến hồn bất phụ thể. Nàng bất quá là tên đệ tử cấp thấp thôi, chỉ là vì các vị đạo hữu dẫn đường người. Đạo hữu gì ngang phần, cần gì phải làm khó nàng. Đúng lúc này, thanh âm của một nam tử nghĩ tới, trầm thấp mà nhu hòa, nghe vào người trong lỗ tai, nói không nên lời dễ chịu. Chỉ nghe thanh âm này, có thể suy ra, người này nhất định là một vị phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Thiên diệu tiên tử hư lạnh một tiếng, tay một dương, trong tiếng kêu sợ hãi, kia kim đan kỳ nữ đệ tử liền xa xa bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. mặc dù rơi chật vật, nhưng lại chưa thụ thương. lấy thiên diệu tiên tử thân phận, xác thực cũng sẽ không đối dạng này một tên đệ tử cấp thấp đột nhiên hạ sát thủ, Vô sự vô bổ sẽ chỉ bằng thêm mấy phân lệ khí. mấy vị đạo hữu lá gan thật đúng là không tiểu a, thế mà không hướng bờ biển chạy, còn dám về tới nơi này, là lấn ta tây nhung giáo không người a. kia nam tử thanh âm vẫn như cũ trầm thấp nhu hòa ngữ khí lại tựa hồ có chút không vui, cũng mang theo mấy phân khinh miệt cùng mỉa mai chi ý. Cái kia sợ các người mấy cái này kẻ ngoại lai bản sự thông thiên, cứ như vậy xông tiến vào chúng ta Tây Nhung giáo tổng đàn, cái kia cũng nhất định gọi các người tới đi không được. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, từ tốn nói, như là đã đến quý giáo tổng đàn. Quý giáo lại còn muốn vì chúng ta chỉ là 5 người bày ra dạng này một cái mê huyễn đại trận, Tây Nhung giáo thực lực, sợ cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nói cái này thật lâu lời nói, kia nam tử thanh âm mặc dù nghe được hết sức rõ ràng, nhưng Thủy Trung không thấy bóng dáng. Quay đầu nhìn lại, khúc kính thông u, sau lưng không ít cảnh vật đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ. Trên thực tế, bọn hắn đã hãm thân tại mê huyễn đại trận bên trong. Phải nói, Tây Nhung giáo cái này mê huyễn đại trận, rất có độc đáo bí mật thậm chí ngay cả tiêu phàm dạng này một cùng một trận pháp đại sư cùng thiên diệu tiên tử dạng này huyễn thuật cao thủ cũng không thể ngay lập tức phát giác muốn cùng hãm thân trong đó mới có thể kịp phản ứng tự nhiên cùng nơi đây không gian chi lực cũng có được mật thiết liên quan thường thường có không gian chi lực trộn lẫn trong đó huyễn trận uy lực càng thêm cường đại cũng càng thêm khó mà phân biệt nhưng âu dương minh nguyệt đám người thần sắc nhìn qua lại tương đối buông lỏng không phải ra vẻ nhẹ nhõm mà là thật nhẹ nhàng thở ra như là âu dương minh nguyệt lời nói nơi đây cố nhiên là tây nhung giáo tổng đàn lại muốn bày ra mê huyễn đại trận đến đối phó bọn hắn có thể thấy được tổng đàn thực lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy đa số cao giai nhung vu đều đã bị phái đi ra thống mang đại quân khắp thế giới bao vây chặn đánh kẻ ngoại lai lại có thể nào nghĩ tới những thứ này kẻ ngoại lai vậy mà to gan lớn mật một lần nữa lại giết về tổng đàn đến tại tây nhung giáo cao giai nhung vu tất tập trước đó bọn hắn hay là có nhất định hy vọng phá vây mà đi đương nhiên điều kiện tiên quyết là tây nhung giáo tổng đàn không có ngộ linh kỳ lão tổ tỏa chấn bất quá việc này thật là nói không chính xác tiêu phàm không nói hai lời ống tay áo lắc một cái một đầu lông xù mèo đen bắn ra, lăn khỏi chỗ, hóa thành một tên cao gầy đầy đặn áo đen mỹ thiếu nữ, đứng tại tiêu phàm bên người. Chính là Hắc Lân, thời khắc này Hắc Lân, công lực lớn tiến vào, khó khăn lắm đã đạt đến tại hóa hình sơ kỳ đại thành cảnh giới. Khoảng thời gian này, các loại linh đan diệu dược liền không có từng đứt đoạn, tiêu phàm tìm kiếm nghĩ cách lấy được cao dài yêu thú nội đan, đa số đều thành Hắc Lân trong bụng thức ăn ngon. Có cái này rất nhiều vật đại bổ, Hắc Lân tiến bộ thần tốc cũng liền hợp tình hợp lý. Trước mắt hắc y thiếu nữ, dáng người đầy đặn, làn da trắng nón, xinh đẹp như hoa, trừ tai nhọn nhọn, còn lưu lại một chút xíu nhung mau bên ngoài, cùng nhân loại mỹ thiếu nữ không có nửa phần khác biệt, lại kiêu lại khờ, xinh đẹp vô song. Lần đầu nhìn thấy hắc lân Âu Dương Minh Nguyệt Đái Thành Long bọn người không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lần này tầm bảo đoàn, tiêu phàm tu là thấp nhất, nhưng tùy thân mang theo các loại kỳ quái đồ vật thật đúng là không phải số ít. Một đầu 10 cấp yêu thú Linh sủng, cố nhiên cũng không khiến cái này như nhân cỡ nào để vào mắt, nhưng linh thú có một chút đặc thù thiên phú, lại cũng không phải là loài người tu sĩ có thể chịu được so sánh. Tiêu phàm giờ phút này bỗng nhiên đem Hắc Lân triệu hoán đi ra, khẳng định có lý do. Hắc Lân không kịp cùng tiêu phàm thân cận, cong lên đỏ trói bờ môi, ngập nước mắt to nháy mắt chừng phải tròn căng, bốn phía quét qua, chật chật lưỡi, nói. Cái này viễn trận có chút ý tứ, cái kia nhu hòa giọng nam cười nói, kia là tự nhiên, nghĩ không ra một đầu nho nhỏ yêu thú, còn có chút kiến thức. Ngươi nói ai là yêu thú, ngươi mới là yêu thú, cả nhà ngươi đều là yêu thú. Một lời chưa tất, Hắc Lân liền là giận tím mặt, chu cái miệng nhỏ, chửi ầm lên, cùng lúc đó, đưa tay phải ra xanh thẳm hai ngón tay. Cũng chỉ như kích, tại mình trơn bóng trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, một viên đen nhánh mắt sọc, bỗng nhiên tại trán của nàng chính giữa nổi lên. Bất quá viên này mắt dọc rất không rõ rệt, chỉ là có chút tương tự mà thôi nhưng cái này cũng đã đầy đủ. sau một khắc, một đạo đen nhánh quang mang từ viên này dựng thẳng trong mắt bắn thẳng đến mà ra, hướng về mặt đông bắc một chỗ vách tường mảnh bắn xuyên qua. a, à, cái kia nhu hòa giọng nam phát ra kinh ngạc nhẹ kêu thanh âm. thật mắt chi quang, đái thành long cũng kinh hô một tiếng. thật mắt chi quang là quỷ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân bản mệnh thần thông, đái thành long là có thánh linh huyết mạch nửa nhân tu sĩ, đối các loại thánh linh hiểu rõ, xa tại nhân loại tầm thường tu sĩ phía trên tự nhiên một chút liền đem cái này thần thông nhận ra được. Suy, chỗ kia vách tường bị thật mắt chi quang nháy mắt xé rách, sương mù lan tràn. Bên trong loáng thoáng có một đạo thân mặc áo bào trắng thân ảnh. Thật mắt chi quang quả nhiên không thể coi thường, chỉ một kích liền xé mở huyễn trận. Cơ hồ là đồng thời, tiêu phàm nhấc tay một dương, một cái kim sắc như ý bảo tháp bắn ra, đón gió căng phồng lên. Nháy mắt hóa thành lớn gần trượng nhỏ, toàn thân ngân sắc hồ quang điện lượn lờ, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, mảy may cũng không tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới luyện hóa lôi thú cùng mậu thổ thần lôi về sau tại lôi điện chi lực bên trên tiêu phàm đã trực tiếp đột phá đến cuối cùng tiêu chuẩn mặc dù chỉnh thể cảnh giới còn dừng lại tại trung kỳ chỉ riêng lôi điện chi lực cùng luyện thể chi thuật cũng đã cùng hậu kỳ đại tu sĩ tương xứng loại này đặc thù tình hình tại tiêu phàm trên thân cũng không phải là lần đầu xuất hiện giống như hắn mỗi lần tiến giai cơ hồ đều cần trải qua dạng này chương trình có lẽ, cái này cùng trong cơ thể hắn linh căn quá nhiều có quan hệ. Chân chính cảnh giới tăng lên, lại tất nhiên là hạo nhiên chính khí nâng cao một bước. Vì như thế, hắn mới có thể tính là chân chính tiến dai. Bất quá giờ phút này, tiêu phàm cần liền là hậu kỳ đại tu sĩ sức chiến đấu. Hắn cùng Hắc Lân ở giữa đã sớm tâm ý tương thông, căn bản không cần mở miệng, tiêu phàm liền biết Hắc Lân muốn tới đâu công kích, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Huyễn trận bị thật mắt chi quang xé ra nứt, lôi quang bảo tháp lập tức tế ra, song phương phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao. Phích lịch một tiếng, một đạo thô to lôi trụ, hướng về trong xương mù người áo bào trắng ảnh đánh mạnh mà hạ. Người kia hiển nhiên chưa từng ngờ tới, tiêu phàm công kích đến mức như thế mau lẹ, cơ hồ ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị thô to lôi hổ bổ vừa vặn. Tại mãnh liệt như vậy lôi điện oanh kích phía dưới, dù coi như là chuyên tu thần thông sấm xét Âu Dương Minh Nguyệt cùng Huệ Thiên Hào, đều ngăn cản không nổi, lại càng không cần phải nói trời sinh liền bị thần thông sấm xét khắc chế mấy phần vu linh truyền nhân. Tiếng sét đánh bên trong, hồ quang điện phía dưới, kia thân mặc áo bảo trắng bóng người cơ hồ là lập tức liền nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Ngay sau đó, tê tê tiếng nổ lớn, nồng vụ cuồn cuộn, đem thật mắt chi quang xé rách lỗ hồng kết hợp lại, đảo mắt liền biến thành một cái mơ hồ lầu cát tại nồng đậm trong sương mù trắng như ẩn như hiện. Tiêu Phàm nhấc tay đem lôi quang tháp thu hồi lại, nhờ trong tay, hai mắt tinh quang nhấp nháy hoàn toàn không có đắc thủ sau ý mừng rỡ. Hắc hắc, thật ác độc đoạn, không nghĩ tới mấy vị đạo hữu bên trong, ngược lại là ngươi xuất thủ trước nhất, xem ra bản tỏa thật đúng là có chút xem thường ngươi. Chốc lát, kia nhu hòa giọng nam lại lại vang lên, trong giọng nói, đã không có phân uất cũng không có đau đớn, tựa hồ vừa mới tiêu phàm kia một đòn sấm vang chấp giật, vậy mà không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây cũng nằm trong dự liệu, nơi đây nếu là Tây Nhung giáo tổng đàn, người này nhất định không phải hạng người tầm thường, Tiêu Phàm tiện tay một kích nếu là có thể làm bị thương hắn, ngược lại không hợp với lẽ thường. Ngươi là thật không nên xem thường hắn, ngoài dữ liệu, nói câu nói này vậy mà là Âu Dương Minh Nguyệt. Đã từng có rất nhiều người đều xem thường qua hắn, nhưng những người này đều không ngoại lệ, hạ chàng đều rất khó nhìn. Các hạ nhưng không phải trở thành kế tiếp, Huệ Thiên Hào đái Thành Long đều giật mình nhìn qua Âu Dương Minh Nguyệt, tựa hồ tuyệt nghĩ không ra, như vậy vậy mà xuất từ Âu Dương Minh Nguyệt miệng. Đây là cái kia cao cao tại thượng ngạo khí phi phàm đại trưởng lão A. Lúc nào, Âu Dương đại trưởng lão sẽ trước mặt người khác như thế tôn sùng một tên hậu bối tu sĩ. Lại càng không cần phải nói, tên tu sĩ này hay là vô cực truyền nhân, còn đã từng giết nàng chất nghi. Âu Dương Minh Nguyệt đối Huệ Thiên Hào cùng đái thành long giật mình không thèm để ý chút nào, ngữ khí bình tĩnh, sắc mặt càng bình tĩnh, phảng phất chính là tại tự thuật một sự thật thôi. Thật sao, như thế nói đến, bản tỏa thật đúng là phải cẩn thận để ý mấy vị đạo hữu không ngại thông báo một chút tên họ nói rõ một chút ý đổ đến có lẽ chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có giàn xếp chỗ trống vị này cũng thật sự là tốt hàm dưỡng vậy mà hào không tức giận âu dương minh nguyệt liền cười rất chân thành nói đạo hữu chúng ta chỉ là đi ngang qua nguyên bản đối quý giáo đối toàn bộ thiên ma đạo đều cũng vô ác ý nếu như đạo hữu thật có thể giàn xếp lời nói thiếp thân bọn người cảm kích khôn cùng cái kia nam vừa nói nói nếu như đạo hữu bọn người không có giết ta giáo bạn, bản tọa là tuyệt đối thông suốt tan, vô duyên vô cớ, chúng ta Tây Nhung giáo cũng không nguyện ý bốn phía gây thù hằn. Nhưng dưới mắt, các vị đạo hữu muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi, lại là không được. Tại hạ mặc dù trong giáo đại hộ pháp, lại cũng cần cho cái khác giáo hữu một cái công đạo. Người này ngữ khí vẫn như cũng nhu hòa, nghe vào 10 điểm chân thành, tựa hồ chắc chắn tại nghiêm túc cân nhắc tha bọn họ một lần khả năng. Như vậy đi, năm vị đạo hữu nếu như chịu lưu lại hai vị, ba người khác liền có thể lập tức rời đi. Cũng coi là tại hạ cho giáo hữu nhóm một cái công đạo. Trừ vị này có linh sủng tiểu hữu nhất định phải lưu lại bên ngoài, mặt khác còn để lại ai, mời các đạo hữu tự quyết, tại hạ cũng không can thiệp. Như thế nào? Chốc lát, đại hộ pháp trầm ngâm nói, ngữ khí càng thêm thành khẩn. Mỗi người đều cười, bao quát Tiêu Phàm đều đang cười. Đại trưởng lão, giết hắn. Hắn đang trì hoãn thời gian, Huệ Thiên Hào ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, lập tức hung tợn quát: cổ tay khẽ đảo, một thanh vàng óng ánh lôi chùy nổi lên, dơ lên cao cao, từng đạo kim sắc lôi hồ, trong hư không hiển hiện, hướng về lôi chùy tụ đến, một cỗ trí dương khí tức đột nhiên tràn ra, cùng tiêu phàm lôi quang tháp phóng xả ra đến ngân sắc lôi điện, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này, Hắc Lân cũng động, nguyên bản bắt đầu hít mắt hai mắt, bỗng nhiên trừng tròn xoe, dưới chân độn quang cùng một chỗ, trong chớp nhoáng phía bên trái chớp nhoáng mà đi. Đứng tại nàng bên cạnh thân không xa thiên diệu tiên tử hét lên một tiếng, tiêm tiêm tố thủ một trường đánh ra, bốn phía nhiệt độ chợt hạ, một cỗ mù xương hàn khí phun ra ngoài. Ngay tại Hắc Lân vừa mới đứng thẳng địa phương, nguyên bản không có vật gì chỗ, đột nhiên hiện ra một đầu tinh xảo rắn độc, cái này con rắn độc dài không quá bốn thước, cơ hồ là hoàn toàn trong suốt, duỗi ra thật dài lưỡi rắn, mở ra miệng rộng, tựa hồ đang chuẩn bị nhắm người mà phệ, lại toàn thân khoác đầy xương lạnh, nháy mắt bị đông cứng thành một đầu thật dài băng côn. Không hề nghi ngờ, cái này là đối phương muốn đánh lén Hắc Lân mặc dù hắc lân chỉ là một đầu hóa hình sơ kỳ linh sủng nhưng thật mắt chi quang bản mệnh thần thông lại là đối phó huyễn trận lợi khí núp trong bóng tối địch nhân lấy trước nàng khai đao chính là chính xác nhất sách lược dám đánh lén ta hắc lân giận tím mặt thân thể mềm mại lắc một cái vô số hắc mang nổi lên hóa thành đếm không hết màu đen phi châm mật như như mưa rào hướng bị xương lạnh đông cứng trong suốt sắn độc kích bắn đi suy suy tiếng xé gió bên trong sen lẫn thanh thúy khối băng vỡ vụn thanh âm bị xương lạnh đông cứng rắn độc, không có chút nào kháng cự chi năng, lập tức liền từng mảnh vỡ vụn ra, huyết nhục cùng khối băng rớt xuống đất. Bất quá, ngoài dữ liệu chính là, khối băng vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, liền là hòa tan ra, trong suốt rắn độc huyết nhục đảo mắt hóa thành huyết thủy, rót vào tới lòng đất không thấy bóng dáng. Độc này rắn tựa hồ là bất tử thân, ma ngẫu, tiêu phàm thấp giọng quát nói, cái này con rắn độc mặc dù tinh xảo, chỉ có dài bốn thước ngắn, khi tức trên thân lại cho thấy nó thật sự là một bộ ma ngẫu. Ma ngẫu đặc điểm lớn nhất một trong chính là có được gần như bất tử thân, duy chỉ có giết chết ma ngẫu thể nội hồn phách mới là nhất triệt để diệt sát chi pháp. Nếu không liền muốn lấy lôi đình thủ đoạn một ra tay liền đem ma ngẫu đánh chúng vỡ nát, sau đó triệt để thanh trừ sạch sẽ để nó mãi mãi cũng không có phục sinh cơ hội. Các hạ dù sao cũng là tai to mặt lớn đại nhân vật lại lấy loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó một con linh sùng thật khiến cho người ta khinh thường. Âu Dương Minh Nguyệt lãnh đạm nói, song mi có chút nhau. Cùng loại tiểu nhân này có cái gì tốt lý luận? giết hắn lại nói. Lôi trùy phía trên, sớm đã che kín trí dương lôi điện, chiếu dọi phải bốn phía một mảnh kim quang sáng sủa, cực kỳ mỹ lệ. Huệ thiên hào một tiếng quát lớn, lôi trùy bên trên lượn lờ hạo nhật thần lôi, trực tiếp hướng đại hộ Pháp lên tiếng vị trí mãnh vỗ tới, khí thế hùng hổ. Audio điện tử võ tấn bền Nhưng mà, như thế uy mãnh chí dương lôi điện, lại đánh vào không chung, lấp lánh sau một lát, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tòa này mê huyễn đại trận, nhìn qua phạm vi bao phủ cũng không thế nào rộng rãi, kỳ thực thâm bất khả chắc, dù coi như là đại tu sĩ thả ra đến dương thần lôi, cũng vô pháp xé rách huyễn trận mảy may. Đông phương vì cát, tiêu phàm, lấy ngươi linh sủng vì mở đường tiên phong, chúng ta hợp lực hướng đông phương đánh tới. Người truyền tì bảo hộ linh sủng an toàn, những chuyện khác giao cho chúng ta. Lúc này, đoàn người trong lỗ tai truyền đến Âu Dương Minh Nguyệt rõ ràng truyền âm thanh âm. Đối đây, tất cả mọi người không có có dị nghị. Mặc dù 10 điểm vội vàng, tiêu phàm vừa rồi cũng chiếm một quẻ, quẻ tượng cùng Âu Dương Minh Nguyệt đạt được chỉ dẫn đồng dạng, đông phương vì cát. Tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, một tầng nhìn qua đen thấm, thực tế lại lóng lánh điểm điểm hào quang màu bạc cận thân nước trừ nổi lên, chính là lấy ly ra thuồng luồng cách cùng hắc phương con nhện tia chế tạo vảy rồng giáp nội giáp cái này nội giáp quang mang lấp lánh ở giữa liền choàng tại hắc lân trên thân lập tức đem hắc lân nguyên bản liền cực kỳ đầy đặn thân thể mềm mại càng thêm tôn lên có lồi có lõm còn không có cùng hắc lân lấy lại tinh thần thanh kim sắc quang mang lấp lánh phải rồng giáp xoay tròn lấy bọc tại nội giáp phía trên đem hắc lân chăm chú bao vây lại hắc lân gương mặt tròn trịa tử uy mãnh trong mũ giáp lộ ra gần một nửa đến mái tóc đen dài tại thanh kim sắc dưới mũ giáp khinh vũ bay dương tức khắc trở nên tư thế hiên ngang tựa như nữ chiến thần, có một phong vị khác. Mặc dù tiêu phàm đối hắc lân vẫn luôn rất tự tin, nhưng bây giờ xâm nhập Tây Nhung giáo tổng đàn, bốn phía đều là trong nguyên anh hậu kỳ cường đại Nhung Vu, tiêu phàm không dám có chút chủ quan. hắc lân là phá trận chủ lực, Nhung Vu khẳng định sẽ coi nàng là thành thứ nhất yêu trước mục tiêu công kích. Nghĩ muốn xông ra cái này huyến trận, hắc lân an toàn nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Nhìn một chút trên thân cường đại vảy rồng giáp, hắc lân hướng về tiêu phàm nở nụ cười xinh đẹp. Tiêu Phàm đưa tay vuốt vuốt hắc lân đen nhánh tóc đen, thấp giọng nói. Đừng sợ, ta sẽ thời khắc tại bên cạnh ngươi. Ừm, hắc lân vỉnh lên cái mũi nhỏ đầu. Mặt mũi tràn đầy đều là bị sủng ái hạnh phúc, mảy may cũng không đem cái này trùng điệp nguy cơ để vào mắt. Hắc hắc, đã mấy vị đạo hữu không nguyện ý tiếp nhận tại hạ hảo ý, vậy tại hạ cũng vô pháp khả thi, chỉ có thể đưa ngươi nhóm đều lưu lại. Thấy tiêu phàm động tác này, đại hộ pháp nơi nào còn đoán không được bọn hắn đang có ý đồ gì. Thật sao, vậy phải xem người có bản lãnh này hay không âu dương minh nguyệt từ tốn nói đạo hữu coi là dựa vào tiểu gia hỏa này một điểm thiên phú thần thông liền thật có thể xông phá chúng ta tây nhung giáo mê viễn đại trận không khỏi nghĩ đến quá đơn giản bất kể có phải hay không là đơn giản dù sao cũng phải phải thử qua mới biết được tiêu phàm bắt đầu âu dương minh nguyệt nói tố thủ vừa nhấc một đạo tinh xảo kim sắc lôi điện nổi lên lượn lờ tại nàng thật dài trên ngón trỏ nhanh chóng biến ảo khác biệt hình dạng, rất là mỹ lệ. Hắc Lân khẽ cười một tiếng, lần nữa duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ ép ép chán của mình, viên kia ẩn nấp mắt dọc, dần dần nổi lên. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm khoát tay, lôi quang thắp quay tròn nhất chuyển, hóa thành lớn gần trượng nhỏ, treo tại Hắc Lân trên không. Từng đạo ngân sắc lôi hồ tạo thành một chương to lớn lôi võng, chút xuống. Đem hắn cùng Hắc Lân đều đều bao phủ nó hạ, nhưng vào lúc này, kít xít lên một tiếng, Hắc Lân trước ngực trượng hứa chi ngoại, đầu kia gần như trong suốt dài bốn thước tiểu xa. Lại lại hiện thân ra, bị lôi điện bổ vừa vặn. Tiêu phàm vốn chỉ là dự vì đó chỗ, nhưng chưa từng nghĩ đến, vừa vặn đụng tới đầu này ý đầu lần nữa đánh lén hắc lân xà ma ngẫu. Lần này, tiêu phàm cũng không tha cho nó lại toàn thân trở ra, không cần suy nghĩ, năm ngón tay xòe ra, một thanh bắt tới. Tiểu bối, muốn chết ga, hư giữa không chung, vang lên âm trầm hư lạnh thanh âm, cũng là giọng nam, chỉ bất quá so sánh với đại hộ pháp thanh âm nhu hòa, muốn âm hàn được nhiều. Đầu kia bị lôi điện bổ vừa vặn xà ma ngẫu một đoạn cái đuôi sớm đã trở nên cháy đen như than, lại giống như chưa tỉnh, mắt thấy tiêu phàm đưa tay bắt tới, không tránh không né, bỗng nhiên giơ lên cổ, suy suy phun lưỡi rắn, hướng tiêu phàm bàn tay cắn. Cơ hồ là cùng một thời gian, tiêu phàm một phát bắt được xà ma ngẫu bảy tắc, mà xà ma ngẫu sắc nhọn hai cái nanh, cũng không khách khí chút nào trùng điệp cắn lấy tiêu phàm trên cổ tay, chỉ thấy tiêu phàm trên cổ tay một tầng nhạt hào quang màu xanh lam bỗng nhiên lấp lánh, nguyên bản khí thế hùng hổ xà ma ngẫu liền giống như là trong phim ảnh pha quay chậm, một chút xíu bắt đầu biến đen, đầu tiên là răng nanh, sau đó là đầu rắn, sau đó là bảy tấc, lại sau đó là toàn bộ thân hình, một chút xíu biến đen về sau, lập tức hóa thành cho tàn. Trong nháy mắt, tiêu phàm đã sớm đem tinh viêm chi lực vận dụng đến cực hạn. Tinh viêm chi lực cũng là tiêu phàm nghiên cứu nhiều nhất công pháp, dưới khổ công không ít, sớm đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chỉ là một con rắn ma ngẫu, coi như luyện chế phải lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi như thế cực hạn nhiệt độ cao. Tại tinh viêm chi lực dưới bị thiêu đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có một điểm cho tàn chiếu xuống địa. Tiểu bối, ngươi dám? Kia âm trầm thanh âm lập tức bạo giận lên. Con rắn này ma ngẫu cấp bậc mặc dù không phải cực cao, lại rất có đặc sắc, thân thể gần như trong suốt, ẩn chứa thiên hạ kịch độc tại trong lúc kích chiến, thường thường có thể hại người ở vô hình. Dĩ vãng nhiều lần tranh đấu, con rắn này ma ngẫu đều lập xuống chiến công hiển hách, không nghĩ lại ở đây, bị một cái chỉ là nguyên anh trung kỳ ngoại lai tu sĩ, vừa ra tay liền diệt sát đi. Giáo tôn, tiểu bối này tu vi tuy thấp, lại có chút khó giải quyết, không thể khinh thường. Như cùng thanh âm đại hộ pháp vội vàng nói, hừ, ta nhìn tiểu bối này thần niệm chi lực có chút cường đại, bắt lấy hắn, ngược lại là luyện chế ma ngẫu tuyệt hảo thần hồn đến lúc đó bản giáo tôn lại từ từ bào chế hắn. Giáo tôn nổi giận đùng đùng quát, lão quái vật, người đi chết đi. Hắc lân nghe vậy giận dữ, quát một tiếng, trên trán mắt dọc quang mang lóe lên, một đạo xa so vừa rồi càng to lớn hơn đen nhánh cột sáng, hướng chính đông phương hướng kích bắn đi. Nơi đó nhìn qua trừ lăn lộn nồng vụ, rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Âu Dương Minh Nguyệt thấy thế, lại không chút do so dự giơ tay hướng phía trước một chỉ, chỉ thấy một đạo tinh xảo kim sắc phích lịch, cùng đen nhánh thật mắt chi quang làm bạn cùng một chỗ, hướng rỗng tuyết chính đông phương bổ tới. Nhìn như tinh xảo kim sắc hồ quang điện, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc liền biến thành lớn bằng cánh tay, uy mãnh vô luân. Huệ Thiên Hào, Đái Thành Long cùng Thiên Diệu Tiên Tử cũng đồng thời xuất thủ, đồng loạt hướng cùng một cái phương hướng tấn công mạnh mà trước. Nháy mắt, đông phương nồng vụ cuồn cuộn, điện tránh lôi minh, vô cùng náo nhiệt. Chỉ thấy kia đậm đặc sương mù, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một đầu bàn đá xanh xếp thành đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu, uốn lượn hướng về phía trước. Ngay sau đó, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người thả ra pháp thuật, đem tiểu hai bên đường điểm điểm tàn xương mù quét dọn không còn, mở ra một đầu an toàn thông nói tới. Đi, Âu Dương Minh Nguyệt nói một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, cấp tốc hướng na đầu bàn đá xanh xếp thành đường nhỏ bay đi. Những người khác càng là theo sát ở phía sau, tất cả mọi người rất rõ ràng, Hắc Lân thật mắt chi quang cố nhiên là đối phó huyễn trận lợi khí, nhưng cấp bậc cuối cùng vẫn là có khiếm khuyết, thật mắt chi quang chỉ là hơi có gia mau, uy lực không đủ để triệt để xé mở khổng lồ như vậy huyễn trận, chỉ cần động tác hơi chậm, vừa mới xé rách huyễn trận một góc, lập tức lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu, một phen công phu không khỏi tất cả đều uổng phí. Một đoàn người hành động cực kỳ nhanh nhẹn, thoáng qua ngay tại bàn đá xanh trên đường nhỏ phi độn ra hơn trăm trượng xa, lại chỉ thấy dõi mắt chỗ đến, đầu kia bàn đá xanh đường nhỏ lại là uốn lượn khúc chiết, tựa hồ mãi mãi cũng không có cuối cùng hắc hắc, dựa vào cái này tiểu tiểu yêu thú điêu trùng tiểu kỹ, liền nghĩ xông ra ta mê huyễn đại trận, quả nhiên là mơ mộng hão huyền. Coi là cái này tiểu tiểu yêu thú, thật là quỳ thủy mặc kỳ lân không thành. Giáo tôn tiếng cười lạnh lập tức lại vang lên, chợt đông chợt tây, biết bao phiêu miểu. Các hạ nếu là một phái chi tôn, vì sao muốn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn? Gì không hiện thân ra, một quyết thắng thua, đái thành long cao giọng nói, hừ, cái gì gọi là hạ lưu thủ đoạn, tại tu chân giới, cho tới bây giờ đều chỉ có người thắng cùng kẻ thất bại không có cái gì cao thượng cùng hèn hạ khu phân mà lại các người một chút kẻ ngoại lai tại tây nhung trên thảo nguyên giết chúng ta nhân giáo chúng chẳng lẽ chính là quang minh lỗi lạc rồi cũng thua thiệt được các người những này cái gọi là tu sĩ chính đạo mới có như vậy ra mặt dày nói cho các người biết nếu muốn mạng sống cũng rất đơn giản ngoan ngoãn đầu hàng buông ra thần thức biển để ta gieo xuống thần hồn cấm chế từ nay về sau nghe ta khu trì kia mới có thể sống sót nếu không, các ngươi liền đợi đến bị luyện thành ma ngẫu tốt. Giáo tôn thanh âm, cường ngạnh mà lãnh khốc, thả mẹ ngươi thối cầu thí. Huệ thiên hào giận dữ, quát, từ khi tiến giai đại tu sĩ về sau, nhiều năm như vậy, chưa từng có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt, đối với hắn cũng còn khách khí. Cái này Tây Nhung giáo giáo tôn, mặc dù không biết cụ thể tu vi, từ cảm ứng được khí tức đến xem, cũng không phải là ngộ linh kỳ lão tổ, lại dám như thế khẩu suất cuồng ngôn lão già, có gan liền ra, cùng lão tử đại chiến 300 hiệp. Huệ thiên hào gầm thét như sấm, kỳ thật hắn chân thực tính cách, cũng không phải là táo bạo như vậy, lúc này, đương nhiên phải nghĩ cách chọc giận cái này tây nhung giáo giáo tôn, để hắn từ huyễn trong trận hiện thân mà ra. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần có thể chế trụ hắn, tình thế lập tức đảo ngược. Nếu không, thời gian dài vây ở mê huyễn đại trận bên trong, đối phương đồ tử đồ tôn càng tụ càng nhiều, coi như không bị diệt sát, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đánh nhanh thắng nhanh. Tiểu bối, đã ngươi muốn chết như vậy, lão phu đợi chút nữa liền cái thứ nhất thành toàn ngươi. Giáo tôn cũng giận uống, nhìn ra được, vị này giáo tôn tính tình cũng không có chút nào bình thản. Hai người tranh cái thời điểm, tiêu phàm lại tại lôi quang tháp trùng điệp dưới hộ vệ, đưa tay chống đỡ tại hắc lân phần gáy đại truy trên huyệt, hùng hậu hạo nhiên chính khí, liên tục không ngừng rót vào hắc lân thể nội nguyên bản bởi vì trong thời gian ngắn hai lần thi triển thật mắt chi quang mà sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt hắc lân lại dần dần trở nên hồng nhuận thật mắt chi quang nếu là trời sinh thánh linh bản mệnh thần thông lấy nàng dưới mắt cảnh giới toàn lực thi triển tự nhiên cực kỳ hao phí chân nguyên cũng may có tiêu phàm ở bên hắc lân dần dần khôi phục nguyên khí hít sâu một hơi bộ ngực đầy đặn cao cao phồng lên tay phải ngón giữa và ngón trỏ lại hướng chán của mình ở giữa điểm tới phá trận muốn nhất cổ tác khí trì hoãn một lúc sau đối phương đã sớm điều động đại trận đầu mối, đem trận pháp thay đổi được hoàn toàn thay đổi. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt, liền từ dưới đất chui ra trên trăm con côn trùng. Đám côn trùng này bộ dáng cũng không trách gì, cùng cỡ lớn bọ ngựa cực kỳ tương tự, chiều cao tại hơn một thước khoảng hai thước, duy nhất khiến người ngạc nhiên là màu sắc của bọn chúng, toàn thân kim chói, phảng phất giống như lấy vàng dòng chế tạo, cùng tiêu phàm thấy qua kim cự nhân tựa hồ là cùng một loại chất liệu nhất là hai chi cẳng tay, răng cưa sắp xếp chỉnh tề, hàn lóng lánh, sắc bén vô so. Kim đao lang, tiêu phàm giật nảy cả mình, hắn tại đào thiên thu trong bí kíp nhìn thấy qua có quan hệ kim đao lang ghi chép, nghe nói đây là con bọ ngựa bên trong hung tàn nhất chủng loại, nó hung tàn chi rất, lực công kích mạnh, còn tại thiết bối đao lang phía trên, có thể nói là con bọ ngựa nhất tộc vương giả. Nhưng trùng vương bí kíp cũng nói được rõ ràng, kim đao lang là không cách nào thuần phục nuôi dưỡng, dù coi như tại ấu trùng thời đại, những này con bọ ngựa cũng là lạ thường kiệt ngạo, tuyệt không nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì ước thúc. Bất luận cái gì vật sống chỉ cần vừa tiếp cận bọn chúng, lập tức liền lại nhận vô tình công kích. Đám côn trùng này giã tính khó thuần, cực đói thời điểm, ngay cả tương đối nhỏ yếu đồng loại đều bắt tới ăn không còn một mảnh. May mắn đa số linh trùng đều có cùng loại tập tính, bọn chúng tộc đàn mới lại nhận nhất định tự nhiên khống chế, bằng không mà nói, nếu như tùy ý bọn chúng phát triển, đã sớm quét ngang toàn bộ giao diệt, không người nào có thể ngăn cản được. Mà giờ khắc này, bỗng nhiên từ lòng đất toát ra trên trăm con kim đao lang, cũng đầy đủ để mọi người trợn mắt hốc mồm. Những này kim đao lang trên thân, khí tức cực mạnh, đa số đều có nhị giai đỉnh phong tả hiếu, số ít thậm chí lộ ra tam giai linh trùng khí tức cường đại. Vài đầu kim đao lang đã là khó chơi, bây giờ lập tức toát ra trên trăm đầu đến, quả thực kinh dị. Là ma ngẫu, Huệ Thiên Hào hừ lạnh nói, quả thật là ma ngẫu, nhất định con người nhìn kỹ, liền có thể cảm giác được, những này kim đao lang đều đã là tử vật. Bị người luyện hóa thành ma ngẫu, bằng không mà nói, vô luận là ai, đều không thể điều khiển mấy trăm đầu kim đao lang đối địch. Phàm là loại suy nghĩ này người, đa số đều thành kim đao lang trong bụng thức ăn ngon. Nhưng mặc kệ là còn sống kim đao lang hay là kim đao lang ma ngẫu, nó hung tàn bản tính cùng bạo mạnh lực công kích, cũng không có thay đổi. Còn không có đám người lấy lại tinh thần, kim đao lang đã phát động công kích, mục tiêu của bọn nó không phải thường minh xác thực, chính là hắc lân trên trăm đầu kim đao lang chỉ ít có một nửa, đều hướng người khoác giáp trụ, chuẩn bị phát động lần thứ ba thật mắt chi quang công kích hắc lân trùng sát mà tới. Bỗng nhiên liền đến phụ cận, quả nhiên là tiến thối như điện, nhanh chóng vô cùng. Lôi quang tháp bên trên ngân sắc hồ quang điện chút xuống, hai ba mười đầu kim đao lang bị lôi điện đánh trúng. Lập tức chi chi gọi bậy, hướng ngoài bên cạnh bắn ra ngoài, kim sắc trên thân thể, một mảnh trái đen, rất hiển nhiên là bị lôi điện đốt bị thương. Bất quá những này trái đen vết thương, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán. Được luyện chế thành ma ngẫu về sau, kim đao lang lực phòng ngự cùng bản thân chữa trị năng lực so sánh khi còn sống càng mạnh, bất quá cũng bởi vậy hy sinh toàn bộ linh tính cùng chỉ ít một nửa nhanh nhẹn độ. Tại tu sĩ tầm thường mà nói, loại này nhanh nhẹn độ đánh mất cơ hồ không hề ảnh hưởng. Dù sao dù là kim đao lang chỉ dùng 3 phân lực khí đến đối phó bọn hắn, bọn hắn cũng không thể né tránh. Chỉ có thể là một con đường chết. Nhưng đối tiêu phàm loại này cực kỳ tinh thông chém giết gần người siêu cấp cao thủ mà nói, đối thủ nhanh nhẹn độ mỗi giảm xuống một phân, hắn chiến thắng nắm chắc liền gia tăng một phân. Hướng Hắc Lân phát động công kích không sai biệt lắm có 5 sáu người đầu kim đao lang, trong đó hơn phân nửa bị lôi điện đánh trúng. Bắn ngược trở về, nhưng như cũng có gần một nửa hai ba mười đầu kim đao lang ở giữa không dung chậm nháy mắt xuyên qua lưới điện ngăn chặn, giết vào. Hắc Lân quát một tiếng, thân thể lắc một cái, vô số hắc mang nổi lên, hóa thành mấy trăm miếng đen nhánh phi châm, hướng kim đao lang bay đi. Suy suy âm thanh bên trong, đen nhánh phi châm cơ hồ đều không ngoại lệ bắn trúng kim đao lang, lại nhao nhao bị kim đao lang cứng rắn bóng loáng giáp sát trượt lái đi, vậy mà không đả thương được kim đao lang mảy may. Hắc lân không khỏi sướng sở ngơ ngác một chút, liền trong nháy mắt này, một đầu tam giai kim đao lang đã lẻn đến phụ cận, cự ngao vung vẩy, phụt một tiếng, chính giữa Hắc lân cùng lúc, sắt thép va chạm, cứng rắn vảy rồng giáp hiện ra một đạo thật sâu vết lõm, từ sườn trái một mực kéo đến eo phải, dài đến vài thước. Sườn trái thanh kim sắc vẩy rồng giáp phiến phía trên, vết lõm thậm chí sâu đạt hai thốn. Nếu như tiêu phàm trước đó không có đem vảy rồng giáp cho hắc lân mặc vào, vẻn vẹn một đao này chính là nứt bụng chi ách. Dù là hắc lân nhất quán không sợ trời không sợ đất, giờ khắc này cũng không nhịn được hoa dung thất sắc, tròn trịa trong mắt to cực nhanh hiện lên một vòng sợ hãi, kìm lòng không đặng hướng lui về phía sau mấy bước. a à, thật cứng rắn giáp trụ, là kim giao vương bản mệnh vảy rồng. Trong sương mù, truyền đến giáo tôn kinh ngạc thanh âm. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn nhất quán hàm dưỡng rất tốt, giờ phút này nhưng cũng thật sự nổi giận. Phải biết, nếu hắn không có dự làm chuẩn bị, Hắc Lân liền đã không xong. Kim đao lang một kích chưa thể có hiệu quả, còn thứ hai kim đao lang đã lấn người mà lên, vung vẩy đao phong, hướng Hắc Lân đầu gối cắt mà đi. Ma ngẫu cùng khôi lỗi không giống, chẳng những có thể lấy độc lập tác chiến, mà lại có một chút linh trí, tình hình không đúng, liền biết thay đổi công kích hình thức, cũng biết thay đổi mục tiêu công kích. Không giống khôi lỗi thú, thủ đoạn công kích cực kỳ đơn một. Mặc kệ ra sao cùng tinh xảo cứng rắn giáp trụ, khớp nối những hoạt động này bộ vị, đều là phòng hộ yếu kém nhất khâu. Hắc lân giận dữ, phía bên trái lóe lên, cùng lúc đó, đưa tay phải ra, năm ngón tay như câu, hướng kim đao lang bắt tới. Ngay cả nàng tiêm tiêm tố thủ, cũng giống vậy bị thanh kim sắc lít nha lít nhít giáp lưới bao vây lại. Hoàng đường tại luyện chế lại một lần cái này giáp trụ thời điểm, đã đem hết khả năng, đem giáp trụ lực phòng hộ đề cao đến cực hạn. Bằng không mà nói, Hắc Lân cũng không dám như thế khinh thường, làm không tốt một tay nắm liền không có. Hắc Lân tay nhỏ chưa bắt đến con kia kim đao lang, chỉ nghe suy một tiếng, đâm nghiêng bên trong một đạo màu đỏ sậm đao phong bổ tới. Dù là kim đao lang tiến thối như điện, giáp sắc cứng rắn vô so, cũng nháy mắt bị đạo này đao phong trẻ thành hai đoạn. Viêm linh chi nhận cận chiến sử dụng, cũng là không gì không phá lợi khí, sắc bén vô song. Chỉ tiếc, vội vàng ở giữa, tiêu phàm không kịp triệt để kích phát viêm linh chi nhận tinh viêm chi lực, đầu kia bị đánh vì hai đoạn kim đao lang lăn khỏi chỗ, kim sáng lóng lánh qua đi, hai đoạn thân thể thần kỳ tiếp hợp lại cùng nhau, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, lại dương nhanh múa vuốt mãnh nhào lên. Nó bản thân chữa trị thần kỳ, vậy mà không chút nào tại thổ ma ngỗ phía dưới. Tiêu phàm cổ tay rung lên, như ý bát quái đao pháp triển khai, liền muốn hướng một đầu khác bổ nhào vào phụ cận kim đao lang bổ tới, đột nhiên lại dưới chân trượt đi, cấp tốc phía bên trái bên cạnh tránh đi. Siêu, một chi kim đao lang hàn lóng lánh càng tay, gào thét lên từ trước mặt hắn vạch một cái mà qua, ngay cả xung quanh không khí đều phát sinh kịch liệt vặn vẹo. May mà kim đao lang bị luyện hóa thành ma ngẫu về sau, nhanh nhẹn độ giảm mạnh, nếu không dù coi như tiêu phàm chém giết gần người là thần hồ kỳ ký, cũng chưa chắc liền có thể tránh thoát được. Ngay tại tiêu phàm cùng hắc lân đối mặt kim đao lang tấn công mạnh thời điểm, bên kia toa, mấy tên hậu kỳ đại tu sĩ cũng từng người tự chiến, cùng kim đao lang đánh cho quên cả trời đất. Nguyên bản lấy Âu Dương Minh Nguyệt đám người tu vi cảnh giới, kim đao lang coi như lại thần kỳ, tối đa cũng chỉ là tam giai linh trùng mà thôi, cũng không khó đối phó. Mấu chốt là bị đánh trở tay không kịp, không có chút nào phòng bị, liền bị kim đao lang lấn đến phụ cận. Chém giết gần người, lại là kim đao lang lớn nhất cường hạc, lấy mình ngắn đối địch sở trường, khó trách mấy tên hậu kỳ đại tu sĩ trong lúc nhất thời đều bị đánh đến luống cuống tay chân. Suy suy âm thanh bên trong, sen lẫn huệ thiên hào gầm thét cùng đái thành long kêu rên, lại nhưng đã song song bị thương. Cứ việc kịp thời tránh đi yếu hại, chỉ là ra thịt tổn thương, cũng đã làm cho hai tên đại tu sĩ giận phát như cuồng. Từng có lúc, bọn hắn thế mà lại tổn thương tại chỉ là nhị tam giai côn trùng trong tay. Quả nhiên là vô cùng nhục nhã, mắt thấy mấy chục con kim đao lang kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng hướng phá lôi lưới ngăn chặt, hướng Hắc Lân phát động một đợt lại một đợt thế công, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, ống tay áo lắc một cái, hai đạo màu xám sắt cái bóng bắn ra, đảo mắt hóa thành hai đầu chiều cao vài thước thiết bối đao lang, phần bụng kia từng vòng từng vòng ngân sắc tròn điểm, càng thêm lóa mắt. Trải qua Đông Bình Hoa Nguyên đánh một trận xong, cái này hai đầu thiết bối đao lang liên tục không ngừng mà thôn phệ không ít tam giai linh trùng thậm chí tứ giai trùng vương tinh hoa đã giữa bất chi bất giác tiến hóa tam giai linh trùng trạng thái đỉnh phong chỉ là thời gian mấy chục năm, liền từ nhị giai linh trùng tiến hóa đến tam giai cảnh giới đại thành, thực tế có thể xưng kỳ tích. Nếu như để Đào Thiên Thu nghe tới, chỉ sợ linh hồn của hắn đều sẽ nhảy ra hô to không có khả năng. Tương đối linh trùng động một tí hàng trăm hàng ngàn năm tiến dài thời gian mà nói, chỉ là mấy chục năm, xác thực quá ngắn ngủi. Tiêu phàm chỉ đem hai đầu trùng vương kêu gọi ra, cũng không phải hắn không nguyện ý triệu hoán càng nhiều thiết bối đao lang ra trợ chiến, mấu chốt ở chỗ, kia mấy chục con nhị dai con bọ ngựa trước mắt đều tại linh thú điểm bên trong rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đại bổ qua đi, những này nhị dai con bọ ngựa cũng đều muốn tiến dai. Dựa theo tiêu phàm kinh nghiệm của dĩ vãng, không có một hai mười năm khoảng chừng những này con bọ ngựa là sẽ không tỉnh lại. Khó trách những này kỳ trùng thọ nguyên thật dài, thực tế mỗi lần tiến dai đều muốn ngủ say không biết bao nhiêu năm, thọ nguyên tự nhiên mà vậy liền dài. Hai đầu tam giai thiết bối đao lang một lao ra, khi tức cường đại lập tức liền đem đại đa số Kim Đao Lang lực chú ý đều hấp dẫn tới. Bọ ngựa bản tính cực kỳ hung tàn, cực vui đồng loại tương tàn, đừng bảo là không cùng loại loại bọ ngựa, liền xem như cùng loại đồng nguyên, lẫn nhau ở giữa cũng thường xuyên chém giết, tương hỗ thôn phệ. Những này Kim Đao Lang cố nhiên được luyện chế thành ma ngỗ, còn bọ ngựa bản tính vẫn đang. Lập tức liền có mười mấy đầu Kim Đao Lang ma ngỗ khí thế hung hăng hướng hai đầu thiết bối Đao Lang giết tới đây. Thiết bối Đao Lang không sợ hãi chút nào, ngược lại hưng phấn lên, vung vẩy đại đao, đối diện phản sát qua. Qua trong giây lát, suy suy chi tiếng nổ lớn, vô số kim sắc tứ chi, sát na bay đến không chung, lại là kim đao lang ma ngẫu khoảnh khắc liền bị thiết bối đao lang xé thành mảnh nhỏ. Nếu như là còn sống kim đao lang, một đôi một, tam giai đối tam giai, thiết bối đao lang sẽ còn ở vào hạ phong. Nhưng mà được luyện chế thành ma ngẫu về sau, không thể tránh né muốn tổn thất con bạo ngựa bẩm sinh nhanh nhẹn độ đã đạt đến tại tam giai cảnh giới đại thành thiết bối đao lang trái lại đại chiếm thượng phong tiêu phàm để ngươi linh sủng không cần vội vã xuất thủ xác định giáo tôn vị trí về sau chúng ta một cùng ra tay đánh hắn trở tay không kịp tiêu phàm vang lên bên tai âu dương minh nguyệt truyền âm thanh âm bắt giặc trước bắt vua đối âu dương minh nguyệt đề nghị này tiêu phàm rất tán đồng chí ít cho tới bây giờ bọn hắn vẫn chưa cảm ứng được mộ linh kỳ tu sĩ khí tức cường đại lấy tây nhung giáo quy mô mà nói Cường đại như thế tông môn, sinh ra một tên Ngộ mộ Linh Kỳ lão tổ, cũng không coi là bao nhiêu không hợp thói thường. Nhưng mà Ngộ Linh Kỳ tu sĩ sinh ra, có đôi khi thật muốn dựa vào vận khí, cũng không phải là tông môn cường đại, liền nhất định sẽ có người đặt chân Ngộ Linh Kỳ. Chỉ cần vị này giáo tôn không phải Ngộ Linh Kỳ cao thủ, tại năm tên cùng giai tu sĩ giáp công phía dưới, kia là quả quyết ngăn cản không nổi. Huống chi, trong đó còn có Âu Dương Minh Nguyệt dạng này một cùng một siêu cấp đại tu sĩ. Bây giờ hãm sâu địch cảnh, bắt giặc bắt vua là tốt nhất cũng là duy nhất đường giải quyết. Hắc Lân bắt đầu một bên tránh né lấy kim đao lang công kích một bên cẩn thận cảm ứng giáo tôn vị trí. Thật mắt chi quang cũng không phải là một loại cô lập bản mệnh thần thông, cùng cái khác đại thần thông đồng dạng, bao hàm không nội dung cho, trong đó liền bao quát khám phá mê huyễn đại trận huyễn thuật bố trí. Trừ tiêu phàm thời thời khắc khắc thủ hộ tại bên người nàng, mấy người khác cũng hữu ý vô ý ở giữa hướng bên này dựa vào, tạo thành một cái vòng phòng ngự tử, đem hắc lân hộ vệ tại khu vực hạch tâm. Kim đao lang ma ngẫu cố nhiên lợi hại, mấy vị này đại tu sĩ lại ai cũng không phải đèn đá cạn dầu, đỉnh qua ban sơ bối rối kỳ, vẻn vẹn tương đương với kim đan kỳ thậm chí là trúc cơ kỳ nhị tam giai kim đao lang, đối uy hiếp của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không quá khổng lồ. Giáo tôn hiển nhiên vô cùng rõ ràng, chỉ dựa vào cái này chăm dư đầu kim đao lang ma ngẫu, tuyệt không đủ để đối phó tiêu phàm bọn người, hắn chỉ là đang tranh thủ nhiều thời gian hơn. Âu Dương Minh Nguyệt một nhóm bỗng nhiên xuất hiện tại tổng đàn, cũng đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn trong lúc nhất thời nhưng triệu tập không đến đầy đủ nhân thủ đối đối phó những này kẻ ngoại lai may mà hắn sớm đã ở phụ cận đây bày ra mê huyễn đại trận bằng không mà nói thật có khả năng bị những này kẻ ngoại lai chạy mất mặt kia nhưng ném đến đủ lớn chỉ bất quá vì lưu lại mấy cái này kẻ ngoại lai lần này hoa đại giới cũng thực không tiểu trong chốc lát liền có mấy đầu kim đao lang ma ngỗ bị hai đầu thiết bối đao lang ăn hết sạch mặc dù nói ma ngỗ không là vật sống nhưng Thiết Bối Đao Lang rất hiển nhiên cũng không quá để ý điểm này. Bất kể nói thế nào, những này ma ngấu cũng là lấy hàng thật giá thật kim đao lang luyện chế mà thành, tinh hoa vẫn đang. Chỉ nếu có thể ăn, Thiết Bối Đao Lang từ không buông tha, mỗi một đầu kim đao lang đều được không dễ, luyện chế thành ma ngấu càng là không đơn giản. Nơi này trăm dư đầu ma ngấu, không sai biệt lắm hao phí ngàn dư chỉ kim đao lang mới luyện chế ra tới. Lấy vật sống luyện thành ma ngấu xác suất thành công xa so dùng cái khác vật liệu luyện chế ma ngẫu muốn thấp. Không cẩn thận, liền luyện chết rồi, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào. Giáo tôn vừa tức vừa giận, quát, là, giáo tôn, đại hộ pháp kính cẩn trả lời một tiếng. Lập tức, một trận oanh thanh âm ùm ùm vang lên, tựa hồ có một loại nào đó cực kỳ nặng nề đồ vật, ngay tại hướng bên này xảy bước đi tới. Mọi người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, mặc dù bọn hắn chưa nhìn thấy vật kia, lại có thể cảm nhận được vật kia không phải bình thường khí tức cường đại khó khăn lắm nhưng so nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đại tu sĩ trừ Âu Dương Minh Nguyệt bên ngoài ở đây cái khác ba vị đại tu sĩ khí tức bên trên đều có vẻ không bằng nhất là khiến người sợ hãi chính là bọn hắn từ trong sương mù dày đặc cảm ứng được ma ngẫu khí tức một bộ tương đương với nguyên anh hậu kỳ siêu cấp ma ngẫu cho dù ai cũng biết cứ việc ma ngẫu linh trí không cao không cách nào chấp hành phức tạp nhiệm vụ nhưng riêng lấy sức chiến đấu mà nói, cũng tuyệt đối muốn tại đồng bậc nhân loại tu sĩ phía trên. Kia biến thái năng lực phòng ngự cùng bản thân chữa trị năng lực, tuyệt không phải nhân loại tu sĩ có thể chịu được so sánh. Tiêu phàm cô kia thổ ma ngẫu, bọn hắn đều tận mắt chứng kiến qua. Mặc dù chỉ có nguyên anh trung kỳ cảnh giới, một đôi một, đánh bại không khó, đang muốn triệt để diệt sát, coi như rất không dễ dàng. Mà bây giờ, lại có một bộ nguyên anh hậu kỳ siêu cấp ma ngẫu, chính hướng bọn hắn đánh tới. Rất nhanh, một đầu màu xám sắt đùi, từ trong xương mù dày đặc ló ra, cái này cái bắp đùi nhìn qua cùng nhân loại đùi hoàn toàn tương tự, xương cốt thô to, cơ bắp sung mãn, lóng lánh điểm điểm quang trạch, lộ ra cực kỳ cường kiện hữu lực. Ngay sau đó, là đầu thứ hai đùi, sau đó, là phần ngực bụng, lại sau đó, là cái cổ, đầu lâu. Một bộ toàn thân màu xám sắt ma ngẫu, rốt cuộc hiển lộ ở trước mặt mọi người. Cổ này ma ngẫu, thân cao tám thước, đỉnh đầu trụi lủi, bóng loáng sáng bóng, miệng mũi đều đủ, chỉ bất quá trong hai mắt một mảnh xám trắng, không nhìn thấy đen nhánh con ngươi. Lại chậm rãi giấy rụa đầu, tựa hồ đang đánh giá tiêu phàm mỗi một người bọn hắn, tiêu phàm thậm chí đều có thể cảm nhận được, mà ngẫu có hai đạo ánh mắt lạnh lùng, chính bình tĩnh nhìn chăm chú tại trên mặt mình. Một cỗ cảm giác quỷ dị, từ tiêu phàm trong đầu bay lượn mà qua. Cỗ này ma ngẫu, có thể là không giống bình thường. Không chỉ là cảnh giới cực cao, có lẽ còn có chút cái khác quỷ dị chỗ. Đừng để nó xuất thủ trước, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Trước hết nhất từ trong kinh ngạc kịp phản ứng chính là Huệ Thiên Hào, trong tay lôi chùy một dương, trói mắt kim sắc thiểm điện, hướng sát ma ngẫu mãnh bổ mà đi, đồng thời ngón giữa tay trái cong lên, nhẹ nhàng bắn ra, một ngụm dài chừng vài tấc, mắt thường khó phân biệt đen nhánh phi đao, tại kim sắc lôi điện thấp thoáng phía dưới, vô thanh vô tức hướng sát ma ngẫu vọt tới. Mang trưởng quỹ cổ tay khẽ đảo, một ngụm ô trầm trầm trọng kiếm nắm trong tay. Nhìn qua, cái này kỳ thật chính là một đầu gậy sắt, cây gậy một mặt là vót nhọn, lưỡi kiếm thậm chí chưa khai phong, nói nó là một cây kiếm, thật sự có chút miễn cưỡng. Cái này ăn mặn kiếm xuất hiện thời điểm, tiêu phàm chỉ cảm thấy toàn thân một hàn, ngay cả nổi da gà tất cả đứng lên. Trọng kiếm không mũi, đại xảo nhược chuyết, đây tuyệt đối là một kiện hiếm thấy lưỡi dao. Trước đó, tiêu phàm chưa hề thấy mang trưởng quỹ sử dụng cái này binh khí, bây giờ đối mặt một bộ nguyên anh hậu kỳ ma ngẫu không chút do so dự lấy ra ngoài, có thể thấy được hẳn là hắn đắc ý nhất vũ khí mang trưởng quỹ một nắm ở trọng kiếm, liền là gầm nhẹ một tiếng, không chút do so dự hướng hai tay dơ cao trọng kiếm, hướng sát ma ngẫu một kiếm đánh xuống. Ô ô âm thanh bên trong, một cỗ gió lốc tịch đi lên. Thiên diệu tiên tử không có xuất thủ, vẫn như cũ đứng tại tiêu phàm bên cạnh thân, ngưng thần đề phòng. Tiêu phàm đem vảy rồng giáp cho Hắc Lân, lại muốn toàn lực bảo hộ Hắc Lân an toàn, thiên diệu tiên tử đối an toàn của hắn, lại là yên tâm không dưới. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có xuất thủ, hai mắt nhắm lại nhìn chăm chú lên phía trước từ đầu đến cuối tiêu phàm đều chưa từng đem thổ ma ngẫu triệu hoán đi ra trợ chiến lại không biết là nguyên nhân gì oanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh kim sắc phích lịch chính giữa sắt ma ngẫu trên đỉnh đầu cao lớn sắt ma ngẫu trong khoảnh khắc liền biến thành một cái kim quang lóng lánh điện nhân trừ cái đó ra sắt ma ngẫu nhưng không có biến hóa khác tựa hồ kim sắc lôi điện mảy may cũng không đối với nó tạo thành tổn thương gì cùng lúc đó suy một tiếng chuôi này giấu ở kim sắc lôi điện phía dưới đen nhánh phi đao, cũng không chút huyền niệm đánh chúng sắt ma ngẫu, theo nó nách trái xuyên vào, từ sau lưng xuyên ra ngoài. Dưới nách trái chỉ có một đạo mắt thường khó phân biệt lỗ hồng, phía sau lưng lại mở ra to bằng miệng chén một cái lỗ thùng. Thẳng nếu là nhân loại tu sĩ bị này trọng thương, dù là tu vi lại cao, cũng tuyệt đối không chịu nổi. Sát ma ngẫu lại chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, tự hành nhược vô sự, ngược lại đưa tay phải ra, một thanh hướng đen nhánh phi đao bắt tới. Lúc này, mang trưởng quỹ trọng kiếm nhấc lên gió lốc, đã đến phụ cận, khoảnh khắc liền đem sát ma ngẫu càn quét trong đó. Răng rắc đảo mắt gió lốc càn quét mà qua, truyền đến một chút thanh thúy vỡ vụn thanh âm, sắt ma ngẫu cái chán, hiện ra một vết nứt. Đạo này vết dạn rất nhỏ, không chút nào thu hút, ánh mắt hơi kém một chút người, cơ hồ liền sắp không nhìn thấy. Ngay sau đó, lại là răng rắc một tiếng, sắt ma ngẫu trên cánh tay, cũng xuất hiện vết dạn, đồng dạng rất nhỏ rất không đáng chú ý, răng rắc răng rắc thanh âm nổi lên bốn phía. Sát ma ngẫu toàn thân trên dưới, khắp nơi đều xuất hiện vết dạn, những này vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực nhanh mở rộng, thoáng qua liền trải rộng sát ma ngẫu toàn thân, lại một cái trước mắt, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt sát ma ngẫu, liền hóa thành một đống sắt vụn, rầm rầm rơi lả tả trên đất. Nhưng mọi người đều cũng không có lộ ra mảy may vẻ mừng rỡ. Tiêu Phàm sau mi giơ lên, ống tay áo lắc một cái, lôi quang tháp bắn ra, đảo mắt đến đống kia sắt vụn trên không, toàn thân ngân hồ lập lè, một cái cự đại lôi cầu, tại bảo tháp dưới đáy ngưng tụ mà ra, nháy mắt liền biến thành hơn một trượng phẩm chất, lộ ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức cường đại, mảy may cũng không tại Huệ Thiên Hào cùng đái thành long phía dưới. Tật, Tiêu Phàm cũng chỉ như kích, chỉ về phía trước, khẽ quát một tiếng. Trong tiếng ầm ầm, lôi cầu bỗng nhiên bạo liệt, trắng lóa lôi điện, ầm vang mà hạ. Thân là thổ ma ngẫu chủ nhân, Tiêu Phàm biết rõ ma ngẫu cường đại, không nhất cổ tác khí đưa chúng nó triệt để diệt sát chỉ cần có một chút điểm cơ hội thở dốc lập tức liền sẽ lần nữa khôi phục tới quyết không thể cho nó cơ hội này chỉ bất quá sự thật chứng minh bọn hắn hay là đánh giá thấp cỗ này nguyên anh hậu kỳ ma ngẫu thực lực ngay tại mậu thổ thần lôi oanh minh mà dưới thời điểm kia một đống sắt vụn bỗng nhiên hóa thành từng giọt nước thép như thủy ngân nhanh chóng hướng dưới mặt đất thấm đi qua trong giây lát liền biến mất phải sạch sẽ ngay cả một điểm bóng dáng đều không nhìn thấy Cỗ này ma ngẫu mặc dù nhìn qua là kim thuộc tính, lại tinh thông thuật độn thổ. Có lẽ nguyên bản là hỗn hợp vật liệu luyện chế mà thành, không chỉ có kim thuộc tính thần thông, cũng hiểu được thổ thuộc tính thần thông. Mậu thổ thần lôi trùng điệp oanh trên mặt đất, lập tức đá vụn bay loạn, oanh ra một cái đường kính rộng chừng mấy trượng, sâu cũng đạt mấy trượng hố to, uy lực cực kỳ kinh người. Hắc hắc, các ngươi nếu là cảm thấy sắt ma ngẫu dễ đối phó như vậy, liền không khỏi quá ngây thơ. Hư giữa không trung vang lên lần nữa giáo tôn âm trầm cười lạnh thanh âm đây cũng là quý giáo bảo vật chấn giáo a xem ra đây cũng là đạo hữu thủ đoạn cuối cùng âu dương minh nguyệt từ tốn nói khóe miệng hiện lên một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc vẻn vẹn gần như vậy một bộ ma ngẫu lời nói dù là cảnh giới lại cao thế nhưng dọa không được ai mặc dù huệ thiên hào đái thành long tiêu phàm ba người liên thủ cũng chưa đem cỗ này ma ngẫu nhất cử diệt sát nhưng cũng chứng minh cái này ma ngẫu cũng không phải là không thể phá hủy đây đúng là bản tỏa thủ đoạn cuối cùng. Bất quá, các ngươi nếu là cho rằng, sát ma ngẫu chỉ có như thế một điểm thần thông, vậy coi như 10 phần sai. Yên tâm, bản tỏa sẽ để các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút bản giáo bảo vật chấn giáo thủ đoạn chân chính. Ngôn từ ở giữa, đối cỗ này ma ngẫu tràn ngập tự tin. Lúc này, những cái kia còn lại kim đao lang sớm đã thối lui, cũng không có người lại để ý tới đứng tại tiêu phàm bên cạnh thân hắc lân. Hừ, có bản lãnh gì cứ việc thi triển đi ra, Huệ Thiên Hào một kích thành công, Dũng khí càng hào, quát lạnh nói: "Cẩn thận, bỗng nhiên chỉ gặp Âu Dương Minh Nguyệt trầm thấp nhắc nhở một tiếng." Chỉ tiếc, một tiếng này nhắc nhở, tựa hồ hơi chế chút. Một thanh màu xám sắt lợi kiếm, bỗng nhiên từ dưới đất chui sắp xuất hiện đến, trực tiếp hướng Huệ Thiên Hào đâm tới, vô thanh vô tức, lại mau lẹ tuyệt luân. Bá một tiếng, Huệ Thiên Hào hướng bên cạnh chấp nhoáng. Bất quá từ trên mặt hắn thần sắc đến xem, rất rõ ràng không có dự liệu được loại tình hình này phát sinh. Trên thực tế, dạng này đấu pháp khá thấp cấp, tại đại tu sĩ cấp độ này, cơ hồ chưa bao giờ thấy qua. Chỉ có những cái kia cấp bậc rất thấp tu chân đệ tử, tranh đấu thời điểm mới có thể dùng được như thủ pháp này. Tại đại tu sĩ trước mặt, sử dụng dạng này chiêu số, quả thực chính là tự dước lấy nhục. Bất quá lần này, loại chiến thuật này lại kém chút có hiệu quả. Chủ yếu vẫn là cùng huyến trận có quan hệ, tại huyến trận tác dụng dưới, thổ ma ngỗ khí thức bị che giấu, yên tĩnh tiềm hành đến Huệ Thiên Hào dưới thân, Huệ Thiên Hào lại không phát giác gì. Nếu là ngang tay đối đầu, loại tình hình này tuyệt khó phát sinh. May mà Huệ Thiên Hào phản ứng thần tốc, mặc dù chuyện xảy ra vội vàng, hay là treo mà treo tránh đi sát ma ngẫu đánh lén. Vương bắt đản, Huệ Thiên Hào vừa mới đứng vững thân thể, há mồm mắng to, chỉ nói ra ba chữ, kim quang lóe lên, hai đầu kim đao lang ma ngẫu bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xông ra. Nguyên bản Huệ Thiên Hào bên người chính là một mặt vách đá, dày đặc vô so, hết lần này tới lần khác cái này hai đầu kim đao lang liền từ vách đá bên trong toát ra, hai tay dơ cao, hàn quang lẫm liệt. Dù là Huệ Thiên Hào thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lúc này cũng trở tay không kịp. Dưới tình thế cấp bách, trong tay lôi chùy lắc một cái, kim sắc phích lịch vào đầu đánh xuống. Đem toàn thân hắn đều bao phủ nó hạ, loại này không khác biệt phòng ngự hiệu quả tự nhiên rất không lý tưởng, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, vội vàng ở giữa, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn có thể nghĩ. Suy suy hai tiếng giòn vang, Huệ Thiên Hào kêu rên lên tiếng, chỉ thấy kim sắc phích lịch bao phủ phía dưới, Huệ Thiên Hào trên thân lại trống giống nhiều hai đạo giả sắc. Phích lịch một tiếng, Huệ Thiên Hào thân thể bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt liền đến mấy trượng bên ngoài, thời khắc mấu chốt, Huệ Thiên Hào không chút do so dự thi triển ra lôi độn thuật bên trong thuấn di thuật. Huệ Thiên Hào đối thuấn di thuật nghiên cứu cũng không sâu nhập, thậm chí còn không bằng từng bị tiêu phàm diệt sát mộ dung huynh đệ. Bất quá đã tu vi đến đại tu sĩ cảnh giới, đối thuấn di thuật nhất định có tu luyện. Hai đầu tập kích đả thương người kim đao lang ma ngẫu, nhưng lại không thấy bóng dáng. Không nghĩ tới là đầu mình một cái bị thương, trước mặt mọi người, Huệ Thiên hào mặt mũi này ném đến đủ lớn. Trong tay lôi trùy một dương, nháy mắt liền hội tụ ra một đạo thô to kim sắc lôi điện, không quan tâm, hướng kim đao lang biến mất địa phương mãnh bổ mà đi. Kỳ thật hắn cũng biết, thân ở huyễn trong trận làm như vậy hơn phân nửa là cực khổ mà vô công chỉ là khẩu khí này vô luận như thế nào đều núi không trôi quản hắn có tác dụng hay không trước bổ lại nói huệ huynh coi chừng lúc này đái thành long một tiếng quát lớn đái thành long nặng kiếm nhất vung mạnh liền hướng huệ thiên hào lòng bàn chân mặt đất thật vỗ tới ngay tại điện quang thạch hỏa nháy mắt một thanh màu xám sắt lợi kiếm mới từ mặt đất ngoi đầu lên răng rắc một tiếng liền bị đái thành long trọng kiếm đánh trúng chẻ thành hai đoạn trong chớp nhoáng rụt trở về, thuật độn thổ, đái thành long hừ lạnh một tiếng, kia sát ma ngẫu cho bọn hắn cảm ứng, rõ ràng là canh kim thuộc tính ma ngẫu, ai ngờ lại như thế tinh thông thuật độn thổ. Xem ra cái này đã đến cuối cùng cảnh giới siêu cấp ma ngẫu, quả thật không giống bình thường. Nếu như là bên ngoài ở giữa, vô luận đái thành long hay là huệ thiên hào, tự nhiên có thể phi độn đến trong cao không, nhẹ nhõm tránh đi sát ma ngẫu đánh lén, cùng thứ này buông tay buông chân hảo hảo đánh một trận nhưng ở cái này lớn trong thần miếu, bị vây ở mê huyễn trong đại trận, phi độn không cửa, lập tức liền chói chân chói tay, khắp nơi bị động bị đánh. Hai tên đại tu sĩ từng có lúc nhận qua dạng này uất khí. Tiêu đạo hiếu, đáp bạn ở đâu? Sao không mời hắn ra, cùng một chỗ đối địch, đái thành long một bên hơi hơi nghiêng đầu, cảm ứng đến dưới mặt đất sát ma ngẫu động tính, một bên thấp giọng quát nói. Thân là đại tu sĩ, đái thành long đối thuật độn thổ cũng không xa lạ gì, chỉ chẳng qua hiện nay tình hình không rõ, hắn lại là tuyệt không dám tùy tiện liền thi triển thuật độn thổ, chui tiến vào dưới mặt đất đi cùng một bộ ma ngẫu tranh đấu. Nguy hiểm như vậy tính thực tế quá lớn, kém xa lưu tại đồng hồ an toàn. Vô luận như thế nào, trên mặt đất không chỉ hắn một người, còn có Âu Dương Minh Nguyệt dạng này siêu cấp cao thủ tùy thời có thể xuất thủ tương trợ. Đã cái này sát ma ngẫu tinh thông thuật độn thổ, đái thành long tự nhiên mà vậy liền nhớ tới tiêu phàm cố kia thổ ma ngẫu. Nói đến thuật độn thổ tinh thông, thổ ma ngẫu coi như thắng không nổi sắt ma ngẫu, chỉ ít cũng sẽ không thua nó, tuyệt đối là cái tốt giúp đỡ. Tiêu phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói, mời mang đạo hữu thứ lỗi, đáp bạn cùng thổ ma ngẫu, tạm thời không thể ra tay. Đái thành long song nghi nhân lại, mang theo tức giận nói. Tiêu đạo hữu, đến lúc này, người hẳn là còn có cái gì tư tâm không thành. Ngữ điệu trở nên có chút lạnh, ngày bình thường, đái thành long mặc dù cũng không cùng tiêu phàm thân cận, nhưng cũng khách khí. Tiêu phàm ngậm miệng lại, không còn giải thích chỉ là đứng tại Hắc Lân bên người, mảy may đều không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Hắc Lân càng là ngơ ngác đứng vững, không nhúc nhích, hai mắt mê ly, tựa hồ đối với hai người bọn họ ở giữa khập khiếng mắt điếc tai ngơ, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Thiên Diệu Tiên Tử đứng tại Hắc Lân khác một bên, cũng là nguy nhưng bất động. Nàng càng không có nghĩa vụ đi giúp Huệ Thiên Hào, bỗng nhiên ở giữa, Âu Dương Minh Nguyệt ngón tay búng một cái, một đạo tinh xảo kim sắc thiểm điện bắn ra, tại Huệ Thiên Hào đỉnh đầu chợt lóe lên hai đầu vừa vừa lộ ra non nửa thân thể kim đao lang ma ngẫu chi chi kêu loạt, đầu ngực cháy đen một mảnh, liên tục không ngừng hướng trong xương mù dày đặc rụt trở về. Coi chừng chút, cái này huyễn trận dung hợp không gian chi lực. Gảy ngón tay một cái đánh lui hai đầu kim đao lang ma ngẫu, Âu Dương Minh Nguyệt song nghi cao lại, nhẹ nói. Đại trưởng lão, vậy ở chỗ này bị động nghênh chiến, sợ không phải cái biện pháp. Huệ thiên hào cực nhanh hướng trên người mình hai đạo giả sắc quét qua, truyền âm nói, ngữ khí có chút phiền muộn, lại hầm hừ hướng tiêu phàm bên kia nhìn một cái. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, cái này huyễn trận 10 điểm tinh xảo, xông vào là xông ra không được, các người nhất định phải lại vì kia linh sủng tranh thủ chút thời gian. Huệ Thiên Hào cả giận nói, vật kia đáng tin cậy a. À. Âu Dương Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo tinh xảo kim sắc kiểm điện bắn ra. Chỉ thấy dưới mặt đất, chẳng biết lúc nào nhô ra một chút xíu màu xám sắt mũi kiếm, cùng mặt đất gạch xanh nhan sắc cơ hồ giống nhau như đúc, rất khó phân biệt. Kim sắc thiểm điện nhìn như tinh xảo, uy lực to lớn, lại không chút nào tại Huệ Thiên Hào toàn lực kích phát hạo nhật thần lui phía dưới. Hồ quang điện những nơi đi qua, tất cả màu xám sắt mũi kiếm nháy mắt hòa tan làm nước thép, nhanh chóng thấm xuống dưới đất không gặp. Nhưng mà một bên hư giữa không chung, kim đao lang ma ngẫu nhưng lại xông ra. Trong lúc nhất thời, ba tên đại tu sĩ cùng ma ngẫu đánh cái quên cả trời đất. trọn vẹn 30 phút sau quá khứ, không nhúc nhích khác lần bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt ở trên trán của mình. Nháy mắt hào quang tỏa sáng, một đạo giống như thực chất đen nhánh cột sáng, bỗng nhiên hướng đông bắc phương hướng kích bắn đi, khí thức cường đại, xa không phải trước hai lần trước thật mắt chi quang có thể so sánh. Lờ mờ có thể thấy được, tiêu phàm tay phải, khoác lên hắc lân chỗ cổ đại truy trên huyệt. Hắc lân người mang quỳ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch, tu sĩ tầm thường pháp lực, rất khó vì đó sử dụng. Nhưng tiêu phàm tuyệt đối là một ngoại lệ, không chỉ bởi vì tiêu phàm cùng nàng tâm ý tương thông càng ở chỗ tiêu phàm thể nội chân nguyên pháp lực hơn phân nửa đều cùng ngân dược lôi bằng có quan hệ cùng là trời sinh thánh linh lẫn nhau từ có chỗ giống nhau thật mắt chi quang chỗ bắn cái hướng kia vốn là một cái tường cao từ to lớn màu xanh tảng đá kiến tạo mà thành cột sáng những nơi đi qua hư không xé rách suy suy tiếng vang to lớn màu xanh tảng đá như là giấy bị xé thành mảnh nhỏ màu xanh tảng đá xé rách về sau nồng vụ cuồn cuộn lại bị thật mắt chi quang không khách khí chút nào quét dọn phải sạch sẽ. Một tên thân mặc áo bào trắng dâu quai nón nam tử, tại trong xương mù dày đặc hiện thân mà ra, trên mặt cực nhanh hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, tựa hồ không tin mình chỗ ẩn thân đã bị người công phá. Có chút y tứ, dâu quai nón nam tử kinh ngạc lóe lên liền biến mất, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, cổ tay khẽ đảo, trong tay đã nhiều một thanh hình thù kỳ quái pháp khí, toàn thân đen nhánh, lộ ra nồng đậm tà khí, nhẹ nhàng vung mạnh, liền hướng thật mắt chi quang nghênh đón tiếp lấy. Oanh một tiếng, nhìn như vô thanh vô tức thật mắt chi quang, cùng toàn thân đen nhánh pháp bảo đụng vào nhau, bỗng nhiên phát ra kinh thiên động địa bạo liệt thanh âm. Giống như thực chất cột sáng, nổ tung, tứ tán bay vụt. Sơ quai nón nam tử trên mặt nguyên bản khắp không quan tâm thần sắc cũng nháy mắt biến mất, lần nữa hiện lên một vòng kinh ngạc. Đối rõ ràng chỉ là một đầu hóa hình sơ kỳ linh thú, cái gọi là thiên phú thần thông cũng bất quá là quỷ thủy mặc kỳ lân bản mệnh thần thông một điểm ra mau mà thôi. Nguyên lai tưởng rằng tiện tay liền có thể đem cái này cột sáng một kích mà tán, ai ngờ vậy mà đánh cái lực lượng ngang nhau. Hắn mặc dù vẫn chưa dốc hết toàn lực, lại cũng đã đầy đủ khiến người giật mình. Mà lại thật mắt chi quang bên trong ẩn chứa quang minh lẫm liệt khí tức, cũng làm cho hắn có chút không hiểu. Thật mắt mặc kỳ lân cố nhiên tại trời sinh thánh linh bên trong bài danh phía trên, lại không phải chính đạo tông môn thủ hộ thần linh, thiên phú thần thông cũng cùng chính đạo công pháp hào không liên quan. Hắc lân thật mắt chi quang ẩn chứa chính đạo khí tức, lại tựa hồ như đối pháp bảo của hắn có thiên nhiên khắc chế kỳ hiệu. Bất quá loại trình độ này khắc chế chi lực, với hắn mà nói, tự nhiên sẽ không thật hình thành bao lớn uy hiếp. Chỉ là, hắn giờ phút này đối mặt đối thủ, nhưng còn xa không phải Hắc lân một vị. Ngay tại Hắc lân xé mở huyến trận nháy mắt, bóng trắng lóe lên, phích lịch điếc tai, một bộ áo trắng, tóc trắng bay múa Âu Dương Minh Nguyệt, trong chớp nhoáng liền đến bên người của hắn, chu cái miệng nhỏ, một viên tắc hơn lớn của Pháp hương đồng bắn ra, đảo mắt hóa thành vài thước lớn nhỏ, phóng xạ ra kim quang vạn đạo. Phỏng chế linh bảo, dơ quai nón nam tử lấy làm kinh hãi. Phỏng chế linh bảo cố nhiên hiếm thấy, lấy hắn tây nhung giáo giáo tôn thân phận, nhưng cũng không thế nào kinh ngạc. Chỉ bất quá, Âu Dương Minh Nguyệt cái này của phát hương đồng bỗng nhiên bạo phát đi ra khí thức thực tế quá mạnh, uy áp thực tế quá nặng, ngay cả hắn đều cảm thấy cực độ uy hiếp. Tại cái này cường đại phỏng chế thông huyền linh bảo toàn lực công kích phía dưới, một cái ứng đối không thích đáng, dù coi như là hắn, cũng rất có thể sẽ vẫn lạc rơi. Sau quai nón nam tử không hổ là Tây Nhung giáo giáo tôn, phản ứng cực nhanh, Âu Dương Minh Nguyệt vừa một tế ra hạo dương bảo kính, lập tức liền dưới chân trượt đi, phía bên trái chấp nhoáng. Đúng lúc này, giáo tôn chỉ cảm thấy hai chân mắt cá chân siết chặt, tựa như đột nhiên bị tròng lên hai đạo vòng sắt, hai cái đùi phẳng phất nặng hơn vạn cân, ngay cả nửa phân đều di động không được gấp vội cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chân trên mắt cá chân, không biết lúc nào thêm ra hai con thổ bàn tay lớn màu vàng, một mực cầm hai chân của hắn. Thổ ma ngẫu, trải qua nhiều lần thăng cấp thổ ma ngẫu, mặc dù chưa đặt chân Nguyên Anh hậu kỳ, cũng đã đạt đến tại Nguyên Anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, riêng lấy man lực mà nói, chỉ sợ đại đa số Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đều muốn cam bái hạ phong. Huống chi, nhung vu cho tới bây giờ đều không lấy nhục thân cường hãn nghe tiếng giáo tôn dù nhưng đã ở vào hậu kỳ cảnh giới đại thành, luận tu vi chi thâm hậu, không chút nào tại Âu Dương Minh Nguyệt phía dưới, trong lúc nhất thời, lại vô luận như thế nào đều dễ dụa mà không thoát thổ ma ngẫu đại thủ. Siêu siêu Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long đồng thời thoát khỏi tàu điện ngầm ma ngẫu cùng kim đao lang ma ngẫu dây dưa, nhanh như thiểm điện đến giáo bên tôn thân, nhất cử lôi trùy, một dương trọng kiếm, không chút khách khí, hướng giáo tôn vào đầu chấn sát mà hạ. Giáo tôn, đại hộ Pháp thấy thế quá sợ hãi, một tiếng kinh hô, cấp tốc hướng giáo tôn bên này bổ nhào mà đến, hy vọng có thể trợ giáo tôn một chút sức lực. Bất quá cho dù tình hình khẩn cấp như vậy, đại hộ Pháp vẫn như cũ duy trì đầu não tỉnh táo, thời khắc đều không quên mất mượn nhờ huyễn trận chi lực che lấp thân hình của mình. Dù là như thế, cũng vẫn hay là có người nhìn ra hành tung của hắn. Bên người không khí một trận gợn nước ba động, một đạo cao lớn thân ảnh màu trắng hiện thân mà ra, chính là tiêu phàm, đồng thời nháy mắt liền đem cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông kích phát đến cực hạn long tượng nặng tay, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, đón đại hộ pháp, một trường đánh ra. Lập tức kình phong gào thét, đất sung núi chuyển, thậm chí ngay cả không khí bốn phía tựa hồ cũng bị bóp méo, phát ra dị dạng như tê liệt nhọn tiếng khóc. Đại hộ pháp sắc mặt đột biến, cho tới nay, hắn đều không thế nào thật lưu ý tiêu phàm, bất kể nói thế nào, tiêu phàm cũng là một đoàn người bên trong cấp bậc thấp nhất. Chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi mà thôi, đại hộ pháp tiến giai nguyên anh hậu kỳ nhiều năm, như thế nào lại coi là thật đem một tên vẻn vẹn chỉ có chung kỳ cảnh giới hậu sinh vãn bối quá coi là chuyện đáng kể. Chỉ là trăm ngàn không nghĩ đến, tiêu phàm luyện thể thuật cư nhiên như thế cường hoành. Làm một tên nguyên anh hậu kỳ nhung vu, đại hộ pháp cả đời này, nhất xem thường chính là luyện thể sĩ. Hắn thấy, phàm là tu luyện luyện thể thuật gia hỏa đều là chút dã man nhân, kỹ thuật hàm lượng quá thấp người coi như đem luyện thể thuật luyện đến cực hạn. Chẳng lẽ nhục thân cường hoành còn có thể thắng được ma ngẫu? Đã mệt gần chết, hao phí vô số tinh lực thời gian cuối cùng nhục thân cường hoành còn không bằng một bộ ma ngẫu kia cần gì phải lãng phí thời gian nhưng ở bỗng nhiên kiến thức đến tiêu phàm long tượng nặng tay về sau đại hộ pháp bỗng nhiên ý thức được mình có lẽ là sai lầm chỉ ít có điểm vơ đúa cả nắm nguyên lai luyện thể thuật luyện đến cực hạn thật là đại sát chiêu nếu như vẻn vẹn như thế cũng là thôi đại hộ pháp mới sẽ không cùng người liều mạng luyện thể thuật không thể trêu vào còn không trốn thoát a mấu chốt ở chỗ tiêu phàm thời cơ xuất thủ, phương vị đều nắm chắc phải phi thường đúng chỗ. Quá kén ăn, đại hộ Pháp ỷ có huyến trận yểm hộ, cơ hồ là tốc độ cao nhất hướng giáo tôn bên kia bắn vọt, không có chút nào lưu thủ. Tiêu phàm bỗng nhiên bên trong đâm nghiêng giết ra, không chút do dự liền cho hắn một trường hung ác. Đừng bảo là đại hộ Pháp liên tục né tránh thời gian đều không có, nhìn qua căn bản chính là đại hộ Pháp mình ngạnh sinh sinh hướng tiêu phàm trước mặt góp, kéo đều kéo không ngừng về phần tiêu phàm vì cái gì có thể đem thời cơ cùng phương vị nắm chắc phải như thế đúng chỗ lúc này đại hộ pháp nơi nào còn có tâm tư đi suy đoán nội tình hô hấp ở giữa đại hộ pháp liền cảm ứng được long tượng nặng tay cự lực khí vì đó tắc nghẽn thậm chí ngay cả toàn thân xương cốt đều phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng nổ vang vô luận đại hộ pháp trong đầu có tình nguyện hay không đến cái này quan trọng trước mắt cái khác tất cả tuyệt chiêu đều làm không lên chỉ có thể cùng cái này hắn ngày bình thường coi thường nhất mắt luyện thể sĩ cứng đối cứng Bất quá tại ngạnh giang trước đó, đại hộ pháp hay là làm đủ khả năng cuối cùng cố gắng tia sáng màu vàng lóe lên, một ngụm hình tròn mộc thuẫn tại đại hộ pháp trong tay nổi lên, tràn đầy mộc thuộc tính trí bảo tươi mát phiêu giật cái này miệng mộc thuẫn, mặc dù lực phòng ngự không yếu, nhưng nguyên bản cũng không phải là dùng cho chém giết gần người bảo vật. Chỉ là dưới mắt, đại hộ pháp không có lựa chọn khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Sang giác, đại hộ pháp vừa một tế ra mộc thuẫn, liền đã ngạnh sinh sinh nghinh tiếp tiêu phàm long tượng nặng tay kết cục không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mặt này lực phòng ngự không kém một thuẫn, tại long tượng nặng tay cự lực phía dưới, cơ hồ liền một lát đều không thể trèo chống, lúc này liền xuất hiện vô số vết rách, sau một khắc liền bị long tượng nặng tay đánh cho vỡ nát, hóa thành từng mảnh từng mảnh khối gỗ nhỏ, lại hóa thành mảnh tiểu nhân mảnh gỗ vụn. Là triệt để phấn thân toái cốt, ngay cả cặn cũng không còn hạ. Sau đó, đại hộ Pháp liền không che không đẩy nghinh tiếp luồng sức mạnh lớn đó. Lấy tiêu phàm tại luyện thể thuật bên trên tạo nghệ, dù coi như là Long Tượng Tổ sư trùng sinh, tại nguyên anh trung kỳ cảnh giới thời điểm, chỉ sợ cũng thi triển không ra như thế uy mãnh bá đạo long tượng nặng tay. Cứng đối cứng kết cục không có chút nào ngoài ý muốn. Tiếng rên rỉ bên trong, đại hộ pháp như là diều bị đứt dây, hướng nơi xa ngã xuống ra ngoài, thân giữa không trung, liền oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngay sau đó lại là chiếc thứ hai, cái thứ ba máu tươi không dứt phun ra, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc nháy mắt trở nên tái nhợt không máu chỉ trong một chiêu đại hộ pháp vị này nguyên anh hậu kỳ lớn nhung vu liền đã trọng thương đại hộ pháp thân thể đánh vỡ một cái đình nhỉ mát bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mê huyến đại trận vẫn luôn tại vận chuyển may mắn được như thế đại hộ pháp mới có thể thu được quý giá cơ hội thở dốc nếu lúc này tiêu phàm lại cùng lên đến cho hắn đến một chiêu long tượng nặng tay đó là thật không chịu đựng nổi chỉ bất quá đại hộ pháp lại không nghĩ rằng phân phối tới đối phó hắn không chỉ tiêu phàm một người bay ra mấy chục trưởng về sau, kia cỗ to lớn cự lực mới dần dần biến mất, Đại hộ pháp thật vất vả đứng vững bước chân, vừa định điều tức vận khí, há miệng, nhưng lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khỏi phải điều tra, giữa không trung thời điểm, Đại hộ pháp liền biết mình xương sườn cơ hồ tất cả đều đoạn mất, tạng phủ đều đều bị thương cực nặng. Như là phàm nhân hoặc là cấp thấp tu sĩ, trọng thương như thế, sớm đã mất mạng, nơi nào còn có nửa phân chỗ trống để né tránh. Nhưng đối với tu sĩ cấp cao nhất là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, cái này cũng vẫn chỉ là vết thương da thịt mà thôi, xa không đến chết. Đại hộ Pháp nhắc lên đan điền pháp lực, đem toàn thân trên dưới vô một chỗ không đau kịch liệt giác quan kích thích ngạnh sinh sinh ép xuống, liền muốn từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra liệu thương đan thuốc đến ăn vào. Trong lúc này, tự lo còn không rảnh, vô luận như thế nào đều chú ý không đến giáo tôn tình hình bên kia. Nghĩ đến lấy giáo tôn chi có thể, hẳn là có thể ứng phó được đến A. Lại chỉ nghe suy một tiếng vang nhỏ, cách đó không xa hư không bị thật mắt chi quang lần nữa xé rách, một đạo áo đen váy đen bóng người thanh tú động lòng người xuất hiện tại hắn cách đó không xa, chính là thiên diệu tiên tử, mà tại thiên diệu tiên tử bên người, thì đồng dạng thanh tú động lòng người đứng một tên đại mỹ nữ hắc lân. Đại hộ pháp một trái tim, lập tức cấp tốc chìm xuống dưới. Bình thường tình hình dưới, hắn cũng không e ngại thiên diệu tiên tử, dù coi như lại thêm một cái nguyên anh sơ kỳ cảnh giới hắc lân, cũng vấn đề không lớn, cũng có thể quần nhau một phen. Chỉ là, tình hình bây giờ thực tế quá không bình thường, hắn đã trọng thương mang theo. Nếu như không lập tức uống thuốc chữa thương, chỉ sợ vết thương ra thì cũng lại biến thành trở ngại. Tiêu phàm, thiên diệu tiên tử cùng hắc lân nhiệm vụ, liền là đối phó đại hộ Pháp. Thậm chí Âu Dương Minh Nguyệt còn không cần bọn hắn đánh bại đại hộ Pháp, chỉ cần cuốn lấy hắn là được. Về phần giáo tôn, thì có bốn tên hậu kỳ đại tu sĩ đồng thời xuất thủ đối phó. Mặc dù giáo tôn cùng đại hộ Pháp đều là nguyên anh hậu kỳ lớn nhung vu, nhưng giáo tôn trên thân lộ ra khí tức, rõ ràng so đại hộ pháp mạnh hơn nhiều, cùng Âu Dương Minh Nguyệt tương xứng, đã ở vào đại tu sĩ trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ cần lại hướng phía trước nửa bước, liền có thể bước vào ngộ linh kỳ. Có thể hay không trở thành ngộ linh kỳ tu sĩ, cùng bọn hắn thực lực không quan hệ, chỉ cùng trong cõi u minh thiên ý tương quan. Không hề nghi ngờ, giáo tôn mới là tặc vương, đánh bại đại hộ pháp, vấn đề không sẽ có được căn bản giải quyết, duy chỉ có đánh bại giáo tôn, hết thảy vấn đề mới có thể giải quyết dễ dàng. Âu Dương Minh Nguyệt an bài chiến thuật, hay là rất hợp lý. Đối phó giáo tôn dạng này một cùng một cường địch, liền phải vừa ra tay liền đánh bại hắn, không thể để cho hắn có chút cơ hội thở dốc. Vạn nhất để giáo tôn bỏ chạy, bọn hắn muốn sống đi ra cái này Tây Nhung Đại Thảo Nguyên, chỉ sợ thật chỉ là mơ mộng hão huyền. Bốn tên đại tu sĩ toàn lực xuất thủ, trong đó còn bao gồm Âu Dương Minh Nguyệt dạng này đỉnh cấp cao thủ, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Huống chi, giáo tôn còn bị thổ ma ngẫu cầm cố lại hai chân, hoãn gấp ở giữa, căn bản là không tránh thoát, thậm chí liền thi triển thuật độn thổ đến dưới mặt đất cùng thổ ma ngẫu đối bóp đều khó mà làm được, thổ ma ngẫu sớm đã đem hắn xung quanh thổ biến thành tường đồng vách sắt. Đối với tinh thông thuật độn thổ ma ngẫu mà nói, muốn làm đến điểm này cũng không hề làm khó. Đối mặt tiêu phàm long tượng nặng tay, đại hộ pháp trong lúc vội vã còn tế ra một kiện mộc thuẫn, thoáng ngăn cản một chút, giáo tôn thậm chí ngay cả công phu như vậy đều không có âu dương minh nguyệt đã đã sớm đang đợi cơ hội như vậy bây giờ cơ hội giáng lâm lại nơi nào sẽ bỏ lỡ đại trưởng lão cùng người giao thủ kinh nghiệm chi phong phú quả thực không cùng luân so oanh hạo dương bảo kính bên trên bắn ra một cỗ thô to kim sắc lôi trụ cùng âu dương minh nguyệt bình thường tế ra tinh xảo lôi điện hoàn toàn khác biệt đầu này lôi trụ bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng nàng cùng giáo tôn gần trong gang tấc dạng này gần khoảng cách giáo tôn không có khả năng có bất kỳ né tránh chỗ trống trong nháy mắt thô to kim sắc lôi trụ liền trùng điệp đánh vào giáo tôn trên thân xoẹt một tiếng giáo tôn toàn thân trên dưới lập tức đều bao phủ tại kim sắc lôi điện bên trong cùng lúc đó huệ thiên hào tế gia hạo nhật thần lôi cùng đái thành long vô phong trọng kiếm tế ra mạnh đại sát chiêu cũng công bằng chính giữa giáo tôn trong chốc lát kim quang lóa mắt kinh phong như đao giáo tôn bị bao phủ hoàn toàn cái gì đều không nhìn thấy trọn vẹn nửa khắc đồng hồ quá khứ kim sắc lôi điện cùng kinh phong mới chậm rãi biến mất lộ ra ở giữa tình hình. Không gặp, nguyên địa giống tuếch, rốt cuộc nhìn không thấy giáo tôn cái bóng. Tên này đường đường nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong lớn nhung vu, cứ như vậy bị triệt để diệt sát, ngay cả một điểm bụi bặm cùng vết tích đều chưa từng lưu lại. Thậm chí, ngay cả giáo tôn cuối cùng một tia khí tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âu Dương Minh Nguyệt bọn người mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mặc dù bọn hắn đối lực công kích của chính mình đều cực kỳ tự tin, lại cũng không cho rằng liên thủ một kích liền có thể khiến một tên nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới siêu cấp đại tu sĩ hôi phi yên diệt, cái gì đều không thừa hạ. Nhung vu cố nhiên cũng không lấy nhục thân cường hãn nghe tiếng, nhưng nếu không được cũng nên có nguyên thần lưu lại. Thế nhưng là, nếu là tại bốn người liên dưới tay, giáo tôn thế mà còn có thể bình yên vô sự địa độn đi, vậy thì càng không hợp thói thường. Nếu như trọng thương mà chạy, mới nhất hợp đạo lý. Dưới mắt dạng này, không rõ sống chết, đừng bảo là thi thể, ngay cả cặn bá cũng không thấy, thật đúng là khiến người khó mà tác giải. Bên kia toa, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử lại không tâm tư để ý tới bên này, chỉ lo đối đại hộ pháp đuổi đánh tới cùng, một chiêu hung ác như một chiêu, nửa điểm cơ hội thở dốc cũng không cho hắn. Đại hộ pháp bị tiêu phàm một kích trọng thương, từ đầu đến cuối đằng không ra thời gian đến thổ nạp chữa thương, muốn thoát thân mà đi, lại bị tiêu phàm hai vợ chồng kéo chặt lấy, chỉ có thể kiên trì, từ chết đến lết. Chỉ bất quá mỗi gánh một chiêu, thương thế liền tăng thêm một phân cứ như vậy đánh xuống, coi như không bị đánh chết tại chỗ, chỉ sợ cũng sẽ bị tươi sống ngoài chết. Các ngươi sông đại hỏa, khổ khổ, đại hộ pháp một bên kiệt lực ứng phó tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử công sát, một bên thở hào hển kêu lên, tiếng ho khan bên trong, khóe miệng bọt máu biểu bay, từng có lúc đại hộ pháp chật vật như thế qua. Bất quá nhìn ánh mắt của hắn, lại tựa hồ như không giống như là nói chuyện giật gân. Các ngươi triệt để chọc giận giáo tôn, các ngươi đều phải chết, thật sao? Vậy chúng ta trước hết giết ngươi, âu dương minh nguyệt cười lạnh một tiếng từ tốn nói đại trưởng lão tự nhiên là vô cùng có quyết đoán người cứ việc đối giáo tôn sinh tử còn nghi vấn nhưng cũng trong nháy mắt làm ra quyết định chuẩn bị lập tức quá khứ hiệp trợ tiêu phàm thiên diệu tiên tử đem đại hộ pháp nhất cử diệt sát cái này mê huyễn đại trận lợi hại hơn nữa không người chủ trì lấy hắc lân thiên phú thần thông muốn công phá cũng không phải nhiều khó khăn mặc dù hãm thân tại tây nhung giáo tổng đàn nhưng mà chỉ muốn tiêu diệt giáo tôn cùng đại hộ pháp liệu tất còn có thể thuận lợi thoát thân. Đang lúc Âu Dương Minh Nguyệt dưới chân độn quang cùng một chỗ, đã sắp qua đi tương trợ. Lại bỗng nhiên đè lại bước chân, trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long cũng cùng một chỗ dừng lại thân hình, nghi hoặc hướng phải phía trước nhìn lại. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, bỗng nhiên tại cái hướng kia bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này rất quen thuộc, chính là xuất từ sát ma ngẫu, nhưng cường đại trình độ, lại cùng lúc trước sát ma ngẫu không thể so sánh nổi. Oanh, kia một mảnh trên đất bàn đá xanh đột nhiên nổ tung. Đá vụn bay loạn, một con màu xám sắt cực đại thiết quyền, bỗng nhiên oanh ra, mang theo vô biên bá khí. Ngay sau đó, sắt ma ngẫu toàn bộ thân hình đều từ dưới đất đứng lên. Thân cao hơn một trượng, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Âu Dương Minh Nguyệt bọn người, nguyên bản xám trắng song trong mắt. Lóng lánh huyết hồng ngọn lửa, tựa như hai đoàn quỷ như lửa. Khiến người gặp một lần phía dưới, liền kìm lòng không đặng trong lòng bỡ ngỡ ngộ linh kỳ huệ thiên hào gắt gao tiếp cận cô kia sắt ma ngẫu mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc trước mắt cỗ này ma ngẫu lại nhưng đã đột phá nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đạp tiến vào hiểu linh kỳ mặc dù tựa hồ còn không phải chân chính ngộ linh tu sĩ nhưng kia cỗ khinh người khí thế lại đập vào mặt dù coi như còn so ra kém bọn hắn tại thiên tri cuối cùng gặp phải nhiễm lực lão tổ nhưng cũng tranh lệch không xa bọn hắn đồng thời ở bộ này ma ngẫu trên thân cảm ứng được giáo tôn khí tức chẳng lẽ giáo tôn cùng sát ma ngỗ hợp thể rồi liên tưởng đến sau một kích giáo tôn hài cốt không còn lập tức để người cảm thấy khả năng này cực cao tiểu bối các ngươi triệt để chọc giận ta từ sát ma ngỗ miệng bên trong vang lên tiếng ong ong nộ khí trùng thiên chính là giáo tôn cũng không trách giáo tôn phẫn nộ hắn thân là nhất giáo chi chủ uy trấn tây nhung thảo nguyên mấy trăm năm dưới chướng nhung vu số lượng hàng trăm ngàn tây nhung thảo nguyên ngàn tỷ sinh linh đối với hắn quỷ bái tôn thờ nơi nào sẽ nghĩ đến một ngày kia sẽ tại mình tổng đàn bị một đám kẻ ngoại lai triệt để diệt sát thân thể nếu không phải mấy năm trước đó mình may mắn đến cực điểm lĩnh hội nguyên thần xuất khiếu cùng ma ngẫu hòa làm một thể tuyệt thế thần thông lần này cái này bổ nhào thật là cắm lớn thân thể đã diệt tại những này kẻ ngoại lai sắc bén thần thông sấm xét phía dưới nguyên thần có thể hay không bình yên đào thoát thật đúng là ẩn số không cẩn thận kém chút lật thuyền trong mương ta muốn đem các ngươi từng cái chém thành muôn mảnh hừ hư lạnh một tiếng, vang lên, mặc dù cũng không thế nào vang dội, nhưng ở trận mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở, chính là xuất từ Âu Dương Minh Nguyệt miệng. Âu Dương Minh Nguyệt một đôi mắt đẹp khóa chặt tại sát ma ngẫu trên thân, từ tốn nói. Các hạ ngược lại là rất biết dọa người, người cái này hợp thể chi thuật cũng rất kỳ diệu, cũng không biết, dạng này trạng thái, người có thể kiên trì bao lâu. Lấy Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt, nàng tự nhiên nhìn ra được, giáo tôn trước mắt cũng không phải là là chân chính mộ linh kỳ cảnh giới, chỉ là cưỡng ép cất cao đến ngộ linh kỳ trạng thái, chân thực sức chiến đấu, cùng ngộ linh kỳ tu sĩ tương đối mà nói, hay là có nhất định tranh lệch. Bọn hắn nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tập hợp một chỗ, dù coi như đối mặt chân chính mộ linh sơ kỳ tu sĩ, cũng có lực đánh một trận. Nếu không được cũng có thể chạy mất mấy cái, chân chính nhưng lo người, là ma ngẫu biến thái lực phòng ngựa cùng bản thân chữa trị năng lực. Một bộ thực lực đến gần vô hạn ngộ linh kỳ ma ngẫu, lại thêm siêu cấp chữa trị năng lực, quả thực chính là đánh không chết tiểu cường. Chỉ bất quá, tiêu phàm cùng ứng linh trạch đều đã từng nói, nguyên thần không thể tại ma ngẫu bên trong đợi lâu, không có nhục thân tẩm bổ, nguyên thần tại ma ngẫu thể nội, sẽ bị cấp tốc suy yếu, cuối cùng bị ma ngẫu đồng hóa, biến thành ngơ ngơ ngác ngác cái xác không hồn. Giáo tôn cười lạnh một tiếng, nói, dù là kiên trì thời gian lại ngắn, thu thập các người mấy cái này kẻ ngoại lai cũng đầy đủ. Từ ngữ khí của hắn nghe tới, hắn tựa hồ cũng không lo lắng nguyên thần suy yếu vấn đề, có lẽ bọn hắn Tây Nhung giáo luyện chế ma ngẫu 10 điểm đặc biệt, không giống bình thường, có thể thay thế nhục thân tẩm bổ nguyên thần. Lại có lẽ, hắn mặc dù phi thường lo lắng, cũng không tại địch nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Âu Dương Minh Nguyệt ngậm miệng lại, dưới chân độn quang cùng một chỗ, chậm rãi hướng tiêu phàm bên kia dựa sát vào. Lúc này, đoàn người vẫn như cú hãm tại huyến trong trận, lại muốn ứng đối cái này biến thái hợp thể ma ngẫu, cục diện coi là thật không thể lạc quan. Nếu như tiêu phàm cùng hắn kia con linh sủng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đây chính là ngay cả một tia hy vọng cuối cùng đều không có. Tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử đối bên này phát sinh hết thảy, lại là mắt điếc tai ngơ, chỉ là đồng thời gấp rút đối đại hộ pháp công kích. Tiêu phàm lần nữa đem thiết bối đao lang phóng ra. Nếu như tại bình thường, hai đầu tam giai đại thành thiết bối đao lang, cũng không người điểm đặt ở một tên nguyên anh hậu kỳ lớn nhung vu trong mắt, nhưng trước mắt tình hình này, tự có coi là chuyện khác. Đối mặt hai người tấn mãnh công kích, đại hộ pháp vốn là đỡ trái hở phải ngăn cản không nổi bây giờ lại đụng tới cái này tiến thối như điện thiết bối đao lang càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương suy suy âm thanh bên trong đại hộ pháp toàn thân máu tươi văng khắp nơi nếu không phải hắn dốc hết toàn lực né tránh chỉ sợ trong nháy mắt liền bị thiết bối đao lang tháo thành tám khối dù là như thế nhưng cũng chật vật không chịu nổi khoảnh khắc liền vết thương trồng chất giáo tôn cứu ta hiển nhiên tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử đồng loạt giết tới đại hộ pháp cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh, đành phải vứt xuống mặt mũi, vứt xuống thận trọng, kêu to cầu viện. Cũng may hướng giáo tôn cầu viện, cũng không mất mặt. Hừ, lúc này, hợp thể ma ngẫu rốt cuộc động, cũng không gặp hắn như thế nào động tác, thân thể cao lớn lóe lên, bỗng nhiên liền lướt ngang mấy chục trượng, thoáng qua đến tiêu phàm bên người. Tiểu bối, người quá phách lối, giáo tôn ngữ khí rất là bất thiện, cũng không trách giáo tôn lửa giận bừng bừng phấn chấn, Tiểu Bối này bất quá là chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, lại xen lẫn trong một đống lớn giữa các tu sĩ, còn không biết dấu tài, vậy mà hướng một tên lớn Nhung Vu ra tay đánh nhau, muốn giết hắn trợ thủ đắc lực nhất, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Lớn lối như thế tiểu Bối, giáo tôn há có thể dung hắn. Giáo tôn xuất thủ vừa nhanh vừa độc, nhưng lại 10 điểm đơn giản thô bạo, chính là một quyền hướng tiêu phàm oanh ra, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, càng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, một quyền chính là một quyền chỉ bất quá một quyền này, lại xen lẫn hợp thể ma ngẫu 10 thành kinh lực. Mặc dù tiêu phàm tại Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ bên trong xem như một cái tồn tại đặc biệt, đại đa số Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí cùng phổ thông hậu kỳ đại tu sĩ đối đầu, tiêu phàm cũng chưa chắc liền rơi vào hạ phong. Nhưng mà đối mặt cái này đến gần vô hạn mộ linh kỳ hợp thể ma ngẫu, song phương thực lực tranh lệch hay là quá xa. Thực lực tuyệt đối sẽ tạo thành tuyệt đối nghiền ép, ỉ mạnh hiếp yếu, giáo tôn đương nhiên phải khai thác loại này vừa nhanh vừa độc thô bạo phương thức. Một tên tráng hán đánh một đứa bé, còn cần dùng đến cái gì kỹ xảo a? À? Hợp thể ma ngẫu động tác nhanh như thiểm điện, đừng bảo là ở xa mấy chục trượng bên ngoài Âu Dương Minh Nguyệt mấy người tới không kịp cứu giúp, dù coi như là gần trong gang tất thiên diệu tiên tử, cũng không kịp cứu viện. Đại hộ Pháp không hổ là là hậu kỳ lớn nhung vu, kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, mắt thấy giáo tôn sát tướng tới, nhưng lại không bị động chờ đợi viện thủ, mà là lập tức phản thủ làm công, cuốn lấy thiên diệu tiên tử, để nàng đằng không xuất thủ tới lui giúp tiêu phàm. Đánh trận tiêu diệt, liền muốn tập trung ưu thế tuyệt đối lực lượng, lấy thế lôi đình vạn quân, nhất cử diệt địch. Tiêu phàm, hai nữ nhân đồng thời lên tiếng kinh hô, một cái tiếng kinh hô là xuất từ thiên diệu tiên tử, một cái khác lại là xuất từ Âu Dương Minh Nguyệt. Huệ thiên hào cùng đái thành long không khỏi ngạc nhiên quay đầu, nhìn Âu Dương Minh Nguyệt một chút, cực nhanh hiện lên một vòng khó có thể tin thần sắc bọn hắn vậy mà từ Âu Dương Minh Nguyệt trong thanh âm nghe ra dị dạng. Cứ việc cái này dị dạng lóe lên liền biến mất, lại làm sao có thể giấu giếm được những này sống mấy trăm năm lão giang hồ. Mặc dù Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long đều là oai hùng đại hán, đối nam nữ hoan ái sự tình cũng không ưa, nhưng mà lại cũng không biểu hiện bọn hắn không hiểu được những thứ này. Đều là nhân tinh, đương nhiên, cũng có thể lý giải Âu Dương Minh Nguyệt lo lắng tiêu phạm an toàn, là bởi vì phá trận cần, ngày sau tầm bảo cũng vẫn là cần hắn thần toán, nhưng vừa rồi, Âu Dương Minh Nguyệt nhắc nhở Huệ Thiên Hào thời điểm, lại chỉ nói cẩn thận hai chữ, lần này là gọi thẳng tiêu phàm danh tự, cùng thiên diệu tiên tử đồng dạng thốt ra. Ở trong đó khác nhau, cho dù ai đều phân biệt ra được. Chẳng lẽ, Huệ Thiên Hào quả thực không dám nghĩ tiếp nữa, cái này thực sự quá hoang đường, kia vô cực tiểu tử, có tài đức gì, phối có như thế diễm phúc. Chỉ tiếc, lúc này, kia diễm phúc khôn cùng vô cực tiểu tử, lại toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, căn bản liền vô tâm đến suy nghĩ những này lưu luyến diễm lệ. Địch quyền còn tại mấy trượng bên ngoài, liền đã quyền phong Phật thể, ép tới khí đều không kịp thở. Tiêu phàm một tiếng quát lớn, không tránh không né, đón hợp thể ma ngẫu thiết quyền, cũng là một quyền vung ra. Cuồng phong gào thét, đang cùng thiên diệu tiên tử chiến đấu đại hộ pháp sắc mặt đại biến. Rất rõ ràng, hắn cảm nhận được tiêu phàm một quyền này bên trong uy lực cực lớn, thậm chí càng tại hướng hắn xuất kích một chiêu kia long tượng nặng tay phía trên. Thiên Diệu Tiên tử cũng hơi biến sắc, Tiêu Phàm một kích này uy lực, đã vượt qua Thiên Diệu Tiên tử chỗ nhận biết bất luận cái gì một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ cực hạt, thậm chí không ít phổ thông hậu kỳ đại tu sĩ, tiện tay một kích cũng chưa chắc có uy năng như thế. Mặc dù nàng cùng Tiêu Phàm có vợ chồng chi thực, lại cũng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Phàm công lực, lại nhưng đã tinh tiến vào đến thế. Chỉ bất quá một kích này, khẳng định cạn kiệt Tiêu Phàm toàn lực. Thiên Diệu Tiên tử hoàn toàn có thể cảm nhận được Tiêu phàm một quyền vung đi, thể nội chân nguyên pháp lực cơ hồ nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Đây tuyệt đối là liều mạng đấu pháp, bình thường không có bất kỳ cái gì một vị tu sĩ, bao quát cấp thấp tu sĩ ở bên trong sẽ sử dụng dạng này đấu pháp. Thực tế quá nguy hiểm, một kích đem thể nội chân nguyên pháp lực đều đều hao hết, sau một kích, nếu như chưa có thể đắc thủ, chẳng khác nào khoanh tay chịu chết. Dù coi như có linh thạch cực phẩm nơi tay, cũng không có khả năng nháy mắt liền đem tiêu hao sạch sẽ pháp lực bổ đầy. Dạng này chiêu số hoàn toàn chính là muốn cùng địch nhân đồng quy vô tận. Chỉ tiếc, song phương cảnh giới thực tế cách biệt quá xa, dù là tiêu phàm liều mạng, hắn một kích này uy lực, cùng đến gần vô hạn ngộ linh kỳ cảnh giới hợp thể ma ngẫu tương đối mà nói, hay là không thể so sánh nổi, đừng bảo là đối cứng hợp thể ma ngẫu một kích, liền xem như hơi chỉ trệ một điểm đối phương thế công, đều lực có chưa đến. Nhưng mà, tiếp xuống để thiên diệu tiên tử đều trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Tại vung ra một quyền về sau, tiêu phàm thế mà ngay sau đó lại bỗng nhiên đánh ra quyền thứ hai kinh phong phá mặt như đao uy lực của một quyền này vậy mà mảy may cũng không tại quyền thứ nhất phía dưới thế nhưng là cái này sao có thể tiêu phàm quyền thứ nhất rõ ràng đã hao hết toàn thân pháp lực có thể nào tại dạng này ngắn ngủi nháy mắt lập tức lại đem pháp lực bổ đầy sau đó đột nhiên đánh ra quyền thứ hai cái này ảo thuật lại là thế nào biến dương quan ba chồng ngay tại mọi người chưa lấy lại tinh thần thời khắc tiêu phàm lại là một tiếng quát lớn. Quyền thứ ba gào thét mà ra, quả nhiên là nặng đào sóng trùng điệp, đất rung núi chuyển. Ba quyền chi lực một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Cuồn cuộn hướng về phía trước, cơ hồ hợp lại cùng nhau, uy lực nháy mắt tăng vọt. Trong chấp nhóm này, cơ hồ chẳng khác gì là ba tên đại tu sĩ đồng thời xuất thủ, cố nhiên còn chưa đủ lấy cùng hợp thể ma ngẫu xuất thủ một kích chỉ uy đánh đồng, tranh lệch nhưng cũng không có như vậy cách xa. Coi như còn không thể ngăn lại ma ngẫu một quyền kia, chỉ ít cũng có thể tiêu mất một bộ phân to lớn cự lực. bằng không mà nói, dù là tiêu phàm nhục thân có mạnh mẽ hơn nữa, cũng là tuyệt đối không chịu đựng nổi. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, hai cố cự lực liền đón đầu đụng vào nhau. không như trong tưởng tượng ầm ầm nổ vang, chỉ có không khí gấp gáp vặn vẹo tê tê thanh âm. cùng sau đó bạo liệt tất ba thanh âm, chính diện đối cứng kết cục không chút huyền nhiệm, mặc kệ tiêu phàm đoạn này thời gian được bao nhiêu kỳ ngộ, tiến cảnh ra sao cùng thần tốc cảnh giới của hắn từ đầu đến cuối bóp chết tại Nguyên Anh Trung Kỳ, cùng một bộ mới có lẽ đã đột phá hiểu linh kỳ hợp thể ma ngẫu mặt đối mặt cứng đối cứng. Cũng không thể có nửa phân phần thắng, trên thế giới này, kỳ tích sẽ không luôn luôn xuất hiện. Chỉ thấy tiêu phàm thân thể kịch chấn, lập tức hướng về sau cấp tốc thối lui, hai chân thật sâu dẫm xuống dưới đất, mặt đất phủ lên bàn đá xanh như là vỏ trứng gà, vỡ tan. Vỡ nát, đá vụn bay loạn, tiêu phàm càng lạo hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt mấy phân khí tức cũng yếu không ít ừm nhưng là rất hiển nhiên kết quả này khiến giáo tôn hoàn toàn không tưởng được cái thứ nhất hướng tiêu phàm xuất thủ hắn vốn là nghĩ một kích giết chết dùng tiêu phàm đầu người đến lập uy có thể trùng điệp làm tổn thương đám này kẻ ngoại lai nhuệ khí đại hộ pháp chi vây tự nhiên giải quyết dễ dàng ai ngờ lại là kết quả như vậy xuất thủ một kích chẳng những không có đem cái này cảnh giới thấp nhất ngoại lai tiểu tử chết ngay lập tức tại thiết quyền phía dưới nhìn qua, hắn vậy mà bị thương đều không phải quá nặng. Tiểu bối này nhất định người mang dị bảo, chỉ bất quá, dù coi như giáo tôn lại kiến thức rộng rãi, sợ cũng chưa nghe nói qua tạo hóa giới dạng này có thể nháy mắt bổ đầy chân nguyên pháp lực nghịch thiên bảo vật. Nếu không có tạo hóa giới nơi tay, tiêu phàm kiên quyết không cách nào thi triển ra như thế uy mãnh bá đạo dương quan ba chồng, chỉ sợ đang dạy tôn một quyền phía dưới, không chết cũng muốn đứt gân gãy xương. Tiêu phàm, thiên diệu tiên tử lại là một tiếng thấp giọng hô, thân ảnh lóe lên, liền đến tiêu phàm bên người, gắt gao tiếp cận cách đó không xa hợp thể ma ngẫu, toàn bộ tinh thần đề phòng. Thậm chí ngay cả phân tâm tuân hỏi một câu tiêu phàm thương thế cũng không dám. Cái này hợp thể ma ngẫu mặc dù cảnh giới còn chưa hoàn toàn đột phá đến ngộ linh kỳ, nhưng xuất thủ uy lực mạnh, lại cũng không tại ngộ linh kỳ tu sĩ phía dưới. Tiêu phàm đã thụ thương, mình như lại phân tâm vì đó ngồi, chỉ sợ hôm nay là thật giữ nhiều lành ít. Thừa cơ hội này, đại hộ Pháp sớm đã thoát thân mà đi, trốn đến giáo tôn sau lưng, lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới hít một hơi thật sâu, móc ra một viên màu đỏ dược hoàn ăn vào. Âu Dương Minh Nguyệt mấy người cũng phi thân đến Tiêu Phàm bên người, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng ý tò mò. Lại không nghĩ tới, Tiêu Phàm cái thứ nhất cùng hợp thể ma ngẫu giao thủ, vậy mà lại là kết quả như vậy. Hẳn là loại này nháy mắt khôi phục chân nguyên pháp môn, là vô cực môn bí mật bất truyền. Trừ cái đó ra, thật đúng là không có khác giải thích. Bất quá lúc này Tự nhiên không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm. Còn có một cái tránh dưới đất đây này, cũng ra sáng cái tướng đi, để bản tỏa kiến thức một chút. Hợp thể ma ngẫu từ trên cao nhìn xuống một một quét mắt bọn hắn, màu xám sắt trên mặt lộ ra nhân cách hóa ý trào phúng. Kỳ thật đến dạng này cảnh giới, dù coi như là một bộ ma ngẫu, cũng có thể đem mình giả trang phải cùng nhân loại giống như đúc. Mới nếu không phải thổ ma ngẫu cầm cố lại hắn hành động, nhục thể của hắn như thế nào lại bị hủy. Hào quang màu vàng đất lấp lánh thổ ma ngẫu tại tiêu phàm bên người hiện thân mà ra. a, à, cỗ này ma ngẫu người nào luyện? đại thủ bút a, vừa thấy được thổ ma ngẫu, hợp thể ma ngẫu trong mắt lập tức hỏa diễm nhảy loạn, chật chật liên thanh. mặc dù hắn luyện chế ra sát ma ngẫu cảnh giới càng tại thổ ma ngẫu phía trên, nhưng đây chính là cuối cùng tây nhung giáo toàn giáo chi lực để hắn lại luyện chế một bộ dạng này thổ ma thỉnh thoảng xuất hiện đến, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều khó mà làm được. đáng tiếc a, à, luyện chế không đúng phương pháp lãng phí như thế cực phẩm vật liệu. Bằng không mà nói, nếu là có thích hợp thời cơ, hoàn toàn có cơ hội thành tựu một bộ hậu kỳ cảnh giới siêu cấp ma ngẫu. Giáo tôn vừa nói vừa lắc đầu liên tục, tựa hồ có chút cảm khái. Tiêu phàm, hướng đông, Âu Dương Minh Nguyệt trực tiếp hướng tiêu phàm truyền âm nói. Nàng nhưng không có thời gian dỗi nghe giáo tôn ở đây nói liên miên lại nhải. Thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Được, tiêu phàm không nói hai lời, đưa tay khoác lên hắc lân trên cổ, hắc lần cái chán hào quang tỏa sáng thật mắt chi quang bắn ra đem phía đông huyến trận lần nữa xé rách ra một cái đại trận mọi người đối mặt với hợp thể ma ngẫu thân thể lại đồng loạt hướng bên kia bay trốn đi hắc hắc đã các người buộc bản tọa lộ ra pháp thân còn muốn đi quả thực chính là mơ mộng hão huyền biến giáo tôn một tiếng quát lớn chỉ thấy sắt hào quang màu xám chấp loạn hợp thể ma ngẫu phía sau bỗng nhiên lại mọc ra bốn cánh tay bao quát lúc trước hai tay ở bên trong mỗi cái trong tay đều nắm lấy khác biệt binh khí đao kiếm búa rìu giản roi đa số đều là binh khí nặng giết giáo tôn hét lớn hợp thể ma ngẫu bước nhanh chân sáu tay vung vẩy hướng về phía trước đánh tới lập tức nặng nề tiếng xé gió đại tác âu dương minh nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút miệng hơi mở hạo dương bảo kính bắn ra duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm một cái bảo kính kim quang đại phóng biện tránh lôi minh thô to kim sắc hồ quang điện, đón giáo tôn mãnh kích mà đi cái khác mấy tên đại tu sĩ cũng không chút do dự một cùng ra tay tiêu phàm lại một mực phối hợp hắc lân hướng đông phương phá vây mà đi năm tên đại tu sĩ đồng thời xuất thủ quả nhiên là đất dung núi chuyển sơn hà biến sắc nếu như cái này mê huyễn đại trận không phải thiết lập tại đại thần miếu bên trong có không gian chi lực gia cố đã sớm chống đỡ không nổi bị mấy người kia liên thủ phá mất giáo tôn lại nghiêm nghị không sợ sáu binh khí nhìn trời ném đi lập tức hóa thành vô số lít nha lít nhít đao kiếm búa diều như mưa rơi hướng mọi người đập xuống. Lập tức, lại là sáu cái binh khí trong tay hắn nổi lên. Tựa hồ những này nặng nề binh khí, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trong lúc nhất thời, giết tiếng nổ lớn, binh khí giao kích thanh âm, không dứt bên tai. Sau một lát, chỉ nghe Huệ Thiên Hào một tiếng gầm thét, tựa hồ có chút đau đớn. Tiêu phàm không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm ứng được, Huệ Thiên Hào khí thức bỗng nhiên trở nên chợt mạnh chợt yếu, rất rõ ràng là bị thương, mà lại bị thương còn không nhẹ binh khí giao kích thanh âm càng thêm dày đặc. Đái thành long rên lên một tiếng, khí tức lập tức yếu rất nhiều, thụ thương dường như so huệ thiên hào còn trầm trọng hơn. Một nhóm bảy người, bao quát tiêu phàm ở bên trong, không thời gian dài, đã tổn thương ba cái. Mà Hắc Lân trừ phá trận, trên thực tế không thể tính là nhân viên chiến đấu, lấy nàng cảnh giới bây giờ, không có khả năng đỡ được hợp thể ma mấu tiện tay một kích. Tất cả những người khác kiệt lực ngăn cản, đều là đang vì nàng tranh thủ thời gian. Nói thực ra, cái này mê huyễn đại trận thực tế quá lớn, dù coi như Hắc Lân có thật mắt chi quang, tại chưa có thể hiểu thấu đáo toàn bộ đại trận trận nhãn vị trí chỗ ở thời điểm, cũng rất khó thành công phá giải. Hiện tại bọn hắn chỉ là dựa theo quẻ tượng chỉ dẫn, hướng đông phương phá vây, đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể đột xuất cái này huyễn trận, lại thật là không biết. Ngay sau đó, hô một tiếng, bỗng nhiên cát vàng tràn ngập, thổ ma ngẫu bị đánh trúng, nháy mắt phấn thân toái cốt, hóa thành một đống cát vàng, cụ gió lướt qua, lại lại nhanh chóng gây dựng lại khôi phục hình người. Trong thời gian này, mọi người cũng không chỉ một lần đánh chúng hợp thể ma ngẫu, trong đó hai lần, thậm chí trực tiếp đem hợp thể ma ngẫu đánh nát, nhưng hợp thể ma ngẫu bản thân chữa trị năng lực cực kỳ kinh người, trong chốc lát liền gây dựng lại hoàn tất, so vừa rồi càng thêm hung mãnh nhào đem tới. Lý luận núi, ma ngẫu không thể nào là bất tử thân, chỉ cần đánh nát nó số lần đủ nhiều, bản thân chữa trị năng lực mạnh hơn, cũng bất lực. Chỉ bất qua đối mặt một bộ đến gần vô hạn ngộ linh kỳ siêu cấp ma ngẫu, chỉ sợ còn chưa tới phiên đưa nó đánh nát vô số lần, đối thủ của nó sớm đã bị giết đến tinh quang. Nhân loại tu sĩ, vĩnh viễn không có khả năng cùng ma ngẫu so sức chịu đựng. Phút chốc, ngay cả thiên diệu tiên tử cũng bị thương. Chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt còn hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá tiêu phàm lại có thể rõ ràng cảm ứng được Âu Dương Minh Nguyệt chân nguyên pháp lực tiêu hao cực nhanh. Làm người liên can thủ lĩnh, danh xương Nam Châu Đại Lục Đại Tu Sĩ thứ nhất, hợp thể ma ngẫu một nhiều hơn phân nửa thế công, là nàng ngạnh sinh sinh đỡ được nhưng loại cục diện này rất rõ ràng khó mà thời gian dài duy trì. Suy thật mắt chi quang bắn ra, lập tức vang lên hắc lân tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều đều tinh thần đại chấn, huyễn trận phá, nhưng theo quanh người lăn lộn nồng vụ từng đợt đảo ngược trở ra, chúng người sự hoan hỉ trong lòng chi tình cũng đang nhanh chóng tiêu tán, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ đều ngây người. Mê huyễn đại trận ngược lại là phá, nhưng mà tình cảnh của bọn hắn lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, tương phản, đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chỉ gặp bọn họ giờ phút này đang đứng ở một đầu lối đi hẹp bên trong, bốn phía đều là kiên cố vô so vách tường, lấy khối lớn khối lớn màu xanh tảng đá trồng chất mà thành, cực kỳ dày đặc, dưới chân cũng là từ đồng dạng màu xanh tảng đá lát thành con đường. Vô luận là hai bên vách tường hay là dưới chân con đường, đều khắc rõ lít nha lít nhít phù văn, thỉnh thoảng lấp lánh một chút quang trạch, nhìn qua những phù văn này cổ phát vô so. Nhìn ra được, những phù văn này là một loại nào đó thường cổ cấm chế, muốn từ cái này bốn phía vách tường cùng dưới chân trong đại địa thổ độn mà đi, độ khó không tiểu. Chỗ chết người nhất chính là, đây là một con đường chết. Liền tại bọn hắn sau lưng cách đó không xa, lấp kín kiên cố tường đá, cao cao đứng xứng, cùng hai bên vách đá hợp thành một thể. Đã đến cuối cùng, không đường có thể đi, phía trước hơn 10 trượng bên ngoài, hợp thể ma ngẫu ngăn chặn đường đi, sáu cánh tay tay cầm trọng binh lưỡi đao, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, hung tợn tiếp cận bọn hắn, trên mặt tất cả đều là nhân cách hóa mỉa mai ý cười. Đại trưởng lão, Huệ Thiên Hào không khỏi mắt choáng váng, vội vàng hướng Âu Dương Minh Nguyệt nhìn lại, thần tình trên mặt lại là lo nghĩ lại là phẫn uất. Các ngươi bói toán không phải nói Đông Phương vì cắt a. À. Hiện tại thế nào, hiện tại như thế nào, đi tiến vào ngõ cụt, dưới mắt Huệ Thiên Hào, nhưng không còn là ngày xưa uy phong lẫm liệt không ai bị nổi một phái chi tôn, trước ngực phía sau lưng đều có giả sắc, quần áo tổn hại, máu tươi chảy ngang, muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Tăng thêm kia tức hồn hền thần sắc, nói đến phong độ, kia là nửa điểm đều không thừa dưới. Hiển nhiên đã thân hãm tuyệt cảnh, ai còn sẽ hồ kia cái gì cầu thí phong độ. Hợp thể ma ngẫu sau lưng ngoài mấy trượng, nồng vụ lăn lộn, chính là mê huyễn đại trận biên giới. Đột nhiên, hoắc suy một tiếng, từ trong xương mù dày đặc chui ra một đầu quái thú. Đầu quái thú kia chiều cao hai trượng, rộng miệng lợi chảo, thần sắc mạnh ác, trên thân huyết khí trùng thiên, thình lình cũng là một bộ bị luyện hóa ma ngẫu. Có nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, mà quái thú trên cổ thì cưới một tên cô gái áo bảo trắng, dáng người xinh xắn, mặt mũi tràn đầy băng hàn, trên thân linh áp ba động. Vậy mà cũng là một tên nguyên anh hậu kỳ lớn nhung vu. Cô gái áo bảo trắng cưới quái thú, đi tới hợp thể ma ngẫu bên người, có chút khom người. Giáo tôn, hợp thể ma ngẫu quay đầu nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu. Nói, đến rồi, ừm, những người khác ngay tại chạy tới. Cô gái áo bào trắng nói, ánh mắt tại Âu Dương Minh Nguyệt bọn người trên thân quét qua. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, giáo tôn, chính là mấy người này a, à, lá gan thật sự là không nhỏ, dám xông vào tiến vào chúng ta chủ thần miếu. Một lời chưa tất, từ trong xương mù dày đặc lại toát ra hai cỗ ma ngẫu. Mặc dù chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nhưng nhìn ra được, cái này hai cỗ ma ngẫu là một thể luyện chế, nhất định có được một loại nào đó uy lực mạnh mẽ liên thủ thần thông. Cái này tại tu chân giới cũng có chút phổ biến. Không ít huynh đệ hoặc là vợ chồng tu sĩ đều sẽ luyện tập liên thủ thần thông, so phổ thông hợp tác, uy lực phải lớn hơn nhiều. Bất quá lúc này chỉ nhìn thấy ma ngẫu, lại không nhìn thấy thao túng ma ngẫu nhung vu, khả năng trốn ở chỗ tối, lại hoặc là dứt khoát cùng giáo tôn đồng giảng, đem mình nguyên thần cùng ma ngẫu hòa thành một thể. Lúc này, lại có ai sẽ đi để ý cái này? Mắt thấy cao dai nhung vu cùng cao dai ma ngẫu hội tụ phải càng ngày càng nhiều, nhất quán trầm ổn đái thành long cũng có chút không thể chịu được kinh, thấp giọng nói. Đại trưởng lão, cần phải lập tức nghĩ cách mới là. Lại tiếp tục trì hoãn, chúng ta coi như đều xong đời. Âu Dương Minh Nguyệt lại hướng tiêu phàm nhìn qua, Huệ Thiên Hào cùng đái thành long trong đầu cái kia phiền muộn a. À. Cái này đến lúc nào rồi, đại trưởng lão làm sao bỗng nhiên giống không có chủ kiến, mọi chuyện đều muốn trưng cầu kia vô cực tiểu bối ý kiến. Chẳng lẽ kinh nghiệm của hắn kiến thức, thật đúng là so ra mà vượt những này kiến thức rộng rãi đại tu sĩ không thành. Quả thực lẽ nào lại như vậy, nhất là khiến người khó có thể tin sự tình, tiêu phàm đối đại trưởng lão ánh mắt nhìn như không thấy, một đôi mắt, một mực dính tại cuối thông đạo bước kia cao lớn kiên cố trên thạch bích, ánh mắt sáng ngời, phảng phất muốn tại kia bên trên nhìn ra một đóa hoa tới. Đái thành long có chút bất đắc dĩ, nhìn bên người thổ ma ngẫu ứng linh trạch một chút, thấp giọng hỏi. Ứng huynh, người bói toán kết quả như thế nào? Đông phương vì cát, đây là âu dương minh nguyệt cùng tiêu phàm xem bói quẻ tượng chỉ dẫn cái này ngay miệng đái thành long lại là không thể không hoài nghi bọn hắn xem bói có phải là có sai lầm làm sao đem mọi người dẫn tiến vào ngõ cụt ứng linh trạch từ tốn nói đông phương vì cát là khẳng định không sai quẻ tượng chỉ dẫn cũng chính ứng ở chỗ này đái thành long lập tức một hồi lâu phiền muộn nói thế nhưng là đạo hữu cũng nhìn thấy nơi này căn bản chính là tuyệt địa ra không được huệ thiên hào cũng không nhịn được nói đáp bạn, nơi này chính là tại Tây Nhung giáo tổng đàn, những này vô sư truyền thừa, rất quỷ dị, nói không chừng bọn hắn có biện pháp che đậy trời cơ, để thuật bói toán mất linh. Đây cũng cũng không có khả năng, chỉ ít tại Nam Châu đại lục nguyên linh giáo tổng đàn sở tại địa, xác thực liền có cùng loại tình hình tồn tại, có thể bằng vào vô thuật chi diệu, che đậy trời cơ, dù coi như là xem bói chi lực, cũng khó có thể dòm tìm hiểu rõ. Các người bây giờ xông tiến vào người ta nhung vu tổng đàn thần miếu, thuật bói toán bị áp chế, bốc tính không chính xác, cũng rất bình thường. Chỉ bất quá các người cái này một sai lầm, lại làm hại tất cả mọi người mất mạng. Thổ ma ngỗ hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Nói thực ra, ứng linh trạch trong lòng cũng không phải 10 điểm khẳng định. Thuật bói toán, vốn là huyễn hoặc khó hiểu, mặc cho ai cũng không dám nói, xem bói có tự tin trăm, phần trăm. Không cần phí tâm, nơi này vốn là mê huyễn đại trận trận nhãn, là tuyệt địa, ra không được, hợp thể ma ngấu cũng không có vội vã hướng bọn hắn tiến công ngược lại dù bận vẫn ung dung cười lạnh nói bây giờ thuộc hạ của hắn ngay tại liên tục không ngừng chạy tới mỗi kéo dài thêm một khắc hắn lực lượng liền lớn mạnh một phân này lên kia xuống thắng bại thiên bình chỉ có càng ngày càng hướng hắn bên này nghiêng những này kẻ ngoại lai cuối cùng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của hắn không ai tiếp tra đến bây giờ các ngươi còn không định đầu hàng sao chẳng lẽ còn muốn làm vùng vẫy dẫy chết huệ thiên hào hướng hắn trợn mắt nhìn người này nhân phẩm cố nhiên không thế nào tính tình lại là táo bạo cực kỳ đối huệ thiên hào nổi giận giáo tôn nhìn như không thấy cười lạnh nói ta vẫn là câu nói kia chỉ muốn các ngươi đầu hàng buông ra thần thức để ta gieo xuống cấm chế ta liền tha các ngươi bất tử đánh giám huệ thiên hào tức giận đến mắng to một mực đối bên này tình hình chẳng quan tâm tiêu phàm bỗng nhiên nhấc tay vừa nhấc một đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ án xoay tròn mà ra lúc đầu chỉ có lớn hơn một xích nhỏ, lập tức phồng lớn, trong chốc lát liền biến thành vài thước lớn nhỏ, hướng về phía trước bay đi, một cỗ nhàn nhạt không gian chi lực, phồng lên mà ra. Trừ màu đỏ hỗn độn đồ án trực tiếp đâm vào đối diện trên thạch bích, trong khoảnh khắc liền chui vào vách đá bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chốc lát, trên thạch bích thả ra một điểm quang sáng, dần dần, càng ngày càng là lóa mắt, ánh mắt của mọi người, đều kìm lòng không đặng bị hấp dẫn. Giáo tôn trong hai mắt, ngọn lửa nhảy vọt, hiển nhiên có chút không tưởng được. Trong chốc lát, kia một chút xíu sáng ngời liền hóa thành một đạo màu ngà sữa quang môn, tại trên vách đá không ngừng lấp lánh, như là như mộng ảo mỹ lệ. Đồng thời, một cỗ cường đại không gian ba động, cũng trực thấu ra. Tiêu phàm khóe miệng rốt cục lộ ra một tiên nụ cười thản nhiên. Cánh cửa không gian, Huệ Thiên Hào biểu hiện ngẩn ngơ, lập tức vui mừng quá đỗi. Lại không nghĩ tới, vậy mà lại tại cái này nhìn như ngõ cụt địa phương, mân mê ra một cái cánh cửa không gian tới xem ra mấy cái này xem bói ra hỏa, thật là có điểm đáng tin cậy, không phải tùy tiện lắc lư người. Đông phương vì cát, quả thật có chút môn đạo, cánh cửa không gian, giáo tôn đầu tiên là giật mình, lập tức cười lạnh. Thật đúng là trò cười, cái này rõ ràng là ta tổng đàn thần miếu không gian chi lực hội tụ điểm, các người vậy mà đem nó xem như cái gì cánh cửa không gian. Hắc hắc, rất tốt, ta ngược lại muốn xem xem, các người có bản lãnh gì mở ra cái này phiến cánh cửa không gian. Bất quá nói thì nói như thế, hợp thể ma ngẫu trên thân kia vốn cổ phần đã ẩn liếm khí tức cuồng bạo, lại lần nữa tăng vọt, ma ngẫu sáu con thiết thủ, cầm thật chặt sáu binh khí. Rất hiển nhiên, giáo tôn đối mình, đều không thể nào tin được. Nói thật, Tây Nhung giáo 18 cái đại thần miếu, duy chỉ có tòa này tổng đàn thần miếu thần bí nhất, tràn đầy các loại không gian quỷ dị chi lực, thậm chí ngay cả giáo tôn mình, cũng khó có thể một cha một cái tìm hiểu rõ. Nhiều năm trước một trận nội loạn, để tổng đàn thần miếu không gian chi lực tổng khống đồ tổn hại, từ đó về sau, tổng đàn thần miếu không ít địa phương, đều thành không gian cấm địa. Không có an toàn con đường, dù coi như là giáo tôn, cũng không dám tùy tiện xông loạn. Mặc kệ người tu vi lại cao, tại không gian chi lực trước mặt, đều yếu ớt như là một trang giấy. Tại mình giáo phái tổng đàn, lại có rất nhiều ngay cả mình cũng không thể tiến vào cấm địa, chỉ cần vừa nghĩ tới, giáo tôn liền 10 điểm phiền muộn. Chỉ bất quá, kia tổn hại tổng khống đồ dù sao còn có thể khống chế thần miếu đại bộ phận phân không gian chi địa, tổng đàn thần miếu vẫn như cũ là thập đại cái lớn trong thần miếu cường đại nhất. Giáo tôn cũng liền một mực đều đem tổng đàn thiết ở chỗ này. Dưới mắt cái này ngõ cụt, lại không phải không gian cấm địa, giáo tôn chỉ biết, nơi đây đã trở thành tuyệt địa, bị không gian chi lực triệt để ngăn chặn, không người có thể thông hành. Vì vậy mới đưa mơ hồ đại trận một cái trận cước, thiết ở chỗ này. Hiển nhiên kia hiểu được thật mắt chi quang linh thú mang theo mọi người một đường hướng cái này ngõ cụt mà đi, giáo tôn tự nhiên là vui thấy kỳ thành chỉ bất quá ngay cả giáo tôn mình cũng không nghĩ đến ở đây trên thạch bích còn ẩn giấu đi một cái cánh cửa không gian trẻ tuổi nguyên anh trung kỳ tiểu bối quả nhiên có thật nhiều quỷ môn nói lấy chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi không phải ngạnh sinh sinh ngăn trở tự mình ra tay một kích lại còn tại trên vách đá mân mê ra một cái cánh cửa không gian mặc dù giáo tôn không tin tưởng bọn họ không có tổng khống đồ cùng lệnh bài cũng có thể mở ra cái này cánh cửa không gian nhưng không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất vạn nhất cái này hậu bối tiểu tử, coi là thật có như thế thủ đoạn nghịch thiên, có thể khỏi phải tổng khống đồ cùng lệnh bài tới mở cánh cửa không gian, chẳng phải là sẽ để bọn hắn chạy thoát. Vậy cái này trò cười coi như huyên náo lớn, giáo tôn vô luận như thế nào đều gánh không nổi người này. Hô giáo tôn sáu tay vung mạnh, vô số binh khí từ trên trời giáng xuống, hướng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người húc đầu đập xuống. Lấy hắn nguyên thần cùng sát ma ngẫu hợp thể về sau, nếu như toàn lực kích phát, sức chiến đấu mạnh, tuyệt không tại ngộ linh kỳ tu sĩ phía dưới, kịch chiến xuống tới, không nói đem những này kẻ ngoại lai tiêu diệt hầu như không còn, diệt sát một hai cái, là nhất định không thể nghi ngờ. Bất quá bởi như vậy, chẳng những sát ma ngẫu lại bởi vì tiêu hao quá mức mà bị hao tổn, hắn nguyên thần chỗ phải chịu áp lực cũng sẽ gia tăng mãnh liệt. Nếu là tại địa bàn của mình, đến tiếp sau viện binh ngay tại liên tục không ngừng chạy đến, lại là không cần thiết dạng này liều mạng. Tên kia sinh sắn nữ tính lớn nhung vu cũng là hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, liền biến mất không còn tâm tích, sau một khắc, nàng ngồi xuống đầu kia mãnh thú ma ngẫu, lại bỗng nhiên khí thức phóng đại, nháy mắt liền tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, ngửa mặt lên trời gào to, dương nanh múa vuốt, hướng về phía trước đánh tới. Xem ra cái này hợp thể chi thuật, là bọn hắn Tây Nhung giáo đồng dạng đại đạo truyền thừa, giáo trung cao giai Nhung Vu, đều có loại này bản sự. Nhìn như là không khác biệt công kích, nhưng đa số binh khí đều là hướng Huệ Thiên Hào chúc xuống. Kia hợp thể sau mãnh thú ma ngẫu, càng là kính lao thẳng về phía Huệ Thiên Hào. Cái này không cần giữ mưu, không quản giáo tôn hay là sao chạy đến vị này sinh sắn lớn nhung vu, kinh nghiệm chiến đấu gì cùng phong phú, tự nhiên liếc thấy được đi ra, đối phương trong mấy người, trước mắt Huệ Thiên Hào là yếu nhất một điểm. Người này dù là hậu kỳ đại tu sĩ, lại thủ thương không nhẹ, khí thức chợt mạnh chợt yếu, chiến lực đại tổn. Quả hồng đương nhiên muốn nhặt mềm bóp, binh pháp nói, tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn nó một chỉ. Từ đây người bắt đầu, có thể dần dần phá hủy cường địch vương bát đản tiếng hét phẫn nộ bên trong một cái phòng hộ không chu toàn huệ thiên hào lại lấy một chút tốt mặc dù âu dương minh nguyệt cùng đái thành long ứng linh trạch bọn người minh bạch dưới mắt việt không phải phân lẫn nhau thời điểm nhất định phải đoàn kết nhất trí nhao nhao hướng huệ thiên hào thân xuất viện thủ thế nhưng dù sao tâm ý không tương thông phối hợp tự nhiên cũng liền chưa nói tới cỡ nào ăn ý quan trọng trước mắt cuối cùng vẫn là tự vệ vì thứ nhất sự việc cần giải quyết chỉ có tại tử vệ làm nhẹ nhàng thời điểm, mới có thể tương trợ Huệ Thiên Hào. Thiên diệu tiên tử dốc hết toàn lực, hộ vệ tiêu phàm. Tiêu phàm đã sớm đem hắc lân thu hồi linh thú điểm, người khoác thanh kim sắc vẩy rồng giáp Đối chuyện ngoại giới mắt điếc tai ngơ, hết sức chăm chú tiếp cận kia phiến màu ngà sữa quang môn, song nghi nhíu chặt, đau khổ nghiên cứu phá giải chi đạo. Thỉnh thoảng hai tay họa vòng, đem từng đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ án đánh vào đến quang môn bên trong, kia quang môn trừ thỉnh thoảng sẽ lấp lánh mấy lần liền lại không có cái khác bất luận cái gì động tính tình hình chiến đấu dần dần kịch liệt lại có hai tên nguyên anh trung kỳ nhung vu đuổi tới mang lấy bọn hắn đồng dạng cường đại ma ngẫu gia nhập chiến đoàn như vào ngày thường những ngày nguyên anh trung kỳ nhung vu cùng mấy cỗ ma ngẫu đối âu dương minh nguyệt bọn người sẽ không tạo thành bao lớn uy hiếp nhưng dưới mắt lại không giống có giáo tôn dạng này một cùng một đại cao thủ đi đầu nổi lên bọn hắn chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ thỉnh thoảng thêm chút loạn, tình hình liền khác nhau rất lớn. Vô luận như thế nào, còn phải muốn phân thần đến ứng trả cho bọn họ. Sau một lát, mọi người lại nhao nhao thụ thương, thiên diệu tiên tử càng là nhẹ nhàng rên lên một tiếng, chính hết sức chăm chú đang ngó chừng cánh cửa không gian tiêu phàm bỗng nhiên chấn động. Nhưng đầu lại, thấp giọng hỏi, như thế nào, thiên diệu tiên tử trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng dị dạng đỏ thắm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không có gì đáng ngại, tiêu phàm gật gật đầu, bất quá nhìn ra được hắn cũng không phải là thật không lo lắng thiên diệu tiên tử nhưng lúc này hắn đúng là không cách nào phân tâm chỉ là nhìn tình hình này nếu là hắn lại không cách nào mở ra cái này cánh cửa không gian chỉ sợ hôm nay liền xác thực giữ nhiều lành ít vừa nghĩ đến đây tiêu phàm không do dự nữa ống tay áo nhẹ nhàng lắc một cái trừ màu đỏ càn khôn đỉnh bắn ra đón gió căng phồng lên thoáng qua liền hóa thành lớn hơn một xích nhỏ một cỗ nhu hòa lại cường đại không gian chi lực bỗng nhiên bạo phát đi ra Chính đang cật lực chống cự giáo tôn tiến công Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, mắt đẹp bỗng nhiên co vào, xinh xắn trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Càn khôn đỉnh, dù coi như chấn định như Âu Dương đại trưởng lão, giờ phút này cũng không nhịn được thốt ra, thực tế là chấn kinh quá mức. Thân là hạo thiên tông đại trưởng lão, nàng đương nhiên biết càn khôn đỉnh ra sao cùng dạng bảo vật, khi tiêu phàm triển lộ ra tại không gian thần thông bên trên tạo nghệ thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không phải chưa từng hoài nghi, đã từng ở trước mặt hỏi qua tiêu phàm, bất quá tiêu phàm phủ nhận. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có truy đến cùng, cuối cùng, vẫn là ở chỗ Âu Dương Minh Nguyệt không tin tưởng lắm món chí bảo này thật sẽ rơi vào một tên xuống dốc vô cực môn đệ tử trong tay. Nàng lần đầu nhìn thấy tiêu phàm thời điểm, tiêu phàm bất quá vừa mới ngưng kết nguyên anh chưa lâu, là mạnh mẽ hậu sinh vãn bối. Năm đó vì món chí bảo này, Nam Châu Đại Lục nhắc lên mấy chục năm gió tanh mưa máu, đếm không hết vô cực truyền nhân cùng tu sĩ khác, thảm tao giết chóc nhưng càn khôn đỉnh nhưng thủy chung như đá ném vào biển rộng, mặc cho vô số tu sĩ cấp cao đem Nam Châu đại lục lật cả đáy lên trời, cũng không có bất cứ tin tức gì. Lại cũng không nghĩ ra, càn khôn đỉnh vậy mà thật tại tiêu phàm trong tay. Bất quá, chân chính để Âu Dương Minh Nguyệt khiếp sợ, còn không phải càn khôn đỉnh bản thân, mà là càn khôn đỉnh tại tiêu phàm trong tay sự thật này. Người này thân thế lai lịch, tuyệt đối không có chính hắn nói đơn giản như vậy. Ở trong đó, khẳng định có mờ ám, tiêu phàm nói chuyện, không hết không thật, Người mang nhiều loại cổ quái linh thể, tiến dài thần tốc, tinh thông không gian chi đạo, bây giờ lại có càn khôn đỉnh, Âu Dương Minh Nguyệt cơ hồ có thể khẳng định, tiêu phàm chính là hạo thiên tông tiền bối tổ sư tiên đoán cái kia vô cực môn kỳ tài ngút trời. Nghe nói cái kia có thể để vô cực môn trọng trấn uy danh, đông sơn tái khởi, một lần nữa trở thành nam châu đại lục thứ nhất tông môn thiên tài. Nói cách khác, một ngày kia, người này sẽ thành vô địch tồn tại, cùng năm đó vô cực thiên tôn đồng dạng, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ vì như thế, cái kia tiên đoán mới có thể thành thật. Trong chấp nhoáng này, Âu Dương Minh Nguyệt khiếp sợ trong lòng, quả thực không cách nào nói đồng hồ. Chẳng những Âu Dương Minh Nguyệt, những người khác cũng đồng thời cảm ứng được càn khôn đỉnh bên trên lộ ra không gian chi lực, 10 điểm nhu hòa, lại tràn trề ở khắp mọi nơi. Ừm, giáo tôn trong mắt ngọn lửa, bỗng nhiên nhún nhảy, hắn cơ hồ lập tức liền cảm nhận được tình hình không đúng. Tiêu phàm hai tay bấm quyết, vội vã trong hư không vạch ra mấy cái cực kỳ phức tạp đồ hình, một tiếng quát lớn tật, càn khôn đỉnh nháy mắt hào quang tỏa sáng, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án, phóng xạ mà ra, xoay tròn lấy, hướng na trên thạch bích cánh cửa không gian bay bắn xuyên qua, trong khoảnh khắc liền chui vào trong đó. Sau một khắc, cánh cửa không gian cũng là hào quang tỏa sáng, vô số sữa điểm sáng màu trắng, giống như là tuyết bay, hướng giữa không trung vương vãi xuống. Thông huyền linh bảo, giáo tôn trên mặt lộ ra giật này cả mình thần sắc. Càn khôn đỉnh vừa mới lộ diện thời điểm, hắn đã phát giác được này bảo không tầm thường, nhưng cũng không có hướng thông huyền linh bảo cái phương hướng này suy nghĩ, dù sao tại dạng này dưới cùng giao diện, theo lý thông huyền linh bảo là không nên tồn tại. Kia cực thiểu số ngoại lệ, bình thường đều là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Cùng tiêu phàm kích phát càn khôn đỉnh uy năng về sau, đã có hiểu linh kỳ tu vi giáo tôn, tự nhiên lập tức liền có thể cảm ứng được đây là thông huyền linh bảo mới có khí tức cường đại. Mặc dù còn không thể 10 điểm khẳng định, nhưng cũng có 7-8 phần khả nghi. Sau khi hết khiếp sợ, giáo tôn tâm tư lập tức trở nên lửa nóng. Cứ việc nhìn qua, đây chỉ là một kiện phụ trợ tính chất bảo vật, nhưng thông huyền linh bảo chính là thông huyền linh bảo, nhất định diệu dụng vô tận. Nếu như có thể đem cái này thông huyền linh bảo đoạt tới tay, Tây Nhung giáo thực lực lập tức tăng nhiều, nói không chừng nhưng để bù đắp Tây Nhung giáo đương đại không có mộ linh kỳ lão tổ tiếc núi, nhảy lên có thể trở thành thiên ma đạo thứ nhất lãnh thuộc tông môn. Cái này cái nguyên anh trung kỳ hậu sinh vãn bối, thật đúng là để hắn kinh hỉ không ngừng. Giờ khắc này, thậm chí song phương giao chiến đều một cách tự nhiên ngừng lại, tựa hồ cũng đang chờ muốn nhìn, bảo vật này đến cùng có hạ uy có thể. Là có hay không chính là thông huyền linh bảo, cũng có thể nhờ vào đó kiểm nghiệm một chút. Nhưng là, để tất cả mọi người rất thất vọng chính là, cứ việc Tiêu Phàm đã dốc hết toàn lực kích phát Càn Khôn đỉnh uy năng, trên vách đá cái kia cánh cửa không gian tại cấp tốc lấp lánh sau một lát, quang mang hay là dần dần ảm đạm đi, Càn Khôn đỉnh phát ra tràn trề không gian chi lực, cũng một chút xíu trở thành nhạt, biến mất giáo tôn trong mắt nóng bỏng ngọn lửa cũng theo đó ảm đạm. Xem ra là mình nhìn lầm, cuối cùng chỉ là cái hàng nhái mà thôi. Tiêu phàm mồ hôi lạnh trên trán gợn sóng mà xuống, thậm chí thân thể đều nhẹ nhàng lay động một cái, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phân. Vừa rồi toàn lực kích phát càn khôn đỉnh uy năng, để hắn chân nguyên lần nữa tiêu hao, mặc dù có tạo hóa giới có thể nháy mắt bổ đầy, nhưng đối thân thể hay là có nhất định tổn thương. Bất luận cái gì bảo vật đều không phải vạn năng, nhất định có nó tính hạn chế tạo hóa giới dây lát bạo công năng không phải đến vạn bất đắc sĩ thời điểm hay là không nên tùy tiện sử dụng tốt tiêu phàm thử một lần nữa lúc này tiêu phàm bên tai bỗng nhiên vang lên âu dương minh nguyệt truyền âm thanh âm cái này cánh cửa không gian trên thực tế là một cái không gian pháp trận người vẻn vẹn công nó một điểm không cùng với dư có thể là sai lầm mở không ra tới tiêu phàm song nghi bỗng nhiên dương lên âu dương minh nguyệt lời ấy cùng hắn suy nghĩ trong lòng không ngưu mà hợp làm trận pháp đại sư hắn đương nhiên có thể nhìn ra được cái này cánh cửa không gian không đơn giản xác thực chính là một cái cỡ nhỏ không gian pháp trận thậm chí tiêu phàm còn tại pháp trong trận tìm được năm cái trận cước ngay từ đầu là nghĩ nương tựa theo càn khôn đỉnh không gian chi lực cưỡng ép đột phá cái này cánh cửa không gian hiện tại xem ra mình công lực còn chưa đủ không cách nào chân chính kích phát càn khôn đỉnh uy năng lấy hắn hiện tại công lực nhiều nhất cũng liền có thể kích phát thông huyền linh bảo một điểm ra mau thôi quan trọng chính là muốn công phá cái không gian này pháp trận, chí ít cũng nhất định phải đồng thời công kích trong đó ba cái trận cước, mà lại đồng dạng phải đem hết toàn lực kích phát càn khôn đỉnh uy năng. Vấn đề ở chỗ, đi đâu tìm ba cái tinh thông không gian thần thông vô cực môn tu sĩ cấp cao để hoàn thành đòn công kích này. Những người khác, dù là công lực lại cao, muốn điều khiển vô cực môn bảo vật chấn giáo, đó cũng là tuyệt đối không thể. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể. Thông huyền linh bảo tuyệt không phải tốt như vậy trưởng khống. Mà lại, giáo tôn tựa hồ cũng không định cho bọn hắn tiếp tục nếm thử cơ hội. Quát khẽ một tiếng, hợp thể ma ngẫu khí tức tăng vọt, thân thể cũng là tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành thân cao mấy trượng cự nhân, sáu tay đủ dương, sáu cái binh khí bay lên trên trời, hợp thành một thể, hóa thành một thanh màu xám sắt cự nhật, mũi nhọn dài đến năm sáu trượng, sáu tay đủ duỗi, đem chuôi này cự nhận nắm ở trong tay, dơ lên thật cao. Một cố cường đại tuyệt luân khí tức, dâng lên mà ra. Ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt đều thay đổi, tuyệt đại phong hoa trên mặt tất cả đều là lo nghĩ cùng lo lắng chi ý không hề nghi ngờ giáo tôn muốn thi triển sát chiêu đây là không giới ngộ linh kỳ tu sĩ một kích chí mạng nếu như bên ngoài ở giữa có rộng lớn lượn vòng chỗ trống kia còn dễ nói không thể trêu vào lẫn mất lên tổng còn có biện pháp có thể nghĩ nhưng ở cái này lối đi hẹp bên trong muốn tránh cũng không được lui không thể lui trừ ngạnh giang lại không có biện pháp khác tiêu phàm chỉ có một lần cơ hội Âu Dương Minh Nguyệt lập tức gương mặt xinh đẹp quét ngang, trong hai con người thần quang nháy mắt trở nên lạnh như băng, miệng bên trong truyền âm, nhắc nhở tiêu phàm một câu, hai tay bấm quyết, trong miệng nói lầm bầm. Một trận phong lôi chi thanh, ẩn ẩn tại trong lối đi hẹp pháo vang lên. Âu Dương Minh Nguyệt trên thân, hiện ra từng tầng từng tầng kim sắc lôi điện, mặc dù tinh xảo, lại ở khắp mọi nơi, qua trong giây lát, Âu Dương Minh Nguyệt liền thành một cái kim sắc điện nhân. Mà nàng uyển chuyển thân thể mềm mại, cũng tại một chút xíu lớn lên. Huệ Thiên Hào, Đái Thành Long, ứng linh trạch cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đã đến cuối cùng trước mắt, lập tức từng cái đều sử xuất bản lĩnh cuối cùng, không còn có nửa điểm giấu giếm giữ lại. Thiên Diệu Tiên Tử cổ tay trắng lật một cái, trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ bình ngọc, mở ra nắp bình, từ đó đổ ra một viên đậu nành lớn nhỏ đan dược, viên đan dược kia toàn thân đỏ tươi, lộ ra cực kỳ mùi thơm kỳ dị, nhưng cũng ẩn ẩn hàm một tia bá đạo chi khí. Cái này viên thuốc là tiêu phàm vì nàng điều phối, quan trọng trước mắt, có thể mức độ lớn nhất kích phát thể nội tiềm năng, đồng thời lại có thể mức độ lớn nhất tránh đối tự thân tổn thương. Y thánh có là thủ đoạn như vậy, đương nhiên, muốn hoàn toàn tránh tổn thương là không thể nào, chỉ có thể rơi xuống thấp nhất. Thiên diệu tiên tử chỉ nhìn dược hoàn một chút, lập tức ngửa cổ một cái, đem dược hoàn nuốt xuống, nháy mắt khí tức tăng vọt. Lập tức liền về đến trạng thái đỉnh phong, nhưng không có vội vã xuất thủ, mà là đứng tại tiêu phàm bên người ngưng thần đề phòng, vô luận như thế nào, tiêu phàm an toàn luôn luôn vị thứ nhất. Giáo tôn hừ lạnh một tiếng, sáu tay vung vẩy, cự nhận giữa trời bổ đem xuống tới. Hư giữa không chung, phát ra tê tê thanh âm, như là rắn độc le lưỡi, cả cái thông đạo thiên địa nguyên khí, thoáng qua liền bị cự nhận hấp thu phải sạch sẽ, cự nhận mặt ngoài, hiện ra một lớp bụi mịt mờ quang trạch. Không chút nào thu hút, lại khí thế đẻ người, chưa trước mắt, mọi người liền cảm thấy toàn thân siết chặt, tựa hồ một tòa cự đại sơn mạch, vào đầu đè ép xuống. Lúc này, Âu Dương Minh Nguyệt huyền chuyển thân thể mềm mại cũng dài đến 3-4 trượng chi cự, hai tay chống đỡ tại Hạo Dương bảo kính mặt sau, bảo kính kim chói, so trên 9 tầng trời mặt trời còn muốn diễm lệ. Còn muốn chói mắt, tản mát ra khí tức cố nhiên còn so ra kém cự nhận. Nhưng cũng cường đại dị thường, một tiếng quát, Hạo Dương bảo kính nghênh tiếp màu xám sắt cự nhận, phát ra kéo kẹt kéo kẹt kim loại ma sát thanh âm, cực kỳ chói tai, dường như giữ lẫn nhau không dưới. Nhưng loại này lực lượng ngang nhau giữ lẫn nhau vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Trong khoảnh khắc, Âu Dương Minh Nguyệt khí thức liền yếu một phân, cao lớn thân thể mềm mại cũng có chút biến thấp một phân, xinh xắn gương mặt, lại trở nên tái nhợt một phân, bên cạnh mọi người có thể rõ ràng mà cảm ứng được. Âu Dương Minh Nguyệt thể nội chân nguyên pháp lực, chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp trôi qua. Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long không nói hai lời, riêng phần mình vung vẩy binh khí, nghênh kích đi lên. Nhưng mà, vô luận là Huệ Thiên Hào hạo nhật thần lôi, hay là Đái Thành Long vô phong trọng kiếm, đánh vào màu xám sắt cự nhận phía trên lại như là bùn như nhập hải toàn không một chút tin tức kia cự nhận vẫn như cố từng chút từng chút hướng xuống chân áp mà tới mắt thấy Âu Dương Minh Nguyệt pháp lực tiêu hao kinh người hai người rơi vào đường cùng cũng đành phải riêng phần mình tế lên pháp bảo cùng Âu Dương Minh Nguyệt cùng một chỗ gắt gao gánh vác cái này từ trên trời giáng xuống vạn quân cự nhận ứng linh trạch lại không chút do so dự hướng nà cùng sinh sắn nhung vu hợp thể mãnh thú ma ngẫu cùng cái khác mấy tên nhung vu Minh kích đi lên bản mệnh tiền tài tế ra. Hóa thành một cỗ vàng cam cam gió lốc, đem địch nhân tất cả đều bao khỏa trong đó. Tiêu Phàm đối đây, hoàn toàn không có phản ứng, sau nghi nhíu chặt, tựa hồ đang suy tư rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem cái này cánh cửa không gian mở ra. Về phần này cửa mở ra về sau, thông hướng nơi nào, có phải là có thể thoát khỏi giáo tôn truy sát, lại là hoàn toàn không biết, ngay cả nửa điểm đầu mối đều không có. Ai cũng không biết, cánh cửa không gian phía sau, đến cùng cất giấu thứ gì. Dưới mắt chỉ có thể cầu nguyện quẻ tượng chỉ dẫn bọn hắn lại tới đây, tổng là có lý do. Âm ầm giữ lẫn nhau âm thanh bên trong, Âu Dương Minh Nguyệt ba người liên thủ, cũng ngăn không được cự nhận, lại bị áp xuống tới hơn một trường. Nhiều như vậy đại tu sĩ, lại lựa chọn loại này đấu pháp, thực tế cũng là bất đắc dĩ. Không chỗ xê dịch, giáo tôn cũng là nhắm ngay điểm này, mới không kiêng nể gì như thế toàn lực bộc phát, muốn một đao định càn khôn. Nếu như là bên ngoài ở giữa, lấy cảnh giới của bọn hắn cùng kinh nghiệp, tự nhiên sẽ có càng huyền đấu pháp, nào có nghĩ cấp thấp tu sĩ như thế, liều mạng pháp lực. Cự nhận còn tại một chút xíu ép hạ, dạng này lấy cứng trọi cứng cùng chết, càng về sau càng nguy hiểm, càng khó lấy thoát thân, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Thật giống như đại lực sĩ nhờ ngàn cân áp, vừa lúc bắt đầu, phấn khởi đánh cực một lần, còn có cơ hội chạy thoát, một khi bị ngàn cân cự áp gắt gao ngăn chặn, kết quả kia bình thường chỉ có một cái kiệt lực mà chết. Tiêu phàm, Huệ Thiên Hào cắn răng nghiến lợi buồn bực giống một tiếng, Tiểu tử ngươi lại phá không được kia quang môn, đoàn người đều là một con đường chết. Đúng lúc này, Tiêu Phàm rốt cục động, chỉ gặp hắn tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết không ngừng hướng Càn Khôn đỉnh vào tới, trừ màu đỏ bảo đỉnh, tại trước ngực hắn hơn một trượng chỗ xoay chậm chậm, dần dần lộ ra trừ ánh sáng màu đỏ, mà lại càng ngày càng là sáng tỏ. Trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, một cái bóng mờ từ Càn Khôn đỉnh bên trong tách ra, tách rời quá trình cực chậm. Quả thực chính là cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất sinh con, không cẩn thận liền làm bị thương hài nhi. Không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ quang cảnh, hư ảnh mới hoàn toàn từ thân đỉnh tách rời, phiêu hút tại Càn Khôn đỉnh phía bên phải vài thước bên ngoài, đồng dạng trừ hào quang màu đỏ lấp lánh, lộ ra từng đợt nhu hòa nhưng lại tràn trề không gian chi lực. Lại một thời gian uống cạn chung trà, thứ hai hư ảnh cũng từ Càn Khôn đỉnh tách ra, trôi nổi tại Bảo đỉnh bên trái vài thước chỗ. Cũng không biết Tiêu Phàm dùng loại nào pháp môn vậy mà thành công đem càn khôn đỉnh chia ra làm ba hai cái hư ảnh tựa hồ cũng mang có một chút bảo đỉnh không gian chi lực chút này không gian chi lực dùng vào thời điểm khác tự nhiên là toàn chỗ vô dụng nhưng dưới mắt dùng để phá giải vách đá này bên trên quang môn ngược lại là đối chứng cực kỳ oanh đang cùng mãnh thú ma ngẫu cùng với khắc nhung vu tác chiến thổ ma ngẫu bỗng nhiên vỡ ra hóa thành một cỗ đầy trời cắt vàng đây đã là thổ ma ngẫu bị đánh cho lần thứ ba bạo thể dù sao hắn muốn đối mặt đối thủ quá nhiều mà lại từng cái đều không phải tên soàng xính, nếu như không phải đem thổ ma ngẫu tăng lên tới nguyên anh trung kỳ đại thành cảnh giới, tuyệt đối không chỉ là bị đánh nổ ba lần đơn giản như vậy, nói không chừng liền bị những này tinh thông vu linh chi thuật nhung vu nhóm trực tiếp tù binh quá khứ. Trong lúc nguy cấp thời điểm, ứng linh trẻ cũng xác thực đủ mạnh mẽ, thổ hoàng sắc gió lốc ở trên mặt đất một quyển, lại tại hơn một trượng bên ngoài một lần nữa ngưng tụ ra thổ ma ngẫu thân thể, hổ gầm một tiếng. Lần nữa đón mãnh thú ma ngẫu cùng cái khác nhung vu mãnh sông đi lên, tiền tài bay múa, cự trùy vung mạnh chuyển như gió, thế cùng hổ điên, kéo chặt lấy bọn hắn, để bọn hắn ai cũng đằng không xuất thủ đến lại cho Âu Dương Minh Nguyệt đám ba người tăng thêm cuối cùng một cọng rơm. Thấy tiêu phàm bỗng nhiên tách ra hai đạo bảo đỉnh hư ảnh, giáo tôn trong lòng run lên, ẩn ẩn cảm thấy, tiêu phàm tựa hồ tìm được phá cửa quyết khiếu. Đánh tới mức này, nơi nào còn có thể tha cho bọn hắn chạy thoát. Giáo tôn lừ lạnh một tiếng, hợp thể ma ngỗ toàn thân quang hoa đại phóng, vậy mà lần nữa bộc phát ra cực kỳ hung hãn khí tức, vô tận chân nguyên pháp lực bỗng nhiên tuôn ra tiến vào kia chầm chậm đè xuống cự nhận bên trong trong chốc lát cự nhận uy lực tăng gấp bội huệ thiên hào cùng đái thành long đồng thời miệng hơi mở phun ra từng ngụm từng ngụm máu tươi trên thân khí tức tiến một bước suy yếu xuống dưới thậm chí đã chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại đại tu sĩ cảnh giới đủ thấy lần này cứng đối cứng đối kháng thực tế bọn hắn cũng đã dốc hết toàn lực răng rắc một tiếng cự nhận có hạ thấp xuống vài thước Âu Dương Minh Nguyệt đã không sai biệt lắm khôi phục lại thường nhân chiều cao dáng người, trên mặt ân hồng tự huyết, toàn thân khớp nối xương cốt bạo đậu vang lên không ngừng, thể nội chân nguyên pháp lực, trôi qua hơn phân nửa, thậm chí chống đỡ hạo dương bảo kính hai tay, lại có chút khẽ run lên. Đại trưởng lão cũng đã đến cực hạn, đúng lúc này, một cỗ to lớn đại lực bỗng nhiên từ một bên phóng lên tận trời, uy lực mạnh, ở xa huệ thiên hào cùng đái thành long phía trên, tung coi như bọn họ thời kỳ toàn thịnh, cũng không gì hơn cái này xuất thủ chính là thiên diệu tiên tử. Đến như vậy trong lúc nguy cấp, thiên diệu tiên tử cũng chỉ có thể xuất thủ tương trợ. Một khi Âu Dương Minh Nguyệt sụp đổ mất, Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long lập tức liền muốn bị vạ lây. Mà nếu như ba người bọn hắn đều đổ xuống tới, còn lại nàng cùng tiêu phàm cùng ứng linh trạch cuộc chiến hôm nay, kết cục liền sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Phải này giúp đỡ, Âu Dương Minh Nguyệt thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức song mi lại nhíu chặt. Mặc dù thiên diệu tiên tử có thể giúp nàng chống cự nhất thời bán hội, nhưng mà đây chỉ là biện pháp không triệt để, kiên trì không được bao lâu, thiên diệu tiên tử chân nguyên pháp lực, cũng giống vậy sẽ bị hao hết sạch. Tất cả hy vọng, đều ký thác vào tiêu phàm trên thân. Đúng lúc này, tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, hai tấm đỏ thắm phù lục bay ra, tiêu phàm hai tay gảy nhẹ, hai đạo pháp quyết đồng thời đánh chúng hai cái phù lục, lập tức quang mang lóe lên, phù lục liền bị kích phát. Hai cỗ khí thức kỳ lạ, bỗng nhiên bạo phát đi ra cái này hai cỗ khí tức cũng không thế nào cường đại, lại vô cùng kỳ lạ. Ngay cả đang toàn lực đối kháng giáo tôn cự nhận Âu Dương Minh Nguyệt, trong lúc cấp bách cũng không nhịn được quay đầu hướng bên kia nhìn một cái, lập tức liền ngây người. Ba cái tiêu phàm, trong chấp nhóm này, tại vách đá trước đó, bỗng nhiên xuất hiện ba cái tiêu phàm. Mặc dù một chút liền có thể nhìn ra, ở giữa cái kia mới là chân thân, hai bên ngưng tụ ra, bất quá là hai cái hư ảnh, nhưng tấm lưng kia, lại cực giống tiêu phàm, nhất là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, trên người hai người này lộ ra, cũng là cực kỳ chính tông hạo nhiên chính khí, phảng phất là tiêu phàm hai cái phân thân. Cứ việc khí tức kém xa tiêu phàm bản tôn, lại cũng có được nguyên anh trung kỳ cảnh giới, chỉ bất quá không có bản tôn cường đại như vậy đến quá mức. Hai cái này hư ảnh, vậy mà là lấy phù lục triệu hoán đi ra. Dù là Âu Dương Minh Nguyệt kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời, cũng bị dạng này ảo thuật hù dọa. Đây là cái gì phù lục? chẳng những có thể triệu hồi ra cùng bản tôn giống nhau như đúc hư ảnh, lại còn có thể phục chế bản tôn cảnh giới cùng khí tức. Bất quá, đại trưởng lão thực tế thông minh, trong đầu điện quang lóe lên, một cái tên bỗng nhiên ánh vào mi mắt của nàng chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết Triệu Linh Phù. Audio điện tử võ tấn bền. Đối Nam Châu đại lục chế phù sư mà nói, Triệu Linh Phù tuyệt đối là một cái thần kỳ truyền thuyết. Loại này có thể hoàn chỉnh phục chế tự thân Đồng thời có thể phát huy ra mấy thành công lực thần kỳ phù lục, nghe nói rất nhiều năm trước đúng là tồn tại, nhưng bây giờ sớm đã thành truyền thuyết, không biết bao nhiêu năm trước liền đã thất truyền. Rốt cuộc không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây nhìn thấy, từ tiêu phàm lòng bàn tay thi triển đi ra. Đương nhiên, dù coi như Âu Dương Minh Nguyệt cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán, cái này đến cùng phải hay không trong truyền thuyết triệu linh phù, nhưng không dám khẳng định. Chỉ thấy ba cái tiêu phàm đồng thời bấm quyết, từng đạo pháp quyết hướng trước mặt Càn Khôn đỉnh kích bắn đi kia hai đạo hư ảnh bắn ra pháp quyết, lại là đường đường chính chính, không thể giả được hạo nhiên chính khí. Nếu không phải như thế, dù là công lực lại cao, cũng thúc đẩy không được Càn Khôn đỉnh. Hảo tiểu tử, lớn mật, thấy một màn này, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người là vừa mừng vừa sợ, giáo tôn lại là vừa sợ vừa giận. Từ cái này tư thế nhìn, làm không tốt cái này cánh cửa không gian thật sẽ bị hắn mở ra. Mặc dù không rõ ràng lắm cánh cửa không gian mở ra về sau, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng nghĩ đến tổng không phải chuyện gì tốt. Hiển nhiên những này kẻ ngoại lai liền muốn ngăn cản không nổi, bị toàn diệt ở đây, lại sao có thể khoan nhượng bọn hắn tiết bên ngoài tái sinh nhánh. Lập tức một tiếng quát lớn, một đạo sắt hào quang màu xám, bỗng nhiên từ hợp thể ma ngẫu eo cùng lúc bắn ra, quả nhiên là nhanh như thiểm điện, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người chưa lấy lại tinh thần, kia sắt hào quang màu xám liền đã chợt lóe lên, thẳng đến tiêu phàm mà đi. Âu Dương Minh Nguyệt không khỏi giật nảy cả mình, lại không nghĩ tới, hợp thể ma ngẫu còn có thủ đoạn như vậy, nguyên lai tưởng rằng giáo tôn cũng đã dốc hết toàn lực. Lúc này, bất kỳ người nào đều đã không kịp xuất thủ ngăn cản, thậm chí ngay cả một câu cẩn thận cũng không kịp nhắc nhở. Liền tại cái này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, thanh kim sắc quang mang lấp lánh, hơn người mai nắm đấm lớn tiểu nhân vảy rồng. Từ tiêu phàm khôi giáp bên trên bay múa mà ra, khoảnh khắc hóa thành lớn hơn một xích nhỏ, ngăn tại cái kia đạo màu xám sắt ám khí trước đó chính là ly dao kia 12 phiến bản mệnh vảy rồng, dùng hợp kim dao vương 4 mảnh bản mệnh vảy rồng ở bên trong, là cả cỗ vảy rồng giáp lực phòng ngự mạnh nhất, đồng thời cũng lớn nhất linh khí 12 vảy rồng thuẫn giáp. Mắt thấy nguy cấp, lập tức bay múa ra, tự động hộ chủ. Suy mảnh thứ nhất vảy rồng thuẫn giáp không chút huyền niệm, bị màu xám sắt ám khí bắn thủng, cơ hồ không có chút nào trở ngại. Ám khí kia nếu là hợp thể ma ngẫu giữ lại đến đòn sát thủ sau cùng, uy lực mạnh, có thể nghĩ dù coi như là chân chính cơ thể sống trưởng thành kim giao vương. Cũng chưa chắc có thể chỉ bằng vào lân giáp liền ngăn chờ một kích này. Xuy suy suy màu xám sắt ám khí lại một hơi xuyên qua ba mảnh bản mệnh vảy rồng. Thế như trẻ tre, khi màu xám sắt ám khí xuyên thấu tám tấm vảy rồng thuẫn giáp về sau, tình thế rốt cuộc thoảng qua chậm lại một chút. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nếu như không phải một đám hậu kỳ đại tu sĩ ánh mắt sắc bén, một chút tình thế chậm lại, quả thực liền nhìn không ra. Trên thực tế, điểm này trì trệ, cũng không có có tác dụng gì. Lấy ám khí kia sắc bén, một hơi xuyên thấu 12 chiếc vảy rồng thuẫn giáp về sau, còn có thể dễ như trở bàn tay tại tiêu phàm trên thân móc ra một cái cự đại lỗ máu. Dù là tiêu phàm đem yêu thú thiên phú thần thông cùng vô cực long tượng công luyện thể thuật tu luyện tới cực hạn, cũng ngăn cản không nổi. Cái này sát ma ngỗ vốn là canh kim thuộc tính, sắc bén vô so, không gì không phá. Nhưng mà lúc này, cho dù ai đều giúp không được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cầu nguyện kỳ tích sẽ phát sinh ngay cả Huệ Thiên Hào đều ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nếu như tại cái này trong lúc mấu chốt, tiêu phàm bị đánh chết. Vậy thì đồng nghĩa với tất cả mọi người muốn bồi táng. Không có một cái chạy trốn được, suy 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 màu xám sắt ám khí lại thế như trẻ che xuyên thấu ba tấm vẩy rồng thuẫn giáp, đảo mắt cũng chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh bản mệnh vẩy rồng thuẫn giáp. Lúc trước bên cạnh 11 chiếc vẩy rồng thuẫn giáp tình hình đến xem, cuối cùng này một chiếc vảy rồng cũng không sẽ đưa đến tác dụng quá lớn, trong nháy mắt, liền sẽ bị bắn thủng. Nhưng mà, kỳ tích ngay tại lúc này phát sinh, khi màu xám sắt ám khí thẳng bắn tới thời điểm, cuối cùng một chiếc vảy rồng thuẫn giáp bỗng nhiên phóng xạ ra hào quang màu đỏ, thuẫn giáp xung quanh không khí, nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Mắt đỏ cánh cá mập, mọi người vừa mừng vừa sợ, nhớ được tại ma quỷ bờ biển duyên, tiêu phàm thế nhưng là đại khai sát giới, thu thập không ít mắt đỏ cánh cá mập vây ngực. Cái này mắt đỏ cánh cá mập cực kỳ hung hãn, nhất là am hiểu chém giết gần người, vây ngược đối các loại công kích có trời sinh lực phòng ngự, có thể tại quan trọng trước mắt đem công kích của địch nhân lướt qua đi một bên, trên thực tế chính là trong phạm vi nhỏ không gian vặn vẹo, chỉ bất quá lực đạo không mạnh, có chút cùng phàm tục giới võ thuật chiêm y thập bát biệt tương tự. Tại Hắc Uyên chi địa, Hoàng Đường vì tiêu phàm trùng luyện vảy rồng giáp, liền đem mắt đỏ cánh cá mập vây ngược luyện hóa đi vào. Mỗi một chiếc vảy rồng phía trên đều bổ sung lấy mắt đỏ cánh cá mập loại này phòng ngự thiên phú. Chỉ bất quá, màu xám sắt ám khí thế tới thực tế quá nhanh, bám vào kinh lực thực tế quá mạnh, bản thân hiện tại quả là quá mức sắc bén, đằng trước người một tấm vẩy rồng thuẫn giáp bên trong mắt đỏ cánh cá mập thiên phú thần thông không cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng trải qua liên tiếp không ngừng trở ngại cùng tiêu hao, màu xám sắt ám khí bốc đồng đến cùng còn là bị làm dịu không ít. Cuối cùng này một tấm vảy rồng thuẫn giáp, rốt cục phát huy tác dụng. Đương nhiên, muốn triệt để ngăn trở cái này mùi ám khí, kia là không thể nào. Suy ám khí không chút khách khí, đem cuối cùng một tấm vảy rồng thuẫn giáp bắn thùng, nhưng mà, làm ám khí xuyên thấu cuối cùng này một tấm vảy rồng thuẫn giáp thời điểm, phương hướng lại hướng phải thoáng lệch một điểm. Bất quá, đối với tiêu phàm đến nói, đem ám khí mang lệch điểm này phương hướng, cũng đã đầy đủ. Màu xám sắt ám khí bắn trúng hắn eo phải, nghiêm chỉnh mà nói, là quẹt vào hắn eo phải bộ khôi giáp lân phiến, sau đó nghiêng bay chéo ra ngoài, chính giữa bên phải cái kia đạo triệu linh phù viễn hóa mà ra hư ảnh. Phốc một tiếng, cái bóng mở kia tựa như cùng bọt biển bạo liệt mà ra, không có bất kỳ cái gì kháng cự chi lực, hư ảnh ngưng tụ mà ra hạo nhiên chính khí, cũng tiêu tán theo. Cái này phù linh nháy mắt liền bị diệt sát rơi, y theo thiên diệu thần phù ghi chép, tốt nhất nhất triệu linh phù triệu hoán đi ra phù linh, có thể đủ phát huy ra bản tôn hơn chín thành thực lực, kiên trì thời gian cũng không quá ngắn, đồng thời vô luận khí tức hay là hình dạng, đều cùng bản tôn không khác nhau chút nào, đủ để đánh cháo. Bất quá lấy tiêu phàm trước mắt chế phù tiêu chuẩn, lại chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra thấp nhất chờ triệu linh phù, phù linh thực lực cực kỳ có hạn, tự nhiên ngăn không được ngộ linh kỳ hợp thể ma ngẫu một kích. Chỉ bất quá, lúc này diệt sát phù linh, lại là không kịp ngăn cản tiêu phàm. Phù linh trước mặt càn khôn đỉnh ngư ảnh, đã bị phù linh triệt để kích phát, ba cái càn khôn đỉnh đồng thời hào quang tỏa sáng, ba đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ xoay tròn lấy, bắn ra, đảo mắt liền chui vào đến trên thạch bích màu ngà sữa quang môn bên trong. Ngay sau đó, cánh cửa không gian phóng xạ ra cực kỳ bạch quang chói mắt. Nguyên bản tương đối ổn định không gian chi lực, bỗng nhiên trở nên cực kỳ cuồng loạn, ẩn ẩn có không gian phong bạo càn quét mà ra. Âu Dương Minh Nguyệt bọn người không khỏi đại hỉ, lẽ nào lại như vậy? Giáo Tôn giận tím mặt, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đem toàn thân pháp lực đều kích phát ra đến, sau cánh tay đồng loạt phát lực, màu xám sắt cự nhận bỗng nhiên đè ép xuống. Cùng lúc đó, Hạo Dương bảo kính cũng là hào quang tỏa sáng, gắt gao đứng vững màu xám sắt cự nhận âu dương minh nguyệt lại chu cái miệng nhỏ một ngụm máu tươi phun ra ngoài phong hoa tuyệt đại gương mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy huệ thiên hào đái thành long hai người tình hình cũng không khá hơn chút nào đồng dạng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên toàn thân xương cốt lạc lạc rung động hiển nhiên cũng đã kích phát ra giọt cuối cùng tiềm lực thiên diệu tiên tử thì gương mặt xinh đẹp đỏ thắm trên thân khí tức nháy mắt đạt đến tại trạng thái đỉnh cao nhất tục ngữ nói cứng quá dễ gãy quá thịnh khó thủ khi tất cả tiềm lực đều kích phát sau khi đi ra, tiếp xuống chính là phi tốc suy sụp. Tiêu phàm hét lớn một tiếng, thân thể tăng vọt, trong khoảnh khắc hóa thành thân cao mấy trượng cự linh thần. Toàn thân công lực ngưng tụ, bỗng nhiên một trường hướng về phía trước đánh ra. Mở, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia màu ngà sữa cánh cửa không gian rốt cục hoàn toàn mở ra, vô số màu ngà sữa vầng sáng xoay tròn mà ra, cực kỳ huyễn lệ, nhưng mà bổ sung không gian phong bạo, lại khiến cho mọi người đều gan chiến tâm kinh. Trừ bạch quang hay là bạch quang, bất kỳ người nào đều thấy không rõ lắm, cái này cánh cửa không gian phía sau, đến cùng là cái gì? Chỉ bất quá trong lúc này, lại là ai cũng không lo được những này, vô luận cái này không gian phong bạo nhiều nguy hiểm, cũng vô luận cái này cánh cửa không gian phía sau có cái gì, bọn hắn đều không có lựa chọn nào khác. Đi, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, bỗng nhiên một quấy, trừ màu đỏ hỗn độn đồ bay múa mà ra, lập tức đem một phần nhỏ không gian phong bạo quấy nhiễu phải cải biến ban đầu lộ tuyến hướng giáo tôn biến thành hợp thể ma ngẫu càn quét mà đi, thế đi rào rạt, rất có muốn đem giáo tôn bọn người đều đều một quyển mà vào tư thế. Tiểu bối, giáo tôn giận quá mà cười, lại cũng không nghĩ ra, một nhóm kẻ ngoại lai bên trong, ngược lại là cái này trẻ tuổi tiểu bối khó chơi nhất, nhiều lần bị một cái hậu bối như thế khiêu khích, giáo tôn quả thực ngay cả phổi đều muốn tức điên. Nhưng mà tức giận thì tức giận, giáo tôn còn thật không dám đối cái này không gian phong bạo chi lực làm như không thấy. Không gian chi lực, dù coi như là chân chính ngộ linh kỳ tu sĩ, cũng không dám khinh thường. Mắt kiến không ở giữa phong bạo cuốn tới, giáo tôn bất đắc dĩ, đành phải sáu tay vừa nhấc, đem cự nhận thu hồi lại, đồng thời bỗng nhiên một đao, hướng na khí thế hùng hổ không gian phong bạo mãnh vỗ tới. Đối với không gian chi lực, giáo tôn biết cũng không quá nhiều, hắn vẫn luôn chưa từng tinh nhiên không gian chi đạo. Bằng không mà nói, hắn sớm liền nghĩ biện pháp chữa trị tổng đàn thần miếu không gian tổng khống cơ quan, chỉ ít cũng sẽ nghĩ cách một tìm tòi minh những cái kia nhiều năm trước bị triệt để ngăn cách thần miếu không gian. Bất quá giáo tôn nhưng cũng biết, mặc kệ là loại lực lượng nào, tranh đấu, tóm lại là kẻ lực mạnh thắng lực yếu người bại, cái này một quy tắc là tuyên cổ bất biến chân lý. Nếu như là vậy chân chính cường đại hoàn chỉnh không gian phong bạo, giáo tôn tự nhiên không dám ngạnh giang, đã sớm lòng bàn chân bôi dầu, bỏ trốn mất dạng. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ không gian phong bạo bị lệch phương hướng, mà lại kế tục không còn chút sức lực nào, nhưng cũng cũng không hề đáng sợ. Ngay tại cự nhận thu về nháy mắt, đặt ở Âu Dương Minh Nguyệt bọn người đỉnh đầu Thái Sơn, trong chớp nhoáng biến mất không thấy gì nữa. Lập tức cái gì đều không kịp ngẫm nghĩ nữa, lòng bàn chân độn quang cùng một chỗ, không chút do dự hướng tiêu phàm bên kia kích bắn đi. Nhìn thấy cuồn cuộn tứ ngược không gian phong bạo, cũng chỉ hơi trần chờ liền không quan tâm bay bắn vào. Trừ màu đỏ càn khôn đỉnh, chính chậm rãi lơ lửng tại cánh cửa không gian phía trên. Đợi đến giáo tôn một đao xô tan không gian phong bạo, lại ngưng thần nhìn kỹ thời điểm, nơi nào còn có tiêu phàm đám người bóng dáng. Ngay cả trên thạch bích màu ngà sữa cánh cửa không gian cũng đã biến mất không thấy gì nữa, vẫn như cũ hồi phục thành một cái màu nâu xanh vách đá, không có có bất luận chỗ thần kỳ nào. Hào quang màu nhũ bạch dần dần tiêu tán, tất cả mọi người cước đạp thực địa, không chịu được nhẹ nhàng thở phào một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng một bên mông lung, không nhìn rõ thứ gì lại nhìn về phía trước đi, lại là từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật là rộng lớn không gian, dưới mắt, bọn hắn tựa hồ là đặt chân tại một chỗ trên vách đá, đứng được cao, tầm mắt cực dai, tốt một mảnh đại sa mạc Gobi, không thể nhìn thấy phần cuối. Tình hình này, ngược lại là cùng tiêu phàm ở địa cầu cái kia dưới nước kim tự tháp nội bộ thời điểm có chút cùng loại. Chỉ bất quá tại cái kia dưới nước kim tự tháp, tiêu phàm nhìn thấy chính là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Bây giờ thấy, lại là một mảnh hoang mạc, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy một chút thấp bé bụi cây tô điểm trong đó, nó hoang vô trình độ, có thể so đông bình hoang nguyên. Mà lại, mọi người lập tức cảm ứng được, nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh, so đông bình hoang nguyên còn muốn hiếm mỏng hơn nhiều lắm, trên cơ bản không thích hợp tu luyện, chỉ sợ ngay cả chút cơ kỳ tu sĩ ở đây, đều sẽ cảm giác phải khó mà tiến bộ. Lại không biết đến cùng là loại nguyên nhân nào. Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt gọi một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên mặt. Tiêu Phàm sớm đã bốn phía từng điều tra, từ Tốn nói. Chúng ta đã tiến đến, đây là một cái hoàn toàn độc lập không gian, nhung vu vào không được. Khi bọn hắn tiến vào cái này không gian độc lập về sau, Tiêu Phàm tự nhiên ngay lập tức đem Càn Khôn đỉnh thu hồi lại, cánh cửa không gian lập tức quan bế. Không có Càn Khôn đỉnh, không có hắn dạng này cao thâm không gian tạo nghệ, dù coi như giáo tôn thật sự là hàng thật giá thật mộ linh kỳ lão tổ, cái kia cũng tuyệt đối tiến vào không tới nơi này. nghe tiêu phàm lời nói, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cục đều để xuống. lại là ai đều chưa từng mở miệng xin hỏi, kia trừ đỉnh nhỏ màu đỏ đến cùng là loại nào dị bảo, đến cùng phải hay không trong truyền thuyết vô cực môn bảo vật trấn giáo càn khôn đỉnh. mặc dù mọi người trong lòng đều đang hoài nghi, nhưng rất thức thời, ai cũng không hỏi. tại cái này không gian xa lạ bên trong, hay là không nên tùy tiện gây tiêu phàm sinh nghi vi diệu. trên đường đi tiêu phàm biểu hiện ra đủ loại thực lực, thực tế để người lau mắt mà nhìn. Mặc kệ là Huệ Thiên Hào hay là Đái Thành Long bọn người, đều không thể không ở trong lòng thừa nhận, đơn đả độc đấu, mình có lẽ sẽ không thua tiểu tử này. Nhưng mà muốn dễ dàng bắt lấy hắn, kia tuyệt đối không thể. Lại càng không cần phải nói, còn có một cái thiên diệu tiên tử thời thời khắc khắc thủ ở bên cạnh hắn. Lúc này, đi ngấp nghé người ta trí bảo, thực tế là rất không thích hợp. Tại cái này dị giới tha hương, người một nhà hay là chân thành đoàn kết tốt, nếu không. Chỉ sợ khó mà còn sống Nam Châu Đại Lục, đây rốt cuộc là cái dạng gì không gian, làm sao linh khí như thế mỏng manh. Chốc lát, Huệ Thiên Hào không chịu được hỏi, vừa mới một trận ác chiến, người người thụ thương, Huệ Thiên Hào thương thế nặng nhất. Vội vã muốn đả tỏa an dưỡng, ai ngờ này địa linh khí mỏng manh dị thường, đừng bảo là chữa thương, liền là thường ngày tu luyện. Đó cũng là còn thiếu rất nhiều, Huệ Thiên Hào trong lòng tự nhiên có chút phiền muộn, Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói, có lẽ còn là tại Tây Nhung giáo tổng đàn thần miếu. Khí tức là giống nhau, bất quá khả năng trước đây thật lâu, liền cùng cái khác không gian mất đi liên hệ. Không có liên tục không ngừng linh lực bổ sung, vì vậy mới 10 điểm hoang vu. Trên cơ bản, Tiêu Phàm điều phỏng đoán này đã cực kỳ tiếp cận sự thật. Năm đó Tây Nhung giáo nội loạn, chẳng những không gian tổng khống hư hao, tổng đàn thần miếu rộng lớn không gian cũng bị chia cắt thành vô số khối nhỏ. Dưới mắt không gian này, hẳn là bị chia cắt phải 10 điểm triệt để, đến mức không cách nào từ cái khác không gian thu hoạch được linh khí bổ sung, một lúc sau, liền trở nên cực kỳ hoang vu. Trận kia nội loạn, dẫn đến Tây Nhung giáo thực lực đại tổn, cần biết năm đó, Tây Nhung giáo thế nhưng là thiên ma đạo đệ nhất đại tông. Kia phải nghĩ biện pháp sớm một chút rời đi nơi này mới được. Huệ Thiên Hào nghe xong, lập tức nói, hay là trước chữa thương đi, tiêu phàm đơn giản sáng tỏ nói, muốn rời khỏi dạng này không gian độc lập, có đôi khi thật đúng là phải bằng vận khí, cũng không phải muốn đi ra ngoài liền có thể đi ra. Trận này đại chiến, tiêu phàm cũng thụ thương không nhẹ, mặc dù này địa linh khí 10 điểm mỏng manh, mượn nhờ linh thạch chữa thương vẫn là có thể làm được, nếu không, linh thạch lấy ra có làm được cái gì. Lấy bọn hắn người đi đường này thân ra chi dầu, phẩm tướng cực dai cao dai linh thạch cũng không biết có bao nhiêu. Đối tiêu phàm lời ấy, ngược lại là ai cũng không có có dị nghị. Ứng linh chạy ẩn thân cùng thổ ma ngẫu bên trong, mặc dù không có thổ thương, nhưng cùng nhung vô tác chiến, thần hồn bao nhiêu lại nhận chút ảnh hưởng, có lẽ tính dưỡng thật tốt điều tức một phen. Đồng thời còn muốn luyện hóa một ít linh thạch dự bị. Thổ ma ngẫu dung nhập linh thạch cực phẩm về sau, cùng cái khác ma ngẫu có một cái khác biệt lớn nhất, chính là linh thạch hòa tan lượng không biết tăng to được bao nhiêu lần. Bình thường đến nói, lúc trước Nguyên Anh sơ kỳ thổ ma ngẫu, ước chừng một lần nhiều nhất có thể luyện hóa 10 khỏa cao dai linh thạch, cũng đã là dung nạp linh khí cực hạn. Như lúc trước dạng này ác chiến, chỉ sợ một lần liền có thể đem tất cả linh khí toàn bộ hao hết. Dung nhập linh thạch cực phẩm về sau, linh khí dung lượng lại trong bất chi bất giác tăng nhiều. Mặc dù nói, linh thạch cực phẩm linh lực dồi dào, đủ để treo chống thổ ma ngẫu hoạt động thời gian rất dài, ứng linh trạch hay là thường xuyên vì thổ ma ngẫu bổ sung linh lực, linh thạch cực phẩm cung cấp linh lực, chỉ làm dự trữ, chỉ có tại hoàn toàn không có thời gian bổ sung linh lực thời điểm, mới vận dụng sau cùng dự trữ nguồn năng lượng lập tức mọi người ngay tại trên vách núi đá mở ra tiểu xảo động phủ, riêng phần mình ăn vào đan dược chữa thương, sau đó khoanh chân ngồi xuống, tay cầm linh thạch, bắt đầu thổ nạp điều tức. Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Diệu Tiên Tử đều không chút do so dự tiếp nhận tiêu phàm cho đan dược, đái thành long hơi một do so dự, cũng tiếp nhận tiêu phàm đan dược ăn vào, chỉ có Huệ Thiên Hào không tiếp thu, một câu hảo ý tâm lĩnh liền đem tiêu phàm chắn trở về, phối hợp ăn vào mình vì thân mang theo đan dược. Hiển nhiên tại ở sâu trong nội tâm đối tiêu phàm hay là 10 điểm đề phòng. Ai biết tiểu tử ngươi an cái gì tâm, vạn nhất đan dược này bên trong có gì đó cổ quái, cũng không phải lấy ngươi đạo nhi. Phải biết ra hỏa này thế nhưng là danh xưng y thánh, tại cái này y đạo dược lý bên trên tạo nghệ, 10 cái huệ thiên hào cũng so ra kém. Thật muốn tại đan dược bên trong giấu giếm huyền cơ, người bình thường lại nơi nào phân biệt ra được. Tiêu Phàm cố nhiên là lỗi lạc quân tử, làm sao mỗi cái suy tư của người phương thức đều là suy bụng ta ra bụng người, huệ thiên hào nhà mình âm hiểm xảo trá tự nhiên là vô luận như thế nào cũng tin không nổi tiêu phàm. Tiêu chân nhân cũng tịnh không miễn cưỡng, nhoáng một cái, hai tháng liền đi qua, một nhóm sáu người lại xuất hiện tại bên bờ vực, tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, thả ra màu xanh sấm phong vũ tàu cao tốc, mọi người đạp lên tàu cao tốc, chậm chậm hướng đại sa mạc Gobi chỗ sâu bay đi. Nói dễ nghe điểm, đây là một cái không gian độc lập, trên thực tế chính là một cái tàn phá không gian. Trừ linh khí mỏng manh bên ngoài, không gian chi lực cũng là hỗn loạn, Thỉnh thoảng sẽ gặp phải ẩn tàng vết nứt không gian, không cẩn thận liền sẽ bị cắt thành hai đoạn. Mặc dù đối tốc độ bay không có quá nhiều áp chế, nhưng ở loại hoàn cảnh này bên trong, ai dám cực tốc chạy vội. Dù coi như Tiêu Phàm tinh thông không gian thần thông, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên hắn thả ra phong vô tàu cao tốc, chờ mọi người cùng nhau phi độn, cứ như vậy, chỉ ít đang phi độn thời điểm, bọn hắn là một cái chỉnh thể, Tiêu Phàm chỉ cần cam đoan tàu cao tốc an toàn, không bị không gian chi lực phá hủy là được nếu như riêng phần mình cưỡi gió mà đi hắn sẽ phải đồng thời chiếu cố tất cả mọi người có càn khôn đỉnh bảo vệ trên đường đi ngược lại là hữu kinh vô hiểm những cái kia thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt không gian đều bị tiêu phàm một một tránh đi bọn hắn tại tìm đường ra ngoài đây là một cái kỳ lạ không gian chẳng những linh khí mỏng manh mà lại đối thiên cơ che đậy phải cực kỳ nghiêm mật thuật bói toán ở đây cơ hồ hoàn toàn mất linh cái gọi là xem bói đơn giản là nhìn trộm trời cơ nhưng mà nơi đây tàn phá không gian, cùng ngoại giới cơ hồ hoàn toàn ngăn cách, không ngớt cơ chi lực đều cơ bản bị che đậy bên ngoài, xem bói liền mất linh. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, tiêu phàm chỉ có thể khai thác ngốc nhất biện pháp một chút xíu hướng trước điều tra. Lấy hắn tại không gian thần thông phương diện tạo nghệ, chỉ cần cái này tàn phá không gian nơi nào đó không gian chi lực bất ổn, hẳn là có thể điều tra được đi ra, lại tìm cách ngượn nhờ càn khôn đỉnh chi lực, cưỡng ép phá vỡ điểm yếu, rời đi cái này đất chết chỉ là phòng vô tàu cao tốc không thể cực tốc phi đột như thế từng tấc từng tấc điều tra thực tế là rất hao tổn tốn thời gian cũng may không gian này không tính quá lớn mà lại tựa hồ thành chật hẹp hình sợi dài phòng vô tàu cao tốc tả hữu lưu động một cái vừa đi vừa về cũng khỏi phải quá lâu xuất phát không có mấy ngày bọn hắn ngay tại một chỗ sa mạc bên trên tìm được một bộ thi hài kiểm tra cái này thi hài bọc hành lý có thể xác định đây là một nhung vu mà lại tựa hồ cấp bậc còn không quá thấp bởi vì bên cạnh hắn cách đó không xa còn có một bộ vứt bỏ ma ngẫu. Cỗ này ma ngẫu ngược lại là không có cái gì tổn thương, chỉ là linh lực hao hết, thể nội hai hồn năm phách không có linh lực tẩm bổ, triệt để tiêu tán. Từ sử dụng trong tài liệu đến xem, cỗ này ma ngẫu lúc trước khả năng có được nguyên anh sơ kỳ thực lực. Có thể luyện chế đồng thời thúc đẩy nguyên anh cấp ma ngẫu, nhất định là cao giai nhung vu, điểm này, đãi không thể nghi ngờ hỏi. Từ cái này nhung vu chữ vật vòng tay bên trong tìm tới một mảnh thẻ tre, thẻ tre bên trong minh xác ghi chép, nhiều năm trước Tây Nhung giáo kia một trận nội loạn, là bắt nguồn từ hai tên lớn Nhung Vu tranh đoạt giáo tôn chi vị, ra tay đánh nhau. Trong giáo cái khác Nhung Vu, phân biệt phụ thuộc cái này hai đại cao thủ, gà nhà bôi mặt đá nhau, sử dụng bạo lực. Rất không may, bọn hắn là thất bại một phương, vì đào thoát truy sát, đại sư huynh tại tối hậu quan đầu tự bạo không gian tổng khống lệnh bài, đem tổng đàn thần miếu bên trong cực kỳ rộng lớn không gian triệt để nổ tung, lúc này mới trốn qua đồng môn bắt siết chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí cũng làm thật không tốt vậy mà thất thủ tại cái này xong chết hết không gian độc lập bên trong rốt cuộc ra không được cuối cùng linh khí hao hết thọ nguyên cũng hao hết như vậy vẫn lạc ở đây hóa thành một đống xương khô theo phỏng đoán lần này nội loạn phát sinh ở rất nhiều năm trước xem hết mảnh này thẻ tre bên trong ghi lại nội dung tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc ra không được người này thân là tây nhung giáo cao gia nhung vu đối tổng đàn thần miếu tự nhiên so với bọn hắn muốn hiểu được nhiều thế nhưng hắn bị vây ở chỗ này về sau, lại là rốt cuộc ra không được, cuối cùng cả đời, cũng không từng tìm tới đường đi ra ngoài, cuối cùng bị vây chết tại đây. Vậy bọn hắn những này kẻ ngoại lai, lại sao có thể tìm tới đường ra? Đây là nhiều năm chuyện trước kia, thật lâu, tiêu phàm trầm giọng nói, cái không gian này, nhiều năm trước liền linh khí hao hết. Loại tình hình này, là không thể nào lâu dài, nhất định có thể tìm tới điểm yếu. Không gian độc lập cũng không đủ linh lực trèo trống, một lúc sau, liền sẽ đổ sụp. Chỉ bất quá đổ sụp trước đó, sẽ dần dần xuất hiện rất nhiều khe hở, cuối cùng toàn bộ không gian chống đỡ không nổi, triệt để đổ sụp. Những này khe hở chính là bọn hắn muốn tìm điểm yếu. Thời gian từng ngày trôi qua, sự tình cơ bản không có cái gì tiến triển. Tiêu Phàm phỏng đoán tựa hồ có chút không lớn chuẩn xác, cái này không gian độc lập cố nhưng đã hao hết linh khí, nhưng cách đổ sụp còn rất sớm, thậm chí ngay cả khe hở đều rất ít có đoàn người tâm tình dần dần trở nên nặng nề. Mặc dù nói, hao hết linh khí không gian độc lập cuối cùng khẳng định sẽ đổ sụp, đổ sụp trước đó cũng khẳng định sẽ xuất hiện khe hở, nhưng ai biết còn muốn đợi bao lâu. Một nhóm sáu người, trừ tiêu phàm rất trẻ trung, còn có mấy trăm năm thọ nguyên bên ngoài, những người khác đều hao không nổi. Hao phí không được nhất, tự nhiên là Âu Dương Minh Nguyệt cùng ứng linh trạch. Cứ việc có hồn hương một tầm bổ nguyên thần, về thời gian cũng không thể kéo quá dài. Tiêu Phàm vẫn như cố kiên định không thay đổi thi hành chính mình lúc trước chế định kế hoạch, điều khiển lấy phong vũ tàu cao tốc, vừa đi vừa về tìm kiếm. Hơn nửa năm trôi qua, xem chừng cái này tàn phá không gian cũng tìm kiếm gần một nửa, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Phong vũ tàu cao tốc bên trong bầu không khí trở nên 10 điểm một ngạt. Đoàn người đều không giữ được bình tĩnh, nhao nhao đứng ở đầu thuyền, cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì một điểm dấu hiệu khả nghi. Ngay cả nguyên bản thương thế còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long, đều kìm nén không được. Dạng này bay tới bay qua thời gian, càng ngày càng buồn tẻ. Huệ Thiên Hào đám người sắc mặt, cũng càng ngày càng khó coi. Tiêu đạo hiếu, người nói đến cùng có đáng tin cậy hay không? Lại là rất nhiều ngày quá khứ, vẫn còn vô đoạt được, Huệ Thiên Hào rốt cuộc nhịn không được, sụ mặt, trầm giọng nói. Mặc dù bọn hắn ban đầu là dựa vào tiêu phàm mới lấy mở ra cánh cửa không gian trốn đến nơi đây, tránh thoát một kiếp, nhưng theo thời gian chuyển rời, nhưng thật giống như đây hết thảy trách nhiệm đều hẳn là từ tiêu phàm đến gánh chịu như tiểu tử ngươi không đem chúng ta làm tiến vào trong này đến, có lẽ lúc trước chúng ta còn có những biện pháp khác đâu. Người vốn là như vậy, tiêu phàm liếc mắt nhìn hắn, không rên một tiếng, đối huệ thiên hào, hắn cho tới bây giờ đều không có chút nào hảo cảm, đồng thời cho tới bây giờ đều không giấu giếm mình đối với hắn cảm nhận. Cùng người này ngàn tỷ bên trong đồng hành, đơn giản là lợi ích hút mắc muốn nói giao tình, kia là không có một chút. Bây giờ mình ngay tại dốc hết toàn lực tìm kiếm đường đi ra ngoài, người này lại khí thế hùng hổ phảng phất hỏi tội. Tiêu chân nhân không có ở trước mặt gắt hắn một cái, đã coi như là rất khách khí. Huệ thiên hào lập tức giận dữ, trên cổ gân xanh từng cây tăng vọt mà lên. Nguyên bản đến hắn dạng này cảnh giới, cùng nhất môn chi chủ thân phận địa vị, tính được là lão hồ ly, trên cơ bản có thể làm được hỉ nộ không lộ. Chỉ bất quá tại loại này tuyệt cảnh đợi thời gian dài, Tính tình cũng giữa bất chi bất giác có không nhỏ cải biến. Thiên diệu tiên tử tiến lên một bước, đứng tại tiêu phàm bên người, ánh mắt lạnh như băng, không khách khí chút nào hướng Huệ Thiên Hào quét tới. Huệ Thiên Hào không khỏi trong lòng cứng lại, nhẹ hư một tiếng, nghiêng đầu qua đi. Đúng lúc này, tiêu phàm song nghi trong chớp nhoáng dương lên, dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, phòng vô tàu cao tốc lập tức điều chỉnh hướng đi, phía bên phải phía trước bay thẳng mà đi. Tại cái hướng kia, trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài có một cái cổ thành di chỉ. Nhìn ra được, nơi đó đã từng có một mảng lớn công trình kiến trúc, chỉ là thời gian xa xưa, những kiến trúc này vật phần lớn cũ nát sụp đổ, biến thành từng tòa phế tích. Cùng loại di chỉ, bọn hắn tại đại sa mạc Gobi bên trên cũng đã gặp mấy chỗ, nơi này nếu là Tây Nhung giáo tổng đàn thần miếu, có kiến trúc như vậy hào không lạ kỳ. Nhưng lần này, tình hình rõ ràng có chút khác biệt. Tiêu phàm, Âu Dương Minh Nguyệt cũng từ trong khoang thuyền đi ra, thấp giọng hỏi một câu. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, đáp, nơi đó có chút cổ quái, về phần đến cùng là loại nào cổ quái, Tiêu Phàm nhưng không có nói tỉ mỉ. Ngay tại vừa rồi, trong cơ thể hắn Càn Khôn đỉnh bỗng nhiên có cảm ứng, cái này đã nói lên, chỗ kia trong phế tích có không gian dị thường. Về phần có phải là hắn hay không một mực tại đau khổ tìm kiếm vết nứt không gian, tạm thời vẫn chưa biết được. Nhưng đây là hơn nửa năm qua, Càn Khôn đỉnh một lần duy nhất cảm ứng, vô luận như thế nào, đều không thể bỏ qua. Cứ việc tại cái này tàn phá không gian bên trong, không gian chi lực tương đối hỗn loạn, phòng vô tàu cao tốc không thể tốc độ cao nhất lao vùn vụt, trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách cũng là trước mắt là tới. Dựa vào càn khôn đỉnh cảm ứng, tiêu phàm trực tiếp đi tiến vào di chỉ trung ương một cái vứt bỏ đại điện bên trong. Tòa đại điện này, hẳn là toàn bộ công trình kiến trúc trung tâm chỗ, cũng là lớn nhất công trình kiến trúc. Bất quá dưới mắt từ lâu trở nên tàn tạ không chịu nổi, thô giáp đất cát bụi đất, khoảng chừng vài thước dày, cơ hồ nhìn không ra đại điện dáng dấp ban đầu. Tiêu phàm không chút do dự, ống tay áo phất một cái, lập tức một cỗ vòi rồng tịch đi lên, cuồng phong những nơi đi qua, đầy trời cát vàng bay múa. Sau một lát, đại điện trên mặt đất vài thước dày bụi đất liền không thấy bóng dáng, lộ ra bằng phẳng hình sợi dài trang đá xanh, ngược lại là cùng toàn bộ tổng đàn thần miếu kiến trúc dùng tài liệu 10 điểm nhất trí. Rất nhanh, tiêu phàm ngay tại đại điện một góc, tìm được một cái bí mật dưới mặt đất cửa vào đây là một loại rất phổ thông cũng rất đơn giản mật thất dưới đất thiết kế một đoàn người không chút do so dự đi tiến vào dưới mặt đất cửa vào một cỗ mốc meo khí tức đập vào mặt mà càng khôn đỉnh cảm ứng càng thêm mãnh liệt tại thông đạo dưới lòng đất đi ra không bao xa liền đi tới một chỗ trong mật thất dưới đất tiêu phàm tiện tay ném ra ngoài một khối to lớn nguyệt quang thạch đem chọn cái mật thất dưới đất chiếu rọi tươi sáng ngay tại mật thất trung ương một bộ xương khô khô tàn trên mặt đất cùng bọn hắn tại địa phương khác nhìn thấy hài cốt đồng dạng, bộ xương khô này cũng đã chết đi rất nhiều năm. Không qua ánh mắt của mọi người cơ hồ ép căn bản không hề bộ xương khô này trên thân dừng lại, mà là trực tiếp đảo qua đi, rơi vào bên cạnh hắn cách đó không xa một cái cổ quái trận pháp phía trên. Pháp trận này không lớn, đường kính không đến hai trượng, mà lại tàn khuyết không đầy đủ, tựa hồ không phải sau đó bị người phá hư, mà là lúc trước liền không có bố trí xong. Nhìn thấy cái này không trọn vẹn pháp trận, người người trên mặt đều lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc nhưng cũng có chút lo được lo mất lấy mọi người đại tu sĩ tầm mắt tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được đây là một cái truyền tống trận chỉ là niên đại xa xưa bố thành cái này truyền tống trận vật liệu sớm đã linh tính hoàn toàn không có tiêu phàm gắt gao tiếp cận cái kia truyền tống trận như là mê mẩn mọi người không nhìn lầm đây đúng là một cái truyền tống trận nhưng mà cái này truyền tống trận bố trí cực kỳ tinh xảo cùng tiêu phàm trước kia nghiên cứu qua đa số truyền tống trận, đều có chỗ khác nhau, tựa hồ đối với không gian chi lực thúc đẩy, so với cái kia truyền tống trận càng hơn một bậc. Tự nhiên, cũng chỉ có hắn dạng này tinh nhiên không gian chi đạo cao thủ, mới có thể từ một cái tàn khuyết không đầy đủ pháp trong trận nhìn ra cái này rất nhiều đầu mối. Huệ Thiên Hào lại đối truyền tống trận không có hứng thú gì. Dù sao hắn cũng không hiểu, mà là khẽ vươn tay, liền đem kia bộ xương khô bên người chữ vật vòng tay nhiếp vào trong tay, không chút khách khí mở ra, đem đồ vật bên trong đều lấy ra ngoài. Chữ vật vòng tay bên trong đồ vật cũng không nhiều, linh thạch tự nhiên là một viên đều không có, thậm chí pháp bảo pháp khí đều rất ít, chỉ có một ít thẻ che cùng rỗng tuyết hộp ngọc bình ngọc. Cái này cũng có thể lý giải, năm đó linh khí hao hết về sau, người này khẳng định đem hết thảy có thể bổ sung linh khí đồ vật, mặc kệ là linh thạch hay là pháp bảo pháp khí hoặc là linh đan rượu dược, đều dùng đến sạch sẽ. Nhưng là, khi một thứ cuối cùng từ chữ vật vòng tay bên trong bay lúc đi ra, tất cả mọi người đồng thời hít một hơi khí lạnh. Bao quát đang nghiên cứu cái kia không trọn vẹn truyền tống trận tiêu phàm, ánh mắt đều bị hấp dẫn. Ngọc bài, cuối cùng từ chữ vật vòng tay bên trong bay ra ngoài, là một mảnh ngọc bài. Mà mảnh này ngọc bài kiểu dáng, đang ngồi mỗi người biết rõ hơn cực Như Lưu. Địa đồ, mảnh này ngọc bài chính là bọn hắn vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm có quan hệ thiên hương ngọc lộ địa đồ. Rốt cuộc không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này đất chết tại một bộ không biết đã chết bao nhiêu năm xương khô trên thân đạt được một mảnh khác ngọc bài có lẽ có mảnh này ngọc bài liền có thể đạt được một bức hoàn chỉnh tàng bảo đồ âu dương minh nguyệt không chút khách khí đưa tay liền đem ngọc bài bắt tới lập tức ống tay áo lắc một cái nó dư năm mảnh ngọc bài bay ra cùng mảnh thứ sáu ngọc bài song song lơ lửng ở giữa không trung theo từng đạo pháp quyết đánh vào ngọc bài bên trong một bức bản đồ dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người tất cả mọi người không tự chủ được nín thở. Một bức hoàn chỉnh địa đồ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, cơ hồ là không có một chút tâm lý chuẩn bị, bọn hắn liền kiếm ra một bức hoàn chỉnh tầm bảo đồ. Quả thực là hoang đường, đây là tiêu phàm trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên. Tại người hoàn toàn không tưởng được thời điểm, hạnh phúc vậy mà đến mức như thế đột nhiên, như thế không chân thực, thậm chí để hắn có hoang đường cảm giác. Cái này, cái này bức bản đồ là thật sao? Chốc lát, Huệ Thiên Hào thấp giọng hỏi, mở miệng trước đó, vị này đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, vậy mà rất chướng tai gai mắt trước nuốt từng ngụm nước bọt. Mà lại, còn hỏi ra yếu như vậy chí, không có người trả lời hắn, đây là kẻ ngốc vấn đề, không cần trả lời. Địa đồ là ở chỗ này, thanh thanh sở sở, kín kẽ, không có nửa điểm khuyết tổn. Không hề nghi ngờ, đây là một bước hoàn chỉnh chân thực địa đồ. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng này một mảnh ngọc bài, vậy mà giấu ở thất dạ giới Tây Nhung giáo tổng đàn thần miếu tàn phá không gian bên trong, cũng coi là chó ngáp phải ruồi. Có lẽ, đây chính là quẻ tượng bên trong biểu hiện địa điểm. Bọn hắn vị trí cái này không gian độc lập, có lẽ liền giấu ở thiên ma thành phủ cận, thậm chí cùng thiên ma thành là trùng điệp, chỉ bất quá không tại cùng một cái đại không gian mà thôi. Bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là, bọn hắn rốt cục góp đủ này tấm hoàn chỉnh tầm bảo đồ. Cứ việc còn vây ở cái này đất chết, nhưng mỗi người đều đột nhiên cảm giác được, thiên hương ngọc lộ cách mình là gần như thế, quả thực ngay tại chỉ cách một chút tất cả mọi người một mực đem địa đồ ghi khắc trong đầu cho dù ai cũng biết thiên hương ngọc lộ trí bảo như thế thường thường là người có duyên cư chi trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua đạt được hoàn chỉnh tàng bảo đồ vui sướng mới thoáng nhạt mấy phân âu dương minh nguyệt lắc một cái ốm tay áo đem sáu mảnh ngọc bài đều thu vào mặc dù mọi người đều đem địa đồ khắc họa trong đầu nhưng địa đồ hay là đầy đủ chân quý có lẽ những này địa đồ còn có cái gì đặc thù công dụng cũng khó nói thu hồi tàng bảo đồ về sau Âu Dương Minh Nguyệt tiêm tiêm tố thủ nhìn trời nhẹ nhàng một chiêu, kia vài miếng thẻ che bay tới, đại trưởng lão thần niệm chi lực tại những này trên thẻ trúc một quét qua qua, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lập tức đem những này thẻ che giao cho những người khác duyệt nhìn. Đái Thành Long sau khi xem, khẽ gật đầu một cái, nói. Nguyên lai like người này liền là Đại Sư Huynh, cái gọi là Đại Sư Huynh, liền là năm đó tham dự tranh đoạt giáo tôn chi vị một phương thủ lĩnh cũng là hắn tự bạo không gian tổng khống lệnh bài, chế tạo cái này tàn tạ không gian. Cuối cùng đoàn người ánh mắt lại lần nữa rơi vào kia tàn khuyết không đầy đủ trên truyền tống trận, thần tình trên mặt lại là kinh ngạc lại là bội phục. Dựa theo thẻ tre bên trong ghi chép, cái này truyền tống trận, vậy mà là đại sư huynh khi còn sống một chút xíu bố trí ra. Quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, truyền tống trận, tại từng cái giao diện đều không mới lạ, chính là là liên tiếp các nơi chủ yếu thủ đoạn, nhưng hiện nay các giới mặt tuyệt đại đa số truyền tống trận đều là thời kỳ thượng của còn sót lại. Nhiều năm qua, mới xây truyền tống trận ít càng thêm ít, bình thường cần các đại tông môn chung sức hợp tác. Mà lại đa số mới xây truyền tống trận, đều là khoảng cách ngắn truyền tống trận, mượn dùng thượng cổ siêu cấp truyền tống trận ổn định không gian thông đạo, lúc này mới có thể xây được. Dù coi như là hai đại tông môn chung sức hợp tác, truyền tống trận kiến tạo cũng cực kỳ không đơn giản, cần rất nhiều chuyên môn nhân tài, còn muốn có thượng cổ không gian thông đạo tài liệu cặn kẽ, hao phí vô số nhân lực vật lực. Xây thành về sau, thu phí cũng là 10 điểm đắt đỏ. Tại Nam Châu Đại Lục, chính mà hai đạo thế lực lớn nhất tông môn tổng đàn sở tại địa, đều có xây truyền tống trận. Cái này không chỉ là thực tế cần, cũng là mặt mũi vấn đề. Nhưng vô luận như thế nào, kiến tạo truyền tống trận đều là một kiện cực kỳ công trình vĩ đại, cần rất nhiều người chung sức hợp tác. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, truyền tống trận có thể một người kiến tạo. Vị này tỏa hóa ở đây Tây Nhung giáo tiền bối đại sư huynh, thực tế là bất thế gia kỳ tài, tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ chi cao, đã đạt đến tại một cái thường nhân muôn vàn khó khăn với tới cảnh giới. Lúc này, Duy chỉ có tiêu phàm không có đi nhìn cái kia truyền tống trận, mà là đem một mảnh thẻ che thiếp ở trên trán của mình, hai mắt nhắm lại, suy nghĩ xuất thần. Hắn chính đang đọc mảnh này thẻ che bên trong ghi chép nội dung. Đây là Đại sư Huynh công pháp truyền thừa. Không hề nghi ngờ, Đại sư Huynh là chính tông nhất phu linh truyền nhân, thẻ che bên trong ghi lại rất nhiều vô thuật, tiêu phàm đều nhìn không rõ. Nhưng có quan hệ mà ngẫu luyện chế nội dung, Tiêu Phàm lại là thấy rõ ràng. Đừng bảo là so nhạc Tây Quốc Vu Linh Cốc khiếu môn cao minh được nhiều. Dù coi như là linh quan môn đại linh quan truyền thừa, đều kém xa tiết tấp cái này thẻ che bên trong ghi chép nội dung cao minh thâm ảo. Nếu như dựa theo cái này biện pháp luyện chế, có lẽ thổ ma ngẫu nhiều năm trước liền đã đạt đến tại nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, thậm chí trực tiếp đặt chân nguyên anh hậu kỳ cũng có thể. Đại sư huynh thậm chí nói, ma ngẫu phương pháp luyện chế vô cùng vô tận chỉ cần có đầy đủ cực phẩm vật liệu, lại thêm cơ duyên xảo hợp, ngay cả ngộ linh kỳ ma ngẫu đều có thể luyện chế ra tới. Đây không phải đại sư huynh phỏng đoán chi tư, tại Tây Nhung Giáo trong lịch sử, xác thực. Mấy vạn năm trước, Tây Nhung Giáo giáo chủ, liền từng lấy nhà mình thần hồn cùng ma ngẫu hợp thể, trực tiếp đột phá ngộ linh kỳ bình cảnh, thậm chí còn đặt chân hiểu linh trung hậu kỳ cảnh giới là năm đó thiên ma đạo mấy triệu giáo chúng cùng đề cử trưởng giáo, danh xưng thiên ma đạo tổ. Tại năm đó trận kia giao diện đại chiến bên trong, thiên ma đạo tổ tung hoành vô địch, đánh bại toa ma giới nhiều tên ngộ linh kỳ lão tổ, uy chấn lưỡng giới. Có quan hệ vị này thiên ma đạo tổ tình hình, tiêu phàm cũng là tại một chút trong cổ tịch đọc được qua đôi câu vài lời. Chỉ là, năm đó giao diện chi chiến dù sao quá khứ nhiều năm như vậy, rất nhiều truyền thuyết sớm đã trở nên hoang đường. Chân thực ít, miến cưỡng gán ghép hơn nhiều, những cái kia cổ tịch cũng chưa nói cùng, uy danh hiển hách thiên ma đạo tổ, chính là một tên hợp thể ma ngẫu. Nghĩ đến đặt chân ngộ linh kỳ về sau, đến cùng là thân thể hay là ma ngẫu ngoại nhân rất khó phân biệt ra được đi tại cùng giáo tôn khổ chiến qua đi tiêu phàm ngược lại là cũng không nghi ngờ đại sư huynh cái này ghi lại chỉ bất quá năm đó uy chấn lưỡng giới thiên ma đạo tổ cuối cùng kết cục đến cùng như thế nào cổ tịch bên trên lại đều không có kỹ càng ghi chép nghĩ đến vị này thiên ma đạo tổ chỉ sợ cũng đã từng là vô cực thiên tôn bại tướng dưới tay năm đó toa ma giới lọt vào mấy cái giới diện khác liên thủ công kích tình thế nguy ngập vạn phân nếu không phải vô cực thiên tôn hoành không xuất thế liên tiếp trọng thương giới diện khác ngộ linh kỳ lão tổ làm cho tối cao đoan chiến lược phát sinh nghiêm trọng không đối các loại toa ma giới mới rút cục chuyển bại thành thắng bằng không chỉ sợ sớm đã bị giới diện khác diệt tộc xử lý lý phân tích vô cực thiên tôn tại lúc ấy tuyệt đối là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ chỉ cần giới diện khác còn có một tên ngộ linh kỳ lão tổ có thể mạnh hơn vô cực thiên tôn vô cực thiên tôn ngăn cơn sóng giữ liền sẽ không phát sinh bị vô cực thiên tôn trọng thương thậm chí diệt sát giới diện khác ngộ linh kỳ lão tổ bên trong, hẳn là cũng bao quát vị này tại thất giả giới số một số hai thiên ma đạo tổ. Chỉ bất quá những này phỏng đoán, bao quát ma ngỗ phương pháp luyện chế ở bên trong, đều không phải tiêu phàm dưới mắt chú ý nhất. Hắn chú ý nhất tự nhiên là đại sư huynh lĩnh ngộ không gian chi đạo. Cùng vu linh truyền thừa đồng dạng. Không gian chi đạo cũng là Tây Nhung giáo nhất truyền thừa cổ xưa, mỗi một thời đại đều có người nghiên cứu tu tập. Bất quá Tây Nhung giáo chủ công pháp, tự nhiên hay là vu linh chi thuật. Nghiên cứu không gian chi đạo, thực tế cần thiên phú cực cao, mà lại cũng chỉ là phụ trợ pháp môn, rất khó trực tiếp dùng để đối địch, vì vậy tại Tây Nhung Giáo, nghiên tập không gian chi đạo đệ tử không phải rất nhiều. Vị đại sư huynh này, lại chẳng những tinh nghiên không gian chi đạo, tại vu linh thuật phương diện cũng có thành tựu cực cao, nếu không, hắn cũng không có tư cách đến tranh đoạt giáo tôn chi vị, nghĩ đến tỏa hóa trước đó, chỉ ít cũng đã đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ đại thành cảnh giới vô luận là vu linh thuật hay là không gian thuật đều có thể nói là tông sư cấp tiêu chuẩn chí ít đại sư huynh lưu lại không gian chi thuật tiêu phàm liền nghiên cứu phải như si như say được gợi ý lớn mặc dù hắn có càn khôn đỉnh nơi tay không gian thuật lại không phải vô cực môn độc nhất vô nhị truyền thừa càn khôn đỉnh cũng không phải duy nhất không gian chi bảo bởi vì cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc huống chi đại sư huynh tại không gian thuật bên trên tạo nghệ thực tế không thể coi thường cuối cùng mỗi người đều lặng im xuống tới ngay tại cái này mật thất dưới đất khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hấp thu linh thạch bên trong linh lực, ai đều không đi quấy giày tiêu phàm. Không gian thần thông gì cùng thần kỳ, tuyệt không phải sớm chiều ở giữa liền có thể tìm hiểu thấu đáo, tiêu phàm coi như ở đây nghiên cứu cái một năm nửa năm, cũng không phải là không có khả năng. Thẳng nếu không phải ở vào dạng này ác liệt hoàn cảnh, mà là tại Nam Châu Đại Lục trong nhà mình, làm không tốt tiêu phàm sẽ nghiên cứu cái 3 năm 5 năm, thậm chí 10 năm 8 năm. Chọn vẹn 7 ngày thất giả quá khứ, tiêu phàm mới rốt cục thở vào một hơi, đem dán tại trên chán thẻ tre lấy xuống, đại đại xoay xoay lưng, hơi nhếch khóe môi lên lên, tựa hồ rất có đoạt được. Tất cả mọi người lập tức đồng thời mở to mắt, nhìn sang. Chúng ta cho hết thành cái này truyền tống trận, tiêu phàm lời ít mà ý nhiều nói, ánh mắt rơi tại bên người kia không trọn vẹn trên truyền tống trận. Tất cả mọi người yên lặng nhìn qua hắn, chậm đợi đoạn dưới. Nhưng là chúng ta vật liệu không đủ, cho nên ta cần muốn mọi người chung sức hợp tác. Không người dị nghị, đây là đương nhiên nơi này là một chỗ vết nứt không gian cho nên lúc ban đầu đại sư huynh tuyển nơi đây đến kiến tạo truyền thống trận tiêu phàm lại đơn giản giải thích vài câu nghiêm chỉnh mà nói cái này không thể xem như một cái truyền thống trận chỉ ít không phải mọi người trong tưởng tượng truyền thống trận đại sư huynh lúc trước suy nghĩ chính là muốn lấy trận pháp chi lực đem đầu này vết nứt không gian ổn định lại lại xuyên thấu qua vết nứt không gian truyền thống mà đi rời đi cái này đất chết cùng mọi người lý giải cái chủng loại kia ổn định truyền tống trận tương đối mà nói biện pháp như vậy tự nhiên là phong hiểm cực lớn như không phải là không có biện pháp khác đại sư huynh tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy chỉ tiếc kiến tạo một cái dạng này pháp trận tài liệu cần thiết thực tế quá nhiều cũng may mắn được là đại sư huynh ngày bình thường tinh nhiên không gian chi thuật lúc này mới tùy thân mang theo rất nhiều dùng cho không gian thuật vật liệu đổi một người căn bản liền sẽ không có ý nghĩ như vậy dù là như thế, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tắc. Nhưng tiêu phàm cẩn thận kiểm tra qua đi, phát hiện không gian này pháp trận đại bộ phận phân phụ trợ vật liệu còn có thể dùng, chỉ có mấu chốt nhất mấy loại vật liệu, linh lực hao hết. Đã cái này mấu chốt nhất mấy loại vật liệu linh lực hao hết, chúng ta lại như thế nào bổ cứu? Huệ Thiên Hào nhịn không được hỏi, bọn hắn đối không gian chi đạo đều không có bao nhiêu nghiên cứu, từ cũng sẽ không tùy thân mang theo dùng cho không gian pháp trận vật liệu. Bất quá nghĩ đến tiêu phàm hẳn là có đi, không phải hắn cần gì phải nhắc lên cái đề tài này." Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, "Bổ cứu biện pháp vẫn phải có, cái này áp sau lại nói, chúng ta trước thanh cái này truyền tống trận bổ sung hoàn chỉnh." "Đại bộ phận phân phụ trợ vật liệu, ta chỗ này đều có, nhưng một chút mang tính then chốt vật liệu, ứng phó không đủ, còn muốn mọi người cùng nhau đến góp." Nói, Tiêu Phàm liền báo ra mấy loại tài liệu tên. Ngược lại cũng không phải là chỉ có không gian pháp trận mới có thể sử dụng đến chuyên môn vật liệu. Pháp trận vật liệu rất nhiều đều là tương thông. Mọi người tại chỗ, cứ việc cũng không phải là từng cái đều là trận pháp đại sư, nhưng tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới, đối trận pháp chi đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được một chút, các loại vật liệu cũng có mang theo. Thế mà rất dễ dàng liền đem cái này mấy loại vật liệu đều góp đủ, lại là để Tiêu Phàm có cái vui mừng ngoài ý muốn. Xem ra vận khí cũng thực không tồi, có vật liệu, bố trí pháp trận đối Tiêu Phàm đến nói, vấn đề không là rất lớn, lập tức đem Hắc Lân Triệu Hoán đi ra mạo xưng làm người giúp đỡ. Đừng nhìn nơi này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một đống lớn, chân chính luận đến trên trận pháp tạo nghệ, lại cũng chưa chắc từng cái đều cao hơn Hắc Lân. Nhất là Hắc Lân cùng tiêu phàm tâm ý tương thông, hai người hợp tác nhưng lấy cực kỳ ăn ý. Dù là có cái này rất nhiều giúp đỡ, truyền tống trận bố trí cũng hay là vô cùng chậm chạp. Chọn vẹn một tháng trôi qua, tiêu phàm mới cuối cùng đem còn lại kia một góc bổ tốt, để cái này không chọn vẹn pháp trận thành một cái hoàn chỉnh truyền tống trận bất quá nhìn qua cái này truyền tống trận hay là u ám không sáng không có cái gì linh khí chỉ có thể nói nó nhìn qua giống như là cái truyền tống trận nhưng muốn để cái này truyền tống trận coi là thật vận chuyển lại đầy không phải có chuyện như vậy ánh mắt mọi người đều rơi vào truyền tống trận xung quanh sáu cái trận trên mắt liền coi như bọn họ lại không tinh thông không gian chi đạo cái này truyền tống trận liền bày ở trước mắt vẫn có thể thấy rõ ràng bây giờ mấu chốt ngay tại cái này sáu cái trận nhãn mà tiêu phàm lời nói cần gấp nhất mấy loại vật liệu linh lực hao hết, chỉ kỳ thật cũng là trèo chống 6 nơi trận nhãn đặc chế trận bàn. Tiêu đạo hiếu, người có trận bàn sao? Huệ Thiên Hào hỏi, tiêu phàm nói muốn áp sau lại nói, hiện tại đã vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đông phong. Chỉ là, chẳng những Huệ Thiên Hào, những người khác cũng đều trong lòng sinh nghi, nếu nói tiêu phàm tùy thân mang theo truyền tống trận trận bàn, kia là nhất định không khả năng. Ai biết sẽ ở chỗ này nhìn thấy cái này truyền tống trận lại cảm giác tiên tri cũng không có khả năng thành thần tiên tiêu phàm liền cười ánh mắt tại trên mặt mọi người một quét qua qua lạnh nhạt nói chúng ta không cần trận bàn chính chúng ta chính là trận bàn dù là một đám đại tu sĩ kiến thức rộng rãi nghe tiêu phàm lời này cũng không khỏi phải sửng sốt một chút cái gì gọi là chính chúng ta chính là trận bàn tiêu phàm nói cái này truyền tống trận trận bàn phi thường đặc biệt chẳng những cần đặc thù vật liệu luyện chế cũng người điểm không dễ chúng ta không có nhiều tài liệu như vậy càng thêm hao không nổi như thế thời gian bất quá chư vị tu vi tinh thâm pháp lực cao cường nếu như đối không gian chi đạo hơi có chỗ thông lời nói lấy chư vị tự thân vì trận bàn khu động cái này truyền tống trận ngược lại cũng không phải hoàn toàn làm không được mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau tiêu phàm lời này ý tứ bọn hắn ngược lại là hiểu bất quá lấy nhân thân vì trận bàn khu động truyền tống trận đừng bảo là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy Chính là nằm mỏng cũng nghĩ không ra, còn sẽ có làm như vậy. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không tốt tiếp lời. Không gì hơn cái này vừa đến, cái này truyền tống trận liền xem như triệt để hủy đi. Tiêu phàm lại thêm một câu, thế thì không quan trọng, dù sao chúng ta cũng chỉ cần dùng một lần liền đủ. Nhưng là, cái này truyền tống trận như vậy nhỏ, có thể đem chúng ta sáu người một lần truyền tống đi a à. Chố mắt chốc lát, Huệ Thiên hào hỏi, nửa tin nửa ngờ, hơn phân nửa hay là không thể nào tin được. Nghĩ cũng biết, lúc trước đại sư huynh bố trí cái này truyền tống trận thời điểm, chính là cung cấp hắn một người sử dụng. Tiêu Phàm lắc đầu, nói: "Không thể, chúng ta chỉ có thể từng cái đi." Huệ Thiên Hào liền cười, cười đến có chút âm trầm. Làm nửa ngày, đoàn người phí hết tâm tư, lại chỉ có thể đưa đi một người. Nếu như là chính quy truyền tống trận, như vậy một lần đưa tiến một người ngược lại cũng không sao, lớn không được nhiều hoa chút linh thạch, đem mọi người từng cái truyền tống đi liền có thể thế nhưng là tiêu phàm mình cũng nói cái này truyền tống trận muốn lấy bọn hắn tự thân làm trận bàn như vậy rời khỏi một cái về sau cái này truyền tống trận chẳng phải không cách nào khu động rồi sao ánh mắt của mọi người lại đồng loạt rơi vào tiêu phàm trên mặt tiêu phàm nhìn cũng không nhìn huệ thiên hào bình tĩnh nói cái này không cần lo lắng ta từ có biện pháp chỉ cần toàn lực kích phát cái này truyền tống trận có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian thật giống như nhân thể nếu bất chấp hậu quả toàn lực kích phát thể nội tiềm lực cũng có thể bộc phát ra mạnh nhất huy năng. Nhiều kiên trì một hồi, không thành vấn đề. Đái Thành Long có chút nhân lại lông mày, nói, tiêu đạo hiếu, phải chăng còn có càng thêm biện pháp ổn thỏa. Nghe việc này, luôn luôn có chút chẳng phải đáng tin cậy. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Đái Thành Long bọn người đối không gian chi lực e ngại. Dù coi như là đại tu sĩ, tại không gian chi lực trước mặt, cái kia cũng yếu ớt như là người bù nhìn, hoàn toàn không có kháng cự chi năng tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói đây đã là nhất biện pháp ổn thỏa mà lại chúng ta tốt nhất đừng lại trì hoãn đầu này vết nứt không gian tồn tại rất nhiều năm cũng không biết nó sau một khắc sẽ phát sinh biến hóa gì một khi ngoài ý muốn nổi lên chúng ta tất cả cố gắng đều uổng phí tốt chính là làm như vậy thấy đái thành long tựa hồ còn muốn nói gì nữa âu dương minh nguyệt đã giải quyết dứt khoát lúc này cũng xác thực trì hoãn không dậy nổi Lập tức Tiêu Phàm liền đem một bộ khẩu quyết truyền thụ cho mọi người. Đây là trưởng khống không gian chi lực phương pháp, đơn giản dễ học. Dù sao cũng không phải muốn đem bọn hắn đều bồi dưỡng thành không gian đại sư, chỉ là học được một cái khiếu môn, tự nhiên không cần thiết làm cho quá phức tạp. Lấy Âu Dương Minh Nguyệt đám người cơ trí cùng đại tu sĩ căn cơ, học biết bộ này phương pháp tự nhiên hoa không có bao nhiêu công phu. Tầm nửa ngày sau, trong mật thất bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Tiêu Phàm cùng 6 người phân biệt đứng tại truyền tống trận 6 cái trận trên mắt, mỗi người thần sắc đều 10 điểm thúc mục ngưng trọng, một cỗ tinh thuần linh lực từ trong cơ thể của bọn họ trực thấu mà ra, nhao nhao hội tụ đến dưới chân trong mắt trận. Nhìn kỹ lại, 6 người đều là trầm thấp lơ lửng tại trận nhãn phía trên hơn một xích cao địa phương. Truyền tống trận bốn phía trong lỗ thủng, che kín lít nha lít nhít cao dài linh thạch. Đổi một ngoại nhân ở đây, nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ trợn mắt hốc mồm dù coi như là những cái kia truyền tống khoảng cách cực xa siêu cấp truyền tống đại trận, chỉ sợ truyền tống một lần cũng không cần hao phí cái này rất nhiều cao giai linh thạch. Chỉ bất quá cái này truyền tống trận là lâm thời, mượn dùng lại không phải vững chắc không gian thông đạo, mà là một đầu lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố vết nứt không gian, cho nên cần thiết linh thạch nhiều, khiến người nhìn mà than thở. Tiêu phàm chính là muốn lấy cường đại linh lực, cưỡng ép khống chế lại đầu này không ổn định vết nứt không gian, cam đoan truyền tống quá trình bên trong an toàn. Bởi vậy có thể thấy được, coi như khi niên đại sư huynh hoàn thành cái này truyền tống trận bố trí, chỉ sợ hắn cũng không có có nhiều như vậy cao giai linh thạch có thể dùng. Đối bọn này tài đại khí thô đại tu sĩ mà nói, linh thạch lại nhiều cũng không đáng kể. Tựa hồ đã sớm dự liệu được tầm bảo trên đường gian nguy, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người tùy thân mang theo đủ nhiều cao giai linh thạch. Tiêu Phàm lơ lửng tại chủ điều khiển trận nhãn phía trên, thần sắc nghiêm nghị, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, trước mắt mọi người trừ hào quang màu đỏ lóe lên, tắc hơn lớn càn khôn đỉnh bắn ra, chợt hóa thành lớn hơn một xích nhỏ, tại tiêu phàm trước ngực xoay chậm chậm. Mọi người ánh mắt đều đều ngưng lại, nhao nhao chú mục tại càn khôn đỉnh phía trên. Bọn hắn mặc dù đối càn khôn đỉnh ngậm miệng không đề cập tới, nhưng đối cái này thanh danh cực lớn không gian trí bảo, hay là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Tại tổng đàn thân miếu cùng giáo tôn giao thủ thời điểm, chưa kịp nhìn kỹ, dưới mắt tự nhiên là cái cơ hội tốt. Chỉ thấy càn khôn đỉnh phát ra ánh sáng dịu dịu, thân đỉnh hỗn độn đồ án cổ lão mà thần bí, trừ cái đó ra, ngược lại là không có cái gì quá chỗ đặc biệt. Có lẽ trí bảo như thế, là rất khó từ bên ngoài nhìn vào ra nó không giống bình thường đến. Bắt đầu, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, ngữ khí tràn đầy uy nghiêm. Lấy người thay thế thay trận bàn, vốn là hành động bất đắc dĩ, tại trường khống phương diện, độ khó tự nhiên phải lớn hơn nhiều, chỉ cần một người trong đó thao tác có chút sai lầm, liền có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ đại trận vận hành. Nhưng loại sự tình này, lại không có cách nào tiến hành diễn tập, chỉ có thể đánh cược một keo. Bất quá tiêu phàm tin tưởng những này đại tu sĩ trí tuệ cùng đối bản thân linh lực trưởng khống trình độ. Sự thật chứng minh, tiêu phàm đối với bọn hắn tín nhiệm là rất chính xác. Mỗi người đều dựa theo tiêu phàm yêu cầu, 10 điểm đều đều chuyển vận linh lực, nguyên bản ảm đạm vô quang, không có chút nào linh khí truyền tống trận, dần dần sáng lên sự ánh sáng trắng mang, cực kỳ nhu hòa, đồng thời phát ra ông ông khẽ kêu âm thanh, ngược lại là cùng chính quy truyền tống trận khởi động thời điểm rất tương tự. Rất nhanh, một cỗ không gian chi lực phun ra ngoài, lộ ra rất có mấy phân cuồng bạo chi ý. Tiêu phàm quát khẽ một tiếng, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào càn khôn đỉnh bên trong, bảo đỉnh hào quang tỏa sáng. Trừ màu đỏ hỗn độn đồ án xoay tròn mà ra, hướng na cỗ cuồng bạo không gian chi lực chấn áp mà hạ. Cơ hồ không có chút nào kháng cự, cuồng bạo không gian chi lực liền bị trừ màu đỏ hỗn độn đồ án chân áp xuống vô thanh vô tức, cử trọng nhược khinh, chính là trí bảo thủ đoạn. Truyền tống trận quang mang càng ngày càng là lóa mắt, mặc dù mọi người tại không gian thần thông bên trên tạo nghệ cũng không bằng tiêu phàm. Nhưng cũng có thể cảm nhận được, cái này truyền tống trận, như hồ đã hoàn toàn khởi động. Đại trưởng lão, ngay tại lúc này, tiêu phàm hai mắt sáng ngời, gắt gao tiếp cận kia hào quang màu nhũ bạch trói mắt truyền tống trận, thấp giọng quát nói. Âu Dương Minh Nguyệt hơi một gật đầu, không chút do dự. Thân thể nhoáng một cái, liền đến xưa cột sáng màu trắng bên trong, thân hình lập tức bắt đầu mơ hồ, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Cảm giác bên trên, trong truyền tống trận truyền ra không gian chi lực hay là tương đối ổn định, Tiêu Phàm truyền thụ cho bọn hắn pháp quyết, chẳng những có thể lấy kích phát cái này truyền tống trận, đối chống cự không gian áp lực cũng có hiệu quả nhất định. Ngắn khoảng cách truyền tống, có thể bảo vệ không ngại, đương nhiên, nếu như là khoảng cách cực dài truyền tống, kia là nhất định phải có không gian lệnh bài, nếu không không gian áp lực sẽ để cho bị truyền tống người 10 điểm khó chịu, công lực hơi thấp. Thậm chí trực tiếp bị không gian chi lực đập vụn, chỉ là lần này, lại ai cũng không có cách nào dự báo, đến cùng sẽ bị truyền tống bao xa. Nếu thật là bị hút tiến vào không gian loạn lưu thậm chí là không gian phong bạo bên trong, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Thực bức nơi đây, muốn một phân phong hiểm đều không bốc lên, kia là không cần nghĩ. Có thể tu luyện tới đại tu sĩ cảnh giới, mọi người tại chỗ, ai không phải kinh lịch ngàn khó vạn hiểm. Thanh Nhu, Âu Dương Minh Nguyệt về sau, cái thứ hai tiến vào truyền tống trận là Thiên Diệu Tiên Tử. Cái này truyền tống trình tự cũng là Tiêu Phàm suy nghĩ tỉ mỉ qua đi mới bài suốt đến. Cái thứ nhất để Âu Dương Minh Nguyệt bên trên, từ là bởi vì nàng tu vi cao nhất, công lực sâu nhất. Ai cũng không biết, như thế truyền tống sẽ ở nơi nào hiện thân mà ra, cũng không biết điểm cuối cùng chỗ có phải là có cái gì tồn tại nguy hiểm, đem mạnh nhất Âu Dương Minh Nguyệt truyền tống đi qua vạn nhất gặp phải cái gì nguy hiểm, nàng năng lực tự vệ cũng là mạnh nhất. Âu Dương Minh Nguyệt về sau, liền nhất định phải là thiên diệu tiên tử. Người khác không nói, chỉ ít Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long đối tiêu phàm là một mực lo nghĩ trùng điệp, tuyệt không tin. Cái này truyền tống trận thế nhưng là tiêu phàm mân mê ra, vạn nhất cái này căn bản cũng không phải là cái gì truyền tống trận đâu. Tiêu phàm trực tiếp đem bọn hắn đều đưa tiến vào không gian phong bạo bên trong đi. Dù sao hiện tại tầm bảo đồ đã góp đủ, chỉ cần đem bọn hắn giải quyết hết, tiêu phàm đại khái có thể cùng mình người yêu cùng đi tìm kiếm thiên hương ngọc lộ. ngày xưa hợp tác đồng bạn, đào mắt liền thành sinh tử đại thù. nếu để cho huệ thiên hào đái thành long hai người theo sát âu dương minh nguyệt về sau truyền tống mà đi, hai vị này là quả quyết sẽ không đáp ứng. tiêu phàm cũng lời hướng bọn hắn giải thích, thiên diệu tiên tử theo tại âu dương minh nguyệt về sau, huệ thiên hào đái thành long liền không lời nào để nói. bọn hắn ngược lại là có thể nhìn ra được, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử ở giữa tình cảm rất không tệ. Cái này truyền tống trận thật muốn có vấn đề gì, tiêu phàm cũng sẽ không để bạn lữ của mình đi chịu chết. Đương nhiên, nếu như tiêu phàm thật tâm ngoan thủ lạt, ngay cả thiên diệu tiên tử chết sống đều không để ý, đó cũng là không thể làm gì. Bất quá nghĩ đến, khả năng này không lớn, cho dù có tầm bảo đồ, nếu như không có thiên diệu tiên tử đồng hành, tiêu phàm chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng đòi ngấp nghé thiên hương ngọc lộ không thành. Đằng sau còn không biết muốn đối mặt bao nhiêu hung hiểm đâu thiên diệu tiên tử về sau, là đái thành long, huệ thiên hào tại đái thành long về sau, tiêu phàm cùng ứng linh trạch lưu tại cuối cùng, hai người bọn họ cùng đi, truyền tống trước đó, tiêu phàm đương nhiên phải đem thổ ma ngẫu thu nhập đến trong không gian giới chỉ, sẽ không để cho thổ ma ngẫu cũng chiếm cứ một cái truyền tống danh ngạch. Chỉ bất quá, khi đái thành long thân hình biến mất tại màu ngà sữa quang trận về sau, dị biến trật hiện, một cỗ xa so vừa rồi cuồng bạo được nhiều không gian loạn lưu, phun ra ngoài, toàn bộ truyền tống trận cũng lúc sáng lúc tối lấp lánh, nguyên bản nhu và bình tĩnh tiếng ông ông cũng biến thành 10 điểm gấp rút vô so. Chuyện gì xảy ra, Huệ Thiên Hào giật nảy cả mình, gấp vội kêu lên, cổ tay khẽ đảo, kim sắc lôi trùy đã nắm trong tay, hai mắt thẳng tắp tiếp cận tiêu phàm, nháy mắt như lâm đại địch. liền biết tiểu tử này sẽ đùa nghịch hoa súng. Vết nứt không gian không ổn định, nhanh, tăng lớn linh lực. Tiêu phàm dùng mạo siết chặt, gấp vội gọi nói, càn khôn đỉnh quang mang đại thịnh, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án hướng về phía trước bao phủ xuống. Đối Huệ Thiên Hào khẩn trương cùng căm thù, thoáng như chưa gặp. Huệ Thiên Hào sắc mặt biến đổi không chừng, trong lúc nhất thời, có chút không nắm chắc được chủ ý, không biết đến cùng phải hay không tiểu tử này đang đùa hoa súng. Thất thần làm gì, nhanh a à, tiêu phàm lại là một tiếng quát trói tai. Huệ Thiên Hào giật mình, lập tức cũng không lo được khác, vội vàng hướng trong mắt trận tăng lớn linh lực rót vào. Bên kia toa, ứng linh trạch sớm đã làm ra phản ứng sau một trận hoảng loạn, vết nứt không gian cuối cùng một lần nữa ổn định lại. Huệ đạo hữu đến ngươi, tiêu phàm nhẹ nhàng thở vào một cái, thấp giọng nói. Nhìn qua hào quang màu nhũ bạch lấp lánh truyền tống trận, Huệ thiên hào sắc mặt càng thêm biến ảo, trần chờ không chịu hướng về phía trước. Tiêu phàm thần sắc lập tức nghiêm nghị lại, lạnh lùng nói. Ngươi còn do dự cái gì, lại chậm trễ thời gian, tiêu mỗ coi như xin lỗi, muốn đi trước. Mặc dù vết nứt không gian một lần nữa ổn định, nhưng tiêu phàm lại biết, loại này ổn định là tạm thời, bởi vì liên tục truyền tống ba người quá khứ, một mực yên lặng vết nứt không gian, thụ đến ngoại giới kích thích sau trở nên rất không ổn định, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian. Huệ Thiên Hào nếu như lại do dự lời nói, tiêu phàm tuyệt đối sẽ không khách khí chút nào đem hắn bỏ ở nơi này, mình mang lên thổ ma ngẫu đi trước. Hắn nhưng không có nghĩa vụ bồi tiếp hắn mạo hiểm ở đây. Trên thực tế, Huệ Thiên Hào tại tiêu phàm trong suy nghĩ đã xếp vào có thể giết liệt kê, chỉ cần có cơ hội, Tiêu Phàm cũng không ngại lấy tính mệnh của hắn. Mắt thấy Tiêu Phàm không chút nào giống như là nói đùa, Huệ Thiên Hào cắn răng một cái, cất bước hướng về phía trước, bước vào truyền tống trận bên trong. Nếu thật là bị tiểu bối này lẻ loi chơi chọi ném ở chỗ này. Tình hình thế nhưng là đại đại không ổn, chỉ cần nghĩ tới đại sư huynh bọn người còn sót lại xương khô, Huệ Thiên Hào liền không chịu được khắp cả người sinh hàn. Ngay tại Huệ Thiên Hào thân ảnh tại hào quang màu nhũ bạch bên trong dần dần biến mất thời điểm, truyền tống trận lại lần nữa trở nên không ổn định, quang mang sáng tối chập chờn. Âu Dương Minh Nguyệt đã từng trưởng khống cái kia trận nhãn, cấp tốc ảm đạm đi, ngay sau đó là Thiên Diệu Tiên Tử trưởng khống trận nhãn. Truyền tống trận bị kích phát tiềm lực, sắp tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ pháp trận sắp sửa sụp đổ. Tiêu Phàm lại không chần chờ, tay vừa nhấc, thổ ma ngẫu nhanh chóng hóa thành một cơn gió lớn, trong chớp nhoáng thu tiến vào không gian giới chỉ, cùng lúc đó, hắn đã nhảy lên tiến vào chính đang nhanh chóng sụp đổ trong truyền tống trận. Hào quang màu nhũ bạch loạn lắc, khoảnh khắc liền đem thân thể của hắn che hết. Sáu cái trận nhãn đều trở nên ảm đạm vô quang, oanh một tiếng, truyền tống trận triệt để sụp đổ, bạch sắc quang mang dần dần biến mất, trong mật thất chỉ còn lại có một đạo sâu không thấy đáy thật dài khe hở. Tiêu Phàm tiến vào nhập vết nứt không gian thời điểm, thông đạo đã kinh biến đến mức cực không ổn định, bất quá có càn khôn đỉnh nơi tay, loại trình độ này không gian loạn lưu, tự nhiên không đáng kể. Theo Tiêu Phàm công lực tinh tiến vào cảnh giới tăng lên, đối càn khôn đỉnh trưởng khống cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bảo đỉnh phát huy uy lực cũng càng lúc càng lớn, càn khôn đỉnh phóng xạ ra trừ ánh sáng màu đỏ, đem không gian loạn lưu đều che đậy bên ngoài, nâng tiêu phàm vững vàng hướng về phía trước. Lần này không gian hành trình cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, ước chừng 30 phút sau quang cảnh. Tiêu phàm mắt tối sầm lại, hào quang màu nhũ bạch dần dần ảm đạm lại là đã từ vết nứt không gian bên trong sông ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia hào quang màu nhũ bạch tại sau lưng lóe lên, như vậy ẩn vào hư giữa không chung, rốt cuộc nhìn không thấy. Lập tức, tiêu phàm liền thấy rõ ràng mặt tình hình trước mắt. Tất cả mọi người tại, Âu Dương Minh Nguyệt, Thiên Diệu Tiên Tử, Đái Thành Long, Huệ Thiên Hào, không thiếu một cái, mà lại lông tóc không thương, đều bình an xuyên qua kia vết nứt không gian. Điểm này, ngược lại cũng không ra ngoài tiêu phàm dự kiến. Không gian kia pháp trận cố nhiên đơn sơ, lại bố trí được cực kỳ cao minh. Nếu như không có tham tưởng qua đại sư huynh có quan hệ không gian thuật nghiên tập tâm đắc, tiêu phàm tự hỏi, còn vải không ra cao minh như vậy cỡ nhỏ truyền tống trận tới. Cái này ngắn ngủi một hai tháng bên trong, hắn tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, lại cao mấy phân. Đây là địa phương nào? Tiêu phàm quan sát bốn phía hết thảy chung quanh, theo miệng hỏi. Không có người trả lời hắn. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng chỉ là tới trước một lát, nhất thời bán hội, cũng không làm rõ ràng được mình rốt cuộc người ở chỗ nào. Tiêu phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, cứ việc trước mắt một mảnh đen kịt, nhưng cũng có thể nhìn cái đại khái. Tựa hồ là tại một cái cửa đại trong sơn động, trong sơn động 10 điểm ẩm ướt, thỉnh thoảng có nước giọt giọt rơi xuống đến, mà bên tai thì là tiếng sóng như nước thủy triều, dưới chân mấy chục trượng, chính là một mảnh vuông dương, đen nhánh bọt nước, không ngừng vuốt dưới chân nham thạch. Đây là một cái đáy nước hang, lấy bọn hắn kiến thức rộng rãi, một cái dưới nước hang tự nhiên không có gì quá kỳ quái. Bất quá, tiêu phàm lại ở đây cảm nhận được rất không bình thường không gian ba động 10 điểm hỗn loạn, hắn trước kia rất ít đụng phải cùng loại tình hình. Nhưng bất kể như thế nào, nơi đây linh khí rồi rào, tối thiểu nhất chứng minh bọn hắn đã thoát ly tổng đàn thần miếu cái kia tàn tạ không gian độc lập. Lòng của mọi người tình lập tức đều dễ dàng hơn, chỉ là không cảm ứng được hắc uyên ba lãnh chúa cùng hỗn nguyên thượng nhân thần hồn. Không biết bọn hắn phải trang xảy ra ngoài ý muốn, hay là nói nơi đây vẫn như cũng có thể che đậy cảm giác. Tại vừa mới cái kia tàn phá không gian, bọn hắn không cảm ứng được bất luận cái gì ngoại giới khí tức, tự nhiên cũng liền không cảm ứng được càng triển đám người thần hồn ấn ký. Chỉ là, hiện tại giống như không có người để ý việc này. Trong lòng mỗi người nghĩ, chỉ sợ đều là giống nhau, như là đã tìm được tầm bảo đồ toàn bộ bản đồ, kia hỗn nguyên thượng nhân cùng thúy phu nhân thần toán, tựa hồ cũng không phải là như vậy nhất định phải. Trọng yếu chính là trước hết xác định một chút, đến cùng thân ở phương nào, phải chăng còn tại Tây Nhung Giáo trên địa bàn hoặc là, dứt khoát liền còn tại tổng đàn thần thần miếu càn khôn bên trong. Lập tức một đoàn người theo dưới chân con đường, hướng về phía trước chậm rãi bay trốn đi. Cái này đáy nước hang cực kỳ rộng lớn, trọn vẹn bay gần nửa canh giờ, vẫn như cũng không gặp cuối cùng, chỉ có hải đào không ngừng đập nham thạch thanh âm. Ngược lại là ở trong quá trình này, có một tiểu bầy phi ngư thú từ đáy nước sông ra, hướng bọn hắn phát động tập kích. Bọn này phi ngư là một đám đê dai trong biển yêu thú, vô chi vô biết, minh ngoan bất linh, Mảy may cũng không cảm ứng được tiêu phàm một đoàn người cường đại, tự nhiên trong nháy mắt liền bị diệt sát phải sạch sẽ. Cái này việc nhỏ xen giữa, lại là để đoàn người trong lòng càng thêm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng nhìn thấy vật sống, tại kia đất chết đợi bao lâu, nhìn thấy chỉ là minh mông cát vàng, minh mông sa mạc, cùng một bộ lại một bộ thi hài xương khô, dù là mọi người kiến thức rộng rãi, nhiều lịch gian nguy, tại hoàn cảnh như vậy bên trong cũng cảm thấy cực độ đè nén. Bây giờ nghe tới tiếng sóng như sấm còn có đề ra yêu thú ẩn hiện, rốt cục lại trở lại bọn hắn quen thuộc thế giới. Càng đi về phía trước, không gian hỗn loạn tình hình liền càng thêm rõ ràng, thậm chí ngay cả càn khôn đỉnh đều có cảm ứng. Rốt cục, bọn hắn đi tới hòn đảo Trung ương, như sấm hải đảo âm thanh, dần dần xa. Một tòa cử đại truyền tống trận, xuất hiện ở trước mắt mọi người, lại là truyền tống trận, chúng người kìm lòng không được quay đầu hướng tiêu phàm nhìn lại. Cái này đều đã hình thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần thấy được truyền tống trận, ngay lập tức liền chờ đợi tiêu phàm phát biểu ý kiến. Tiêu phàm cũng là không khiêm tốn, bắt đầu vây quanh cái này cái cự đại truyền tống trận chậm rãi đi dạo. Từ cái này truyền tống trận quy mô đến xem, một chút liền biết là loại kia truyền tống khoảng cách cực xa siêu cấp truyền tống trận. Không quá sớm đã ảm đạm vô quang, linh khí hoàn toàn biến mất, pháp trận không ít địa phương đều có tổn hại, có thể thấy được không biết đã vứt bỏ bao lâu. Mà lại, từ pháp trận bên trên khắc họa phù văn đến xem. Đây cũng không phải là gần đây kia tác. Đây là một cái bên trên cổ truyền tống trận, vứt bỏ rất nhiều năm. Chốc lát, tiêu phàm rất khẳng định nói. Điểm này, kỳ thật khỏi phải hắn nói, mọi người cũng có thể nhìn ra được. Pháp trận bên trên khắc họa phù văn 10 điểm cổ pháp. Cần xây xong cái này truyền tống trận sao? Thiên diệu tiên tử thấp giọng hỏi một câu. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không sửa được, chúng ta không có nhiều tài liệu như vậy. Mà lại, dạng này siêu cấp truyền tống trận, muốn chữa trị lời nói, tốt nhất là có nguyên đồ, như thế nắm chắc liền lớn hơn một chút, bằng không cũng chỉ có thể tìm vận may. Mà lại, bọn hắn cũng không biết cái này siêu cấp truyền tống trận mục đích là nơi nào, coi như cái này truyền tống trận còn có thể dùng, cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Tại tàn phá không gian, linh khí hoàn toàn không có, khốn ở nơi đó, là không thể không mạo hiểm lợi dụng vết nứt không gian thoát thân, dưới mắt tựa hồ không cần thiết làm như vậy. Tiêu Phàm phỏng đoán, cái này siêu cấp truyền tống trận không phải chủ động vứt bỏ, hẳn là xảy ra chuyện gì không gian biến cố không cách nào lại dùng, lúc này mới cuối cùng hoang phế. Bằng không, khổng lồ như thế truyền tống trận, sẽ không xây dưới đáy nước. Bất quá có thể khẳng định là, dạng này siêu cấp truyền tống trận, tuyệt đối không phải là kiến tạo giã ngoại hoang vu, bình thường đều là xây ở siêu cấp trong cự thành. Hoặc là nói, trước có dạng này bên trên cổ truyền tống trận, mới dần dần hình thành từng tòa tu sĩ tụ cư siêu cấp thành lớn. Chỉ là không biết cái này truyền tống trận hoang phế bao nhiêu năm, không biết ở phụ cận đây, phải chăng còn có siêu cấp thành lớn tồn tại. Đi đường thủy rời đi, đi mặt nước nhìn xem. Sau một lát, Âu Dương Minh Nguyệt làm quyết định, điểm này không người phản đối. Lập tức mọi người không chút do dự phi thân lên, chui đến hòn đảo biên giới, chui vào biển trong nước. Không biết là nguyên nhân gì, bọn hắn ở trong biển vẫn chưa gặp được đặc biệt cường đại động vật biển, chỉ có một ít đồng giá cực thấp yêu thú, hung hãn không sợ chết hướng bọn hắn trùng sát mà đến, tự nhiên đều bị tiện tay diệt sát đi. Nhìn tới đây hẳn không phải là ngoại hải, có thể là nơi nào đó nội hải, Cường Đại động vật biển sớm đã bị tiêu diệt phải tinh quang. Đáy nước hang cực kỳ rộng lớn, lấy bọn hắn dưới đáy nước tốc độ bay, cũng hoa chút thời gian mới cuối cùng từ trong nham động xuyên ra ngoài, lại chậm rãi thăng trên mặt biển. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy tối tăm mờ mịt bầu trời, đen nhánh vẩn đục sóng biển, ngược lại là cùng bọn hắn tại thất dạ giới trải qua thường gặp được cảnh tượng 10 điểm nhất trí. Nhưng trên mặt biển thỉnh thoảng có thuyền buồm chạy qua, có thể xác định hẳn là một chỗ nội hải. Nếu như tại viễn dương biển cả, bình thường phàm nhân thuyền buồm là không dám xâm nhập. Thất dạ giới loại này giao diện viễn dương biển cả, cùng trên địa cầu biển cả hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Khi mọi người chậm rãi thăng trên không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy một cái hùng vĩ hùng vĩ cự thành ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Mỗi người đều nhẹ khẽ hít một cái khí, trên mặt lộ ra lại là kinh ngạc lại là vẻ mặt hưng phấn, cũng cực nhanh hiện lên một vòng vẻ khẩn trương. Thiên ma thành, Tòa này trình hiện tại bọn hắn trước mắt cự thành, chính là bọn hắn đích đến của chuyến này, Thiên Ma đạo tổng đàn sở tại địa, Thiên Ma thành. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người ở phụ cận đây hải vực đi dạo, vẫn chưa tùy tiện đăng lục tiến vào Thiên Ma thành chủ thành khu. Bởi vì bọn hắn tại cùng Hắc Uyên Ba lãnh chúa cùng Hỗn Nguyên thượng nhân vừa mới vừa rời đi đáy nước hang, trên mặt biển vừa ló đầu, mọi người liền cảm ứng được Hắc Uyên Ba lãnh chúa cùng Hỗn Nguyên thượng nhân thần hồn ấn ký bọn hắn lại nhưng đã trước người khác một bước đến thiên ma thành thần hồn ấn ký cực kỳ rõ ràng xác định là bốn người bọn họ không thể nghi ngờ nhưng âu dương minh nguyệt vẫn là không có vội vã chạy tới trong thành cùng bọn hắn gặp gỡ thần hồn ấn ký còn lúc trước thần hồn ấn ký nhưng người có còn hay không là trước kia mấy người kia coi như rất khó nói mặc dù nói bốn vị này đều là hậu kỳ đại tu sĩ trong đó đại lãnh chúa càng triển càng là cùng âu dương minh nguyệt công lực tương đương ở vào hậu kỳ đại tu sĩ trạng thái đỉnh phong chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đặt chân ngộ linh kỳ, hỗn nguyên thượng nhân cũng danh xưng là nhạc tây địa khu đại tu sĩ thứ nhất, đều đều không thể coi thường. Mà ở cái này thất dạ giới, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Nếu không phải tiêu phàm tinh thông không gian chi thuật, lại có vô cực môn bảo vật chấn giáo càn khôn đỉnh, bọn hắn đoàn người này chỉ sợ sớm đã tại Tây Nhung giáo tổng đàn thần miếu đại đại không xong. Riêng lấy thực lực mà nói, bọn hắn sáu cá nhân thực lực chỉ sợ so hắc nguyên ba lãnh chúa cùng hỗn nguyên thượng nhân càng mạnh một chút. Cứ việc càng triển bọn người bị người khống chế khả năng cực nhỏ, thế nhưng cẩn thận một chút tuyệt không phải chuyện xấu. Để càng triển bọn họ chạy tới gặp gỡ, tổng so với bọn hắn tùy tiện vào thành muốn an toàn được nhiều. Dù sao trên biển lớn, không che không đậy, muốn mai phục nhân mã phục kích bọn hắn, cơ bản khả năng không lớn. Thế nhưng là tiến vào chủ thành khu, vậy liền không giống ai biết cái này thất dạ giới lớn nhất thành thị bên trong, đến cùng có thứ gì cổ quái. Thiên ma đạo là thất dạ giới lớn nhất tông môn, thực lực mạnh, tuyệt không phải Nam Châu đại lục bất kỳ một cái nào tông môn có thể chịu được so sánh. Dù coi như là vô cực môn năm đó thời kỳ toàn thịnh, cũng không bằng thiên ma đạo thực lực. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, thiên ma đạo không phải một cái tông môn, mà là rất nhiều tông môn liên hợp thể. Tỷ như Tây Nhung giáo thực lực cường đại như vậy, tại Nam Châu đại lục, tuyệt đối có thể xếp hạng ma đạo 10 đại tông môn liệt kê, tại thiên ma đạo, lại cũng chỉ là gia nhập liên minh tông môn một trong. Thậm chí còn không phải thứ nhất chủ đạo tông môn, mặc dù không rõ ràng thiên ma đạo thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nghĩ đến, chỉ ít tương đương với Nam Châu đại lục mạnh nhất ba bốn cái ma đạo tông môn liên hợp lại cùng nhau. Thử nghĩ tại Nam Châu đại lục, nếu như năm đó vô cực môn, Hảo thiên tông, thái thượng tông, thái cực môn cùng mạnh nhất chính đạo tông môn hợp mà vì một. Tạo thành một cái siêu cấp tông môn, lại có ai dám cùng tranh tài. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đều có gần 20 tên nhiều, thậm chí Ngộ Linh kỳ lão tổ cũng không biết một vị, đây mới thực sự là siêu cấp tông môn. Thiên Ma đạo chính là như vậy một cái siêu cấp tông môn. Dù bọn hắn đoàn người này tập kết nhiều như vậy đại tu sĩ, còn có một vị thần thông không dưới đại tu sĩ kỳ tài ngút trời, đủ để khiêu chiến Nam Châu đại lục bất kỳ một cái nào đại tông môn, mặt đối Thiên Ma đạo dạng này biến thái quái vật khổng lồ cũng vẫn là thản nhiên sinh ra không dám cùng kháng khiếp đảm chi ý. Ngược lại cũng không phải nói thất dạ giới thực lực mạnh hơn toa ma giới. Chỉ là toa ma giới không có dạng này biến thái đại tông môn liên hợp thể mà thôi. Đây cũng là một loại truyền thống. Tại toa ma giới, không có dạng này truyền thống. Dù coi như cường đại như năm đó vô cực môn, cũng vô pháp đem mặt khác đại tông môn sửa chữa hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái siêu cấp tông môn. Thật muốn mạnh mẽ làm như vậy, liền sẽ bị người hiểu lầm vì lấy mạnh hiếp yếu hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Xa xa, trên mặt biển xuất hiện mấy đạo độn quang, tốc độ cực nhanh, hướng bên này bay vụt mà tới. Âu Dương Minh Nguyệt bọn người ẩn thân ở huyến trong trận, rất có kiên nhẫn. Nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ bọn hắn người đã ở thiên ma thành bên trong, dưới chân bọn hắn mảnh này minh mông vô bờ hải dương, là thiên ma thành một chỗ nội hồ hoặc là nói nội hải, toàn bộ nội hải đều ở vào thiên ma thành bên trong. Thật giống như Tây Hồ Chi tại Hàng Châu, chỉ bất quá mảnh này nội hồ, thực tế to đến quá không hợp thói thường. So trên địa cầu lớn nhất đại dương đều muốn lớn, được chứng kiến Đô Lương Thành, Hạo Dương Thành, Long Tuyền Thành những này siêu cấp thành phố lớn về sau, nhìn thấy dạng này rộng lớn vô ngần nội hồ, tiêu phàm cũng đã sớm tập mãi thành thói quen, không còn nhất kinh nhất xạ. Rất nhanh, bốn đạo độn quang liền đến huyến trận phụ cận, ngừng lại. Mặc dù thiên diệu cung huyến trận đủ rất cao minh, nhưng chỉ cần không tận lực che đậy thần hồn ấn ký, huyến trận đối bọn hắn lẫn nhau mà nói, liền không hề có tác dụng người tới chính là Hắc Nguyên Ba lãnh chúa cùng Hỗn Nguyên thượng nhân. Chỉ bất quá, nhìn qua bốn vị này khí sắc đều không phải quá tốt, riêng phần mình mang thương mang theo. Trong đó áo trắng của Ma Tây môn ngạo thương thế nặng nhất, khí tức so sánh với lúc trước yếu nhược rất nhiều. Càng triển, Thúy phu nhân cùng Hỗn Nguyên thượng nhân cũng đều thương thế chưa lành, xem ra đều từng trải qua khổ chiến. Bốn vị đạo hữu mời tiến đến tự thoại, chốc lát Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, huyễn trận mở ra một cái thông đạo, Càng triển bọn người cũng không có cái gì do dự, lập tức nối đuôi nhau tiến vào huyễn trận. Âu Dương Minh Nguyệt đám người tình hình, tự nhiên muốn kém một ít, bất quá Huệ Thiên Hào cũng giống vậy trọng thương chưa lành. Tổng đàn thần miếu một trận chiến, Huệ Thiên Hào nhiều lần bị thương này, đã tổn thương nguyên khí. Trọng thương như thế, nếu như đặt tại bình thường, ít nhất phải bế quan 3 năm năm, chậm rãi an dưỡng, mới có thể cơ bản khôi phục. Muốn phục hồi nguyên như cũ, kia cần thời gian sẽ dài hơn. Mỗi một lần trọng thương nguyên khí, dù coi như khỏi hẳn, bình thường đều sẽ hao tổn thọ nguyên. Tuyệt đại đa số nguyên anh kỳ tu sĩ khó mà sống đến cực hạn thọ nguyên, chính là như vậy nguyên nhân. Ai dám cam đoan cùng người giao thủ không bị thương, xem ra bốn vị đạo hữu cũng kinh lịch một phen khổ chiến. Ánh mắt tại bốn người trên mặt nhanh chóng quét qua, Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, nhẹ nói: "Tây môn ngạo hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu không phải chúng ta mấy người đẫm máu khổ chiến, hấp dẫn Tây Nhung giáo chủ lực" chỉ sợ chư vị không có nhẹ nhàng như vậy thoát thân a. À. Huệ Thiên Hào lập tức liền không vui lòng, cả giận nói: Tây môn huynh nói hay lắm không nhẹ, các người hấp dẫn Tây Nhung giáo chủ lực, hẳn là tại tổng đàn thần miếu cùng chúng ta đánh, không phải Tây Nhung giáo giáo tôn cùng bọn hắn đại hộ pháp. Chúng ta đánh lén người khác tổng đàn, còn cùng Ngộ Linh kỳ hợp thể ma ngẫu giao thủ qua, chiếu ngươi nói như vậy, cái này cũng chưa tính là chủ lực. Càng triển thần sắc khẽ động, nói: Tây Nhung giáo giáo tôn cùng đại hộ pháp đến cùng là loại tình hình nào mời đại trưởng lão nói với chúng ta nói đi âu dương minh nguyệt khóe miệng kéo một cái lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói tả hữu bất quá là ác chiến một trận ngược lại đã không còn gì để nói lời tuy như thế âu dương minh nguyệt hay là lời ít mà ý nhiều đem kinh nghiệm của bọn hắn miêu tả một lần càng triển cùng người đưa mắt nhìn nhau đều đều lộ ra thì ra là thế thần sắc ngay cả tây môn ngạo sắc mặt đều không có như vậy xúc động phẫn nộ trước đó Hắn một mực nhận định Âu Dương Minh Nguyệt bọn người không coi nghĩa khí ra gì, để bọn hắn cùng Tây Nhung giáo chủ lực huyết chiến, mình lại thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Hiện tại xem ra, đến cùng ai là ai đánh yểm hộ, thật đúng là không tốt định luận. Mặc dù ngay từ đầu, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người đúng là nghĩ gặp may, giết Nhung Vu nhóm một cái hồi mã súng, ai ngờ lại gặp phải Tây Nhung giáo chiến lực mạnh nhất, vì vây bắt xâm nhập tổng đàn kẻ ngoại lai, Tây Nhung giáo khẩn cấp triệu tập bên ngoài cao giai Nhung Vu chạy về tổng đàn trên thực tế liền đại đại giảm bớt hắc uyên ba lãnh chúa cùng hốn nguyên thượng nhân áp lực bọn hắn mới lấy huyết chiến thoát thân cuối cùng chạy ra tây nhung đại thảo nguyên tìm cái khác lối của hắn ngược lại so âu dương minh nguyệt bọn người trước một bước đuổi tới thiên ma thành chỉ bất quá mọi người thương thế nặng nề lại không phải chỉ là mấy tháng điều dưỡng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu tốt tại mọi người đều không phải bụng giả dạ hẹp hòi người lập tức liền đem việc này kết quả bỏ qua lại không nhắc lên tại cái này dị giới tha hương lại là tại thiên ma thành dạng này tà ma ngoại đạo thành trì bên trong lại đừng bảo là tầm bảo thành công hay không muốn sống trở về toa ma giới đi liền nhất định phải mọi người ôm thành một đoàn đồng tâm hiệp lực lúc này náo nội chiến tuyệt đối là từ nhanh nó chết có thể tu luyện tới hôm nay dạng này cảnh giới có ai không phải cơ chí trời sinh kỳ tài hơn người như thế điểm đạo lý tự nhiên nháy mắt liền nghĩ minh bạch âu dương minh nguyệt ống tay áo lắc một cái sáu mặt ngọc bài bắn ra khoảnh khắc trong hư không chiếu dọi ra một bức hoàn chỉnh địa đồ. Hoàn chỉnh địa đồ, cuối cùng kia bức bản đồ cũng tìm được, dù là càng triển bọn người nhiều chiều đại sự tình, bỗng nhiên nhìn thấy này tấm hoàn chỉnh tầm bảo đồ, lập tức cũng từng cái trợn mắt hốc ngồm, có chút chưa tỉnh hồn lại. Huệ Thiên Hào đái thành long ứng linh trẻ càng là giật mình, ánh mắt đồng loạt rơi vào Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt, thực tế có chút không đại lý giải, Âu Dương Minh Nguyệt tại sao phải đem cái này hoàn chỉnh tầm bảo đồ cho càng triển bọn người duyệt nhìn, chẳng lẽ hiện tại chẳng phải là mỗi người đi một ngả thời cơ tốt a à? ngày đó hương ngọc lộ không biết có bao nhiêu nhưng nghĩ đến dạng này nghịch thiên bảo vật chắc chắn sẽ không bao ăn no nhiều nhất cũng chính là một hai người phân lượng thiếu bốn người đến phân chẳng phải là tốt mấy tên này như lang như hổ cũng không có một cái là đèn đã cạn dầu chỉ là bất ngờ không đề phòng âu dương minh nguyệt đã đem địa đồ biểu diễn ra lại nghĩ phản đối cũng vô sự vô bổ nhìn kỹ địa đồ một mực ghi khác trong đầu về sau Càng triển hai tay ôm quyền chắp tay, nói: "Đại trưởng lão cao thượng, càng nào đó cảm kích, lời này ngược lại là xuất từ thành tâm thành ý." Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói: "Đã nói xong cùng tiến cùng lui, tự nhiên không nên tổn tư tâm tư ý." Bảo vật, người có duyên cư chi, ngẫm lại cũng thế, Âu Dương Minh Nguyệt gì ngang phần, để nàng làm ra loại kia không phóng khoáng hành vi đến, thật đúng là vũ nhục nàng. Càng là thượng vị giả thì càng kiêu ngạo, huống chi mặc dù có hoàn chỉnh địa đồ, nhưng lại không biết kia bảo tàng chỗ, đến cùng có gì hung hiểm. Mười người cùng một chỗ sông, tổng so sáu người đi sông, lực lượng càng đầy một chút. Huống chi, thiên hương ngọc lộ trí bảo như thế, nhưng chưa chắc ai có tầm bảo đồ liền nhất định phải đắc thủ, thật còn phải xem mọi người vận khí cùng duyên phân như thế nào. Thúy Phu Nhân nói, đã bây giờ có địa đồ, việc cấp bách, chính là muốn đem chỗ kia chỗ đang tìm ra đến. Địa đồ mặc dù đã hoàn chỉnh, nhưng đến cùng là miêu tả nơi nào, nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cầm, nói, cái này hiển nhiên, thiên ma thành đã là thất dạ giới nhất thành phố lớn, nghĩ đến các loại địa đồ cũng là nhất đầy đủ, chúng ta đi trong thành hảo hảo tìm kiếm một chút, hẳn là sẽ có sở hoạch. Mọi người đồng loạt gật đầu, thân xác đều phấn chấn. Hơn 10 năm vất vả, trải qua gian nguy, cuối cùng sắp có kết quả, nói không hưng phấn kia là giả. Thiên ma thành cũng không có mọi người trong tưởng tượng âm trầm đáng sợ, thậm chí còn có thể gọi là một cái mở ra tính thành phố lớn ngẫm lại cũng không ngoài dự liệu thiên ma đạo nếu là một cái liên bang thiên ma thành liền chú định sẽ là một cái mở ra kiêm dung thành thị mặc dù nói tổ thành thiên ma đạo đại tiểu tông môn đều đều là ma đạo quỷ tu thế nhưng liền xem như ma đạo quỷ tu cũng giống vậy sẽ có khác biệt thói quen khác biệt tu luyện công pháp tuyệt sẽ không là liên miên bất tận thậm chí tại thiên ma đạo tạo thành trong tông môn còn có một cái đến gần vô hạn chính đạo truyền thừa tông môn cái này tên là sơn hà nói tông môn quy mô không tính quá nhỏ, mặc dù cùng Tây Nhung giáo dạng này một cùng một đại giáo phái không có chút nào khả năng so sánh, trong tông môn cũng coi như nhân tài đông đúc, một trận còn đi ra nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nghiêm cách huyết, Sơn Hà nói nguyên bản là chính đạo truyền thừa, vô luận tu luyện công pháp hay là tông môn giáo nghĩa, đều đều cùng ma đạo tà tu có rõ ràng khác nhau. Sơn Hà nói sở dĩ tại thiên ma thành có được một chỗ cắm rùi, cũng lại trở thành thiên ma đạo một viên, nguyên nhân ở chỗ thiên ma tông. Tên như ý nghĩa, thiên ma tông là thiên ma đạo hạch tâm tông môn, cũng là lúc trước thiên ma đạo liên minh người đề xuất. Đã muốn đến đây thiên ma thành, có quan hệ thiên ma đạo hết thảy, tiêu phàm bọn người tự nhiên đều chỉ có thể là kỹ càng hiểu rõ. Năm đó thiên ma tông cực kỳ cường đại, bị cùng đề cử vì thất dạ giới ma đạo thứ nhất tông. Thiên ma tông tông chủ hùng tài đại lược, lợi dụng thiên ma tông thực lực cường đại cùng mình hiền hách uy danh, trắng trợn mở rộng. Hắn chọn lựa không phải trấn áp cùng chiếm đoạt khuếch trương phương thức, như thế quá huyết tinh, mà lại rất dễ dàng gây nên những tông môn khác bắn ngược. Cho nên hắn khai thác liên bang chế độ, chủ động ủy quyền, giao phó cái khác gia nhập liên minh tông môn cùng thiên ma tông ngang hàng quyền lực, những tông môn khác thành viên, hưởng thụ cùng thiên ma tông giáo chúng đồng dạng đãi ngộ. Thiên ma tông rất mực khiêm tốn, tụ tập tại thiên ma thành phụ cận những tông môn khác. Cũng tịnh không kháng cự, nhiều lần đàm phán về sau, nhao nhao gia nhập thiên ma đạo. Mà Sơn Hà nói năm đó trưởng giáo cùng thiên ma tông tông chủ là quá mệnh giao tình, Đồng thời hai lần đã cứu Thiên Ma tông chủ tính mệnh, Thiên Ma tông chủ lập thệ, từ nay về sau, Thiên Ma tông đời đời kiếp kiếp giáo chúng, cũng sẽ cùng Sơn Hà nói tương thân tương ái, thân như một nhà, vĩnh viễn không báo thù. Thiên Ma tông chủ đạo này lời thề, về sau càng là trở thành Thiên Ma tông giáo nghĩa, mà lại là hạch tâm nhất giáo nghĩa, mỗi một thời đại Thiên Ma tông chủ kế vị chi tiên, đều muốn học lại lời thề, tuyên bố cùng Sơn Hà nói thế hệ thân mật. Mà Sơn Hà nói, cũng là Thiên Ma đạo sớm nhất kết minh người. Thiên Ma tông chủ vừa phát ra kết minh hiệu triệu, Sơn Hà nói lập tức hưởng ứng. Dạng này thế hệ truyền thừa xuống, Sơn Hà nói quy mô mặc dù không có bao nhiêu khuếch trương, nhưng ở Thiên Ma đạo bên trong cũng chưa từng nhận qua bất luận cái gì kỳ thị cùng xa lánh, dù coi như tại Thiên Ma tông thực lực giảm xuống, không còn là Thiên Ma đạo thứ nhất tông những ngày kia. Sơn Hà nói cũng chưa từng chịu ảnh hưởng, Sơn Hà nói đệ tử vẫn như cũ hưởng thụ lấy cùng Thiên Ma đạo những tông môn khác đệ tử đồng dạng đãi ngộ thiên ma đạo liên hợp tông môn thực lực luôn luôn đang không ngừng biến hóa bên trong. Nhưng đa số thời điểm, hay là lấy thiên ma tông vì thứ nhất. Đương đại thiên ma đạo tổ, cũng là thiên ma tông xuất thân. Để tỏ lòng công chính vô tư, bất kể là ai. Một khi trở thành thiên ma đạo tổ, liền nhất định phải từ nguyên lai trong tông môn thoát thân ra, địa vị siêu nhiên. Thiên ma đạo tổ quản, chỉ có thể là toàn bộ thiên ma đạo thậm chí toàn bộ thất giả giới đại sự, nguyên lai tông môn các loại nội bộ công việc, giao cho tân nhiệm trưởng giáo quản lý, Thiên Ma đạo tổ không còn can thiệp. Đương nhiên, nói thì nói như thế, trên thực tế không có khả năng cắt phải như thế rõ ràng. Mỗi một thời đại Thiên Ma đạo tổ đều phải là ngộ linh kỳ đại năng. Đương nhiên, mấy chục ngàn năm truyền thừa xuống, trong lúc đó cũng không ít thời điểm, toàn bộ Thiên Ma đạo đều ra không được một tên ngộ linh kỳ tu sĩ. Tại dạng này thấp cùng giao diện, muốn đột phá ngộ linh kỳ bình cảnh, thực tế quá khó, đa số thời điểm còn phải xem vận khí cho dù là thất giả giới thứ nhất tông môn, cũng không có khả năng đời đời đều xuất hiện ngộ linh kỳ lão tổ. Coi như không có ngộ linh kỳ lão tổ suốt thế thời điểm, thiên ma đạo liền không có đạo tổ, chỉ có thể từ các tông môn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ liên hợp tạo thành trưởng lão hội tới quản lý toàn bộ thiên ma đạo thường ngày vận hành. Tự nhiên, dù coi như không có đạo tổ mấy ngày này, thiên ma đạo cũng vẫn như cũ là thất giả giới cường đại nhất tông môn, không ai dám hướng thiên ma đạo khởi xướng khiêu chiến. Có thể nói, trừ trong truyền thuyết thủy tổ đại nhân phân thân giáng lâm, thiên ma đạo tổ chính là công nhận thất giả giới người tu đạo đệ nhất nhân. Thiên ma thành cũng không ngăn cấm ngoại lai tu sĩ vào thành, thậm chí chính đạo truyền thừa tu sĩ, chỉ cần không tại không có chỗ bẩn, tại chính ma hai đạo không lúc khai chiến, cũng có thể đến đây thiên ma thành du lịch. Thậm chí tại thiên ma đạo không ít tông môn nội bộ, đều có tu sĩ chính đạo bóng dáng, bình thường tu vi đều tại nguyên anh kỳ trở lên, là những tông môn này thuê khách khanh trưởng lão mặc dù thiên ma đạo đại bộ phận phân tông môn đều là ma đạo tà tu truyền thừa nhưng cùng chính đạo tông môn cũng không thể hoàn toàn cắt quan hệ không ít linh thảo linh dược vật liệu loại hình còn phải từ thiên mã đại lục bên kia làm tới những này khách khanh trưởng lão tác dụng nói chung chính là như vậy thiên mã đại lục quy mô khá lớn chính đạo tông môn bên trong cũng giống vậy có ma đạo tà tu đảm nhiệm khách khanh trưởng lão trừ chính đạo ma đạo còn có không ít vừa chính vừa tà tông môn tu chân giới cho tới bây giờ đều rất phức tạp tuyệt không phải phân biệt rõ ràng đơn giản như vậy. Mọi người đem tu vi áp chế ở Nguyên Anh Sơ Kỳ, đồng dạng dùng ma hạch che giấu trên thân khí tức, càng là dùng dịch dung giả dạng chi thuật đem mình bên ngoài đồng hồ đổi phải hoàn toàn thay đổi. Cẩn thận như vậy cẩn thận, đồng thời tận lực tại Nam Thành hoạt động, trong lúc nhất thời cũng là vô sự. Nam Thành là lớn nhất khu giao dịch, các loại phường thị cửa hàng lân thứ chất so. Đa số kẻ ngoại lai like đều lựa chọn tại Nam Thành đặt chân trừ ứng linh trạch phụ thân thổ ma ngẫu trực tiếp bị tiêu phàm thu tiến vào không gian giới chỉ, chín người khác chia ra làm việc, mượn mua món đồ khác làm yểm hộ, dốc hết toàn lực vơ vét địa đồ. Vẹn vẹn chỉ mua địa đồ, không mua những vật khác, thực tế rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Thiên ma thành không hổ là thất giả giới đại thành đệ nhất, các loại thương phẩm 10 điểm đầy đủ, thậm chí có quan phương xuất bản tập bản đồ, trọn vẹn lấp đầy 16 phiến thẻ tre, cực kỳ tường tận. Bất quá, giống như cũng không có tác dụng gì, cầm tới những này địa đồ về sau, mọi người liền trốn ở thuê trong động phủ, hết ngày dài lại đêm thâu tìm kiếm, nhưng mà trọn vẹn nửa tháng trôi qua, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới cùng tầm bảo đoàn cùng loại địa đồ, những này hơi một tí đả tọa chính là mấy năm mười mấy năm đại tu sĩ, nguyên bản cực dai kiên nhẫn, cũng bị cấp tốc làm hao mòn. Tìm được tàng bảo đồ toàn bộ bản đồ, lại tìm không thấy đồ bên trong chỗ bày ra địa điểm, quả thực chính là lẽ nào lại như vậy. Bất quá cũng may những người này đều là trải qua vô số mưa gió, một chút không thuận cũng không để vào mắt. Mọi người lần nữa ra ngoài, ở trong thành phường thị vơ vét địa đồ, bao quát những cái kia có khả năng ẩn tàng địa đồ ở bên trong sách tạp lục ghi chép, đều thu thập tới. Dù sao những vật này không đáng mấy khỏa linh thạch, lại là nửa tháng trôi qua, vẫn như cũng không thu hoạch được gì. Rốt cục có người nhịn không được, răng rắc một tiếng, Huệ Thiên Hào một tay lấy trong tay thẻ tre cào thành mảnh vỡ, từ ngón tay khe hở bên trong một chút xíu chiếu xuống địa, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ kêu lên đến cùng tại nơi quái quỷ gì không có người lên tiếng càng không có người chỉ trích hắn kỳ thật đoàn người tâm tình đều không khác mấy đại lãnh chúa càng hoãn chậm nói đại trưởng lão phương hướng của chúng ta phải chăng sai rồi bảo vật này có lẽ căn bản liền không tại thất dạ giới mọi người ánh mắt bỗng nhiên sáng lên càng triển lời ấy quả nhiên có lý bởi vì cuối cùng một bức bản đồ là tại thất dạ giới tìm tới cho nên tại đoàn người trong đầu tự nhiên mà vậy liền cho rằng cái này tàng bảo đồ biểu hiện nhất định là thất giả giới nơi nào đó. Nhưng mà, cho tới bây giờ độ không có tin tức xác thực biểu hiện, thiên hương ngọc lộ là tại thất giả giới. Có lẽ, ngay tại toa ma giới, ngay tại Nam Châu Đại Lục đâu. Âu Dương Minh Nguyệt ống tay áo lắp một cái, một đống lớn thẻ che bay ra. Ta có thể tìm tới Nam Châu Đại Lục địa đồ đều ở nơi này, cũng bao quát huyết linh Đại Lục địa đồ. Đại trưởng lão từ tốn nói, mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức âm thầm gật đầu. Đã lên tâm muốn tìm bảo, những này công tác chuẩn bị, Âu Dương Minh Nguyệt tự nhiên làm được 10 điểm sung túc, nếu không, vị này hạo thiên tông đại trưởng lão cũng không tránh khỏi quá hữu danh vô thực. Xem chừng lúc trước còn chỉ có hai mảnh địa đồ thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt cũng đã đem những này địa đồ đều đối so qua một lần. Có lẽ vận khí tốt, dựa vào tàn khuyết không đầy đủ tàng bảo đồ, cũng có thể tìm tới địa điểm chính xác đâu. Mặc dù biết rõ Âu Dương Minh Nguyệt đã đối so qua, tất cả mọi người vẫn là lập tức đem những này thẻ che chộp trong tay, nhao nhao dán lên cái chán, cẩn thận điều tra. Hai mảnh địa đồ cùng hoàn chỉnh sáu mảnh địa đồ, dù sao không là một chuyện, lại đối so một lần, rất cần thiết. Chỉ bất quá lần nữa đối so kết quả, vẫn là để mọi người rất thất vọng. Chẳng lẽ tại huyết linh đại lục, Thúy Phu Nhân thì thảo nói, song nghi nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy trầm tư. Âu Dương Minh Nguyệt thu thập những này địa đồ, Nam Châu đại lục tự nhiên 10 điểm tường tận, huyết linh đại lục lại 10 điểm thô giáp, có chút cầu thả. Dù sao Nam Châu đại lục cùng huyết linh đại lục ở giữa triệt để gián đoạn liên hệ, đã rất nhiều năm. Coi như lúc trước có liên hệ thời điểm, giữa lẫn nhau giao lưu cũng không nhiều. Dù sao có thể giao nổi siêu cấp truyền tống trận cao giá cả, tại hai cái đại lục ở giữa xuyên qua người thực tế quá ít. Thất dạ giới là một cái chỉnh thể, mà toa ma giới thì bị chia cắt thành hai phiến đại lục. Trên cơ bản, Nam Châu đại lục cùng huyết linh đại lục ở vào toa ma giới hai mặt lẫn nhau ở giữa, cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Cho tới bây giờ liền không có người nếm thử không thông qua truyền tống trận, tại kết nối hai phiến đại lục biển rộng minh mông bên trên phi độn mà qua. Đừng bảo là nguyên anh kỳ tu sĩ, dù coi như là ngộ linh kỳ lão tổ, cũng không thể hoàn thành điên cuồng như vậy hành động vĩ đại. Cái gì nguy hiểm không nói trước, thực tế quá hao tổn tốn thời gian. Cho dù ngộ linh kỳ lão tổ thọ nguyên thật dài, cũng không có khả năng đem thời gian lãng phí tại nhàm chán như vậy phi đột bên trong. Vì vậy, âu dương minh nguyệt thu thập được huyết linh đại lục địa đồ rất không tường tận sắc mặt của mọi người nháy mắt đều trở nên nghiêm trọng nếu thật là tại huyết linh đại lục lời nói vậy coi như phiền phức lớn bọn hắn muốn như thế nào từ thất dạ giới trở về toa ma giới đều còn không biết đâu coi như trở lại toa ma giới như thế nào từ nam châu đại lục đi huyết linh đại lục cũng là một cái thiên đại nan đề thậm chí so tại hai cái giao diện ở giữa vãng lai cũng còn muốn khó khăn thất dạ giới cùng toa ma giới ở giữa tốt xấu còn mở một đầu không gian thông đạo, Nam Châu Đại Lục cùng huyết linh Đại Lục ở giữa, chỉ có biển rộng minh mông. Tầm bảo loại sự tình này, thật đúng là không bớt lo a à. Lại xem bói một lần, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói, cổ tay trắng lật một cái, một bộ tuyết trắng trúc quẻ, xuất hiện tại nàng tiêm tiêm trong tay thon. Gặp chuyện không quyết, tự nhiên xem bói hỏi ra, ngũ hành thần toán cho tới bây giờ, tỷ lệ chuẩn xác vẫn còn rất cao, chỉ có xuyên qua Tây Nhung Đại Thảo Nguyên thời điểm, mọi người có điều mất lầm, chưa từng nghe tiêu phàm khuyến cáo, kết quả lâm vào khổ chiến, dẫn đến mấy tên đại tu sĩ đều đều thụ thương, trong đó Huệ Thiên Hào cùng Tây Môn Ngạo càng là thương thế nặng nề, cho tới nay chưa khôi phục như lúc ban đầu. Lập tức mấy người khác cũng không dị nghị, riêng phần mình ngưng thần bấm quyết, bắt đầu thi triển thần toán chi thuật. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, trong mật thất cuồng bạo cuồn cuộn thiên địa linh khí, mới chậm rãi bình ổn lại, ngũ hành thần toán khí thức rõ ràng phải yếu hơn mấy phân, cho thấy phải một canh giờ xem bói, quả thực hao tâm tốn sức những người khác liền đều đều lộ ra trưng cầu chi ý, cũng mang theo một chút chờ đợi. Lần này xem bói, hẳn là sẽ có tin tức tốt đi. Bất quá, lập tức mọi người chờ đợi chi tình liền một chút xíu nhạt xuống dưới. Chỉ thấy Âu Dương Minh Nguyệt cùng 5 người trên mặt thần sắc đều có chút cổ quái, tựa hồ có chút thất vọng. Thế nào, thật chẳng lẽ tại huyết linh đại lục, Tây Môn Ngạo nhịn không được hỏi. Quả thật như thế, việc này thật đúng là thật phiền toái. Không phải, Thúy Phu Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, song mi nhíu chặt kia là ở đâu không biết thúy phu nhân trả lời càng là làm người không nghĩ ra nghe vào thúy phu nhân nói hình như không phải không biết thiên hương ngọc lộ ở nơi nào mà là không rõ ràng xem bói kết quả hỗn nguyên thượng nhân vuốt dâu hướng âu dương minh nguyệt nhìn qua thần sắc có chút mỏi mệt cũng có chút hứa không hiểu âu dương minh nguyệt khe khẽ lắc đầu hiển nhiên nàng xem bói cũng không có kết quả thổ ma ngẫu mặt không biểu tình không rên một tiếng ánh mắt của mọi người hữu ý vô ý ở giữa rơi vào tiêu phàm trên mặt. Lần trước xem bói, tiêu phàm độc cầm dị nghị, sự thật chứng minh, hắn nói đao binh chi ách xác thực nghiệm chứng. Tại đoàn người trong suy nghĩ, vô cực môn bói toán chi thuật. Tựa hồ càng mạnh ba phân, dưới mắt cái khác thần toán đều không có kết quả, tự nhiên mà vậy mọi người liền đem hy vọng ký thác vào tiêu phàm trên thân. Tiêu phàm cười cười, đem thái hạo thần thi tiện tay thu vào, nhẹ nói. Không có kết quả, kỳ thật chính là kết quả âu dương minh nguyệt khóe miệng hơi vểnh lên lộ ra một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt ý cười hỗn nguyên thượng nhân vuốt sâu tay thoảng qua cương một chút cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thổ ma ngẫu hay là mặt không biểu tình nhưng cũng chưa lên tiếng phản bác thúy phu nhân tinh mâu sáng lên nói tiêu đạo hữu nói có lý đã không có kết quả kết quả kia hẳn là ngay tại thiên ma thành trên thực tế bọn hắn lần trước xem bói quẻ tượng cũng là chỉ hướng thiên ma thành chỉ bất quá trước khi đến thiên ma thành con đường lựa chọn bên trên xuất hiện khác nhau bây giờ đã thân ở thiên ma thành bên trong xem bói tự nhiên là sẽ không còn có cái gì mới chỉ dẫn huệ thiên hào nhịn không được nói thế nhưng là chúng ta đã ở đây đợi một hai tháng huệ thiên hào lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý bọn hắn dù sao cũng là kẻ ngoại lai tại thiên ma thành bên trong đợi thời gian càng lâu bại lộ phong hiểm lại càng lớn nơi này cũng không so địa phương khác chính là thất dạ giới cường đại nhất thành thị dù coi như là tây nhung đại thảo nguyên nơi trọng yếu cũng vô pháp cùng thiên ma thành đánh đồng nếu thật là ở đây bại lộ thân phận làm không tốt liền muốn toàn quân bị diệt ít nhất đừng nghĩ mỗi người đều an toàn thoát thân thiên ma thành thế nhưng là có chân chính ngộ linh kỳ đại năng tỏa trấn nghe nói hiện nay chính là thiên ma đạo thời kỳ toàn thịnh thiên ma thành thậm chí khả năng không chỉ một vị ngộ mộ linh kỳ tu sĩ đây là gì cùng đáng sợ lực lượng nếu truyền ngôn là thật bọn hắn thật đúng là nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, không thể có mảy may đi sai bước nhầm. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi nói, đã tới mức độ này, bốc lên chút phong hiểm cũng là đáng. Huệ Thiên Hào liền không lên tiếng nữa, hắn cũng chỉ là phát cào nhau, muốn nói hiện nay nửa đường trở ra, kia tự nhiên tuyệt đối không thể có thể. Đúng lúc này, suy một tiếng vang nhỏ, một cái truyền âm phù bỗng nhiên xuất hiện ở trong mật thất, lập tức rơi vào trong cấm chế, không có đầu con ruồi như khắp nơi đi loạn đái thành long nhíu mày lại duỗi tay ra liền đem kia cái truyền âm phù nắm ở trong tay lại là một người trung niên nam tử thanh âm rất khách khí nói cho mang đạo hữu nam thành tiểu hương các tổ chức giao dịch hội liền muốn bắt đầu muốn mời mang đạo hữu tiến về cổ động không biết mang đạo hữu phải trăng nể mặt đái thành long liền thuận miệng giải thích vài câu cái này tiểu hương các chuyên môn xử lý các loại hạng mục phụ giao dịch quy mô cũng là không nhỏ ta cùng bọn hắn làm qua mấy lần mua bán làm thất dạ giới lớn nhất thành trì thiên ma thành phường thì kích thước to lớn, cũng là không cùng luân so. Nói đến, thiên quang thành cũng coi là mậu dịch trung tâm, nhưng cùng thiên ma thành tương đối mà nói, lại là kém xa tít tắp. Thậm chí thiên quang thành cả tòa thành thị quy mô, đều chỉ cùng thiên ma thành nam thành cái này một mảnh phường thị tương đương. Dạng này siêu cấp thành phố lớn, các loại giao dịch bình thường đều là phân loại, lớn kiện hàng hóa ra vào. Tiểu hương các đã xử lý chính là hạng mục phụ giao dịch, quy mô khẳng định so ra kém những cái kia siêu cấp cửa hàng lớn trải, bất quá lợi nhuận năng lực, chưa hẳn liền rất kém cỏi. Nói trắng ra, làm thiên môn sinh ý lợi nhuận xuất vốn sẽ phải vượt qua lớn kiện hàng hóa bán buôn, bởi vì cái gọi là một năm không khai trương, khai trương ăn một năm là. Đái Thành Long vốn là là người làm ăn, tại tiểu hương các giao dịch mấy lần về sau, tự nhiên bị tiểu hương các chấp sự coi như hào khách, đủ kiểu kết giao. Bây giờ muốn mở giao dịch sẽ, cũng hấp tấp chạy tới thông chi. Huệ Thiên Hào nói, trái phải vô sự, đi xem một chút giao dịch này sẽ cũng tốt, nói không chừng có thể gặp được vật gì tốt. Đề nghị này không người phản đối, đã muốn tại thiên ma thành tiếp tục chờ đợi, nhất thời lại đoạn mất manh mối, như vậy đãi điểm đồ tốt cũng rất tốt. Tiểu hương các giao dịch hội 3 ngày sau cử hành, cùng loại dạng này quy mô giao dịch hội, tiểu hương các một năm cũng liền nâng làm một lần, ngày thường giao dịch hội, quy mô đều tương đối nhỏ, trước tới tham gia khách nhân cũng không nhiều lắm. Mỗi năm một lần, liền xem như thịnh hội, trên thực tế tại Nam Thành Phường Thị, Đủ loại giao dịch hội cơ hồ mỗi ngày đều có, thậm chí một ngày rất nhiều trận. Chỉ có loại kia từ mấy cái siêu cấp cửa hàng lớn trải liên thủ tổ chức cỡ lớn giao dịch hội mới sẽ đặc biệt làm người khác chú ý. Bất quá như thế giao dịch hội, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người lại là sẽ không đi tham gia. Nguyên nhân rất đơn giản, loại kia siêu cấp giao dịch hội hội tụ cao nhân thực tế quá nhiều, lại đừng bảo là khả năng có mộ linh kỳ tiền bối tham dự hội nghị, liền xem như cùng giai đại tu sĩ đại ma tôn, tu luyện đặc thù công pháp cũng không phải số ít bọn hắn dịch dung giả dạng, rất dễ dàng liền sẽ lộ hãm. Tham gia tiểu hương các loại này bên trong cùng quy mô cửa hàng tổ chức giao dịch hội, chỉ cần che giấu thật tốt, nghĩ đến nguy hiểm sẽ không quá lớn. Bất quá thật đến chợ giao dịch, tất cả mọi người vẫn là âm thầm lấy làm kinh hãi. Đến đây tham dự hội nghị tu sĩ, thật đúng là không ít, xa so với bọn hắn dự liệu vì nhiều. Nhất là tu sĩ cấp cao không ít, vẻn vẹn nguyên anh kỳ trở lên, liền có hơn 200 vị, còn có một số kim đan hậu kỳ tu sĩ, tựa hồ cũng lấy khách quý thân phận tham dự hội nghị, trong hội trường rộn rộn ràng ràng, sợ không có hơn nghìn người nhiều. Mặc dù nói, tại thất dạ giới cái này lớn nhất thành thị, là thật nguyên anh đầy đường chạy, kim đan nhiều như chó, nhưng một nhà bên trong cùng quy mô cửa hàng tổ chức giao dịch hội, có thể có hơn 200 tên nguyên anh tu sĩ tham dự, đã coi như là cái kỳ tích. Cân nhắc đến tiểu hương các là làm hạng mục phụ sinh ý, mấy trăm tên kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất hiện, cũng không thể tính là hoàn toàn góp đủ số nghĩ đến những ngày kim đan hậu kỳ tu sĩ sư môn lai lịch đều đều không phàm trong túi có chút kỳ kỳ quái quái đồ tốt cũng không coi là bao nhiêu không hợp thói thường tiêu phàm bọn người tự nhiên đều đem cảnh giới áp chế ở nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn tại hơn nghìn người khách quý bên trong không hiển sơn không lộ thủy không chút nào làm cho người chú mục bị tiếp đãi phục thị gã sai vặt cung cung kính kính dẫn tới trong dạp an vị lẫn nhau ở giữa tự nhiên là nhìn không ra có chút liên hệ thậm chí tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử đều là chia ra hành động cũng không có thủ cùng một chỗ, miễn cho gây nên sự chú ý của người khác. Tiêu phàm vừa tiến vào bao xương, liền nâng chung trà lên chậm rãi uống trà, ánh mắt bình tĩnh, sớm đã hạ quyết tâm, trừ phi là chân chính 10 điểm đồ vật đặc biệt, nếu không không có ý định xuất thủ. Trên cơ bản, bất kỳ cái gì địa phương giao dịch hội quy củ đều không khác mấy, ngay từ đầu, dĩ nhiên chính là chủ sự phương xuất ra đủ loại vật phẩm tại chỗ đấu giá. Tại Thiên Ma Thành, tiểu hương các danh khí cũng coi như không nhỏ, nhất là hạng mục phụ giao dịch, tại đồng nghiệp ở giữa có phần có danh vọng. Lần này giao dịch hội lấy ra bán đấu giá vật phẩm, quả nhiên là ganh đua sắc đẹp, có không ít không tưởng được đồ tốt xuất hiện, thỉnh thoảng dẫn phát đấu giá cao trào, không khí hiện trường 10 điểm nhiệt liệt. Cái này tự nhiên chính là chủ sự phương hy vọng nhìn thấy, bầu không khí càng giận nóng, mọi người liền càng không lý trí, đấu giá liền càng không lý tính, chủ sự phương lợi nhuận liền càng cao. Đái Thành Long đã kìm nén không được, liên tiếp tham dự 3 lần đấu giá, thành công đập đi đồng dạng tâm ý bảo vật những người khác cũng đều có động tác, duy chỉ có tiêu phàm một mực yên lặng ngồi uống trà, thưởng thức bên ngoài dạp nóng nảy giao dịch, không có chút nào muốn ý xuất thủ. Trong bất chi bất giác, hai ngày hai đêm quá khứ, đấu giá cuối cùng kết thúc, sau đó bắt đầu tự do giao dịch. Tiêu phàm dứt khoát lùi ra sau tại trong ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra lần này giao dịch hội, là muốn không thu hoạch được gì. Dược mạ vàng một viên, trao đổi 5.000 năm hỏa hầu linh dược một gốc, hoặc là 3.000 năm hỏa hầu linh dược ba cây, 2000 năm hỏa hầu linh dược 5 cây. Ngay tại tiêu chân nhân cơ hồ muốn mơ màng chìm vào giấc ngủ thời điểm, một cái phá la như thanh âm, bỗng nhiên đem tiêu phàm từ ngủ gật bên trong giật mình tỉnh lại. Nguyên bản thoảng qua có vẻ hơi yên lặng hội trường lập tức tựa như cùng xô trào, lập tức náo nhiệt lên, không ít người châu đầu ghé tai, nghị luận ẩm ý. Dược mạ vàng là cái gì? Không biết, đổi 3.000 năm hỏa hầu linh dược ba cây, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thứ này cũng không biết là làm gì dùng lại nguyên lai, like, đa số người căn bản cũng không biết cái này dược mạ vàng đến cùng là vật gì. nhưng ngàn năm linh dược giá cả, tất cả mọi người là biết đến. lại càng không cần phải nói, linh dược dược linh mỗi gia tăng mấy trăm năm, giá cả liền khác hẳn khác thường. hai nghìn năm dược linh, linh dược cùng ba ngàn năm hỏa hầu linh dược, hứa lâu dài là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. chiếu cái này trao đổi yêu cầu đến xem, cái này dược mạ vàng tất nhiên là cực kỳ chân quý chi vật hết lần này tới lần khác tuyệt đại đa số người đều chưa từng nghe nói qua thứ này. Tiêu phàm cũng đã ngồi thẳng người, ánh mắt sáng ngời, hướng trong hội trường trung tâm giao dịch đài nhìn qua. Chỉ nhìn thấy hiện tại giao dịch trên đài, là một tên tuổi chừng 60 tuổi lão phụ, thân mặc hắc y, tóc xám trắng giao nhau, thân sắc lạnh lùng, trên thân lộ ra linh lực ba động, chứng minh người này có nguyên anh trung kỳ tu vi. Từ khí thức để phán đoán, tên này lão phụ chính là một tên tà tu, toàn thân âm lãnh bức người. Bàng phu nhân, đây thật là dược mạ vàng a cách giao dịch đài rất gần một cái ghế lô bên trong truyền đến một tiếng nói già nua mang theo mấy phân hiếu kỳ được xưng là bàng phu nhân áo đen lão phụ hừ một tiếng không nói một lời tựa hồ đối với vấn đề ngu xuẩn như vậy khinh thường tại trả lời âm thanh già nua kia tính tình có chút ôn hòa đối bàng phu nhân loại thái độ này không thèm để ý chút nào khẽ cười nói bàng phu nhân rực mã vàng mặc dù cực kỳ hiếm thấy nhưng loại vật này cũng không có cái gì tác dụng quá lớn chỉ có thể dùng làm phụ trợ vật liệu. Người mở ra dạng này bảng giá đến, chỉ sợ khó mà tọa nguyện. Bàng phu nhân cười lạnh nói, người không biết hàng, tự có người biết hàng, rông dài cái gì. Xem ra cái này bàng phu nhân thật đúng là người như đồng hồ, tính cách âm lãnh, tranh chua cực kỳ. Kia thanh âm già nua ha ha cười khẽ hai tiếng, không lên tiếng nữa. Hội trường nháy mắt trở nên an yên tĩnh, nguyên bản người nghị luận phân phân phần lớn ngậm miệng lại, như có chút sợ hãi bàng phu nhân bà lão này tính tình cay nghiệt, tính tình không tốt, hết lần này tới lần khác tu vi rất cao, vạn nhất chọc giận nàng, bị ghi hận trong lòng, lại là tội gì đến ư? Chốc lát, khác một cái ghế lô bên trong vang lên một vị nam tử trung niên giọng ôn hòa. Bàng phu nhân, đối linh dược phẩm loại không có yêu cầu a? À? Không có, chỉ cần là hai đã ngoài ngàn năm dược linh linh dược đều có thể. Bàng phu nhân trả lời, lời ít mà ý nhiều. Tốt, vậy ta liền nhìn xem, một lời chưa tất trước mắt mọi người một hoa, một tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử trung niên. Liền đứng tại bàng phu nhân trước mặt, người này một bộ lam sam, dung mạo tuấn nhã, phong độ nhẹ nhàng, thình lình có nguyên anh hậu kỳ tu vi, mặc dù có thể cảm ứng được là vừa vặn đặt chân nguyên anh hậu kỳ không lâu, nhưng đại tu sĩ uy áp. Lại là đập vào mặt, dù coi như tại thiên ma thành, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đó cũng là đỉnh tiêm đại nhân vật. Trừ kia ngàn tỷ tu sĩ bên trong đều khó mà xuất hiện một vị ngộ linh kỳ lão tổ, toàn bộ tu chân giới, chính là lấy những này hậu kỳ đại tu sĩ vi tôn. Bàng phu nhân đứng ở nơi đó, thân sắc bất động, cũng không cùng văn sĩ trung niên chào hỏi, ngạo khí cực kỳ. Bà lão này xem ra phía sau chỗ dựa rất cứng rắn. Văn sĩ trung niên cũng không chấp nhặt với nàng, chỉ là mỉm cười cầm qua bàng phu nhân trước mặt hộp ngọc, từ đó lấy ra một khối như kim mà không phải kim, như đồng không phải đồng nắm đấm lớn hòn đá đến, nhìn kỹ lại, nhưng thật giống như là một đầu côn trùng, toàn thân bị không phải vàng không phải đồng hòn đá bao vây lấy, trình hơi mờ hình, như là giống như hổ phách. Hoặc là nói, cái này kỳ thật chính là một khối hổ phách. Kia văn sĩ trung niên thấy cũng không mười điểm cẩn thận. Chỉ là cầm lấy kia hổ phách trạng tảng đá, thô thô dò xét vài lần. liền gật đầu, hướng hờ nói, ngược lại thật sự là là dược mạ vàng, tại ta vừa vặn có chút công dụng. Như vậy đi, bàng phu nhân, ta cho người ba ngàn năm hỏa hầu linh dược một gốc, hoặc là hai nghìn năm hỏa hầu linh dược hai gốc, cùng ngươi trao đổi, như thế nào?" Ngữ khí nhu hòa, lại 10 điểm khẳng định, Phản phất mình nguyện ý dùng dạng này đại giới cùng bàng phu nhân trao đổi, đã rất nể tình, bàng phu nhân chiếm không ít tiện nghi. Bàng phu nhân cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay liền đem kia dược mã vàng đoạt lại, ngẩng lên thật cao đầu, một câu đều không nói, kia thần sắc khinh thường, lại là mỗi người đều thấy thanh thanh sở sở. Phan Sĩ trung niên sắc mặt thoảng qua trầm xuống, cho thấy phải bàng phu nhân làm như thế phái đã chọc giận hắn chỉ là ngay trước cái này rất nhiều người trước mặt, lại muốn bận tâm một chút nhà mình phong độ, không dễ làm chúng phát tác, bởi vì cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu. Lại nói cái này bàng phu nhân rõ ràng cảnh giới không bằng hắn, lại mảy may không nể mặt hắn, tự nhiên là lực lượng 10 phần. Bàng phu nhân, người rất cố chấp, loại vật này, mặc dù hiếm thấy, lại tác dụng không lớn, người cho rằng thực sự có người nguyện ý hóa lớn như vậy đại giới đến cùng ngươi trao đổi a à. Cũng không biết văn sĩ trung niên là thật muốn cái này rực mạ vàng, còn là bị bàng phu nhân khinh thị xuống đài không được, vẫn chưa thẹn quá hóa giận lập tức phẩy tay áo bỏ đi, ngược lại âm u nói vài câu. Bàng phu nhân ngay cả chính mắt đều không lại nhìn hắn một cái. Nhìn xem một màn này, Tiêu Phàm không khỏi khẽ lắc đầu. Tu chân giới chi lớn, quả thật là không thiếu cái lạ. Coi như cái này bàng phu nhân chỗ dựa lại cứng rắn, cũng không nên như thế ương ngạnh, hoặc nhiều hoặc ít muốn là đồng đạo lưu một điểm mặt mũi. Bằng không mà nói, đối cảnh thời điểm chỉ sợ người ta sẽ không chút khách khí xuất thủ lấy tính mạng ngươi. Liên tục lọt vào bàng phu nhân nhục nhã, văn sĩ trung niên dù là tính tình cho dù tốt phong độ lại tốt, cũng giận tím mặt, hung hăng trừng bàng phu nhân một chút, thân thể nhoáng một cái, cứ thế biến mất, về bọc của mình toa. Tiêu phàm rất rõ ràng nhìn thấy, văn sĩ trung niên vừa mới quả nhiên là tức giận đến tay chân phát run. Hội trường lập tức trở nên cực độ yên tĩnh, bầu không khí xấu hổ dị thường. Ngược lại là bàng phu nhân thần sắc như thường, không có chút nào dị dạng. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ đầu đến cuối không người lại ra mặt, bàng phu nhân trên mặt rốt cục lộ ra vẻ thất vọng, ống tay áo lắc một cái, liền chuẩn bị đem kia rực mã vàng thu vào. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, đứng dậy, từ tốn nói. Phu nhân chậm đã, lập tức từ trong giạp bắn ra, đứng tại bàng phu nhân trước mặt. Thời khắc này tiêu phàm, tự nhiên sớm đã dịch dung giả dạng thành 40-50 tuổi nam tử trung niên, khuôn mặt phổ thông, không chút nào thu hút, trên thân lộ ra một cỗ cực kỳ thuần chính ma khí cho dù ai gặp một lần phía dưới đều sẽ đem hắn xem như ma tu bàng phu nhân trên dưới dò xét hắn một chút đình chỉ động tác tiêu phàm cũng không mở miệng duỗi tay ra liền đem kia dược mã vàng cầm tới trước mắt kỳ thật khỏi phải nhìn kỹ tiêu phàm liền có thể nhận định đây cũng là là cực kỳ hiếm thấy dược mã vàng mà lại năm thật lâu sau chất lượng cực sai như là kia thanh âm già nua cùng văn sĩ trung niên lời nói dược mã vàng mặc dù phi thường hy hữu nhưng công dụng xác thực không nhiều, bình thường chỉ có thể dùng để làm vì một số đan dược phụ trợ vật liệu, mà lại cũng không phải là không thể thiếu. Thực tế tìm không thấy dược mạ vàng, cũng có thể dùng những dược vật khác thay thế, luyện ra đan dược hiệu quả tự nhiên phải kém một chút. Chính là bởi vì dược mạ vàng như thế gân gà, cái này mới đưa đến nó càng thêm hiếm thấy. Bán không giá khởi điểm tiền, tự nhiên không có gì cửa hàng nguyện ý thu mua thứ này. Tiêu phàm sở dĩ giờ phút này ra mặt, ở chỗ cái này dược mạ vàng đối với hắn mà nói còn xác thực tương đối trọng yếu. Nam cực y kinh bên trên ghi chép một cái toa thuốc, tên gọi long hổ đan, loại này long hổ đan cùng trong thế tục phàm nhân dùng đến cái chủng loại kia người bình thường đan không có nửa điểm cộng đồng chỗ, chính là thật sự tiên ra phương pháp kỳ diệu, long hổ đan chính là một loại phụ trợ đan dược. Hiệu quả lớn nhất là loại trừ những đan dược khác khả năng mang tới bất lợi hậu quả. Tại tu chân giới, luôn có như vậy một chút đan dược, dược tính cực kỳ kỳ lạ bá đạo, dùng thuốc về sau, hiệu quả thường thường là hoặc này hoặc kia. Tỉ như lấy độc trị độc đan dược dùng đến tốt thuốc đến bệnh trừ bệnh trầm kha lập tức khỏi hẳn một khi dùng sai độc càng thêm độc bệnh nhân lập tức mất mạng lại có một ít đan dược sau khi ăn vào có khả năng thu hoạch được chỗ tốt cực lớn thậm chí một đêm tiến dai nhưng mà một khi vô hiệu vậy cũng chỉ có thể cả đời dừng bước tại hiện hữu cảnh giới rốt cuộc khó có tắc tiến vào cùng loại dạng này đan phương tại tu chân giới thật đúng là không hiếm thấy trong đó cá biệt đơn thuốc thậm chí lưu truyền rất rộng, cần biết tại tu chân giới, không biết có bao nhiêu người cả đời đều khốn tại cái nào đó cảnh giới, dốc hết toàn lực cũng khó có thể đột phá, thế là loại này nghịch thiên đan phương. Liền theo thời thế mà sinh, không ít người danh tự hy vọng cực kỳ xa vời, mắt thấy đột phá vô vọng. Nói không chừng, cũng liền cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cầu nguyện một đêm tiến giai kỳ tích xuất hiện trên người mình. Coi như không có có hiệu quả, cũng không tổn thất cái gì. Dù sao cũng là tiến vào không được dai. Tự nhiên, dạng này đan phương nghe nhầm đồn bậy, sai lầm chỗ rất nhiều. Tiêu phàm đã từng nghiên cứu qua mấy cái cùng loại đan phương, có thể kết luận, trăm phần trăm là giả. Một đêm tiến giai loại chuyện này, không phải nói không có, nhưng kia thật đều là cực kỳ nghịch thiên bảo vật, bình thường dược vật chế biến ra đến đan dược, nếu là cũng có loại này kỳ hiệu, kia tu chân giới còn không phải tu sĩ cấp cao nhiều như chó rồi. Hắn tiêu phàm chính là một đêm tiến giai sống sờ sờ ví dụ. Chỉ bất quá, hắn đêm hôm đó tiến giai, Đầu tiên là hấp thu Âu Dương Uy thể nội mười mấy tên vô cực đệ tử khổ tu hạo nhiên chính khí, lại có thiên diệu tiên tử không tiếc tự tổn đạo hạnh, lấy bản mệnh chân nguyên quán chú, mới có như thế nghịch thiên tình hình xuất hiện. Bình thường đan phương, há có thể có như thế kỳ hiệu. Dạng này nghịch thiên đan phương, coi như nam cực y kinh phía trên đều hãn hữu ghi chép, mà lại cần không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy hiếm có trời linh dược. Vì vậy long hổ đan dạng này có thể loại trừ những đan dược khác khả năng mang đến bất lợi hậu quả đan dược cũng coi như phải là 10 điểm nghịch thiên, tiêu phàm chưa hề dự định đi luyện chế. Bởi vì cho tới nay, tiêu y thánh còn chưa hề luyện chế qua loại kia hoặc này hoặc kia bá đạo đan dược, cho nên long hổ đan với hắn mà nói, chỉ ít trước mắt là không dùng được. Ai ngờ một đường đi tới, nhiều năm như vậy, hắn trong lúc vô tình đã đem luyện chế long hổ đan các trồng linh dược thu thập phải không sai biệt lắm, chỉ kém cuối cùng hai vị thuốc, dược mạ vàng chính là trong đó một trong. Tại cái khác đan phương bên trong, dược mạ vàng là phụ trợ vật liệu, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng ở Long Hổ Đan Đan Phương bên trong, dược mạ vàng lại là ắt không thể thiếu, vô có thể thay thế. Mà lại dược mạ vàng niên đại càng lâu xa, dược tính càng mãnh liệt, luyện chế ra đến Long Hổ Đan hiệu quả lại càng tốt. Mặc dù tiêu phàm cảm thấy mình nhất thời bán hội không dùng được Long Hổ Đan, nhưng đã dược liệu đã thu thập phải không sai biệt lắm, nhưng cũng không nguyện ý bỏ lỡ cái này dược mạ vàng. Chỉ cần lại tìm được cuối cùng một mực linh dược, Tiêu Phàm liền có thể đem truyền thuyết này bên trong công hiệu thần kỳ long hổ đan luyện chế ra tới. Dự bị cũng tốt, vạn nhất ngày nào đó hắn thật gặp loại kia hoặc này hoặc kia nghịch thiên linh dược đâu. Người này vận khí, ai có thể nói chúng. Kiểm tra thực hư qua dược mã vàng về sau, xác nhận không sai, Tiêu Phàm cũng không nói nhiều, cổ tay khẽ đảo, năm cây linh dược nổi lên, trong lúc nhất thời, hội trường linh khí mờ mịt, mùi thuốc xông vào mũi, chính là năm cây hai đã ngoài ngàn năm hỏa hầu linh dược. Muốn nói hiện nay nam cực tiên ông linh dược vườn bên trong, tiêu phàm tồn kho cực kỳ phong phú, đã ngoài ngàn năm linh dược số lượng thực không ít. Có như thế nghịch thiên linh dược vườn, tiêu phàm đương nhiên phải mạo xưng phân lợi dụng, thay phiên trồng các trồng linh dược, thành thục về sau ngắt lấy bảo chế, cất giữ dự bị. Hai nghìn năm hỏa hầu linh dược, đối tiêu phàm đến nói, chưa nói tới cỡ nào chân quý. Hắn đương nhiên sẽ không đem kia 5.000 năm linh dược lấy ra, một cái không có lời, thứ hai cũng không nghĩ quá làm cho người chú mục. Tại không ít nguyên anh kỳ tu sĩ cấp cao trong mắt, 5.000 năm linh dược cùng 2.000 năm linh dược hoàn toàn là hai việc khác nhau, có đôi khi luyện dược, hỏa hầu tranh lệch mấy chục năm, dược hiệu đều khác biệt quá nhiều, lại càng không cần phải nói tranh lệch 3.000 năm. Nghiêm chỉnh mà nói, liền 10 cây 2.000 năm linh dược, cũng so ra kém một gốc 5.000 năm hỏa hầu. Một mực ngạo nghế ở trên bàng phu nhân thấy cái này 5 cây linh dược, lập tức ánh mắt sáng lên. Sau một lát, kiểm tra thực hư hoàn tất, bàng phu nhân vung ống tay áo lên, đem năm cây linh dược thu hồi, hài lòng đi. Tiêu phàm thu hồi dược mạ vàng, cũng là không chậm không nhanh về bọc của mình toa. Audio điện tử võ tấn bền Cái này việc nhỏ xen giữa, vẫn chưa gây nên gợn sóng quá lớn, rất nhanh liền bị sau đó giao dịch bao phủ, không ai quá để ý. Lại là một ngày một đêm quá khứ, tự do giao dịch cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Đã có người bắt đầu lần lượt rời trận, những người này, hoặc là tìm được vật mình cần, vội vội vàng vàng chạy trở về luyện chế hoặc là trong túi linh thạch còn thừa không nhiều cảm thấy đợi tiếp nữa cũng sẽ không có thu hoạch gì đương nhiên lớn một số người đều còn chưa đi tất nhiên là hy vọng lại xuất hiện cái gì kỳ chân dị bảo hoặc là mình đặc biệt thứ cần thiết dù sao tu luyện cũng không tranh cái này một hai ngày quang cảnh tiêu phàm tiếp tục thưởng thức trà tâm cảnh bình thản thẳng đến ô người xuất hiện ô người là tên của một người người này không chút nào thu hút mặc bình thường nhất quần áo bình thường nhất ăn diện tầm thường nhất khuôn mặt, lại không có ai so hắn càng trung quy trung củ. Theo lý, người này sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng mà sự thật vừa vặn tương phản, người này vừa xuất hiện, lập tức liền gây nên đại đa số nguyên anh tu sĩ chú ý. Tiêu phàm cũng bỗng nhiên ngồi thẳng người, đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận làm, không ngừng quan sát cái này phổ thông phải không thể lại phổ thông nam nhân. Này người sở dĩ như thế làm cho người ta chú ý, vừa vặn chính là hắn phổ thông. Thực tế quá phổ thông, phổ thông đến không ai có thể từ trên người hắn cảm ứng được nửa điểm linh lực ba động, lại càng không cần phải nói điều tra cảnh giới của hắn sâu cạn. Người này, vậy mà cùng trong thế tục phàm nhân giống nhau như đúc, không có gì khác nhau. Nhưng là, một phàm nhân là không thể nào xuất hiện ở đây. Cho nên, rất rõ ràng, người này ẩn nấp cùng thuật ngụy trang đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Ở đây hàng trăm hàng ngàn vị cao trung giai tu sĩ, tinh thông dịch dung ngụy trang cùng ẩn nặc thuật không phải số ít tỷ như thiên diệu tiên tử chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng mà dù coi như là thiên diệu tiên tử, cũng rất khó đem khí tức của mình che giấu đến không chút nào lộ ra ngoài. Tiêu phàm thậm chí cảm ứng được, ngay một khắc này, đã không chỉ một vị đại tu sĩ vận dụng cường đại thần niệm chi lực, tại không chút kiêng kỵ liếc nhìn cái này phổ thông nam nhân. Tiêu chân nhân mình cũng không ngoại lệ, nói đến thần niệm chi lực, hắn mảy may cũng không đang tìm thường hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới, thậm chí còn hơn. Có thể nói, mỗi thời mỗi khắc, hắn đều chưa từng đình chỉ tiến bộ bộ pháp, cũng không phải tiêu phàm có bao nhiêu chăm chỉ, mà là hắn có quá nhiều cực phẩm đan dược có thể liên tục không ngừng cung ứng. Dù là một khắc không đứng ở đi đường, không có thời gian đả tọa điều tức, những cực phẩm đan dược này cũng tại âm thầm gấp rút tiến vào hắn không ngừng mà tiến bộ. Thân là y thánh, có được nam cực tiên ông linh dược vườn dạng này nghịch thiên bảo vật, tiêu phàm luôn luôn muốn vì chính mình mưu điểm phúc lợi, nếu không, cũng không quá đối được mình. Nhưng mà, mặc kệ tiêu phàm thần niệm chi lực như thế nào cường đại, lại cầm cái này chậm rãi hướng giao dịch lên trên bục đến phổ thông nam nhân không có biện pháp. Thần niệm chi lực đảo qua đi, vậy mà không thu hoạch được gì, tại thần niệm chi lực liếc nhìn hạ. Người này căn bản liền không tồn tại, nếu như không phải nhìn xem hắn từng bước một đi tới, đi lại trầm ồn, nhất cử nhất động đều thấy thanh thanh sở sở, cho dù ai đều muốn cho là mình hoa mắt. Nhìn thấy chỉ là một cái huyễn ảnh, tiêu phàm giật nảy cả mình, với hắn mà nói, loại tình hình này chưa hề phát sinh qua. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí giờ khắc này, hắn đối với người này sinh ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Một người như vậy, nếu như muốn đánh lén người khác, tin tưởng có rất ít người có thể tránh được. Cả cái giao dịch chiếu cố trận trở nên cực kỳ yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Dù coi như là một cây châm rơi trên mặt đất, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Người này dần dần đi tới giao dịch trước sân khấu, đứng vững, hai tay ôm quyền, tứ phương thở dài, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói. Các vị đạo hữu mời, bỉ nhân hôm nay yếu xuất thủ thất giả giới mật địa địa đồ một bộ, đều là bỉ nhân hoặc là bỉ nhân đám tiền bối đã từng đi qua địa phương. Địa đồ phi thường tường tận, không có chút nào giả mạo. Đối với rất nhiều cố ý mạo hiểm, săn giết chim quý thú là đạo hữu đến nói, ngược lại cũng có chút tác dụng. Lời còn chưa dứt, hội trường lập tức vang lên ông ông tiếng nghị luận Mặc dù nói, tiểu hương các là chuyên môn tiến hành hạng mục phụ giao dịch, nhưng nhiều lần giao dịch hội, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua có người bán ra địa đồ. Thực tế thứ này quá phổ thông, không ít cửa hàng đều có bán. Sao có thể có thể cầm tới giao dịch này sẽ lên đến giao dịch? Còn có cái gọi là mật địa địa đồ, càng là không hiểu thấu. Xin hỏi đạo hiếu, cái gì là mật địa địa đồ? Một cái ghế lô bên trong truyền đến nhàn nhạt nữ tử thanh âm, mặc dù đã tận lực tiến hành biến hóa, tiêu phàm cùng người vẫn là một chút liền có thể nghe được, đây là Âu Dương Minh Nguyệt. Nam tử bình thường cười cười, nói, cái khác trên bản đồ không có, có lẽ tại ta địa đồ bên trên có thể tìm được. Tỷ như nói đâu, tỷ như nói đông bình hoang nguyên, lại tỷ như nói quỷ cốc. Phổ thông nam tử thanh âm hay là 10 điểm bình tĩnh, tựa hồ tại tự thuật lấy một cái tương đương bình thường sự thật, không có chút nào đáng giá khoe chỗ. Lại không biết hắn như thế vô cùng đơn giản hai cái địa danh, đã để giao dịch hội hiện trường xô trào. Vô luận đông bình hoang nguyên hay là quỷ cốc, đều là thất giả giới nhất đại danh đỉnh đỉnh tử vong cấm địa, truyền ngôn bên trong, từ không có người từng điều tra những này cấm địa toàn cảnh, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì địa đồ. Phải có, cũng chỉ là khu vực biên giới một chút tàn khuyết không đầy đủ địa đồ, khu vực hạch tâm, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Toàn cảnh a, đương nhiên, nam tử bình thường mỉm cười đáp, 10 phần tự tin. Âu Dương Minh Nguyệt không lên tiếng, Tiêu Phàm Song Nghi cũng dương lên, mặc dù hắn đi qua Đông Bình Hoang Nguyên chỗ sâu nhất, thành công đem Thiên Diệu Tiên tử giải cứu ra, nhưng muốn hắn vẽ ra Đông Bình Hoang Nguyên toàn bộ địa đồ, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Lời nói của người nọ, có độ tin cậy thực tế không cao. Các hạ họ gì đại danh, có thể hay không cho biết. Tới gần giao dịch đài một cái ghế lô bên trong, truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm, cùng lúc đó, trong giặc cũng lộ ra một gỗ sát khí ngất trời, áp lực cực lớn, đập vào mặt. Đại ma tôn, tiếng kinh hô bên trong, nguyên bản nghị luận ẩm ý hội trường, nháy mắt lại trở nên an yên tĩnh. Dù coi như tại thiên ma thành, Nguyên Anh Hậu Kỳ đại ma tôn cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật, mà lại vị này đại ma tôn khí tức cường đại, xa không phải vừa rồi cùng bằng phu nhân đấu khí văn sĩ trung niên có thể so sánh. Đủ thấy tại Nguyên Anh Hậu Kỳ đại tu sĩ bầy trong cơ thể, cũng là một vị không tầm thường đại cao thủ. Cái này có áp lực cường đại cùng sát khí ngất trời, nhưng lại chưa đối phổ thông nam người tạo thành áp lực chút nào, như là thanh phong phật thể, không chút nào vì đó mà thay đổi, chỉ là hướng Na bên cạnh bao xương lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Ôm quyền nói: phi đạo hữu mời, tại hạ ô người, gió tây đảo ô ra thứ 37 thay mặt truyền nhân. Hoa một tiếng, hội trường lại sôi trào, gió tây đảo ô ra, làm sao có thể, ô ra người làm sao sẽ công khai lộ diện, cái này quá bất khả tư nghị, ngay cả tiêu phàm trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Đến thất dạ giới những năm này, nhàn hạ thời điểm, tiêu phàm cũng tại hết sức hiểu rõ thất dạ giới hết thảy, không hề nghi ngờ. Đối thất dạ giới biết được càng nhiều, an toàn liền nhiều một phân bảo hộ chân chính đáng sợ nhất chính là thằng mù cưỡi ngựa đuôi, nửa đêm lâm vực sâu. Gió Tây đảo ô ra, tại thất dạ giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Gia tộc này thế lực cũng không cường đại, nhân khẩu cũng không thịnh vượng, làm việc càng không trương dương thậm chí có thể nói là 10 điểm điệu thấp, cơ hồ rất ít gặp bọn hắn tại trường hợp công khai lộ diện. Thế nhưng càng là như thế, danh tiếng của bọn hắn thì càng vang dội. Thất dạ giới thế lực lớn nhất tông môn là thiên ma đạo, mà nhất thiên môn gia tộc lại là ô gia. Đây là đoàn người công nhận, nhiều năm trước tới nay từ không dị nghị truyền ngôn bên trong thất giả giới liền không có ô gia đi địa phương mà không đến được thậm chí có người nói ô gia là một sát thủ gia tộc tu chân giới rất nhiều không đầu bàn xử án đều là bọn hắn ô gia làm ra truyền ngôn càng là sinh động như thật nói là không có ô gia giết không chết người tóm lại đây là một cái cơ hồ bị thần hóa gia tộc ta thế nào biết ngươi nói thật hay giả vị kia bị trở thành phi đạo hữu nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn lạnh lùng ép hỏi Ô người nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu hơi khẽ rũ xuống, lập tức liền ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Phi đạo hữu khi thật sự không biết tại hạ rồi sao? Lại chỉ thấy tại cái này trong nháy mắt, dung mạo của hắn đã đại biến, trở nên góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng phi phàm, trẻ tuổi hơn 10 tuổi, liền thân tử đều dài cao vài tấc nhiều, một cô cường đại đến cực điểm, mảy may cũng không tại phi đạo hữu phía dưới khí tức bỗng nhiên từ trên người hắn tán phát ra, cách gần đó một điểm người, lập tức bị ép tới ngay cả khí đều không kịp thở. Người này vậy mà tại nháy mắt liền từ một kẻ phàm nhân biến thành không dưới hậu kỳ đại ma tôn cao thủ khủng bố. Ngươi, ngươi, là ngươi, cái này, cái này sao có thể? Trong dạp, truyền đến một tiếng kinh hô, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt không ai bị nổi phi đạo hiếu, trong chốc lát phảng phất gặp quỷ, quá sợ hãi, thậm chí ngay cả lời đều nói không nguyên lành, cho thấy phải chấn kinh quá độ. Muốn để một vị nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn như thế thất kinh, thật là không dễ dàng. Tiểu đệ đối phỉ huynh cũng vô ác ý, ngày xưa cũng không phải tận lực lừa gạt phỉ huynh, chỉ là gia quy tổ huấn như thế, ô người không dám vi phạm. Còn thỉnh phỉ huynh nhiều hơn thông cảm, ô người rất thành khẩn nói, lại lại ôm quyền làm lễ. Không không, ta không phải ý tứ kia, hiền đệ nói chuyện này đến. Hiền đệ là thật hiểu lầm ngu huynh, ngu huynh, hoàng phải phi đạo hiểu một chàng tiếng nói nói, ngu huynh nửa ngày, cũng không nói ra cái nguyên cớ tới, lại là tại sợ không thôi. Rất hiển nhiên, hắn đối vị này hiền đệ chân diện mục hoàn toàn không biết gì, mà từ bọn hắn lẫn nhau xưng hồ đến xem, bọn hắn trước đây tựa hồ là rất bằng hữu quen thuộc. Nếu như đúng như theo như đồn đại như thế, ô gia là một sát thủ gia tộc, vậy hắn phi đạo hữu thủ cấp chỉ sợ sớm đã không tại trên cổ. Vô luận là ai, biết được mình hiền đệ có khả năng tùy thời lấy mình thủ cấp, đều sẽ không chịu được ngược lại rút khí lạnh. Bóng người lóe lên, Âu Dương Minh Nguyệt đã đứng tại ô mặt người trước. Nàng hiện tại vẫn như cũ đem cảnh giới áp chế ở Nguyên Anh sơ kỳ tiêu chuẩn, nhưng đứng tại vị này đột nhiên bộc phát ra hậu kỳ đại tu sĩ kinh thiên uy áp ô ra truyền nhân trước mặt, lại chấn định như hằng, thần sắc tự nhiên, không có toát ra mảy may vẻ sợ hãi. Đồng thời không phải giả vờ giả vịt, mà là tự tự nhiên nhiên, từ bên trong mà bên ngoài tự tin. Điểm này, mặc cho ai nấy đều thấy được, tiêu phàm thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Âu Dương đại trưởng lão thực tế quá kiêu ngạo, ngay cả dịch dung giả trang cũng không chịu hơi khiêm tốn một chút mình ngạo khí cùng tự tin. Gì để nghiệm chứng, Âu Dương Minh Nguyệt nhìn qua ô người, nhàn nhạt hỏi. Tiên tử muốn thế nào nghiệm chứng? Ô người vẫn như cũ không nóng không vội mà hỏi thăm. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Đông Bình Hoang Nguyên, từ Tây hướng Đông, trải qua phỉ Thúy Lĩnh, không lo xuyên tiến vào khu vực trung tâm nhất, bị cử phệ trùng cùng thiết bối đao lang chiếm cứ địa phương, vùng này địa đồ. Ô trong mắt người liền hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, mỉm cười nói. Đây là tiến vào Đông Bình Hoang Nguyên khu vực hạch tâm nguy hiểm nhất con đường, tiên tử quả nhiên can đảm hơn người. Nghe xong liền biết, Âu Dương Minh Nguyệt là thật đi qua đông bình hoang nguyên chỗ sâu nhất, nếu không quả quyết sẽ không biết, nơi đó bị cử vệ trùng cùng thiết bối đao lang đồng thời chiếm cứ. Trên thực tế, phỉ thúy lính, không lo xuyên đã tràn ngập gian nan hiểm trở, có thể đến không lo xuyên, đã rất đáng gờm. Ô người ốm tay áo lắc một cái, từ trước mặt trong hộp ngọc lấy ra một mảnh thẻ tre, đưa cho Âu Dương Minh Nguyệt, nói. Đông Bình Hoang Nguyên Tây Bộ Địa Đồ, đều ở nơi này, mời tiên tử nghiệm chứng. Âu Dương Minh Nguyệt cầm lấy thẻ tre, dán tại trên chán, thần niệm chi lực đi đến quét tới, sau một lát, liền là buông xuống thẻ tre, còn cho ô người, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Muốn trao đổi cái gì? Ô người nhìn nàng một cái, nhẹ nói. Mười nghìn năm linh dương hoa một đóa, mười nghìn năm khô máu dây leo một gốc, cực phẩm ngũ thải cao một bình, cộng thêm tứ giai trùng vương nội đan một viên. Hoa một tiếng, toàn bộ hội trường lập tức trở nên yên lặng. Duy vừa phát ra thanh âm, chính là vô số người hít khí lạnh thanh âm. 10.000 năm linh dương hoa, 10.000 năm khô máu dây leo, cực phẩm ngũ thải cao, tứ giai trùng vương nội đan, vô luận dạng nào, đều có thể xưng nghịch thiên bảo vật, tu sĩ tầm thường đừng bảo là tận mắt chứng kiến. Liền xem như nghe đều rất ít nghe nói qua, mấy thứ này, cho dù tại lớn nhất cửa hàng hàng năm giao dịch trên đại hội, cũng có thể làm áp trục bảo vật tiến hành đấu giá, đồng thời nhất định sẽ nhấc lên cao trào. Tùy ý đồng giảng, Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, không, là toàn bộ, ô người ngữ khí vẫn là như vậy ấm và bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy đương nhiên thần sắc. Âu Dương Minh Nguyệt song mi có chút nhào lên, nói. Quá đắt, ô người khe khẽ thở dài, nói, tiên tử, cũng không mắc, giả dụ tại những địa phương này gặp nạn, nếu có ta cái này mật địa địa đồ, có lẽ có thể trốn được một cái mạng. Những vật kia cố nhiên chân quý, lại nơi nào có thể cùng tính mệnh đánh đồng. Huống chi, tại hạ nếu như không là đụng phải thiên đại nan đề, cũng đoạn sẽ không đến nơi này suốt đầu lộ diện. Càng sẽ không bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên, cần biết cái này mật địa địa đồ, chính là chúng ta ô ra đời đời kiếp kiếp ỷ trượng lớn nhất một trong. Buôn bán, luôn luôn muốn nguyện đánh nguyện chịu, công bằng giao dịch mới tốt. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, quay đầu hướng về sau bên cạnh bao xương quét tới. Bờ môi khinh động, hiển nhiên đang cùng người thương nghị. Chốc lát, truyền đến đại lãnh chúa càng phát triển thanh âm. Cực phẩm ngũ thải cao, tại hạ cũng có một bình nhỏ nói ống tay áo lắc một cái một cái sữa bình ngọc màu trắng liền từ trong bao xương bắn ra vững vàng rơi vào âu dương minh nguyệt trong tay âu dương minh nguyệt nhìn cũng không nhìn trực tiếp đưa cho ôm người ô người tiếp tới mở ra nắp bình chỉ thấy một đạo ngũ sắc cầu vồng phóng lên tận trời trong chốc lát đem toàn bộ giao dịch hội trận đều chiếu dọi phải cực kỳ sán lạn một cố kỳ lạ hương khí lập tức tràn ngập toàn trường nhẹ nhàng hít một hơi lập tức liền say say muốn say không sai quả nhiên là cực phẩm ngũ thải cao, chất lượng 10 phần, phân lượng cũng đủ. Ô người chỉ nhìn sang, liền là đắp lên nắp bình, đem bình ngọc một lần nữa còn cho Âu Dương Minh Nguyệt. Cực phẩm ngũ thải cao, chỉ là bốn dạng trao đổi vật phẩm bên trong đồng dạng mà thôi, lại không đủ để đổi lấy hắn mật địa địa đồ. Thật lâu, Đái Thành Long chậm rãi nói, khô máu dây leo ta chỗ này ngược lại là có một đoạn, bất quá năm không đủ, chỉ có 6-7 ngàn năm dáng vẻ, lại không biết hắn có thể hay không để ý nói xong, cũng đem một cái thật dài hộp ngọc hướng Âu Dương Minh Nguyệt ném đi. Mắt thấy Âu Dương Minh Nguyệt nghiệm chứng địa đồ không sai, mọi người cũng liền trong nháy mắt đạt thành ăn ý, vô luận như thế nào, muốn đem cái này mật địa địa đồ lấy xuống. Một tia hy vọng, tất cả đều ký thác vào cái này bên trên. Thậm chí đã có người hạ quyết tâm, vạn nhất thu thập không đủ ô người cần bốn dạng chân bảo, cũng nhất định phải nghĩ những biện pháp khác đem bản đồ này đoạt tới tay, dù là vì thế bốc lên lớn hơn nữa phong hiểm, cũng không lo được chỉ là cái này ô người chính là gió tây đảo ô gia truyền nhân chính tông vừa mới đã lộ một tay ẩn nấp thần thuật tung coi như bọn họ toàn bộ xuất động chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đem người này bắt giữ mấu chốt nhất một điểm là căn bản cũng không rõ ràng người này chân chính cảnh giới mặc dù hắn vừa rồi hiển lộ ra không dưới hậu kỳ đại tu sĩ khí thức khủng bố nhưng ai có thể xác định đây chính là hắn chân thực cảnh giới vạn nhất người này đã đặt chân ngộ linh kỳ chính là một phương lão tổ đâu mặc dù nói khả năng này cực nhỏ tổng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng âu dương minh nguyệt tiếp nhận hộp ngọc lại không chút do so dự chuyển cho ô người ô người mở hộp ngọc ra chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm một đoạn màu đỏ sậm dây leo khô dài ước chừng hơn một xích ngón út phẩm chất một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi nhưng mà lại nồng mùi máu tươi cũng không che giấu được kia nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc đồng thời theo thời gian chuyển rời mùi thuốc càng thêm nồng đậm mùi máu tươi lại dần dần nhạt đi mấy không thể nghe thấy Ô người mắt đầu tiên là sáng lên, lập tức lại trở nên trở nên ảm đạm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không sai, cái này thật là khô máu dây leo, chỉ bất quá năm hơi thua, chỉ có 7.000 năm không đến, tại hạ lại là không dùng được. Vừa nói vừa đem hộp ngọc còn cho Âu Dương Minh Nguyệt, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không để ý, ánh mắt rơi thẳng vào tiêu phàm chỗ bao xương bên trên. Một nhóm 9 người mặc dù là chia ra hành động, nhưng mỗi người tại cái bao xương nào, tất nhiên là người người trong lòng hiểu rõ. Không nói những cái khác, tiêu phàm trong tay khẳng định có tứ giai trùng vương nội đan, còn không chỉ một viên. Mặc dù biết tiêu phàm nhất định sẽ dùng trong lúc này đan tới cho ăn hắn thiết bối đao lang, nhưng trong lúc này, tự nhiên là địa đồ càng thêm quan trọng. Huống chi cũng chỉ cần xuất ra một viên tới, bóng người lóe lên, tiêu phàm trực tiếp xuất hiện tại giao dịch trước sân khấu, mỉm cười đối ô người nói. Ô đạo hiếu, tứ giai trùng vương nội đan tại hạ ngược lại là có một viên, mà lại cam đoan chất lượng cực dai, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Ô người cười cười, nói: "Vậy liền tốt nhất, không qua đạo hữu chắc hẳn cũng nghe đến, tại hạ muốn trao đổi, không chỉ một viên tứ giai trùng vương nội đan, là bốn dạng linh dược, đồng dạng không thể thiếu. Dưới mắt các ngươi còn chỉ có hai loại, xin thứ cho tại hạ vô lễ, hai loại linh dược là trao đổi không đến địa đồ." Hắn đương nhiên nhìn ra được, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm nhưng thật ra là cùng một bọn, chỉ là không tại một cái ghế lô mà thôi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tại hạ có câu nói, ô đạo hữu khả năng không vui lòng nghe. Đạo hữu rất có thể cầm tới một chương sai lầm đan phương, dù coi như đem cái này bốn dạng linh dược đều góp đủ, cũng chưa chắc liền có thể luyện chế ra cửu linh đan. Một mực chấn định tự nhiên ô người nhất thời giật nảy cả mình, song nghi mì bỗng nhiên dương lên, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, thần sắc trên mặt chấn kinh vô so, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng cực kỳ hung lệ chi khí. Nguyên bản trầm tĩnh như nước người, đột nhiên bộc phát ra nồng đậm đến cực điểm sát cơ. Âu Dương Minh Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, một cỗ nhu hòa lực đạo vô thanh vô tức tuôn ra, đem kia cỗ nồng đậm sát cơ ngăn cách bên ngoài, một mực bảo vệ tiêu phàm. Làm sao ngươi biết ta muốn luyện chế cửu linh đan? Chốc lát, ô người lạnh lùng hỏi, toàn thân sát khí không có chút nào thu liễm Đối ô người hùng hổ dọa người, tiêu phàm lại là không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng mặt mỉm cười, nói. Đồng thời thu thập 10.000 năm linh dương hoa, Mười nghìn năm khô máu dây leo, cực phẩm ngũ thải cao cùng tứ giai trùng vương nội đan, chỉ có thể là luyện chế cửu linh đan. Ngươi là lang trung, ô người nửa tin nửa ngờ, kia cỗ nồng đậm sát khí, nhưng dần dần nhạt, một chút xíu thu liếm. Tiêu mỗ hiểu sơ thuật kỳ hoàng, vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta cầm tới một chương sai lầm đan phương. Tiêu phàm cười cười, nói, ô đạo hiếu, luyện chế cửu linh đan, xác thực cần khô máu dây leo, nhưng chân chính dùng được khô máu dây leo, chính là 7.000 năm hỏa hầu, 10.000 năm khô máu dây leo, huyết khí quá nặng, ngược lại không hợp dùng. Dùng sai thuốc, cửu linh đan, vô luận như thế nào đều luyện không ra. Coi như luyện ra, cũng tuyệt không thể dùng, nếu không chẳng những không giải được độc, hiệu quả còn hoàn toàn ngược lại. Ô người nhất thời do dự, kia hung lệ chi khí cùng toàn thân sát cơ, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ đối với tiêu phàm lời nói, đã tin bảy tám phần. Tiêu phàm cũng không nói nhiều, ống tay áo lắc một cái, một viên màu da cam đan dược nổi lên, nhẹ nhàng bóp tại hắn ngón cái ngón trỏ ở giữa, viên đan dược kia mặc dù chỉ có đậu hà lan lớn nhỏ, lại lóng lánh mỹ lệ vô so quang trạch, năm thải hà ánh sáng, thỉnh thoảng giao thế, nhìn thật kỹ, lại có chín loại khác biệt hào quang giao thế lấp lánh. Cửu Linh Đan, ô người hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, giống là tuyệt đối không dám tin, ăn một chút thì thào một tiếng, tựa như mộng má lúng đồng tiền. Tiêu Phàm giờ phút này lấy ra viên đan dược kia, chính là thành phẩm Cửu Linh Đan, mà lại mùi thuốc nồng đậm, chín loại khí tức của linh dược giao thế lộ ra, đoạn không tướng hốn, chính là cực phẩm nhất cửu linh đan. Từ ô người thần sắc đến xem, hắn cơ hồ liền muốn một tay lấy cái này khỏa linh đan đoạt lấy đi. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở phào một cái, xem ra giao dịch này khỏi phải nàng nhọc lòng. Có một vị y thánh đồng hành, thật đúng là sẽ giữa bất chi bất giác giải quyết rất nhiều nan đề. Tu sĩ tầm thường, dù coi như là hậu kỳ đại tu sĩ, cũng rất ít biết luyện chế một viên cửu linh đan tùy thân mang theo duy chỉ có tiêu y thánh, mới như thế tài đại khí thô, ngay cả dạng này giải độc thánh dược, đều có dự bị. Bất quá, ngoài dữ liệu chính là, ô trong mắt người cuồng nhiệt sắc thái dần dần trở thành nhạt, cuối cùng lại hồi phục thành kia không có chút rung động nào người bình thường bộ dáng, đem ánh mắt từ cửu linh đan bên trên rời, thoảng qua bên cạnh quá mức, trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, cắn răng nói. Không đổi, vì cái gì, lần này, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt cũng nhịn không được, nhướng mày hỏi, một vòng lăng lệ đến cực điểm quang mang, Nhanh chóng tại trên mặt nàng hiện lên. "Làm nửa ngày, ngươi là tại đùa giỡn ta a? À. Âu Dương đại trưởng lão khi nào nhận qua loại này đùa giỡn?" "Bởi vì ta chỉ ít cần 3 viên cửu linh đan, một viên không dùng." Ô người chậm rãi nói, ba viên, lần này Âu Dương Minh Nguyệt là thật sự nổi giận. Các hạ quả nhiên là lòng tham không đáy, người này không phải là nhìn thấy bọn hắn đối địa đồ tình thế bắt buộc, lúc này mới cố ý ngay tại chỗ lên giá, nghĩ muốn thừa cơ hung hăng gõ bọn hắn một bút." bị người xem như oan đại đầu mặc kệ là âu dương minh nguyệt hay là tiêu phàm dạng này kinh lịch thật đúng là không nhiều ai ngờ tiêu phàm tiếp xuống nói một câu nói để hai người đều có chút trố mắt ba viên cửu linh đan cũng không phải là không có tiêu phàm từ tốn nói thân sắc cực kỳ chắc chắn ô người trên mặt bỗng nhiên lại lộ ra cực kỳ vẻ mặt kích động đầu bỗng nhiên bu lại kêu lên đạo hữu nói cái gì lại là đem cao thủ một đời bình tĩnh phong phạm đều ném đến chảo hoa nước đi cho thấy phải ba viên cửu linh đan đối với hắn mà nói, vô so trọng yếu. Nghĩ cũng không kỳ quái, nếu không phải bị dồn vào đường cùng, đường đường gió Tây Đảo ô gia truyền nhân chính tông, làm sao đến mức quẫn bách đến tận đây, vậy mà cần bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên. Mấy ngàn năm qua, gió Tây Đảo ô gia liền không có như thế ném qua người. Phải biết, cái này mật địa địa đồ, thật sự là bọn hắn ô gia trọng yếu nhất bảo vật gia truyền một trong ô gia sở dĩ xông ra như vậy đại thanh danh, cái này mật địa địa đồ dành công quyết vĩ. Mặc dù hắn lấy ra giao dịch cũng không phải là nguyên bản, nhưng bất kể nói thế nào, từ nay về sau, mật địa địa đồ liền rốt cuộc không phải gió Tây đảo ô gia bí mật bất truyền. Tiêu phàm lại không để ý tới hắn kích động, thần sắc chấn định tự nhiên, cổ tay rung lên, lại là hai viên cửu linh đan nổi lên. Bất quá lần này, lại chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hơi lộ diện một cái, lập tức liền thu về. Nhưng ô người gì cùng nhãn lực, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được, đây cũng là hàng thật giá thật cửu linh đan, cùng lúc đầu viên đan dược kia khí tức giống nhau như đúc. Tốt, đổi, thật vất vả, ô người cuối cùng hòa yên tĩnh, không chút do so dự trọng trọng gật đầu, nói. Tiêu phàm liền cười, cười đến có chút ý vị thâm trường. Ô người không khỏi sướng sờ, theo tức tiện ý thức đến, là mình hồ đồ. Hắn lúc trước đưa ra trao đổi, chỉ là luyện chế cửu linh đan bốn dạng linh dược, bây giờ tiêu phàm lại một hơi cầm ba viên cửu linh đan thành phẩm ra, cái này bên trong ở giữa có bao nhiêu tranh lệch. Cho dù ai đều một chút liền biết, coi như chín dạng linh dược toàn bộ tập hợp đủ, cũng chưa chắc thấy có thể luyện ra ba viên cửu linh đan, lại càng không cần phải nói chất lượng cao như thế. Dù sao luyện chế đan dược thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật, càng là chân quý đan dược, xác suất thành công càng thấp. Cửu linh đan dạng này linh đan, nếu như không phải tông sư cấp tiêu chuẩn luyện đan. 10 trong lò có thể luyện thành một lò, coi như rất không tệ. Đạo hữu muốn cái gì, cứ việc nói, chỉ cần tại hạ có thể cầm ra được, tuyệt không hai lời. Lời vừa nói ra, ô người trên mặt lại hiện lên một vòng vẻ ngạo nhiên. Nói thật, gió Tây đảo ô ra thật đúng là có không ít đồ tốt. Là người khác ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đã tiêu phàm có thể dễ như trở bàn tay xuất ra ba viên đỉnh cấp cửu linh đan, nghĩ đến chắc chắn sẽ không là muốn hắn cầm linh thạch tới làm đền bù. Tiêu phàm mỉm cười, truyền âm nói. Không dối gạt đạo hữu nói, tiêu mỗ đối ô đạo hữu che giấu khí tức thủ đoạn 10 điểm khâm phục. Cứ việc tại thiên diệu tiên tử dạy bảo phía dưới, tiêu phàm ẩn nấp chi thuật có thể xưng cao minh vô so. Nhưng cùng ô người so ra, lại còn kém xa lắm. Quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Gió tây đảo ô ra lịch đại truyền nhân, có thể một chút xíu đem thất giả giới từng cái mật địa địa đồ thu thập đủ. Cái này cao minh đến cực điểm ẩn nặc thuật, hẳn là bọn hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Ô người lại là sướng sờ, tựa hồ lại cũng không nghĩ ra, tiêu phàm vậy mà đưa ra điều kiện như vậy. Nếu như nói, ô gia còn có so mật địa địa đồ càng quý giá đồ vật, đó chính là ô gia danh chấn thiên hạ kỳ môn độn thuật. Ẩn nặc thuật chính là kỳ môn độn thuật một loại, mà lại là hạch tâm nhất nội dung. Hiện tại, tiêu phàm lại muốn học trộm học nghệ. Trên thực tế, ô người không có khả năng đáp ứng tiêu phàm điều kiện này. Mật địa địa đồ lưu truyền ra đi, còn không tính quá quan trọng, nếu như kỳ môn độn thuật ngoại truyền, đối ô gia đến nói, một ngày kia thật có thể sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Đây là bọn hắn đặt chân tu chân giới ỷ trượng lớn nhất. Bất quá ô người chố mắt, cũng chỉ là nháy mắt sự tình, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, thở dài, truyền âm nói: "Tiêu đạo hữu thật đúng là sẽ chọn đồ vật a, à. cũng được, mảnh này ngọc phù đã đi theo ở bên cạnh ta nhiều năm, không biết bao nhiêu lần cứu tính mạng của ta. Bây giờ ta liền nhịn đau cắt thịt, đưa cho đạo hữu làm lễ vật a." À. Ô sáng lóng lánh ở giữa, một mảnh tắc hơn lớn nhỏ ngọc phù bay lên, trực tiếp đến tiêu phàm trước mặt mảnh này ngọc phù cực mỏng ô ngọc điêu thành gần như trong suốt chỉ có tại tiêu phàm thiên nhãn thần thông phía dưới mới có thể thấy rõ ràng ngọc phù nội bộ khác rõ lít nha lít nhít các thức phù văn lóng lánh nhàn nhạt quang trạch tiêu đạo hiếu mảnh này ngọc phù là tại hạt từ tay luyện chế chỉ cần vận sử dụng tới liền có thể triệt để che đậy tự thân khí tức dù coi như đối phương thần niệm chi lực mạnh hơn cũng khó có thể phát giác tiêu phàm bên tai lại vang lên ô người thanh âm rất có mấy phân ngạo khí hắn mặc dù một mực không có cho thấy thân phận chân thật của mình, lại đường đường chính chính là gió Tây Đảo Ô Gia đương đại gia chủ, gió Tây Đảo Ô Gia thế hệ này người mạnh nhất. Từ hắn tự mình luyện chế ra đến pháp bảo ngọc phù, hiệu quả chi tốt, tự nhiên không cùng luân so. Muốn đem Ô Gia kỳ môn độn thuật ngoại truyền, kia là tuyệt đối không thể, chỉ là đem một mảnh ngọc phù giao cho tiêu phàm sử dụng, lại là không sao. Nghĩ đến tiêu phàm bản sự lại lớn, cũng không có khả năng nhìn ra ngọc phù này bí mật, nhiều nhất có thể tại ngày sau dùng ngọc phù này bảo đảm chính hắn nhất thời bình an coi như rất không tệ đương nhiên nếu như hắn biết tiêu phàm tại chế phù phương diện cũng là tông sư cấp tiêu chuẩn chỉ sợ cũng sẽ không như thế yên tâm thoải mái bất quá bình thường đến nói một cái làm lang chung người chỉ am hiểu luyện đan tiêu phàm tiếp nhận ngọc phù cẩn thận kiểm tra thực hư một phen lại nghe ôm người truyền thụ khẩu quyết không khỏi khẽ vuốt cằm trên mặt hiện lên một vòng ý cười đem ngọc phù thu nhập chữ vật vòng tay bên trong về phần càng triển lấy ra kia bình cực phẩm ngũ thải cao cùng đái thành long lấy ra 7.000 năm hỏa hầu khô máu dây leo, cũng là không chút khách khí, thuận tay thu vào. Mười chuyện cá nhân, không có lý do để một mình hắn suốt tiền túi tốn kém. Không có hướng bọn hắn yêu cầu đền bù, tiêu phàm đã coi như là rất đại độ. Ngược lại là đối những cái kia mật địa địa đồ, tiêu chân nhân tựa hồ cũng không phải là rất để bụng, thành những vật khác đều cất kỹ về sau, mới thản nhiên đem hộp ngọc cầm ở trong tay. Ô người đã sớm đem ba viên cửu linh đan cẩn thận từng ly từng tí cất giấu, thấy tiêu phàm cầm hộp ngọc, liền lại không trần chờ, nhấc tay chắp tay, nói. Đa tạ hai vị đạo hiếu, cáo từ, nói xong, xoay người rời đi, cũng không quay đầu, cũng không trở về bao xương, trực tiếp ra giao dịch đại sảnh, chuyển mắt không thấy tung tích. Xem ra, dù coi như đem kia phiến ẩn thân phù cho tiêu phàm, ô người cũng có là biện pháp tránh thoát người khác điều tra, thần không biết quỷ không hay liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi gió tây đảo ô ra, thất dạ giới thiên môn thứ nhất, quả thật danh bất hư truyền. Không chỉ là ô người vội vã mà đi, tiêu phàm bọn người được mật địa địa đồ, cũng là không chút do so dự, nửa khắc đều không ngừng lưu, trực tiếp rời đi giao dịch hội trận, rời đi tiểu hương các, hướng riêng phần mình thuê động phủ bay đi. Trong chốc lát, liền hội tụ đến Âu Dương Minh Nguyệt trong động phủ. Một vào động, Âu Dương Minh Nguyệt liền lập tức khởi động cấm chế dày đặc. Tuy là lâm thời động phủ, cấm chế này phương diện, lại là hào nghiêm túc, bày ra một tầng lại một tầng. Dù sao cũng là tại thiên ma thành chỗ nguy hiểm như vậy, làm việc cẩn thận chút, không có gì chỗ xấu. Mọi người vừa một khoanh chân ngồi xuống, tiêu phàm liền đem hộp ngọc giao cho Âu Dương Minh Nguyệt, từ đầu đến cuối, hộp ngọc này chính hắn đều không có mở ra nhìn qua, thậm chí còn không quên thuận tay tại hộp ngọc bên trên dán một chương phù lục, phong trấn một nhóm 10 người, người đều mang tâm tư, Tiêu Phàm cũng không muốn tại những chi tiết này phương diện bị người hiểu lầm. Âu Dương Minh Nguyệt ống tay áo lắc một cái, phù lục để lộ, lập tức mấy chục phiến thẻ che mạn thiên phi vũ, mỗi người trước mặt đều phiêu hốt vài miếng. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, hộp ngọc dưới đáy, còn lẳng lặng nằm một mảnh thẻ tre. Bất quá dưới mắt mọi người tự nhiên không lo được những này, nhao nhao duỗi tay nắm lấy thẻ tre, dán tại trên chán, tinh tế điều tra. Tiêu phàm bắt được kia phiến thẻ tre, vừa vặn ghi lại là đông bình hoa nguyên địa hình, đối chỗ này mật địa, tiêu phàm tự nhiên tính được tương đối quen thuộc, nhưng hắn trong trí nhớ địa đồ, cùng thẻ che bên trong ghi lại nội dung, tranh lệch đâu chỉ 10 triệu bên trong. Cứu viện thiên diệu tiên tử thời điểm, hắn cùng Âu Dương Minh Nguyệt ứng linh trạch ba người là từ phỉ thúy lĩnh trải qua không lo xuyên, đi thẳng đến Đông Bình Hoa Nguyên khu vực Hạch Tâm, nhớ được cũng chính là dọc theo con đường này nhìn thấy địa đồ. Mà cái này thẻ che bên trong ghi lại, lại là toàn bộ Đông Bình Hoa Nguyên toàn bộ bản đồ. Cứ việc có nhiều chỗ không phải 10 điểm kỹ càng, nhưng đại khái hình dạng là sẽ không sai. Tiêu phàm xem xét mình đã từng đi qua con đường nào, liền biết bản đồ này không sai. Mật thất trở nên phi thường yên tĩnh, mỗi người đều tại cẩn thận ngó nhìn địa đồ, hết sức đem địa đồ khắc sâu tại trong đầu của mình, mỗi một mảnh thẻ tre đều không buông tha. Giờ khắc này, đoàn người tâm tư cơ bản đều là giống nhau, lại mặc kệ có thể hay không tìm tới cùng tàng bảo đồ xứng đôi địa đồ, trước đem những ngày mật địa địa đồ thuộc lầu lại nói, có lẽ liền có cần dùng đến thời điểm. Thân ở dị giới tha hương, quen thuộc địa hình chính là bảo mệnh cơ sở. Trong bất chi bất giác, số ngày trôi qua, mọi người thần sắc dần dần trở nên u ám. Hãn như yên hải mật địa địa đồ, đoàn người ngược lại là đều chậm rãi khắc họa trong đầu, nhưng mà, nhưng lại không tìm được bất luận cái gì một chỗ cùng tàng bảo đồ tướng xứng đôi địa hình. Nói cách khác, thất giả giới các nơi mật địa, đều không phải bọn hắn muốn tìm địa phương. Chẳng lẽ cái này thiên hương ngọc lộ thật không tại thất giả giới? Lại hoặc là, bởi vì niên đại quá xa xưa, cái này tàng bảo đồ ghi lại địa hình, sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất điểm này ngược lại là rất có thể vô luận tại thất dạ giới hay là toa ma giới địa chất vận động đều chưa hề đình chỉ qua thương hải tang biển biến thiên luôn luôn đang không ngừng phát sinh quả thật như thế việc này liền thật phiền phức thất dạ giới to lớn như thế hiện hữu địa đồ đều siêu tập không hoàn toàn lại đi nơi nào tìm lịch sử biến thiên nhiều năm trước địa đồ chúng người kìm lòng không được đem ánh mắt tụ tập tại âu dương minh nguyệt trước mặt kia trang địa đồ hộp ngọc phía trên trong hộp ngọc còn có cuối cùng một mảnh thẻ tre mọi người sớm liền nhìn đến khu này thẻ tre, lại ai đều không đi lấy, bao quát Âu Dương Minh Nguyệt mình, tựa hồ mỗi người đều nguyện ý tại sâu trong đáy lòng vì chính mình lưu hạ tối hậu một tia hy vọng, cứ việc hy vọng này là như thế xa vời, nhưng có tổng so không có tốt. Ai ngờ thật đúng là xuất hiện xấu nhất, nhất khiến người lo lắng tình hình. Hiện tại, xác thực muốn đem cuối cùng một tia hy vọng, ký thác vào cuối cùng này còn lại lẻ lo chơi trọi một mảnh trên thẻ trúc. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi vươn tay, đem thẻ che lấy ra ngoài mọi người không hẹn mà cùng nín thở. Mảnh này thẻ che bên trong, đến cùng có hay không bọn hắn muốn có được địa đồ. Những này uy chấn một phương đại tu sĩ, từng có lúc, như thế lo được lo mất qua. Âu Dương Minh Nguyệt trần chờ không có vội vã đem thẻ che dán lên cái chán. Mặc dù nàng bên ngoài đồng hồ nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, nhưng rất rõ ràng, đại trưởng lão ở sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng cùng mọi người đồng dạng, lo được lo mất. Suốt cục, Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên nghị, không do dự nữa, bỗng nhiên đem thẻ che dán tại trên chán. Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, đồng loạt tiếp cận Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt, chậm đợi kết quả cuối cùng. Ngay từ đầu, Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt không chút biểu tình, bất quá sau một lát, tú mỹ song nghi liền nhẹ nhàng dương lên, tựa hồ có phát hiện, ngay sau đó, khóe miệng hơi vểnh lên, hiện lên một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc, sau đó, cái này sợi giống như cười mà không phải cười thần sắc, rốt cục biến thành chân chính mỉm cười, theo Âu Dương Minh Nguyệt xinh đẹp gương mặt, dần dần nở rộ ra, kinh diễm tuyệt luân. Lòng của mọi người tình, cũng theo Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa mà biến hóa. Sau một lát, Âu Dương Minh Nguyệt dần dần buông xuống thẻ tre, mà trên mặt kinh diễm chi sắc cũng biến mất không thấy gì nữa, trầm ngâm không nói. Đại trưởng lão, như thế nào? Càng triển trầm giọng hỏi, Âu Dương Minh Nguyệt tiêm tiêm tố thủ vừa nhất, kia phiến thẻ tre liền bay đến càng triển trước mặt, càng triển lão thực không khách khí, một phát bắt được, dán tại trên chán. Mặc dù lấy bọn hắn thần niệm mạnh, bình thường thẻ tre chỉ cần quét qua, liền có thể biết được nội dung. Nhưng địa đồ thực tế quá mức phức tạp, lại là cần tinh tế phân biệt. Vậy mà là nơi này, bỗng nhiên bên trong, càng triển thoát ra, kêu lên, ngữ khí lại là hưng phấn lại là kinh ngạc, thậm chí còn kèm theo một tia vẻ sợ hãi. Lập tức khiến cho mọi người đều hiếu kỳ tâm nổi lên. Càng triển mạnh, tất cả mọi người là rất rõ ràng, tại tầm bảo đoàn bên trong, nếu như nói còn có người có thể cùng Âu Dương Minh Nguyệt đánh đồng, phân cao thấp, đó chính là vị này Hắc Uyên chi địa đại lãnh chúa. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền muốn đặt chân mộ linh kỳ. Hiện tại, ngay cả hắn đều ẩn hàm e ngại, lại không biết kia thẻ che bên trong ghi lại là loại nào hung hiểm chỗ. Đại ca, đến cùng là nơi nào? Thúy phu nhân nhịn không được mở miệng hỏi, Cùng Âu Dương Minh Nguyệt đồng dạng, càng triển không dên một tiếng, trực tiếp đem thẻ che đưa cho Thúy phu nhân. Thẻ che tại mọi người ở giữa lưu truyền, cuối cùng mới giao đến tiêu phàm trong tay. Tất cả mọi người không nói một lời, thần sắc lại là hưng phấn lại là cổ quái, tiêu phàm mặc dù chưa nhìn qua thẻ tre bên trong khắc họa địa đồ, cũng đã loáng thoáng đoán được một điểm. Khi hắn rốt cục đem thẻ tre chậm rãi dán lên cái chán về sau, hay là không chịu được giật nảy cả mình. Đoán được là đoán được, chứng thực về sau, kia lại là một chuyện khác, thủy tổ thánh địa, tiêu phàm rốt cục đem cái này địa danh nói ra được. Trên thẻ trúc ghi lại rõ ràng, cái này thẻ tre bên trong khắc họa, là thất dạ giới thủy tổ thánh địa địa đồ. Nói đến mật địa, tự nhiên là thủy tổ thánh địa xếp tại thứ nhất. Đây là thất dạ giới vô số tu sĩ trong suy nghĩ thánh địa, cũng là thứ nhất cấm địa, thủy tổ thánh địa tại thất dạ giới đại danh đỉnh đỉnh, bị đếm không hết tu sĩ trong lòng mong mỏi, nhưng chưa bao giờ có một bức quan phương địa đồ ghi lại qua có quan hệ thủy tổ thánh địa địa hình, tựa hồ mỗi người đều tự động tự giác, không dám đi dò xét thủy tổ thánh địa bí mật, thủy tổ thánh địa trong lòng mọi người, đối đây tiêu phàm bọn người trước kia cũng cũng không thèm để ý. Bọn hắn đều không phải thất dạ giới người, thất dạ giới thủy tổ thánh địa đến cùng ở nơi nào, cần gì phải làm cho rõ ràng như vậy. Không nghĩ tới, tại gió Tây Đảo ô ra mật địa trong địa đồ, lại có thủy tổ thánh địa bản đồ địa hình. Tiếp tục xem tiếp, tiêu phàm rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mỗi người thần sắc đều là hưng phấn như vậy lại là cổ quái như vậy. Thủy tổ thánh địa khu vực hạch tâm long thần đảo, vậy mà cùng bọn hắn đạt được tàng bảo đồ địa hình hoàn toàn ăn khớp nói cách khác bọn hắn một mực đau khổ truy tìm thiên hương ngọc lộ vậy mà giấu ở thất dạ giới thủy tổ thánh địa lẽ nào lại như vậy tiêu phàm chưa buông xuống thẻ tre hỗn nguyên thượng nhân liền mở miệng thời khắc này hỗn nguyên thượng nhân lại không có ngày xưa chấn định như hằng phong độ sắc mặt đỏ bừng lên tựa hồ cực kỳ phẫn nộ đây rõ ràng chính là một cái bẫy là đang đùa bỡn chúng ta tất cả mọi người đều đều chấn động lại không người phản bác với hắn sợ là không ít người trong lòng đều cùng hỗn nguyên thượng nhân là ý tưởng giống nhau. Cái này Long Thần Đảo nếu là thất dạ giới thủy tổ thánh địa, đề phòng nhất định cực kỳ xâm nghiêm, chỉ sợ có đại lượng cao thủ tỏa chấn. Thiên hương ngọc lộ loại này nghịch thiên bảo vật, đã sinh ra tại Long Thần Đảo, kia còn có không xâm nghiêm đề phòng, vạn phân cảnh giác nói lý. Nếu như tùy tiện leo lên Long Thần Đảo, đây không phải là tầm bảo, kia là muốn chết. Thật lâu, Âu Dương Minh Nguyệt mới chậm rãi nói, ngược lại cũng chưa chắc thấy chính là cạm bẫy. Mọi người đều biết, thiên hương ngọc lộ chỉ sinh ra tại đã từng thai ngén hôm khác sinh thánh linh xào huyệt, kia là thiên địa linh khí tập trung nhất nồng nặc nhất chỗ. Thủy tổ thánh địa, chẳng phải là từng sinh ra trời sinh thánh linh địa phương A. Mà lại là thất dạ giới từ trước tới nay vị thứ nhất trời sinh thánh linh, được tôn là thất dạ giới thủy tổ. Long thần đảo linh khí độ dày đặc, kia là không cần phải nói. Hỗn nguyên thượng nhân bỗng nhiên nhìn qua, lạnh lùng nói. Nguyệt tiên tử ý tứ, là muốn đi cái chỗ kia chịu chết âu dương minh nguyệt khe khẽ thở dài nói tình hình không rõ lại làm sao có thể nói phải như thế chắc chắn cái này thủy tổ thánh địa đến cùng ở nơi nào bây giờ là loại nào bộ dáng phải chăng còn có tu sĩ cấp cao chiếm cứ long thần đảo cùng các loại chúng ta hoàn toàn không biết gì hiện tại liền hạ phán đoán suy luận thực tế có chút hơi sớm càng triển lập tức gật đầu nói phải nói đại trưởng lão nói có lý vô luận như thế nào luôn luôn muốn trước biết rõ ràng lại nói hỗn nguyên thượng nhân ngậm chặt miệng không nói một lời, tựa hồ nộ khí chưa tiêu, nhưng lại chưa phản bác càng triển. Kỳ thật hắn mặc dù lửa giận bừng bừng phấn chấn, nhưng cũng thừa nhận Âu Dương Minh Nguyệt nói có lý. Đều đã tới mức độ này, lùi lại từ đây, kia là thế nào đều sẽ không cam lòng. Lại nói hắn đối thủy tổ thánh địa đoán chừng cũng chỉ là ra ngoài xấu nhất cân nhắc, long thần đảo chân tướng đến cùng như thế nào, dưới mắt ai cũng là bôi đen. Nếu như chư vị không có cái khác ý kiến lời nói, như vậy tiếp xuống, chúng ta liền toàn lực ứng phó làm rõ ràng cái này thủy tổ thánh địa tình hình. Bất quá chư vị nhất định phải chú ý cẩn thận, cắt không thể lỗ máng, tránh khỏi gây nên hoài nghi. Âu Dương Minh Nguyệt sáng tỏ hai con ngươi, tại trên mặt mọi người một quét qua qua, nhẹ nói. Đối đây, ai cũng không có có dị nghị, kỳ thật Âu Dương Minh Nguyệt sau cùng căn dặn cũng coi như được nhiều dư, đang ngồi đám người, ai không phải lão vu giang hồ. Như thế nào không biết lợi hại trong đó. Sau đó mấy ngày, mọi người liền chia ra hành động, ở trong thành nghĩ cách nghe ngóng có quan hệ thủy tổ thánh địa hết thảy tình huống. Đương nhiên, đa số thời điểm đều là quanh co lòng vòng, nói bóng nói gió, cứ như vậy. Từ không khỏi phải hao phí rất nhiều linh thạch đi kết giao bằng hữu. Mấy ngày sau, mọi người lần nữa tại Âu Dương Minh Nguyệt động phủ gặp nhau, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên không có đạt được cái gì khiến người rộng mang tin tức tốt. Trong mật thất 10 điểm yên tĩnh, ai cũng không trước mở miệng nói chuyện. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm Âu Dương Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, khe khẽ thở dài. Nói, Thiên Long Biển nơi này, thật đúng là rộng lớn cực kỳ. Thiên Long Biển, đây là bọn hắn mấy ngày qua nghe được nhiều nhất một cái danh từ. Cái này Thiên Long Biển, chính là Thủy Tổ Thánh Địa Long Thần Đảo chỗ hải vực. Đây cũng không phải cái gì bí mật, Thiên Ma Thành bên trong, bất kỳ cái gì một người tu sĩ cơ hồ đều biết Thiên Long Biển. Cũng biết Thủy Tổ Thánh Địa Long Thần Đảo ngay tại Thiên Long trong biển, nhưng cụ thể tại Thiên Long Biển cái kia cái phương vị, lại là không người biết được theo lý, biết thủy tổ thánh địa ngay tại thiên long trong biển. Còn có một cái to lớn long thần đảo, muốn tìm ra được cũng không khó khăn. Chỉ có một điểm phiền phức như Âu Dương Minh Nguyệt lời nói. Thiên long biển thực tế quá mênh mông, cùng toa ma giới khác biệt, thất dạ giới là hải dương thế giới, tất cả đại lục đều là phân bố tại trong biển rộng từng tòa hoặc lớn hoặc đảo nhỏ tự. Bọn hắn trước mắt chỗ thiên ma đại lục, bốn phía liền đều bị nước biển vây quanh. Vây quanh thiên ma đại lục mảnh này biển cả, tên gọi thiên ma biển, mà thiên ma biển lại là thiên long biển một bộ phân. Thậm chí, thất dạ giới toàn bộ tây bắc bộ biển cả, đều có thể xưng là thiên long biển. Mà long thần đảo, ngay tại thiên long biển chỗ sâu nhất. Loại tin tức này, cơ hồ cung cấp cái tác dụng gì đều không có. Đừng bảo là ép căn bản không hề từ thiên ma thành tiến về long thần đảo hải đồ, cho dù có, bọn hắn cũng không có khả năng phi độn quá khứ. Tại cái này không sai biệt lắm có thể so toàn bộ Nam Châu đại lục như vậy đại dương minh mông trên không nghênh ngang phi đột, quả thực chính là điên mất. Cho dù không bị đếm không hết cường đại động vật biển ăn một miếng rơi, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết bọn hắn. Nghe nói, Nguyên Tiên Thiên Ma Thành có một cái truyền tống trận, có thể thẳng tới Long Thần Đảo phụ cận hải vực. Đái Thành Long nói, hắn là người làm ăn, kết giao bằng hữu sự tình, so với bất kỳ người nào khác đều muốn tài giỏi. Đái Thành Long ngôn ngữ vừa mới khiến người mừng rỡ, ngay sau đó đã kích liền tùy theo mà tới. Nhưng cái này truyền tống trận, nhiều năm trước kia liền hủy đi, bị hủy bởi không gian phong bạo tây môn ngạo không khỏi cả giận nói cái này không phải là không nói gì a à. nếu là cho tới bây giờ liền không có cái gì truyền tống trận cũng liền thôi đoàn người tuyệt cái kia tưởng niệm bây giờ ngươi lại nói trước kia có hiện tại hủy đây là mấy cái ý tứ cố ý sâu người khẩu vị đái thành long sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái nhưng lại chưa cùng hắn tranh cãi nói thế nào cũng là hậu kỳ đại tu sĩ tổng phải để ý cái thân phận địa vị đây chính là bọn họ 9 người đồng thời xuất động, liên tiếp mấy ngày, tốn hao không ít linh thạch được đến toàn bộ tin tức. Như là Tây Môn Ngạo lời nói, tương đương với không có tác dụng gì. Trong mật thất lâm vào vô tận một ngạt bên trong, tâm tình của mỗi người đều phi thường hỏng bét, mấy ngày trước đạt được địa đồ vui sướng, sớm đã bị sông đến không còn một mảnh. Có lẽ, cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng, cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, tiêu phàm bỗng nhiên nói, ngữ khí bình tĩnh như trước, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Mọi người ánh mắt lập tức đồng loạt rơi vào trên mặt của hắn, cả đám đều lộ ra vẻ chờ đợi. Tiêu Phàm mặc dù trẻ tuổi, tại đại sự như vậy bên trên, nhưng xưa nay không ăn nói lung tung. Hắn nói không có hoàn toàn tuyệt vọng, vậy liền khẳng định là nghĩ đến cái gì có thể được phương pháp. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hủy đi truyền tống trận, chúng ta đã từng thấy qua. Tiêu Phàm không chậm không nhanh nói, "Ngươi nói là, thiên ma thành nội hải đáy nước trong nham động cái kia vứt bỏ truyền tống trận?" Huệ Thiên Hào cái thứ nhất lấy lại tinh thần, cả kinh kêu lên. Đúng vậy, tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, đái thành long dơ lên song nghi, nói. Thế nhưng là cái kia truyền tống trận đã hủy, hủy là hủy, chưa hẳn thấy liền nhất định không sửa được. Tiêu phàm từ tốn nói, ngữ khí càng thêm chắc chắn, tràn ngập tự tin. Không có lựa chọn nào khác, mà lại, cho dù có cái khác lựa chọn, đoàn người cũng vẫn là nguyện ý lựa chọn xây xong cái này truyền tống trận ít nhất cái này truyền tống trận ngay tại thiên ma thành bên trong thao tác có chút thuận tiện tiêu phàm đề nghị toàn phiếu thông qua lập tức tiêu phàm liền mở ra một chương danh sách giao cho âu dương minh nguyệt bên trên liệt minh cần mua sắm các loại vật liệu từ âu dương minh nguyệt đi phân phối nhân thủ tự nhiên phí tổn cũng có đại trưởng lão gánh chịu dù nhiên tiêu chân nhân giá trị bản thân không ít cùng hạo thiên tông đại trưởng lão tương đối mà nói nhưng như cũng nghèo đến kịch liệt loại kia siêu cấp đại môn phái tài lực tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng đạt được mà lại âu dương minh nguyệt là cùng đề cử thủ lĩnh nàng đi phân phối nhân thủ những người khác không lời nào để nói tiêu phàm nhưng không có như thế huy vọng sau đó tiêu phàm liền cùng thiên diệu tiên tử cùng một chỗ trở về cái kia đáy nước hang đi lần nữa cẩn thận xem vứt bỏ truyền tống trận khổng lồ như vậy truyền tống trận thật muốn xây xong cần cũng không chỉ một điểm vật liệu mặc dù tiêu phàm đã đem trong đó lợi hại quan hệ cẩn thận phân tích minh bạch vật liệu nhất định phải từng nhóm mua sắm, mà lại muốn bao nhiêu đổi mấy cửa hàng, không muốn cố định tại một nhà, nhưng tiêu phàm vẫn lo lắng, dạng này đại quy mô mua sắm không gian pháp trận vật liệu, sẽ khiến người khác chú ý. Như thế, liền muốn tận có thể lợi dụng truyền tống trận vốn có vật liệu. Mấy ngày sau, tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử xuất hiện tại đen thấm đáy nước hang, đứng tại cự lớn truyền tống trận trước đó. Thiên diệu tiên tử tiện tay ném ra ngoài mấy khỏa nguyệt quang thạch, khảm nạm tại hang đỉnh, đem truyền tống trận chiếu sáng giống như ban ngày. Tiêu Phàm sớm đã tế ra càn khôn đỉnh, tại trên truyền tống trận không xoay chầm chậm, tản ra nhu hòa trừ hào quang màu đỏ, thiên diệu tiên tử mặc dù đối không gian chi thuật biết không nhiều, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, trong nham động không gian ba động so vừa rồi cường liệt nhiều. Không chịu được nhẹ giọng hỏi, "Có thể xây xong a?" À? Tiêu Phàm trầm ngâm nói, "Chữa trị pháp trận không thành vấn đề, mấu chốt là phải nhìn không gian thông đạo phải chăng đã ổn định lại." Nếu như không gian thông đạo không ổn định, dù coi như xây xong truyền tống trận, chỉ sợ cũng hoàn toàn trái ngược. Thiên Diệu Tiên tử gật gật đầu, Tiêu Phàm tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển. Từng đạo pháp quyết đánh vào đến càn khôn đỉnh bên trong, một cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án nổi lên, xoay tròn lấy, chậm rãi xuyên vào dưới chân truyền tống trận, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Phàm hai mắt khép hờ, uyển như lão tăng nhập định. Thiên Diệu Tiên tử ở một bên cảnh giới, từ sẽ không quấy rầy hắn. Tiêu phàm cái này tra một cái giỏ xét, chính là trọn vẹn một ngày một đêm, ở bên cảnh giới thiên diệu tiên tử có thể rõ ràng mà cảm ứng được hắn thể nội chân nguyên pháp lực phi tốc trôi qua, đồng thời lại bị phi tốc bổ đầy, đủ thấy chân nguyên pháp lực tiêu hao chi cự. Cũng may có tạo hóa giới, nếu không thật đúng là không chịu nổi. Có quan hệ tạo hóa giới hết thảy, tiêu phàm đối thiên diệu tiên tử tự nhiên không có chút nào giấu giếm. Thở phào một hơi, tiêu phàm nâng tay khẽ vẫy, đem càn khôn đỉnh thu hồi lại. Như thế nào, thiên diệu tiên tử nhẹ giọng hỏi. Rất tốt, tiêu phàm khẽ vuốt cầm, đáp, không gian thông đạo cơ bản ổn định. Cái này truyền tống trận tổn hại cũng không phải rất nghiêm trọng, chứa trị độ khó không tính quá lớn. Thiên diệu tiên tử nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười, bất quá cái này tia tiếu ý rất nhanh liền thu vào, nhíu mày nói. Đã như vậy, vì cái gì bọn hắn sẽ tùy ý cái này truyền tống trận hoang phế? Ở trong đó, có thể hay không có gì không ổn chỗ, muốn nói đường đường thiên ma đạo, thất giả giới đệ nhất đại tông, không sửa được một cái truyền tống trận, tự nhiên khả năng không lớn. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói, có lẽ bởi vì vì cái này truyền tống trận hoang phế niên đại quá xa xưa, hiện tại đại đa số người cũng không biết còn có như thế cái truyền tống trận tồn tại. Hiện tại điều tra, không gian thông đạo cơ bản ổn định lại, nhưng nghĩ tới lúc trước không gian thông đạo vừa mới sụp đổ thời điểm, sợ là cực không ổn định, muốn tu cũng không thể nào tu lên. Bây giờ số ngàn năm trôi qua, Đoàn người cũng sớm đã đem cái này hoang phế truyền tống trận quên đến chảo hoa nước đi. Còn có một chút, cái này truyền tống trận nếu như chỉ có thể thông hướng thủy tổ thánh địa, như vậy coi như xây xong, đối thiên ma đạo đến nói, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Cái này liền là thuần túy suy đoán, dù sao ai cũng không biết, thủy tổ thánh địa kia ưu cục, đến cùng có thứ gì đồ chơi. Thiên diệu tiên tử cẩn thận suy nghĩ, tựa hồ là như thế cái đạo lý, trong lòng cũng liền an định lại. Kỳ thật tới mức độ này cho dù có chút phong hiểm, cũng không lo được. Những ngày tiếp theo, chính là điên cuồng mua sắm, một chút trọng yếu nhất vật liệu, tự nhiên là tiêu phàm tự thân xuất mã. Loại này mấu chốt vật liệu, chất lượng tốt hỏng nhưng 10 điểm quan trọng, vật liệu nhưng nếu không có chọn tốt, chữa trị về sau truyền tống trận, chỉ sợ không phải như vậy đáng tin cậy. Một ngày này, tiêu phàm lần nữa đạp tiến vào tiểu hương các đại môn. Vẫn đứng tại cửa ra vào chờ đón thọ trưởng quỹ lập tức cười rạng rỡ tiến lên đón đến, cùng tiêu phàm nắm tay ngôn hoan, thần sắc cực kỳ thân mật. Thực tế cái này 2-3 tháng qua, tiêu đạo hiếu đã trở thành vào xem tiểu hương các số lần nhiều nhất khách nhân, mà lại là hào khách, giao dịch phi thường ngay thẳng, bình thường không thế nào mà cả. Loại số tiền này nhiều bốc đồng khách nhân, tự nhiên rất được hoan nghênh. Thọ trưởng quỹ mặc dù cùng tiêu phàm đồng dạng, cũng là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, lại tại tiêu phàm trước mặt còng lưng eo, tự động tự giác thấp hơn mấy phân, lấy đó đối tiêu phàm tôn kính. Đối với mấy cái này hư đầu ba não đổ vật, tiêu phàm tự nhiên không thèm để ý chút nào, ứng phó vài câu về sau, lập tức cắt vào chủ đề, nói. Thọ huynh, cực phẩm không linh thạch ở đâu? Cái gọi là cực phẩm không linh thạch, chính là đại đa số không gian pháp trận bên trên đều nhất định phải dùng bảo thạch. Không có loại này không linh thạch, không gian pháp trận căn bản liền vận chuyển không được. Không linh thạch phẩm chất càng tốt, dùng cái này bố trí không gian pháp trận uy lực liền càng mạnh. Muốn chữa trị như thế một tòa siêu cấp truyền tống trận, tiêu phàm tự nhiên cần đại lượng cực phẩm không linh thạch. Tiểu hương các mặc dù quy mô không nhỏ, mà lại chuyên môn kinh doanh hạng mục phú mua bán, trong lúc nhất thời, nhưng cũng siêu tập không đến nhiều như vậy cực phẩm không linh thạch, không mừng thọ trưởng quý tự nhiên là miệng đầy đáp ứng tiêu phàm, toàn lực giúp hắn siêu tập, chỉ cần một có tin tức, lập tức liền thông chi tiêu đạo hữu đến đây kiểm hàng. Thọ trưởng quý cười ha ha một tiếng, nói, tiêu huynh an tâm chớ vội, đã đến, một chén linh trà luôn luôn muốn uống. Uống qua nước trà, ta liền dẫn người đi kiểm hàng nước trà liền không uống đa tạ ý đẹp cái này liền đi kiểm hàng đi cái khác tất cả vật liệu đều đã đầy đủ liền kém cái này cực phẩm không linh thạch tiêu phàm nơi nào có tâm tư gì đi uống đổ bỏ linh trà ha ha tiêu huynh thật đúng là người nóng tính hảo hảo vậy liền xin mời đi theo ta đi chúng ta cái này liền đi gặp khách nhân thọ trưởng quỹ cười híp mắt nói đi đầu dẫn đường kỳ thật cái gọi là uống trà hắn cũng chỉ là khách khí một câu ai kiên nhẫn hoa công phu như vậy? Khách nhân, tiêu phàm hỏi ngược một câu, hơi hơi có chút không hiểu. Thọ trưởng quỹ vội vàng giải thích nói, là như vậy, nhóm này cực phẩm không linh thạch, là một vị thần bí khách nhân mang tới, hắn không nguyện ý đặt ở tiểu điếm bán hộ, nhất định phải cùng người mua mặt đối mặt giao dịch. Tiêu huynh biết tiểu điếm quy củ, nhất quán là khách nhân lớn nhất. Vô luận khách nhân đưa ra cái dạng gì yêu cầu, chỉ cần không làm hư quy củ, tiểu điếm đều chỉ có thể là thỏa mãn. Điểm này, thọ trưởng quỹ ngược lại là không có nói láo, tiêu phàm sớm đã có chỗ lĩnh giáo. Lập tức khẽ gật đầu, cũng không lại nói cái gì. Tại tiểu hương các giao dịch, nhất quán vẫn tương đối an toàn, cũng tương đối công bằng. Có thể tại thiên ma thành đem sinh ý làm được như thế quy mô, tiểu hương các lão bản, từ cũng không tầm thường, phía sau chỗ dựa thế lực tuyệt đối không tiểu. Tiểu hương các chiếm diện tích cực lớn, đây cũng là tu chân giới cửa hàng cùng phàm tục thế giới cửa hàng khác biệt lớn nhất. Nếu như nói, một nhà cửa hàng hậu viện, có núi có nước có hồ nước có rừng rậm, đặt ở phàm tục thế giới, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tại tu chân giới, lại cực kỳ bình thường, nguyên nhân rất đơn giản, cửa hàng chấp sự nhân viên cũng cần tu luyện, cũng cần đả tọa điều dưỡng, tất cả những này đều cần đại lượng thiên địa linh khí. Giống tiểu hương các dạng này quy mô cửa hàng, Nguyên Anh Kỳ trở lên chấp sự nhân viên liền có mấy vị, trong đó hẳn là còn có Nguyên Anh Trung Kỳ thậm chí Nguyên Anh Hậu Kỳ cao thủ, mỗi một vị Nguyên Anh Kỳ tu sĩ lúc tu luyện, đều muốn chiếm cứ một mảng lớn sơn lâm phương viên mấy chục bên trong thiên địa linh khí đều để cho hắn sử dụng lại càng không cần phải nói tiểu hương các bên trong còn có thật nhiều kim đan kỳ trúc cơ kỳ đệ tử cũng giống vậy cần đại lượng thiên địa linh khí tới tu luyện thọ trưởng quỹ dẫn tiêu phàm trực tiếp đi đến một cái phong cảnh tú lệ sơn cốc sơn cốc chi bên cạnh có một mảnh hòa hồ nước sóng lân lân thanh tịnh thấy đáy tựa như thế ngoại đào nguyên tại thiên ma thành bình thường thật đúng là không gặp được tốt như vậy phong cảnh hòa hồ đảo giữa hồ bên trên, loáng thoáng có một chỗ đình viện. Thọ trưởng quỹ cùng tiêu phàm sóng vai tiến vào cái này tòa đình viện. Nơi đây cách tiểu hương các cửa hàng, đã có mấy chục bên trong xa, bất quá lấy hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tốc độ bay, tự nhiên là chớp mắt là tới, thoáng như đi bộ nhàn nhã. Tiêu huynh mời, đây là tiểu điếm một chỗ biệt viện, sớm đã bày ra che đẩy cấm chế, dù coi như là hậu kỳ đại ma tôn, cũng không thể lấy thần niệm chi lực điều tra nơi đây, thực tế là an toàn giao dịch nơi tốt thọ trưởng quý cười giới thiệu nói tiêu phàm ánh mắt quét qua cười nhạt nói thọ huynh đây cũng không phải là bình thường che đậy cấm chế a à. đàm cái sinh ý thôi cần phải cẩn thận như vậy a à. lấy tiêu phàm tại trên trận pháp tạo nghệ tự nhiên liếc thấy được đi ra chỗ này đình viện bố trí pháp trận cấm chế chi lực cực mạnh đừng bảo là lấy thần niệm chi lực nhìn trộm coi như ở bên trong đánh cho long trời lở đất chỉ sợ bên ngoài cũng là một điểm động tĩnh đều không có hắc hắc gọi tiêu huynh chê cười cũng là không có ý tứ gì khác nơi này ngày thường cũng là tại hạ tính tỏa chỗ bởi vậy cấm chế chi lực hơi mạnh hơn một chút ha ha hợp lấy nơi này hay là động phủ của hắn ngược lại là có thể nói còn nghe được tiêu huynh không hổ là trận pháp tông sư liếc thấy được đi ra tại hạ cỏ này lều vài chút cấm chế nói thọ trưởng quỹ lại không quên đập tiêu phàm một cái những này pháp trận đều là thọ huynh mình bố trí a à. như thế nói đến thọ huynh cũng là trận pháp đại sư thất kính Tiêu phàm liếc thọ trưởng quý một chút, ôm quyền chắp tay, cười như không cười nói. Đại sư không dám nhận, tiêu huynh quá khen, hiểu sơ chút ra mau mà thôi, tại tiêu huynh dạng này đại hành ra trước mặt, hổ thẹn cực kỳ. Hắc hắc, tiêu huynh, mời. Khách nhân liền tại bên trong, tốt, thọ huynh mời. Tiêu phàm một tay chắp sau lưng, từ tốn nói, thân sắc chấn định, cùng thọ trưởng quý cùng một chỗ, nhanh chân tiến vào nội đình. Nội đình trong một gian mật thất, một tên lam sam văn sĩ một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu, chính đang chậm rãi dạo bước, nhìn thấy hai người vào cửa, lúc này mới xoay người lại, mỉm cười, nói. Tiêu đạo hiếu, hạnh ngộ, tiêu phàm hai mắt khẽ híp một cái, vậy mà là người quen, tên này Lam Sam Văn Sĩ, chính là tại tiểu hương các hàng năm giao dịch hội bên trên, bị bàng phu nhân đẩy kém chút xuống đài không được vị kia hậu kỳ đại ma tôn. Chỉ bất quá tựa hồ đặt chân nguyên anh hậu kỳ không bao lâu, ngay tại vững chắc cảnh giới. Ngược lại là không nghĩ tới, cùng mình giao dịch người sẽ là hắn đại ma tôn hạnh ngộ tiêu phàm hai tay ôm quyền làm lễ khách khí nói thọ trưởng quỹ bận biểu tức giới thiệu nói tiêu huynh vị này là chân đạo hiếu sơn hà thư viện bác văn các thủ tỏa đại giáo tập tiêu phàm không khỏi giật mình sơn hà thư viện cũng là thiên ma đạo tạo thành tông môn một trong nghe nói rất sớm trước kia là nho gia truyền thừa thuộc về chính đạo tông môn nhưng tu luyện công pháp dần dần trạch hướng chính đạo quỹ tích hướng ma đạo tà tu dựa vào cuối cùng trở thành ma đạo tà tu tông môn, đồng thời gia nhập thiên ma đạo. Tại thiên ma đạo tạo thành trong tông môn, thực lực còn không tính nhỏ, là thiên ma đạo rất trọng yếu tạo thành tông môn một trong. Sơn Hà này thư viện truyền nhân, nhìn qua ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã, nhiễm nhiên uyên bác chi sĩ. Kỳ thật tu luyện công pháp cực kỳ tàn bạo huyết tinh, mảy may cũng không tại tây nhung giáo thiên ma tông phía dưới, người tu luyện không thể tránh né phải bị công pháp ảnh hưởng, tác phong làm việc cũng người điểm tà ác nếu không phải vị kia bàng phu nhân địa vị cực lớn, chỗ dựa rất cứng, chỉ sợ sớm đã mất mạng tại vị này chân đạo hữu thủ hạ. Nhưng nghĩ đến ngày sau chỉ cần có cơ hội, chân đạo hữu cũng tuyệt không ngại hảo hảo giáo huấn kia không biết trời cao đất rộng nữ nhân dừng lại. Đại giáo tập, tiêu phàm lần nữa có chút không người, thì lễ một cái. Tại cái này dị giới tha hương, hết thầy cẩn thận để ý cho thỏa đáng. Lam sam văn sĩ mỉm cười, tiếp tục vuốt dâu, nhiều hứng thú đánh giá tiêu phàm, cũng bất lễ để tiêu phàm liền cái, dò xét vài lần về sau, đột nhiên hỏi, tiêu đạo hiếu từ đâu mà đến? tiêu phàm song nghi có chút nhân lại, chuyển hướng một bên thọ trưởng quỹ hỏi, thọ huynh cái này là ý gì? chẳng lẽ hôm nay không là tới nơi này giao dịch không linh thạch sao? thọ trưởng quỹ cười hắc hắc nói, đã đại giáo tập xin hỏi, tiêu huynh hảo hảo trả lời là xong. mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, nhưng nụ cười kia lại giả mô hình giả thức phải vô cùng không hề nghi ngờ, trong lúc này có chút mở ám. Nguyên bản thọ trưởng quỹ còn có thể lại giả giả vờ tiếp, bất quá nghĩ đến hắn cảm thấy có đường đường hậu kỳ đại ma tôn tọa chấn, chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ kẻ ngoại lai. Còn có thể lật được nổi cái gì gợn sóng, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vừa nghĩ đến đây, tiêu phàm khẽ gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía lam sam văn sĩ, từ tốn nói. Chân đạo hiếu, có lời gì mời nói thẳng đi, lam sam văn sĩ đầu tiên là khẽ giật mình lập tức lắc đầu cười nói tiêu đạo hữu rất kiên cường nếu như chân mỗ không có cha cha rõ ràng thật đúng là sẽ bị ngươi hù dọa bất quá nha hôm nay đã tiêu đạo hữu đến nơi này vậy vẫn là thành thật trả lời vấn đề của ta mới tốt không nên nghĩ đùa nghịch hoa gì súng tiêu phàm nhàn nhạt nhìn xem hắn sắc mặt rất bình tĩnh lam sam văn sĩ cũng không thèm để ý phối hợp nói tiêu đạo hữu tiền tài không để ra ngoài đạo lý này người kỳ thật hẳn là hiểu đạo hữu nếu quả thật chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Lại tại như thế giao dịch hội bên trên, công nhiên lấy ra ba viên, cửu linh đan, không cảm thấy quá trương dương sao. Làm như vậy, rất dễ dàng bị người hữu tâm để mắt tới. Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, thành như lam sam văn sĩ lời nói, lần kia đúng là có chút trương dương. Chỉ bất quá phía sau mấy tháng, đều không có xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng liền nhạt, ai biết được ngọn nguồn còn là bị người hữu tâm để mắt tới tu chân giới quả nhiên từng bước khó đi, chân đạo hiếu, ta muốn biết, người cực phẩm không linh thạch mang có tới không. Mắt thấy Lam Sam văn sĩ còn muốn líu lo không ngừng, tiêu phàm liền không khách khí chút nào đánh gãy hắn, hỏi. Lam Sam văn sĩ lần nữa sững sờ, có chút bất khả tư nghị nhìn qua tiêu phàm. Làm sao, chẳng lẽ người này còn nhìn không ra trước mắt vị trí hoàn cảnh A, thế mà còn đang suy nghĩ lấy cực phẩm không linh thạch sự tình. Người này đến cùng lại yên tâm có chỗ dựa chắc, hay là phô trương thanh thế hoặc là trực tiếp chính là đầu óc hư mất, Lam Sam Văn Sĩ cảm thấy rất có thể thật là đầu óc hư mất. Chố mắt qua đi, Lam Sam Văn Sĩ cười ha ha một tiếng, nói. Tiêu đạo hữu quả nhiên rất kỳ hoa, lúc này còn băn khoăn không linh thạch. Tốt, ta liền nói cho người biết, cực phẩm không linh thạch ta có, mà lại mang ở trên người. Lần này, tiêu đạo hữu hẳn là hài lòng đi, thân sắc trên mặt, tràn đầy chiêu tức trị ý. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, nói, dạng này rất tốt, chúng ta có thể giao dịch, Trần Đạo Hiếu không ngại đưa ngươi không linh thạch lấy ra, nghĩ trao đổi cái gì cũng xin nói rõ, chỉ cần giá cả hợp lý, ta nghĩ khoản giao dịch này hẳn là có thể đạt thành. Lam Sam văn sĩ nhìn xem hắn, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thọ trưởng quỹ cũng cười ha ha, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu nói: Tiêu Đạo Hiếu, ngươi có thể không tốt như vậy cười sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, chúng ta căn bản là không có dự định cùng ngươi giao dịch thứ gì. Ngươi hay là nói thực ra đi người đến cùng từ đâu tới đây tại thiên ma thành thu thập nhiều như vậy không gian vật liệu muốn làm gì người ăn ngay nói thật có lẽ đại giáo tập sẽ còn thả ngươi một con đường sống tiêu phàm song nghi nhào lên lạnh lùng quét thọ trưởng quỹ một chút từ tốn nói thọ trưởng quỹ tiểu hương các chẳng lẽ không phải một gian cửa hàng a à? lúc nào biến thành cản đường ăn cướp cường đạo rồi thiên ma thành giống như cũng không có loại quy củ này a à? quy củ ngươi cùng ta giảng quy củ vậy thì tốt ta liền nói cho ngươi biết ở đây ta chính là quy củ làm sam văn sĩ tiếng cười to im bặt mà dừng bỗng nhiên tiếp cận tiêu phàm lạnh như băng nói không sai tiêu đạo hiếu người hay là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ tốt nhưng tuyệt đối đừng chọc giận đại giáo tập người một cái kẻ ngoại lai có lẽ không rõ ràng sơn hà thư viện thủ đoạn nếu thật là chọc giận đại giáo tập nhưng cũng không phải là dưới mắt tốt như vậy nói chuyện bao ăn no gọi ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thọ trưởng quỹ cũng lạnh lùng quát cổ tay khẽ đảo lấy ra một mảnh ngọc bài, chân nguyên pháp lực hướng ngọc bài bên trong rót vào, ngọc bài lập tức hào quang tỏa sáng, tiêu phàm có thể rõ ràng cảm ứng được, nơi đây tất cả pháp trận cấm chế đều đã mở ra, trong ngoài hết thảy tin tức triệt để che đậy. Coi như cái này đình trong nội viện đánh cho long trời lở đất, chỉ cần cấm chế không có phá đi, bên ngoài cũng là tuyệt đối không biết. Thọ trưởng quỹ cố ý đem hắn linh ở đây, sớm đã làm tốt ăn cướp hết thảy chuẩn bị, tuyệt không cho phép hắn chạy mất. Tiểu bối, giao ra trên người ngươi tất cả tài vật, lại buông ra thần trí của ngươi để ta gieo xuống cấm chế từ nay về sau vĩnh viễn trở thành nô bộc của ta ta liền tha cho ngươi khỏi chết lam sam văn sĩ lạnh lùng quát hai mắt thả ra lam mang ta khí bức người tiêu phàm liền cười trong tươi cười mang theo nói không nên lời khinh miệt cùng mỉa mai chi ý các hạ hẳn là coi là bằng hai người các ngươi thật có thể thắng được ta a à. một lời chưa tất tiêu phàm thân thể nhoáng một cái bỗng nhiên liền từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau một khắc Thọ Trưởng Quý bên người không khí một trận gợn nước vặn vẹo, Tiêu Phàm thân ảnh tại bên cạnh hắn hơn một trượng chỗ hiển hiện ra. Thuấn Di thuật, Thọ Trưởng Quý hoảng hốt, lên tiếng kinh hô, thực tế không nghĩ tới, gặp tình hình như vậy, đối mặt một tên hậu kỳ đại ma tôn. Tiêu Phàm vậy mà lại xuất động thủ trước, nửa phần giả mượn cũng vô, đồng thời Thuấn Di thuật xuất thần nhập hóa, hắn ngay cả một điểm đề phòng đều không có. Tiêu Phàm trong chấp nhoáng liền giết tới phụ cận, Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, một thanh lóng lánh thanh kim sắc quang mang trường kiếm liền đã nắm trong tay. Tiếng gió rít gào, lật tay một cái, trường kiếm liền hướng thọ trưởng quỹ tật bổ mà đi. Trong nháy mắt này, tiêu phàm trên thân khí thức tăng vọt. Đảo mắt đã đột phá Nguyên Anh sơ kỳ bình cảnh, thẳng tới trung kỳ cảnh giới, đồng thời ẩn ẩn tiếp cận với Nguyên Anh trung kỳ đại thành tiêu chuẩn. Những năm này mặc dù một mực tại thất dạ giới bôn tẩu, tiêu phàm nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua tu luyện, đại lượng linh đan diệu dược, làm cho hắn tiến bộ tốc độ vượt xa bình thường cùng giai tu sĩ. Thọ trưởng quỹ chỉ là dựa vào lấy lam sam văn sĩ tình thế, cáo mượn oai hùng, hắn cảnh giới của mình, bất quá là nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn mà thôi, mà lại qua nhiều năm như vậy, một mực đợi tại thiên ma thành tiểu hương các, rất ít ra ngoài qua, kinh nghiệm tác chiến cùng tiêu phàm tương đối mà nói, quả thực là một cái dưới đất một cái trên trời, hoàn toàn không thể đánh đồng. Mắt thấy tiêu phàm nhanh như thiểm điện đánh tới, lập tức luống cuống tay chân, cổ tay khẽ đảo, cũng cầm một thanh sáng như tuyết trường kiếm, vội vàng hấp tấp hướng lấy tiêu phàm thanh kim sắc lưới kiếm nghênh kích đi lên. Hắn cũng cảm ứng được tiêu phàm trên thân khí tức biến hóa, biết tiêu phàm tu vi thật sự vượt xa mình, bất quá hắn nguyên bản liền không có trông cậy vào dựa vào mình lực lượng một người, có thể thắng được tiêu phàm, chỉ cần có thể ngăn trở tiêu phàm một chiêu nửa thức, làm sam văn sĩ liền sẽ kịp thời xuất thủ. Tiêu phàm tu vi lại cao, cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, đối mặt một tên hậu kỳ đại ma tôn lôi đình chi nộ, vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, nơi nào còn đằng đạt được tay tới đối phó hắn. Lúc trước cùng Lam Sam văn sĩ thương nghị lập kế hoạch, hắn cũng là kèm ở ký đuôi, chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ là được, trọng yếu nhất chính là trưởng khống tốt nơi đây cấm chế, cũng đừng làm cho ngoại lai này người thừa cơ đào thoát rơi. Dù coi như như thế, thọ trưởng quỹ cũng vẫn là đánh giá thấp tiêu phàm chân thực chiến lực. Hắn cho là mình có thể đỡ nổi tiêu phàm một chiêu. Thực tế là quá đề cao mình, răng rắc xong kiếm tương giao thọ trường quỹ không khỏi ngây ra một lúc, hai thanh trường kiếm đồng thời bẻ gãy. Kết quả như vậy, thực tế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trường kiếm của hắn chỉ là kiện phổ thông pháp bảo, trong lúc cấp thiết, thậm chí ngay cả một nửa uy lực cũng không từng kích phát ra đến, bị một chảm hai đoạn, cũng không kỳ quái. Làm sao tiêu phàm trường kiếm cũng đoạn mất, mà lại gãy thành mười mấy đoạn. Quả thực chính là phấn thân toái cốt, nhưng là sau một khắc, những cái kia kiếm gãy liền biến thành thanh đoạn kiếm màu vàng, chừng 12 chuôi nhiều, gào thét lên hướng hắn cắt mà xuống, tốc độ nhanh chóng, không cùng luân so. Đại giáo tập, cứu mạng, thọ trưởng quỹ lập tức dọa đến hồn phi thiên bên ngoài, rắt cổ kêu to lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chỉ bất quá, lúc này nói cái gì đều đã trễ. Siêu siêu âm thanh bên trong, 12 chuôi vảy rồng đoàn kiếm từ hắn bên tai gào thét mà qua, thọ trưởng quỹ dọa phải chăm chú nhắm mắt lại, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, lập tức bị chăm chú trói lại, rốt cuộc không thể động đậy đợi ngày khác mở mắt lần nữa, lại phát hiện mình vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bất quá bị một đầu cơ hồ trong suốt dây thừng một mực trói lại, nửa phân đều dãy ruộng không được. Bóng người lóe lên, tiêu phàm như bóng với hình, bỗng nhiên liền đến trước người hắn, năm ngón tay luân chuyển, mấy chục đạo kinh khí bắn ra, trong chốc lát phong bế thọ trưởng quý quanh thân yếu huyệt, thọ trưởng quý chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều trở nên mất thăng bằng, cả ngón tay đầu đều không động đậy. Thọ trưởng quý kinh hãi muốn tuyệt, chỉ muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Ai ngờ ngay cả miệng đều không căng ra, chỉ có thể lấy ánh mắt hướng Tiêu Phàm ra hiệu, biểu thị mình nguyện ý thần phục, hy vọng Tiêu đạo hữu tha nó một mạng. Chỉ tiếc, Tiêu Phàm mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút, thân thể nhất chuyển, liền đã trực diện Lam Sam Văn Sĩ. Tiêu Phàm như thế gọn gàng thu thập Thọ Trưởng Quý, cũng hoàn toàn ra khỏi Lam Sam Văn Sĩ ngoài ý liệu. Dù coi như lấy hắn hậu kỳ đại ma tôn thủ đoạn, ngang tay đối đầu, muốn một chiêu liền đem Thọ Trưởng Quý cầm xuống, tựa hồ cũng không nhỏ độ khó. Đương nhiên ngoại lai này tiểu bối chiếm đánh lén tiện nghi mà lại món kia binh khí có chút cổ quái thọ trưởng quỹ lại coi là ổn thao phần thắng chưa kịp phòng bị lúc này mới mắc lừa bằng không mà nói thọ trưởng quỹ cũng tuyệt không đến mức như thế không tốt rất tốt không nghĩ tới người ẩn nặc vật cũng rất cao minh lam sam văn sĩ tiếp cận tiêu phàm hai tay rủ xuống trên mặt cơ bắp nhẹ nhàng run rẩy một chút lạnh lùng nói bất quá cứ như vậy ta liền càng phải bắt được ngươi ngươi dịch dung giả dạng lẫn vào thiên ma thành bên trong, lại lượng lớn siêu tập không gian vật liệu, khẳng định giáp tâm hại người. Bản tỏa đã thân là thiên ma đạo đại ma tôn, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi tại mí mắt ta từ dưới mặt đất dở trò. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, trong tươi cười khinh miệt cùng khinh thường chỉ ý cực kỳ rõ ràng. Ăn cướp chính là ăn cướp, tu chân giới cường giả vi tôn, cũng không có gì tốt che giấu, các hạ cần gì phải như thế giả mù sa mưa. Người đánh thắng ta, tự nhiên muốn thế nào được thế nấy nói nhảm nhiều như vậy làm gì tiêu phàm thanh âm vẫn như cũ bình thản đối mặt một vị hậu kỳ đại ma tôn không có chút nào vẻ sợ hãi mắt thấy tiêu phàm chấn định như thế lam sam văn sĩ liền có chút kinh nghi bất định thử thăm dò nói hậu sinh người thành thật nói ra xuất thân của ngươi lai lịch giả dụ cùng ta sơn hà một phái có chút liên quan nhìn tại ngươi sư môn phân thượng bản tòa cũng không phải là không thể tha cho ngươi một cái mạng tiểu tử này mạnh sát chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ Lam Sam văn sĩ cũng không thế nào để vào mắt, bất quá dạng này không có sợ hãi, hẳn là chỗ dựa cường ngạnh. Quả thật như thế, nhưng cũng phải cẩn thận cân nhắc một phen, cũng không nên gây chút phiền toái không cần thiết. Thiên ma đạo cố nhiên uy chấn thiên hạ, lại không có nghĩa là thiên ma đạo mỗi người đều có thể hoành hành không sợ, không đem những tông môn khác cùng cao thủ để vào mắt. Tỷ như một chút ngộ linh kỳ lão tổ dòng chính vãn bối, liền tốt nhất không nên đi trêu chọc. Không phải, trêu đến những lão quái vật kia tức giận, dù coi như là thiên ma đạo tổ ra mặt cũng không tốt chấm dứt mắt thấy tiêu phàm tuổi còn trẻ liền tu luyện tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới ẩn ẩn đã đạt đến tại đại thành chỉ sợ lai lịch bất phàm tiêu phàm cười cười nói tại hạ xuất thân lai lịch cũng không nhọc đến đại giáo tập nhọc lòng chỉ cần đại giáo tập cùng ta công bằng giao dịch tại hạ liền ngày hôm nay việc này chưa từng phát sinh qua như thế nào lam sam văn sĩ sắc mặt lập tức chìm xuống dưới lạnh lùng nói hậu sinh Ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Ta đây là cho ngươi một cái sống sót cơ hội Chẳng lẽ ngươi cho rằng Dựa vào ngươi chút tu vi ấy Thật đúng là có thể tại bản tỏa thủ hạ chạy thoát A à? Nơi này cấm chế Là bản tỏa tự mình ra cố Đừng bảo là ngươi Liền xem như hậu kỳ đại ma tôn Muốn tùy tiện rời đi nơi này đều tuyệt đối không thể Tiêu phàm cười nhạt một tiếng Nói như thế tốt nhất Tiêu mỗ cũng không muốn làm dư luận xôn xao Bất kể nói thế nào các hạ cũng là vị hậu kỳ ma tôn, nếu như tại trước mặt mọi người giết ngươi, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Thật sao? Lam Sam Văn Sĩ quả thực không thể tin vào tai của mình, há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Tiểu tử cuồng vọng hắn gặp qua không ít, nhưng giống Tiêu Phàm cuồng vọng như vậy, hắn thật đúng là lần đầu kiến thức. Ngươi yên tâm, ta sẽ không một chút giết chết ngươi, ta sẽ từ từ giết ngươi, một mực giết tới chính ngươi cầu ta mới thôi. Lam Sam Văn Sĩ cười lạnh, nói từng chữ từng câu. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu não bỗng nhiên có chút mê muội, không có chút nào báo hiệu, hoàn toàn đột nhiên xuất hiện, tựa hồ cùng Lam Sam Văn Sĩ lời nói có quan hệ, Lam Sam Văn Sĩ thanh âm giữa bất tri bất giác trở nên quái dị, mang theo một loại nào đó ma tính, tà khí bức người. Ngay tại Tiêu Phàm cảm thấy đầu não mê muội nháy mắt, Lam Sam Văn Sĩ cổ tay khẽ đảo, một quyền trần cựu cổ phác thẻ che nổi lên, lóng lánh nhàn nhạt thanh quang, lộ ra cực kỳ cổ phác cực kỳ thần bí. Cùng loại cổ lão trúc sách binh khí hoặc là pháp bảo, tiêu phàm thật đúng là lần đầu kiến thức. Chỉ thấy Lam Sam văn sĩ hai tay khẽ động, trúc sách dần dần triển khai, lập tức huyết quang chói mắt, từng cái đỏ tươi chữ triện từ trúc trên sách bay múa mà ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành vài tấc lớn nhỏ chữ triện trạng đồ án, hướng tiêu phàm bay múa mà đến, chợt nhìn đi, tựa như có ân máu đỏ tươi từ chữ triện bên trên một chút xíu rơi xuống, kịch liệt mùi máu tanh, bay thẳng chóp mũi, tiêu phàm cảm giác hôn mê càng sâu. Lam Sam văn sĩ cười lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm, Triện Văn Phi vuốt tốc độ càng nhanh, tại Tiêu Phàm quanh người dần dần hình thành một cái từ chữ triện tạo thành kén, đem Tiêu Phàm chăm chú bao vây lại, máu me đầm đìa mà hạ. Theo thẻ che trầm chậm triển khai, huyết sắc chữ triện cũng càng ngày càng nhiều, làm Sam Văn Sĩ miệng bên trong chú ngữ càng niệm càng nhanh, kén máu càng ngày việt hậu, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cái này vô biên huyết khí đang dần dần thấm vào da thịt của mình, một chút xíu ăn mòn ô nhiễm thần hồn của mình, chẳng những cảm giác hôn mê càng ngày càng nặng. Trong lòng càng là không khỏi vì đó dâng lên một cỗ e ngại khủng hoảng chi ý. Mặc dù biết rõ cái này là đối phương tà thuật, nhất định phải lập tức phản kháng, toàn thân trên dưới lại một chút khí lực đều đề lên không nổi, trong lòng vẻ sợ hãi càng thêm đâm sâu vào, dần dần, thậm chí ngay cả phản kháng ý chí đều tại bị một chút xíu làm hao mòn. Lang Tà thư viện danh xưng là học thuật nho ra một nhà, nó công pháp truyền thừa vậy mà như thế tà ác, tựa như so rất nhiều tiếng xấu rõ ràng ma đạo tông môn truyền thừa còn hơn lam sam văn sĩ mắt thấy kén máu bên trong tiêu phàm buồn ngủ càng ngày càng là không tốt trong lòng không khỏi đại hỷ nguyên bản thấy tiêu phàm nhất cử đem thọ trưởng quý cầm xuống lôi đình thủ đoạn trong lòng của hắn cũng không khỏi lẩm bẩm cái này trẻ tuổi hậu bối thần thông không nhỏ xem chừng muốn lấy hắn tất nhiên là một trận ác chiến quyết định thật nhanh liền quyết định đối tiêu phàm thi triển thần hồn công kích hiện tại xem ra quyết định này cực kỳ chính xác tiểu bối này luyện thể thần thông cao minh am hiểu chém giết gần người nhưng giới hạn trong tuổi tác, chân thực cảnh giới có hạn, thần hồn chi lực nhất định yếu kém, vô luận như thế nào cũng không thể cùng bọn hắn loại này tu luyện mấy trăm năm nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn đánh đồng. Lấy thần hồn chi thuật công kích hắn, chính là đúng bệnh hốt thuốc. Mặc dù tiêu phàm dịch dung giả dạng về sau, ẩn tàng mình chân thực tướng mạo, nhưng mà cao thủ chân chính, còn có thể cảm ứng được, hắn tuổi thật không lớn. Lấy cảnh giới của hắn, nghĩ phải nhanh chóng tăng lên chiến lực, chỉ có thể kiếm tàu thiên phong, tu luyện cao minh luyện thể thuật, tự nhiên là một đầu đường tắt. Bất quá cứ như vậy, nhược điểm khẳng định cũng cực kỳ rõ ràng. Suốt cục, làm sam văn sĩ trong tay trúc sách toàn bộ triển khai, một thiên hoàn chỉnh chú ngữ niệm xong, bao khỏa tiêu phàm kén máu cũng biến thành cực kỳ dày đặc, huyết quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên đang toàn lực công kích tiêu phàm nguyên thần, chỉ cần nguyên thần bị triệt để ô nhiễm, tiểu bối này chính là cá trong chậu, mặc kệ nắm. Đến lúc đó, nhất định phải để tiểu bối này hảo hảo nếm thử muốn sống không được muốn chết không xong tư vị tiểu bối này xuất thủ xa hoa như vậy nghĩ đến thân gia cũng nhất định phong phú vô so đối linh thạch loại hình lam sam văn sĩ ngược lại cũng không quá để vào mắt trên người người này tựa hồ mang theo không ít linh đan linh dược đây mới là lam sam văn sĩ lấy đường đường hậu kỳ đại tu sĩ tri tôn không tiếc mặt mũi làm lên ăn cướp hoạt động nguyên nhân lam sam văn sĩ trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nhe răng cười miệng bên trong niệm chú thanh âm lại càng ngày càng nhanh hai tay xòe ra từng đạo chân nguyên pháp lực liên tục không ngừng rót vào đến kén máu bên trong, kén máu cũng càng thu càng chặt, rất nhanh liền sẽ đại công cáo thành. Liền tại Lam Sam văn sĩ lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm, chỉ nghe phích lịch một tiếng, kinh thiên động địa. Một đạo thô to ngân sắc hồ quang điện, bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, trùng điệp đánh vào kia kén máu phía trên, hậu thổ khí tức sôi trào mãnh liệt, tứ tán bay dương. Mậu thổ thần lôi, Lam Sam văn sĩ giật nảy cả mình, kêu lên, chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia kén máu liền bỗng nhiên nổ bể ra đến, tựa như từng con hỏa hồng hồ điệp, từng mảnh bay múa, một cỗ cường đại tuyệt luân hạo nhiên chính khí, dâng lên mà ra, hướng Lam Sam văn sĩ lăn lăn đi, thế không thể đỡ. Hạo nhiên chi khí, Lam Sam văn sĩ càng là trợn mắt hốc mồm, bất kể nói thế nào, Sơn Hà Thư Viện cũng là nho học một mạch, chỉ là đi đến tà trên đường, nhưng nuôi hạo nhiên chi khí, lại là chính tông nho gia truyền thừa tất nhiên chi đạo. Tiêu phàm hạo nhiên chính khí, chính đại đường hoàng, thuần khiết vô so, làm sam văn sĩ tự nhiên lập tức liền có thể cảm thụ được. Lại nghĩ không ra, tiêu phàm vậy mà là tu sĩ chính đạo, mà lại là hạo nhiên chi khí chính tông truyền thừa. Sớm biết như thế, thì quyết không thể dùng thần hồn công kích chi thuật tới đối phó hắn. Sơn Hà Thư Viện bàng môn tả đạo, gặp được chính tông nhất hạo nhiên chi khí, trời sinh liền bị khắc chế 3 phân, 10 thành uy lực có thể phát huy ra 7 thành coi như rất không tệ. Chỉ là, hắn rõ ràng tại tiêu phàm trên thân cảm nhận được chính tông nhất ma khí, thậm chí còn kèm theo yêu thú khí tức. Điểm này là tuyệt sẽ không sai, ở trong đó đến cùng có thứ gì cổ quái, trong lúc nhất thời, lại nơi nào nghĩ được rõ ràng. Tiêu phàm tựa hồ cũng chưa cho hắn quá nhiều thở dốc thời gian, thân thể nhoáng một cái, liền ở tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu bối này lại muốn thi triển thuấn di thuật, dùng hắn sở trường nhất chém giết gần người chi kỹ tới đối phó mình. Lam Sam văn sĩ thầm kêu một tiếng không tốt, lại nơi nào chịu để tiêu phàm tọa nguyện, không cần suy nghĩ, dưới chân khẽ động, liền muốn hướng bên cạnh lóe lên mà đi. Chém giết gần người, hắn nhưng cũng không am hiểu, vô luận như thế nào đều muốn cùng tiểu bối này kéo dài khoảng cách, áp sát quá gần, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Phải nói, vị này Sơn Hà thư viện đại giáo tập, từ đầu đến cuối, đầu não phi thường thanh tỉnh, quyết sách cũng hoàn toàn chính xác. Nhưng có một chút, hắn là tuyệt đối không tưởng được. Đó chính là, Tiêu Phàm không phải một mình tác chiến. Hắn có giúp đỡ mà lại vị này giúp đỡ thực lực mạnh, thậm chí càng tại tiêu phàm bản nhân phía trên. Ngay tại Lam Sam văn sĩ thân thể đem động không động thời khắc, bỗng nhiên hai chân mắt cá chân siết chặt, thật giống như thêm hai đạo vòng sắt, một mực bóp chặt hai chân của hắn, nặng hơn vạn cân, đừng bảo là phi độn mà đi, liền muốn hơi nhúc nhích chút nào đó cũng là tuyệt đối không thể. Nói đến man lực, 10 cái sơn hà thư viện đại ma tôn cũng so ra kém một bộ thổ ma ngẫu. Lần này biến khởi khoảng khắc, dù là Lam Sam văn sĩ thân là đại ma tôn, trong lúc nhất thời cũng quá sợ hãi, toàn thân mồ hôi lạnh bá liền xông ra, nháy mắt thẩm thấu trọng y. Đối mặt một vị đại ma tôn, tiêu phàm cũng ép căn bản không hề cho hắn cái gì cơ hội thở dốc. Thổ ma ngẫu mới vừa ra tay, tiêu phàm liền đã đến lam sam văn sĩ phụ cận. Long tượng nặng tay, qua trong giây lát, tiêu phàm hóa thân thành cao tới mấy trượng cự nhân, toàn thân cơ bắp từng cục, như là to như cột điện, một trường chân áp mà hạ. Lập tức cuồng phong gào thét, một cỗ không thể cùng kháng to lớn cự lực như là thái sơn áp đỉnh đập mạnh xuống tới, làm sam văn sĩ cơ hồ ngay cả khí đều không xuyên thấu qua được, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Thực tế không nghĩ tới, tiểu bối này luyện thể thuật vậy mà cường hãn đến tình cảnh như thế. Trong lúc này, hắn căn bản liền không có thời gian suy nghĩ khác, không nói hai lời, khí sâu đan điền, quát lên một tiếng lớn, hai tay giơ lên, liền hướng vào đầu trấn áp xuống cự trưởng nghinh kích đi lên. Hắn cũng biết, lang tà thư viện truyền thừa không lấy nhục thân cường hoành tăng trưởng, cùng luyện thể sĩ chém giết gần người, lấy cứng trọi cứng thực tế ngu xuẩn nhất đấu pháp, chỉ là lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai cỗ lực đạo oanh một tiếng, đụng vào nhau. Kết quả không chút huyền nhiệm, làm Sam văn sĩ mặc dù là hậu kỳ đại ma tôn, nhục thân độ cường hoành so sánh với tiêu phàm, nhưng khác biệt nhìn giảm. Long tượng nặng tay cơ hồ không có chút nào trì trệ, chân áp xuống phốc máu bắn tung tóe trong nháy mắt lam sam văn sĩ đã cốt nhục thành bùn tiêu phàm không khỏi nao nao mặc dù hắn đối long tượng nặng tay rất tự tin biết cứng đối cứng lam sam văn sĩ tuyệt đối không phải là đối thủ của mình nhưng mà đối phương dù sao cũng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ bị một trường đánh chết tiêu phàm vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin dạng này đại ma tôn cũng không tránh khỏi quá yếu một chút bất quá sau một khắc tiêu phàm liền biết mình sai Ba một tiếng vang nhỏ, mấy trượng bên ngoài, làm sam văn sĩ hiện thân mà ra. Nhìn qua ngược lại là lông tóc không thương, nhưng mà lại sắc mặt tái nhợt, khí tức so sánh với lúc trước yếu không ít, chỉ miến cưỡng bảo lưu lấy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã ra nguyên anh hậu kỳ tiêu chuẩn. Mà hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, xác thực có một bộ phá thành mảnh nhỏ thi thể, mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi. Tuyệt không phải giả mạo, đồng mệnh huyết khôi lỗi, tiêu phàm song mi có chút sơ lên, nói, thần sắc giật mình. Cái gọi là đồng mệnh huyết khôi lỗi là thất giả giới đặc hữu xưng hô, tại Nam Châu Đại Lục, cũng có vật tương tự, gọi thay cướp khôi lỗi, đều là lấy tự thân tinh huyết trải qua thời gian dài đặc biệt luyện chế mà thành huyết khôi lỗi. Thời khắc mấu chốt, có thể thay mận đổi đào, vì chính mình cản qua một kiếp. Thiên diệu thần phù trong bí kíp, cũng ghi chép có một loại cực kỳ thần kỳ phù lục, gọi bản mệnh thay cướp phù. Cùng chân nguyên phù đồng dạng, nhất định phải ở trong cơ thể mình trải qua thời gian dài bồi dưỡng, mới có thể phát huy thay cướp công hiệu. Tại thể nội bồi dưỡng thời gian càng dài, thay cướp hiệu quả liền càng rõ hiền. Nhưng bất kể là ai, cùng một thời gian đoạn bên trong, chỉ có thể bồi dưỡng một viên bản mệnh thay cướp phù. Muốn cùng tờ phù lục này sử dụng về sau, mới có thể tiếp tục bồi dưỡng viên thứ hai. Bất quá muốn phát huy tác dụng, kia lại là mấy chục năm chuyện sau đó. Mà lại cùng là một người, cả đời chỉ có thể bồi dưỡng ba cái bản mệnh thay cướp phù. Ba cái thay cướp phù sử dụng hết, Mặc kệ người chế phù thuật cỡ nào cao minh, tu vi cỡ nào tinh thâm, đều tuyệt đối không thể lại bồi dưỡng viên thứ tư. Đồng thời, bản mệnh thay cướp phù chỉ có thể tự mình luyện chế, người khác không cách nào thay thế. Cao minh như vậy phù lục, tu sĩ tầm thường tất nhiên là luyện chế không ra, trên thực tế, lấy tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử tại phù lục thuật bên trên tạo nghệ, luyện chế cái này mai bản mệnh thay cướp phù, cũng kinh lịch mấy chục lần thất bại, cuối cùng mới rất may mắn ngẫu nhiên luyện chế thành công. Bây giờ cái này hai viên phù lục bồi dưỡng tại Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên tử thể nội bất quá mười mấy năm khoảng chừng, vừa có thể dùng, nhưng hiệu quả tự nhiên không tốt. Cũng may Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên tử cho tới bây giờ, còn không có bị người bước đến dạng này tuyệt cảnh, ngược lại là có thể dù bận vẫn ung dung tiếp tục bồi dưỡng. Cũng không nghĩ tới, cái này Lam Sam Văn Sĩ vậy mà cũng luyện chế thần kỳ như vậy thay cước khôi lỗi. Nếu không, tại Tiêu Phàm cùng thổ ma ngẫu giáp công phía dưới, nhưng không có dễ dàng như vậy thoát thân coi như không chết ngay lập tức tại chỗ, cũng không khỏi bản thân bị trọng thương. Tiểu bối, xem như ngươi lợi hại, làm sam văn sĩ hung tợn trừng tiêu phàm một chút, oán độc vô so. Bất quá người này đến cùng không hổ là hậu kỳ đại ma tôn, vô cùng có quyết đoán, mắt thấy mình tính toán không thành phản bị người mưu hại, liền quyết đoán kịp thời, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn hướng ngoài mật thất chạy gấp mà đi. Còn muốn đi, đúng lúc này, một cái thanh âm ông ông bỗng nhiên tại phía sau hắn vang lên chính là thổ ma ngẫu. Tự nhiên, mở miệng nói chuyện không phải thổ ma ngẫu, mà là thần toán tử ứng linh trạch. Tại thiên ma thành, đa số thời điểm, thần toán tử chỉ có thể đợi tại tiêu phàm trong không gian giới chỉ, thực tế khí muộn cực kỳ, bây giờ thật vất vả ra hít thở không khí, còn không thế nào đánh đâu. Vị này lan tà thư viện đại giáo tập liền nghĩ đi, thần toán tử làm sao có thể như ước nguyện của hắn. Người nào, làm sam văn sĩ bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lại chỉ thấy trước mắt kim quang chấp loạn, vô số rực rỡ người người tiền tài như mưa rơi chút xuống tiền tài bên trên lộ ra khí tức cường đại đến làm người sợ hãi đối thủ dù sao cũng là một tên hậu kỳ đại tu sĩ ứng linh trạch không có chút nào lưu thủ toàn lực ứng phó nơi này chính là thiên ma thành người này là thiên ma đạo nhân vật trọng yếu nếu là không cẩn thận để hắn rời khỏi tuyệt đối là đại phiền toái thông huyền linh bảo lam sam văn sĩ kinh hoàng chi dư nơi nào đến được đến phân biệt rõ ràng chỉ gọi phải nửa câu liền đã bị đầy trời tiền tài bao phủ nó hạ. Tiền tài bên trong, truyền đến Lam Sam văn sĩ vừa kinh vừa sợ tiếng gầm gừ. Tiêu phàm trong mắt tinh quang lóe lên, quanh thân mấy chục phiến thanh kim sắc phải rồng bay ra ngoài, trong khoảnh khắc liền tại bốn phía bố thành ba tầng vảy rồng kiếm trận. Trải qua hoàng đường luyện chế lại một lần qua 72 chuôi vảy rồng đoàn kiếm, chẳng những càng thêm sắc bén vô song, mà lại bởi vì chất liệu thuần túy, thao túng cũng càng thêm dễ dàng, cần tiêu hao thần niệm chi lực giảm mạnh. Một lát sau, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, vô số chói tiền tài tứ tán bay vụt, tiền tài đại trận bị ngạnh sinh sinh phá vỡ một cái động lớn, làm Sam văn sĩ từ đó bắn ra. chỉ bất quá thời khắc này đại giáo tập, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, vậy mà không có một miếng thịt là nguyên lành, bị cắt thành một cái huyết nhân. mà khí tức của hắn càng là trực tiếp ngã xuống nguyên anh trung kỳ cảnh giới, ngay cả đại tu sĩ tiêu chuẩn đều không thể lại bảo trì. cần biết xông phá ứng linh trạch đoạt mệnh tiền tài trận thế nhưng là làm cho hắn mạo hiểm tự bạo một kiện lớn uy lực pháp bảo, mới lấy may mắn lao ra. Có thể tại phòng chế thông huyền linh bảo tấn công mạnh phía dưới trốn được tính mệnh, đã coi như hắn vô cùng ghê gớm. Chỉ bất quá, vừa mới cởi một cái thân, còn đến không kịp thở một ngụm, phích lịch một tiếng, một đạo thô to vô so ngân sắc hồ quang điện, liền làm đầu oanh kích mà hạ. Đỉnh đầu truyền đến khí tức khủng bố, mảy may cũng không tại đoạt mệnh tiền tài phía dưới, thậm chí còn hơn. Làm sam văn sĩ sắc mặt tái xanh, không lo được chửi ầm lên, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng một bên phi thân né tránh. Không hề nghi ngờ, nếu là bị đạo này hồ quang điện đánh trúng, kia là tuyệt đối chết không toàn thây, hôi phi yên diệt. Tiêu phàm cũng không có trông cậy vào lôi quang bảo tháp một kích đem nó diệt sát, chỉ là để hắn càng thêm kinh hoàng thất thố, không cách nào đối xung quanh tình hình làm ra chính xác phán đoán mà thôi. Đối phó loại này chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú giang hồ lão thủ, liền nhất định phải lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, đem hắn nhất cử bước đến tuyệt cảnh. Nếu như đâu ra đấy, có công có thủ, cái này đánh rằng có cũng không biết muốn đánh tới khi nào. Coi như cuối cùng chiến thắng, chỉ sợ cũng thắng thảm. Giết người 10.000 tự tổn 3.000. Lam Sam văn sĩ luống cuống tay chân khó khăn lắm tránh đi ngân sắc phích lịch, chỉ cảm thấy quanh người hàn lóng lánh, toàn thân trên dưới hàn mau lập tức đều dựng lên. Hắn mặc dù cảnh giới đã rơi xuống đến nguyên anh trung kỳ, nhưng cảm ứng vẫn như cũng nhạy cảm vô so, không hề nghi ngờ, đây là lại một cái đại sát khí đã bước đến phụ cận. Cái này hậu sinh tiểu bối cùng hắn mang ngẫu, đến cùng có bao nhiêu đòn sát thủ không có xuất ra. Cũng may lần này đại sát khí, tựa hồ còn cho hắn một chút xíu thời gian thở dốc, không có như thiểm điện cắt đi, lập tức ngưng thần nhìn kỹ, lại là 24 chuôi thanh kim sắc quang mang lấp lánh đoản kiếm, chính hướng hắn khép lại, tốc độ nói nhanh không nhanh, nói chậm nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Vẩy rồng kiếm Lam Sam tu sĩ đến cùng không hổ là hậu kỳ đại tu sĩ, kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra đây là giao long chi lân phiến huyễn hóa mà thành đoàn kiếm. Mà lại là tốt nhất nhất giao long, rưỡi kim khí tức cường đại tới cực điểm, chưa tới gần, liền đã khiến người toàn thân hàn khí đại mạo, cắt phải làn da ẩn ẩn bị đau. Cứ như vậy một trì hoãn, phải dòng kiếm trận đã đến phụ cận. Lam Sam văn sĩ trên mặt hiện lên một vòng lại là kinh hoàng lại là thần sắc tức giận, hét lớn một tiếng, kia cổ phát thẻ che lần nữa nổi lên, đón gió căng phồng lên đảo mắt hóa thành một đạo rào chắn đem nó một mực hộ ở trung ương cái này trúc sách là hắn bản mệnh pháp bảo cả công lẫn thủ quả nhiên là bảo bối tốt bất quá ngày bình thường làm sam văn sĩ nhưng không nỡ đem cái này bản mệnh pháp bảo như thế sử dụng đây cũng quá ngang ngược chút dưới mắt tình thế cấp bách liều mạng lại là không lo được trong khoảnh khắc phải dòng kiếm trận liền cùng trúc sách biến thành rào chắn đụng vào nhau suy suy âm thanh bên trong thẻ che hào quang tỏa sáng lại không chút huyền niệm bị vảy rồng đoàn kiếm mở ra. Trộn lẫn vào kim giao vương bản mệnh vẩy rồng một lần nữa rèn luyện qua vảy rồng kiếm, mũi giao chi sắc bén, tại dạng này dưới cùng giao diện, đã coi như là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Thẻ che cố nhiên cả công lẫn thủ, riêng lấy sắc bén cứng cỏi mà nói, lại nơi nào là vảy rồng kiếm đối thủ. Chỉ bất quá kia trên thẻ trúc huyết sắc chữ triện không ngừng tung bay, mùi máu tanh sông vào mũi nồng đập, lại là có ô nhiễm bảo vật kỳ hiệu. Suốt cục, thẻ che biến thành rào chắn rốt cuộc ngăn cản không nổi, gào thét một tiếng, hóa thành điểm điểm huyết sắc hư ảnh, ở giữa không chung một góc, một lần nữa hóa thành một quyển sách tre, chỉ là thời khắc này trúc sách, khi tức giảm nhiều, trở nên cực kỳ ảm đạm, cho thấy phải bị thương cực nặng, không thông qua thời gian giải tĩnh dưỡng bồi luyện, chỉ sợ là khó khôi phục nguyên khí. Mà 24 chuôi vảy rồng đoản kiếm cũng uy lực hao hết, gào thét một tiếng, tứ tán bay đi. Làm Sam văn sĩ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể trùng điệp nhoáng một cái, kém chút xoay người ngã quỷ, vội vàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đem phun lên ngực máu tươi ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, nâng tay khẽ vẫy, đem trúc sách thu hồi lại, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn hướng ngoại kích xạ mà đi. Nhưng sau một khắc, hắn lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, hai mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Ong ong chi tiếng vang lên, hư giữa không trung, lại là 24 chuôi vảy rồng kiếm nổi lên, lóng lánh thanh kim sắc hàn quang, sắc bén khí tức, đâm thẳng cốt tủy chỗ sâu. Lam Sam văn sĩ mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng tuyệt vọng đến cực điểm thần sắc, hai mắt trong chấp nhoáng trở nên trống trơn, vô sinh cơ. Đạo hữu dừng tay, hết thảy dễ thương lượng, mắt thấy không may, Lam Sam văn sĩ hay là vội vã gọi một tiếng. Ai ngờ kỳ tích đúng lúc này phát sinh, 24 chuôi vảy rồng đoàn kiếm ở bên cạnh hắn hơn một xích chỗ ngạnh sinh sinh dừng lại, không có tiếp tục hướng phía trước, mà xa xa hư không, lại là 24 chuôi vảy rồng kiếm nổi lên. Nơi này ba tầng ngoài vảy rồng kiếm trận, nguyên bản liền dày đặc vô so, một tầng tiếp một tầng, không đem địch nhân cắt thành mảnh vỡ thể không bỏ qua. Tiêu phàm vững vàng lơ lửng tại kiếm trận bên trái trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lam sam văn sĩ, thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt. Ứng linh trạch hung tợn nói, có cái gì tốt thương lượng trực tiếp giết hắn, chấm dứt. Tránh khỏi lưu lại tai họa. lam sam văn sĩ kinh hãi, bận biểu tức nói, đạo hữu yên tâm, tuyệt không phải tai họa, tuyệt không phải tai họa. Sống chết trước mắt, dù coi như là hậu kỳ đại ma tôn cũng kinh hồn táng đảm nói năng lộn xộn tiêu phàm cười cười từ tốn nói chân đạo hiếu đã cầu xin tha thứ tổng cũng muốn biểu thị một chút thành ý a à. không phải để ta làm sao tin tưởng ngươi đây thành ý a à, đúng đúng thành ý thành ý lam sam văn sĩ đầu tiên là lắp bắp lập tức bừng tỉnh đại ngộ liên tục không ngừng lấy ra một cái chữ vật vòng tay hướng tiêu phàm thả tới vội vã nói tiêu đạo hiếu đây là ngươi muốn cực phẩm không linh thạch Tiêu phàm trung thực không khách khí, một phát bắt được chữ vật vòng tay, thần niệm chi lực đi đến tìm tòi, chốc lát, thoảng qua nhẹ gật đầu. Lam Sam văn sĩ còn thật không có nói láo, cái này chữ vật vòng tay bên trong xác thực chứa một nhóm cực phẩm không linh thạch, vô luận số lượng hay là chất lượng, hoàn toàn hợp tiêu phàm yêu cầu. Thấy tiêu phàm gật đầu, Lam Sam văn sĩ trong lòng lại hiện lên một chút hy vọng sống, liên tục không ngừng nói. Tiêu đạo hiếu, vị đạo hiếu này, tại hạ không nên ma quỷ ám ảnh, đánh tiêu đạo hữu chủ ý tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần, còn xin hai vị đạo hữu đại nhân đại lược, bỏ qua cho lần này. Tiêu phàm liền âm thầm lắc đầu, vị này, dù sao cũng là một vị hậu kỳ đại tu sĩ, tu chân giới đỉnh tiêm nhân vật. Vì mạng sống, vậy mà dạng này khúm núm nịnh bợ lời nói đều nói được. Thổ ma ngẫu trên mặt càng là lộ ra nhân cách hóa khinh bỉ cùng khinh thường chi tình. Thần toán tử tính tình là táo bạo chút, xương cốt cũng là thật cứng rắn, lúc trước vì một viên linh thạch cực phẩm, quả thực là cùng nguyên linh giáo đại giáo tôn đối nghịch bị người đuổi giết ngàn tỷ bên trong lại là từ đầu đến cuối không chịu khuất phục thấy lam sam văn sĩ như vậy không có xương cốt bộ dáng tự nhiên khinh bỉ hắn tới cực điểm tiêu phàm cười cười nói chân đạo hiếu tha cho ngươi một lần cũng không khó bất quá ai biết ngươi có thể hay không trở mặt không quen biết không có tuyệt đối không hội lam sam văn sĩ lại một tràng tiếng nói liền kém chỉ thiên họa địa thề phát thệ Đừng tin hắn, loại người này, nửa câu đều không tin được, nói không chừng lúc này, hắn liền đã ở trong lòng cúi đầu lấy một rời đi nơi này muốn như thế nào đối trả cho chúng ta. Nơi này chính là Thiên Ma Thành, nơi ở của hắn, muốn ta nói, không bằng lập tức đem hắn giải quyết hết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, ứng linh trạch liền ông ông nói. Kim quang lóe lên, sáng long lanh đoạt mệnh tiền tài cũng đã tế đến không trung, chói, kích động. Lam Sam văn sĩ lập tức dọa đến Hồn Phi Thiên bên ngoài, vội vã nói: Không có, vị đạo hữu này mời nhất định phải tin tưởng ta. Hai vị nếu không tin, ta có thể lấy thần hồn lập thể. Hai vị có thể tại ta thần hồn chỗ sâu gieo xuống cấm chế, Cam Đoan ta tuyệt không đổi ý. Lấy thần hồn lập thể, tại thần hồn chỗ sâu gieo xuống cấm chế, đều là lớn nhất lực chấn nhiếp cũng là hữu hiệu nhất khống chế người khác phương pháp. Tu chân giới không thiếu chủ bộc ở giữa, liền có loại này thần hồn khí ước trừ phi dưới cấm chế chi người chủ động giải trừ cấm chế, nếu bị dưới cấm chế người, cả đời đều thụ dùng thế lực bắt ép, không có bất kỳ cái gì kháng cự chi lực. Chỉ cần trong đầu vừa sinh ra đối chủ nhân bất lợi chi ý, thần hồn cấm chế lập tức phát tác, khiến người muốn sống không được muốn chết không xong, mà lại không có thuốc nào chữa được. Coi như mời cảnh giới cao minh được nhiều tiền bối xuất thủ trừ bỏ cấm chế, một khi bị nguyên chủ nhân phát giác, cũng có thể đoạt trước một bước dẫn phát cấm chế, giết người ở vô hình. Có thể nói, đây đã là biểu thị thần phục tối trung cực điều kiện. Làm Sam Văn Sĩ mắt thấy ứng linh trạch sát cơ tất trình, ngay lúc sắp mất mạng, liền cái gì đều không lo được. Thần hồn cấm chế cũng tốt, làm nô là bộc cũng được, trước cầu mạng sống lại nói. Còn lại, lại kiến cơ hành sự là xong, chỉ cần tính mệnh vẫn còn, liền có hy vọng, tính mệnh không có, cái gì đều là uổng công. Tiêu Phàm liền cười, cái này vốn là hắn dự định muốn làm, sở dĩ tại tối hậu quan đầu lưu thủ không giết tiêu phàm trong lòng cũng không phải là không có suy nghĩ. Nơi đây dù sao cũng là thiên ma thành, cái này họ chân lam sam văn sĩ chính là Sơn Hà Thư Viện Đại Ma Tôn, tại toàn bộ thiên ma thành đều là có mặt mũi đại nhân vật, mặc dù người này làm việc hèn mọn, lớn mất thân phận, cuối cùng không thể khinh thường. Như vậy đại nhân vật, chắc hẳn tại tổng đàn đều có lưu bổn mệnh lệnh bài, một khi diệt sát, lập tức liền sẽ khiến chấn động. Bây giờ truyền tống đại trận còn tại chứa trị bên trong, lại là 10 triệu không thể dẫn xuất như vậy đại phiền toái bất quá cứ như thế mà buông thang người này kia càng là tuyệt đối không được người này hứa hẹn cũng tốt lời thề cũng được đều là tuyệt đối không thể tin tưởng một cái có thể làm được ăn cướp hoạt động đại tu sĩ có gì tín dự có thể nói thần hồn cấm chế chính là biện pháp tốt nhất đã có thể giấu giếm được thiên ma thành cao tầng lại có thể để cái này họ chân ra hỏa ngoan ngoãn nghe lệnh nói không chừng còn có thể sai xử hắn hỗ trợ xử lý một số chuyện cuối cùng thân phận của hắn khác biệt ở trong thành có thể công khai hoạt động sẽ không thụ người nghi vấn. Về phần ngày sau muốn xử trí như thế nào người này, đến lúc đó lại nói. Chỉ cần truyền tống trận tu bổ hoàn tất, một đoàn người cao chạy xa bay, rời đi cái này thiên ma thành, chân họ tu sĩ sống hay chết, liền không tại tiêu phàm cân nhắc bên trong. Nếu như chân họ tu sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục, tiêu phàm liền cân nhắc để oán linh đi ra thu thập tàn cuộc. Diệt sát nhục thể của hắn, lưu lại nguyên thần tạm thời không giết, cũng có hy vọng giấu giếm được thiên ma thành cao tầng chỉ bất quá phương pháp này, vẫn còn có chút mạo hiểm. Thiên ma thành trung quy là thất giả dạ giới cường đại nhất thành thị, truyền thuyết trong thành tỏa chấn ngộ linh kỳ lão tổ thậm chí không chỉ một vị, oán linh cố nhiên lợi hại, vạn nhất vô ý, làm sao biết có thể hay không kinh động thiên ma lão tổ. Lập tức tiêu phàm không chút khách khí, tại Lam Sam văn sĩ thần hồn chỗ sâu gieo xuống cấm chế cường đại. Nguyên bản Lam Sam văn sĩ còn tồn lấy lòng cầu gặp may, họ tiêu này tiểu bối tuổi còn trẻ, cảnh giới không cao, dưới thần hồn cấm chế có lẽ 10 điểm yếu nhỏ, vừa tiếp xúc với kia vô so đường hoàng chính đại hạo nhiên chính khí, làm sam văn sĩ sau cùng chút lòng chờ mong vào vận may lập tức cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có thể tự nhận không may. Bất quá tiêu phàm cũng nói, chỉ cần hắn không dậy nổi hai lòng, ngoan ngoãn hợp tác, cùng rời đi thiên ma thành thời điểm, liền không lại làm khó hắn. Người khác kiểu nói này, làm sam văn sĩ cũng cứ như vậy nghe xong, nhưng tiêu phàm nói như vậy, làm sam văn sĩ ngược lại là có mấy phân tin tưởng dù sao hắn là nho học truyền thừa, rất rõ ràng có thể tu luyện như thế đường hoàng hạo nhiên chi khí, nhất định là chính tông nhất chính đạo truyền thừa, tuyệt không phải người hiếu sát. Những này người trong chính đạo, cố nhiên chán ghét, có đôi khi nói chuyện ngược lại cũng chắc chắn. Về phần thọ trưởng quỹ, tiêu phàm cũng không chút khách khí, cho hắn dập khuôn máy móc gieo xuống thần hồn cấm chế. Mắt thấy hậu kỳ đại ma tôn đều ngoan ngoãn khuất phục, thọ trưởng quỹ sớm bị dọa phải hồn phi thiên bên ngoài, nơi nào có mảy may lòng kháng cự tự nhiên là mặc cho người định đoạt hết thảy làm thỏa đáng tiêu phàm lúc này mới rút kiếm trận thấy lam sam văn sĩ toàn thân máu thịt be bét cảnh giới giảm lớn thê lương bộ dáng cũng là lên lòng trắc ẩn lập tức móc ra một cái bình ngọc đổ ra một viên thuốc giao cho hắn lam sam văn sĩ đến cùng là hậu kỳ đại ma tôn kiến thức tận có gặp một lần liền biết là thánh dược chữa thương lập tức cũng không khách khí tạo một tiếng tiếp nhận đan dược ngửa cổ một cái ăn vào cũng mặc kệ mặt mũi không mặt mũi lúc này khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đả tỏa điều tức, luyện hóa dược lực chữa thương. Tại cái này đình trong nội viện, một đợi chính là ba ngày ba đêm. 36 canh giờ quá khứ, Lam Sam văn sĩ thở phào một hơi, đứng dậy, toàn thân vết thương sớm đã biến mất phải không còn một mảnh, sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua tinh thần sung mãn, nơi nào giống bản thân bị trọng thương dáng vẻ. Nhiều cảm ơn đạo hữu ban thuốc, Lam Sam văn sĩ hai tay ôm quyền, hướng về tiêu phàm khom người một cái thật sâu, thấp giọng nói trong giọng nói khâm phục chi ý tràn tại nói đồng hồ là thật khâm phục liệu thương đan thuốc cơ hồ mỗi cái tông môn đều có lan tà thư viện liệu thương đan thuốc hiệu quả cũng có chút không kém thế nhưng cùng tiêu phàm cho viên đan dược kia tương đối mà nói vậy liền kém đến quá xa ba ngày ba đêm ngoại thương phục hồi cũng là không tính là gì đến tu vi của hắn như thế cảnh giới chỉ là ra thì tổn thương từ không để tại mắt hạ nhưng mà nội thương cũng khỏi hẳn hơn phân nửa Cảnh giới miễn cưỡng về đến cuối cùng đại ma tôn tiêu chuẩn, chỉ là 3 ngày, hiệu quả trị liệu cũng quá kinh người, quả thực khiến người khó có thể tin. Xem ra tiểu bối này quả nhiên là vị cực kỳ cao minh lang chung mà lại nhất định tài đại khí thô, nếu không cũng sẽ không tùy thân mang theo cái này rất nhiều linh đan rượu dược. Trong lúc nhất thời, làm xàm văn sĩ trong đầu cao tốc vận chuyển, đem thất dạ giới lấy thuật kỳ hoàng nghe tiếng tông môn bang phái thế ra đều nghĩ toàn bộ, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng tiêu phàm rỏ số nhân vật. Trong đầu của hắn những ý nghĩ này, tiêu phàm tự nhiên không chút nào để ý. Lúc này rút cấm chế, tại thọ trưởng quỹ cùng đi, rời đi cái này thâm sơn đình viện. Thọ trưởng quỹ để tỏ lòng mình trung thành cảnh cảnh, chủ động đem tiểu hương các chân tàng mấy dạng thiên môn bảo vật lấy ra, mời tiêu phàm thưởng thức. Tiêu phàm thật đúng là coi trọng trong đó hai loại, thọ trưởng quỹ tự nhiên là lấy nhất thể mình giá tiền xuất thủ. Đối chuyến này thu hoạch, tiêu phàm có chút hài lòng. Đừng bảo là thu hoạch được đầy đủ cực phẩm không linh thạch, tại tiểu hương các mua được hai kiện thiên môn bảo vật cũng rất hợp tâm ý của hắn. Hành tẩu giang hồ, bản mệnh bảo vật cố nhiên quan trọng, thiên môn bảo vật nhưng cũng quyết không thể khinh thường, quan trọng trước mắt, cái này thiên môn bảo vật thường thường có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, thậm chí có thể cứu mạng. Nghiêm chỉnh mà nói, thay cướp khôi lỗi chính là thiên môn chi bảo. Thứ này, liền xem như ngộ linh kỳ lão tổ cũng 10 điểm xem trọng, hơn nữa là càng nhiều càng tốt. Trước khi đi, tiêu phàm đem kia bình tại chữ vật vòng tay bên trong cất giữ rất nhiều năm cửu âm uế khí giao cho thọ trưởng quỹ mời hắn tìm kiếm một vị cao minh luyện khí tông sư đem bình này cửu âm uế khí luyện chế thành cửu âm uế tinh trong truyền thuyết cửu âm uế tinh là ma đạo quỷ tu đối phó tu sĩ chính đạo đại sát khí chuyên môn ô uế các loại bảo vật đối tu sĩ chính đạo càng là có cực mạnh lực sát thương cơ hồ theo kịp hóa yêu nước đối yêu thú sát thương chỉ là luyện chế nguyên liệu cửu âm uế khí cực kỳ hiếm thấy 10 điểm khó mà thu thập loại này đại sát khí mới có rất ít người sử dụng. Thiên Ma Thành là ma đạo quỷ tu đại bản doanh, chắc hẳn có thể tìm đạt được luyện chế cửu âm huế tinh đại tông sư. Những ngày tiếp theo là khô khan, vô so buồn tẻ. Tiêu Phạm yên lặng dưới đáy nước hang, một chút xíu chữa trị truyền tống trận. Vì sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, đầu tiên liền muốn ở chỗ này vải kế tiếp siêu cấp cấm chế đại trận, muốn đem nơi này hết thảy cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Dù sao đây là đang chữa trị một cái siêu cấp truyền tống trận, vạn nhất gây nên mãnh liệt không gian ba động, lập tức liền sẽ bị thiên ma thành cao tầng chinh chi. Chẳng những tất cả tâm huyết trôi theo nước chảy, lập tức liền nguy hiểm đến tính mạng. Muốn bố trí dạng này siêu cấp cấm chế đại trận, còn muốn chữa trị truyền tống trận, tiêu phàm một người là còn thiếu rất nhiều. Trừ triệu hoán hắc lân khi trợ thủ, tiêu chân nhân cũng không khách khí chút nào đối một đống đại tu sĩ ra lệch, thậm chí trực tiếp bắt Âu Dương Minh Nguyệt tới cho mình trợ thủ. Âu Dương Minh Nguyệt đối không gian thuật kỳ thật rất có nghiên cứu, chỉ là không có càn khôn đỉnh dạng này không gian trí bảo, nghiên cứu có chút phí sức, tại một chút lĩnh vực hiển nhiên không cách nào xâm nhập. Trận pháp chi đạo, vị này đại trưởng lão kỳ thực cũng là người trong nghề. Tiêu phàm không chút do dự bắt nàng tráng đinh, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Ngoài ra, học huyền đại lãnh chúa càng triển cùng nhị thủ lĩnh chủ thúy phu nhân, đồng dạng thành tiêu phàm tráng đinh. Học huyền chi địa vốn là trải qua đặc biệt luyện chế không gian độc lập, mặc dù kia là không biết bao nhiêu năm trước tiền bối lưu lại, nhưng Hắc Uyên ba lãnh chúa tại không gian thuật cùng trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Nếu không, căn bản liền không khả năng quản lý Hắc Uyên. Giống thần toán tử ứng linh trạch, quỷ ảnh tử sông thành dạng này hậu kỳ đại tu sĩ, như thế nào đèn đã cạn dầu, Hắc Uyên ba lãnh chúa không có điểm chân tài thực học, những này thành danh đã lâu, kiệt ngạo bất tuần đại tu sĩ, chim cũng sẽ không chim bọn hắn. Những này ngày bình thường cao cao tại thượng đại tu sĩ nhóm cả đám đều buông xuống tư thái, cam tâm tình nguyện vì tiêu phàm trợ thủ. Một phương diện, tự nhiên là vì để sớm ngày chữa trị truyền tống trận, sớm ngày tiến về trong truyền thuyết thủy tổ thánh địa xem rõ ngọn ngành. Thứ hai, cũng là mượn cơ hội này lại đào tạo sâu một chút trận pháp chi đạo, tăng tiến vào đối không gian thuật hiểu rõ. Đừng nhìn tiêu phàm trẻ tuổi, cảnh giới kém xa bọn hắn, tại không gian thuật cùng trận pháp chi đạo bên trên, lại là mạnh mẽ cao nhân. Mọi người ở trước mặt hắn, đều chỉ có thể ngoan ngoãn thụ giáo. Bất quá, nhất để cho người ta buồn bực chính là, tiêu chân nhân thật đúng là nắm, bưng lên sư phụ giá đỡ. Đương nhiên, tiêu chân nhân cái này nắm là rất giảng cứu, cũng thuộc về bị buộc bất đắc dĩ. Muốn sớm ngày chữa trị truyền tống trận, một chút không gian thần thông cùng trận pháp chi đạo, liền nhất định phải không giữ lại chút nào truyền thụ cho những đến tuổi này to đến không tưởng nổi học sinh, để bọn hắn có thể độc lập thao tác, tốc độ mới có thể tăng tốc. Chỉ là đánh trợ thủ, tiêu sư phó thật đúng là không dùng được cái này rất nhiều tiểu công hiển nhiên tiêu chân nhân thần sắc nghiễm nhiên, giá đỡ 10 phần, một đám đại tu sĩ cũng chỉ có thể nghe, thỉnh thoảng gật đầu nói phải. Thậm chí ngay cả Huệ Thiên Hào, Đái Thành Long, Tây Môn Ngạo bọn hắn đều chủ động qua tới người giúp đỡ. Thừa cơ cũng tại tiêu chân nhân nơi này học trộm học nghệ. Cái này rất nhiều đại tu sĩ đồng loạt động thủ, tiến độ tự nhiên cực nhanh. Thấm thoát năm dư, siêu cấp truyền tống trận rốt cuộc chữa trị. Nói đến, bọn hắn vận khí cũng coi như cực dai lúc trước vứt bỏ cái này truyền tống trận cũng không phải là bởi vì truyền tống trận tự thân hư hao nghiêm trọng mà là bởi vì không gian phong bạo bộc phát dẫn đến không gian thông đạo không ổn định vì lý do an toàn cái này mới hoàn toàn vứt bỏ cái này truyền tống trận đồng thời đem vùng này liệt vào vòng cấm bất quá đã nhiều năm như vậy cái gọi là vòng cấm đã sớm hữu danh vô thực cũng không ai thật đem cái này coi ra gì cần biết đáy nước này hang ngay tại thiên ma thành nội hải chỗ sâu chẳng lẽ còn có người dám ở thiên ma thành sinh sự a à? Tả hữu bất quá là cái vứt bỏ truyền tống trận, từ cũng không đáng phải tốn hao nhân lực vật lực đến ngăn cách phòng cấm. Hoàn toàn không cần thiết, dù coi như tiêu phàm bọn người, cũng không nói là tại thiên ma thành sinh sự, chỉ là vụng trộm chữa trị truyền tống trận mà thôi, tựa hồ cũng sẽ không đối thiên ma thành tạo thành cái gì tổn hại. Một ngày này, 11 người đứng tại chữa trị tốt truyền tống đại trận trước mặt, dù là thường ngày cao cao tại thượng, hỉ nộ không lộ đại tu sĩ nhóm, trên mặt cũng đều mang điểm điểm cảm giác hưng phấn. Trừ tầm bảo đoàn 10 người, còn tăng thêm hắc lân. Chữa trị cái này truyền tống trận, hắc lân giành công quyết vĩ, bây giờ đại công cáo thành, từ cũng phải thật tốt thưởng thức một chút kia tác của mình. Bất quá loại này hưng phấn cũng chưa tiếp tục bao lâu. Tiêu phàm mắt nhìn Âu Dương Minh Nguyệt, từ tốn nói. Đại trưởng lão nên quyết định, mặc dù cái này một hai năm, bởi vì có Lam Sam văn sĩ làm yểm hộ, bọn hắn tại thiên ma thành một mực tính được an toàn, không có có nhận đến cái gì hoài nghi cùng kiểm tra, nhưng sớm một ngày rời đi nơi đây, luôn luôn tốt. Âu Dương Minh Nguyệt cùng càng triển cùng hỗn nguyên thượng nhân liếc nhau một cái. Hai người đều chậm rãi gật đầu, trên mặt cảm giác hưng phấn sớm đã không gặp, thay vào đó là 10 điểm ngưng trọng. Truyền tống trận là xây xong, vấn đề ở chỗ, truyền tống trận bên kia, đến cùng có cái gì đang chờ bọn hắn. Thất dạ giới thủy tổ thánh địa, danh xưng thất dạ giới thứ nhất phòng cấm, đến cùng có thứ gì cổ quái, cũng là hoàn toàn không biết gì. Bỗng nhiên ở giữa, liền muốn đi đối mặt cái này hoàn toàn không biết lại nhất định tràn ngập nguy hiểm thế giới mới, dù coi như là kinh lịch vô số sóng gió đại tu sĩ, cũng giống vậy trong lòng lo sợ. Bắt đầu đi, chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói, trên mặt hiện lên một vòng cực kỳ thần sắc kiên nghị. Nàng mà nói, mặc kệ phía trước có khó khăn bực nào hiểm trở, đều tuyệt đối không ngăn cản nổi cước bộ của nàng. Thiên hương ngọc lộ liền đại biểu cho hết thảy, tiêu phàm khẽ vuốt cầm, cổ tay khẽ đảo, quang mang lấp lánh, một viên to lớn màu ngà sữa tinh thạch nổi lên. Viên tinh thạch này chừng nắm đấm lớn nhỏ, linh khí mờ mịt, khiến người ghé mắt. Đây là nhất thượng đẳng cao giai linh thạch, ẩn chứa linh lực nhiều, là bình thường cao giai linh thạch mấy chục lần. Trừ mấy trăm năm khó gặp linh thạch cực phẩm, đây đã là dưới cùng giao diện có thể khai quật tốt nhất nhất linh thạch. Truyền tống trận bốn phía lõm trong máng, sớm đã cất đặt tốt đại lượng cao giai linh thạch. Dạng này siêu cấp truyền thống trận, mỗi vận chuyển một lần, muốn tiêu hao linh thạch thực tế là cái thiên văn sổ tự, phổ thông nguyên anh tu sĩ, tuyệt đối không đủ sức. Cũng may Âu Dương Minh Nguyệt bọn người, không có chỗ nào mà không phải là tài đại khí thô, tùy tiện vị nào đeo trên người linh thạch, đều so một chút bên trong môn phái nhỏ ngàn năm tích xúc còn muốn phong phú, trèo trống như thế cái truyền tống trận, không thành vấn đề. Tiêu phàm đem viên này thượng phẩm cao dai linh thạch nhẹ nhàng sắp đặt tại truyền tống trận chính giữa hình tròn lõm trong máng, lập tức tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo chân nguyên pháp quyết đánh ra ngoài, cả tòa cự hình truyền tống trận dần dần vang lên thanh âm ông ông. Bình thường đến nói, truyền tống trận đều muốn lấy lệnh bài mở ra. Tiêu phàm lại là mở ra lối riêng, lấy hạo nhiên chính khí làm mở ra truyền tống trận mật chia. Cứ như vậy, tung tính sau khi bọn hắn rời đi, bị thiên ma thành người phát hiện cái này truyền tống trận đã chữa trị, cũng vô pháp lợi dụng truyền tống trận truy sát mà tới. Tiêu phàm lúc trước đã từng tưởng tượng qua, đem cái này truyền tống trận chế tạo thành một lần tính sản phẩm, đem bọn hắn truyền tống sau khi đi, lập tức từ hủy, miễn cho cho thiên ma thành lưu lại thời cơ lợi dụng. Nếu như chế tạo thành một lần tính sản phẩm lời nói, còn có thể còn lại không ít vật liệu cùng linh thạch, tiết kiệm chút thời gian. Bất quá tiêu phàm cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không biết truyền tống trận bên kia, đến cùng là tình huống như thế nào. Nếu như quá mức nguy hiểm, có lẽ còn có thể lợi dụng cái này truyền tống trận lại truyền về thiên ma thành đến, làm tính toán khác đối mặt không biết phong hiểm, cẩn thận một chút tuyệt không phải chuyện xấu. Lên, tiêu phàm tay phải vừa nhấc, trừ màu đỏ càn khôn đỉnh bay vụt mà lên, ở giữa không trung chậm chậm xoay tròn, từng đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ từ thân đỉnh nổi lên hiện, tứ tán bay dương, chui vào đến truyền tống trận từng cái trong mắt trận, truyền tống trận tiếng ông ông càng thêm vang dội, hào quang màu nhũ bạch càng ngày càng là sán lạn. Hạo nhiên chính khí mà bên ngoài, càn khôn đỉnh cũng là mở ra truyền tống trận mật chia. Bảo đảm cái này truyền tống trận, trừ tiêu phàm bên ngoài, không người có thể mở ra được, trừ phi tại thất giả giới cũng có vô cực môn chính tông truyền thừa, thế gian còn có tòa thứ hai càn khôn đình. Sau một lát, cả tòa đại trận vận chuyển lại, tiêu phàm lắc một cái ống tay áo, đem hắc lân thu nhập linh thú điểm bên trong, đem thổ ma ngẫu thu nhập không gian giới chỉ. Mặc dù cái này cái truyền tống trận đủ để một lần truyền tống trăm người trở lên, dù sao đã từng sụp đổ qua, không gian thông đạo còn không phải cực kỳ ổn định, có thể thiếu một người truyền tống cũng là tốt tiếng ông ông càng ngày càng mãnh liệt, hào quang màu nhũ bạch bên trong, mọi người thân hình dần dần mơ hồ. Mọi người ở đây hoàn toàn biến mất tại truyền tống trận thời điểm, một đạo cửa đại cột sáng, phóng lên tận trời, nháy mắt xé rách tiêu phàm bày ra che đậy đại trận, lại hướng lên không tốn sức chút nào đem đáy nước hang bên trên thật dày vách đá sông mở. Mấy trăm trượng dày vách đá, uyển như giấy mỏng, đối đạo này ẩn chứa cự đại không gian lực lượng cột sáng không trở ngại chút nào chi lực. Ngay sau đó, nước biển sôi trào lên, trong khoảnh khắc, cột sáng từ mấy ngàn trượng sâu đáy biển bay thẳng vân tiêu, toàn bộ thiên ma thành đều tại ầm ầm lay động. Trong lúc nhất thời, thiên ma thành loạn cả một đoàn, vô số độn quang thẳng lên chân trời, khắp nơi bay loạn. Đa số là hướng ngoài thành chạy, nhưng cũng có số ít độn quang, lại hướng vào phía trong biển bên này bắn thẳng đến mà tới. Từ những này độn tốc độ ánh sáng đến xem, không thể nghi ngờ đều là chút tu sĩ cấp cao. Sau một lát, cột sáng dần dần tiêu tán, rốt cuộc tan biến tại vô hình, mặt biển hình thành một vòng xoáy khổng lồ cho thấy phải có đại lượng nước biển ngay tại hướng đáy nước vô tận vực sâu bên trong chút xuống mà đi đương 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 đinh tai nhức óc tiếng chuông bỗng nhiên tại thiên ma cung vang vọng xa xa truyền dương lái đi toàn bộ thiên ma thành đều bao phủ trong đó vô luận ở cái góc nào người đều có thể nghe tới cái này to lớn tiếng chuông nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi thiên ma thành dần dần an yên tĩnh những cái kia bốn phía tán loạn người cũng không hẹn mà cùng đè lại bước chân quay đầu hướng cao cao đứng vững tại đám mây thiên ma cung nhìn lại. Không ít người thậm chí lập tức quỳ dạp trên đất, xa xa hướng thiên ma cung quỳ bái, trong miệng thì thào cầu nguyện. Lão tổ phù hộ, sau một canh giờ, hơn 10 đạo bóng người xuất hiện tại đáy biển chỗ sâu, lẳng lặng đứng tại kia to lớn siêu cấp trên truyền tống trận phương, mặc cho nước biển ở bên cạnh họ nhấc lên một cái có một cái quỷ dị vòng xoáy, không thèm để ý chút nào. Đi đầu một người, toàn thân đều thấp thoáng tại màu đen trong sương mù, mặc người cố gắng như thế nào, cũng nhìn không rõ ràng. Trên người người này lộ ra uy áp cường đại đến cực điểm, những người khác kìm lòng không đặng cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Màu đen mê vụ chỗ sâu, có hai đám lửa đang không ngừng nhảy vọt, gắt gao tiếp cận truyền tống trận. Audio điện tử võ tấn bền. Không biết dài đến đâu thời gian trôi qua, khi mỗi người đều cảm thấy mình năng lực chịu đựng đã về phần cực hạn thời điểm, khổng lồ vô so không gian áp lực, rốt cuộc bắt đầu dần dần yếu bớt lần này truyền tống khoảng cách cực xa, xa phải vượt qua tiêu phàm tưởng tượng. Nhưng cái này cũng không hề là mọi người kém chút không kiên trì nổi nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chủ yếu nhất còn tại ở, truyền tống trận mượn dùng đầu này cổ lão không gian thông đạo, vẫn như cũng không phải 10 điểm ổn định. Nếu không có tiêu phàm đặc chế hộ thân lệnh bài, lại thêm càn khôn đỉnh bảo vệ, dù coi như truyền tống khoảng cách cực xa, cũng sẽ không làm phải một đám đại tu sĩ như thế ứng đối phi sức. Suốt cục, không gian áp lực biến mất, mọi người từ một cái cự hình trong truyền tống trận hiện thân mà ra. Không nghĩ tới lại còn kết nối bên này truyền tống trận, cũng không có bị ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương khác đi. Vừa vừa hiện thân mà ra, liền có mấy người kêu rên lên tiếng. Cẩn thận nghe qua, là Huệ Thiên Hào, Đái Thành Long cùng Tây Môn Ngạo ba người. Vô số phong nhận, phô thiên cái địa hướng bọn hắn cắt mà đến, uy lực mạnh, vậy mà không dưới pháp bảo chi lực. Huệ Thiên Hào ba người cũng là thành danh đã lâu đại tu sĩ, nguyên bản không đến mức như thế không tốt. Chỉ là ba người tại Tây Nhung Thảo Nguyên trong lúc kích chiến, đều đều thụ thương không nhẹ, một mực chưa từng hoàn toàn phục hồi như cũ. Mới vừa từ trong truyền tống trận ra, bỗng nhiên lọt vào phong nhận tập kích, quả nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may chỉ là bị thương ngoài ra, cũng không 10 điểm quan trọng. Những người khác cùng thi triển thủ đoạn, đem phong nhận cản tại bên ngoài. Duy chỉ có tiêu phàm không giống bình thường, phong nhận đi tới bên cạnh hắn thời điểm, tiêu phàm trên thân thả ra một tầng ngân sắc quang mang, phong nhận một trạm đến tầng này ngân sắc quang mang tựa như cùng vạn lưu về như biển biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mọi người mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc có lẽ cái này vô cực môn hậu sinh trên thân lại mang theo có cái gì chuyên môn khắc chế phong hệ pháp thuật bảo vật tiêu phàm tự nhiên trong lòng hiểu rõ cùng pháp bảo không quan hệ chính là trong cơ thể hắn ngân dược lôi bằng huyết mạch sinh ra tác dụng tự hành hộ chủ cần biết ngân dược lôi bằng chính là trời sinh phong lôi thuộc tính yêu linh hết thảy phong hệ pháp thuật cùng lôi hệ pháp thuật, đối ngân rực lôi bằng công kích, đều sẽ bị tự động suy yếu mấy phân. Cái này phong nhận cố nhiên sắc bén, nhưng cũng phá không được trời sinh thánh linh thiên phú thần thông. Thật vất vả, mọi người từ đường dài truyền tống trong mê muội tỉnh táo lại, cái này mới rốt cuộc thấy rõ quanh mình tình hình. Ác liệt vô so, cuồng phong gầm thét, đen sóng ngập trời. Giờ phút này bọn hắn chính đứng ở một cái không lớn trên cô đảo, đầy trời mây đen dày đặc, điện tránh lôi minh, vô số cuồng phong hóa thành lưỡi dao, giả dích không tuyệt nhiều lần cắt đi. Phảng phất mãi mãi cũng sẽ không ngừng, mà bốn phía biển cả cũng là một mảnh đen nhánh, chọc lãng bài không. Mặc dù mọi người nhìn quen sóng to gió lớn, đối mặt cái này hiếm thấy thiên địa chịu uy, vẫn là không nhịn được hãi nhiên biến sắc. Việc cấp bách là muốn trước xác định thân ở vị trí, lập tức mọi người cùng thi triển thần thông, phi thân lên, hướng không trung bay đi. Phích lịch trận trận, cuồng phong như đao, độn lên không trung, Đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ cấp cao mà nói, ngày bình thường chính là cực kỳ sự tình đơn giản. Dưới mắt lại rất cảm thấy phí sức, mỗi lên cao trên dưới 100 trượng, không trung phong nhận liền muốn càng thêm cuồng bạo mấy phân. Lên làm lên tới cao hơn ngàn trượng không thời điểm, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt càng triển cùng hỗn nguyên thượng nhân đều cần chống lên vòng bảo hộ, đem cuồn cuộn không tuyệt sát đến phong nhận đón đỡ bên ngoài. Lơ lửng tại cao ngàn trượng không, bốn phía giò xét, mây đen rủ xuống trời, thực tế nhìn không ra bao xa. Lúc này liền có mấy người vận khởi thiên nhãn thần thông. Bao quát tiêu phàm ở bên trong, chốc lát, càng triển trong mắt lam mang vừa thu lại, trầm giọng nói. Nơi này hẳn là thiên long biển cả cuồng phong biển, gió tây đảo ô ra cung cấp mật địa địa đồ, quả thật không thể coi thường, đối cuồng phong biển tình hình, cũng có được ghi chép tỉ mỉ. Cuồng phong biển, nói như vậy, cách long thần đảo không tính quá xa rồi. Thúy phu nhân lập tức ngạc nhiên hỏi nàng ngược lại là không có tu luyện qua thiên nhãn thần thông đương nhiên thân là hậu kỳ đại tu sĩ thị lực chi tốt cũng không phải cấp thấp tu sĩ có thể chịu được so sánh càng triển nhẹ gật đầu căn cứ địa con dấu năm là như vậy cuồng phong biển ngay tại long thần đảo bên ngoài tựa hồ là long thần đảo tấm chắn thiên nhiên vì thủy tổ thánh địa cung cấp bên ngoài bảo hộ huệ thiên hào hừ một tiếng nói nói là không xa cái kia cũng có mấy trăm nghìn dặm xa nếu như mỗi chỗ đều là như vậy muốn tiếp cận long thần đảo còn chính không dễ dàng như vậy. Bây giờ chỉ là lẳng lặng lơ lửng tại không trung, vì ứng đối giả dích không dứt phong nhật, đều đã đang không ngừng tiêu hao chân nguyên pháp lực, cái này nếu là ngược tiến lên, chân nguyên pháp lực tiêu hao lập tức liền sẽ tăng lên gấp bội. Liền coi như bọn họ mang theo cao giai linh thạch cực kỳ sung túc, thời gian dài như vậy ngược phi đột, đến long thần đảo, chỉ sợ cũng sẽ mệt mỏi gần chết. Còn không biết kia thủy tổ thánh địa phía trên, đến cùng có gì loại cổ quái đâu. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ như vậy nửa đường bỏ cuộc không thành thúy phu nhân cũng ngử lạnh một tiếng không khách khí chút nào hỏi vặn nói hỗn nguyên thượng nhân trầm ngâm nói nửa đường bỏ cuộc tự nhiên không thực tế bất quá chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc từ dưới nước đi đây là bọn hắn lúc trước tiến về hắc huyên chi cách sử dụng thành công tránh đi biển cả chiều mọi người ánh mắt đều rơi vào càng triển trên mặt nói đến dưới nước hoạt động tự nhiên hay là vị này hắc huyên đại lãnh chúa tinh thông nhất càng triển nhíu mày nói từ dưới nước đi, cố nhiên vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng ở cái này dị giới viễn dương biển cả chỗ sâu, đáy biển đến cùng có thứ gì động vật biển, chúng ta lại là hoàn toàn không biết gì. Nếu thật là tại đáy biển bị thành quần kết đội cao dai động vật biển khốn ở, coi như so tại không trung càng thêm phiền phức. Đối điểm này, mọi người ngược lại là đều tán đồng. Hỗn Nguyên Thượng Nhân nói, tả hữu luôn luôn muốn thử một lần, đúng lúc này, một cỗ hung bạo tuyệt luân khí thức cường đại, bỗng nhiên từ đáy biển phóng lên tận trời, trong chốc lát liền đến mặt biển, chỉ nghe hoắc suy suy một tiếng vang thật lớn, một đầu ngũ thải ban lan to lớn xúc tu, phá sóng mà ra, hướng không chung vung vẩy mà tới. Đầu này xúc tu to lớn, quả thực không cùng luân so, đường kính đủ có mấy chục trường. Mọi người lơ lửng tại cao ngàn trường không, xúc tu vậy mà cũng là quét qua mà tới, trực tiếp hướng đứng tại phía ngoài nhất tiêu phàm cuốn tới. Mặc dù chỉ là một đầu trong biển man thú, nhưng thực lực mạnh, lại là không như bình thường, không chút nào tại cao giai nguyên anh tu sĩ phía dưới, dù coi như là tiêu phàm, cũng tuyệt không dám khinh thường. Đến hay lắm, tiêu phàm một tiếng quát lớn, toàn thân thanh kim sắc quang mang lấp lánh, phải rồng giáp đảo mắt liền tròn tại trên thân, đồng thời thân thể tăng vọt, đảo mắt hóa thành mấy chục trượng chi cự thanh kim sắc ma thần, hai tay nắm một thanh đồng dạng dài đến mấy chục trượng thanh kim sắc cự kiếm, bá, hướng cuốn tới to lớn xúc tu một kiếm chém xuống. Lại trong nháy mắt liền kích phát cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông, mà lại đem vô cực long tượng công vận dụng đến cực hạn. Cái này trong nước man thú thần lực kinh người, cùng nó chém giết, lực lượng hơi kém, chỉ sợ liền muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đương nhiên, tế gia pháp bảo cùng nó du đấu, cũng là rất biện pháp tốt. Chỉ bất quá tại dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình hình, tiêu phàm một cách tự nhiên lựa chọn cứng đối cứng đấu pháp. Suy một tiếng xé vải giòn vang, động vật biển thô to xúc tu, bị vảy rồng cửa kiếm nhất kiếm trẻ thành hai đoạn, lập tức mùi máu tanh xông vào mũi, một cỗ máu tươi nổi lên mấy chục cao trăm trượng. Tiêu phàm không chút khách khí, thân hình thoát một cái, liền đến kia to lớn xúc tu phụ cận, trong tay vảy rồng cửa kiếm vung vẩy như gió, trong khoảnh khắc đem cái này to lớn xúc tu cắt thành mười mấy đoạn. Trên mặt biển truyền đến một tiếng một ngạt đến cực điểm tê minh, mang theo vô tận phẫn nộ chi ý. Một viên to như một ngọn núi nhỏ màu ra đầu lâu, lộ ra khỏi biển mặt, hai con đường kính đã tới mấy trượng mắt to gắt gao tiếp cận không trung tiêu phàm, ánh mắt oán hận vô so. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nhấc tay một dương, hoàng kim bảo tháp bắn ra, đón gió phồng lớn, khoảnh khắc liền biến thành hơn 10 trượng chi cự, toàn thân lôi lóng lánh, một đoàn chói mắt to lớn lôi cầu, tại bảo tháp dưới đáy dần dần hội tụ thành hình, ngay cả trong mây đen phích lịch, đều hướng bên này điên cuồng tụ đến. Bây giờ hắn tại cao ngàn trượng không, cùng trong biển man thú thực tế khoảng cách cực kỳ xa xôi, những bảo vật khác công kích, khó mà có hiệu quả. Duy chỉ có thần thông sấm xét phù hợp, hơn nghìn trượng khoảng cách, tại lôi điện mà nói, cũng là lóe lên liền biến mất, không đáng kể. Kia trong biển man thú cũng cảm nhận được lôi quang tháp bên trên bộc phát khí tức khủng bố, bất quá yêu thú này ngang ngược vô so, vốn lại linh trí dưới đáy, trong lúc này, không những không lập tức mượn nhờ thủy độn đào tẩu, ngược lại lại là một tiếng trầm muộn gầm thét, như ngọn núi thân thể chấn động mạnh một cái, ba đầu to lớn xúc tu đồng thời bốc lên ra mặt biển, quơ như là cự roi, hướng trên bầu trời lôi quang tháp mãnh kích mà tới. Cái này man thú hiển nhiên thật sự nổi giận nhất định phải cùng những nhân loại này tu sĩ một quyết thắng thua. Tiêu phàm cũng là hét lớn một tiếng, cổ tay rung lên, trong tay vảy rồng cự kiếm bỗng nhiên phân giải, hóa thành 12 chuôi thanh lóng lánh cự kiếm, phân biệt hướng ba đầu xúc tu nghinh kích đi lên. Con bạch tuộc này man thú mặc dù cũng coi như phải là trong biển dị thú, da dày thịt béo, nhục thân cường hoành đến cực điểm, bất đắc dĩ ly giao cùng kim dao vương đều đều là hải trung vương tộc, bản mệnh vảy rồng sắc bén vô so, 12 chuôi vảy rồng kiếm cắt lướt qua, ba đầu xúc tu phân biệt bị cắt đứt dài hơn 10 trượng mấy đoạn, từ lôi quang tháp dưới đáy khẽ quét mà qua, lại là chưa có thể với tới đang toàn lực xúc thế như ý bảo tháp. Phá, tiêu phàm tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, bỗng nhiên hướng lên bầu trời bên trong hơn 10 trượng chi cự lôi quang tháp điểm tới. Lôi quang tháp khẽ run lên, oanh một tiếng, lôi cầu bỗng nhiên vỡ ra, một đạo đường kính đạt tới hai ba trượng to lớn hồ quang điện, tuôn trào mà hạ. Kia bạch tuộc trạng man thú cũng rốt cục biết đến kịch liệt mắt thấy ba đầu xúc tu đều bị gọt sạch vài đoạn, khó mà đủ đến lôi quang tháp, lại gặp cái này vào đầu oanh kích xuống to lớn phích lịch, trong mắt lộ ra một tia nhân cách hóa ý sợ hãi, thân thể to lớn, liền hướng trong biển cấp tốc chìm xuống dưới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, to lớn lôi trụ nháy mắt liền tới phụ cận, trùng điệp đánh vào trên mặt biển, vô số nước biển vẩy ra mà lên, một cỗ to lớn cột nước phóng lên tận trời, cao tới mấy trăm trượng. Suy dù là bạch tuộc trạng man thú xem thời cơ quá nhanh, cũng cuối cùng vẫn là chậm một bước, to lớn lôi trụ xé rách mặt biển, không khách khí chút nào đánh vào trên người của nó. Nháy mắt lôi đình lóa mắt, vô số sáng như bạc hồ quang biện tại đáy biển vẩy ra mà ra, bạch tuộc trạng man thú thân thể dù cự, nhục thân mặc dù cường hoành, tại lôi quang bảo tháp một kích toàn lực phía dưới, cũng vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi, một tiếng như man như tuyệt vọng tê minh, bỗng nhiên vang lên. Nước biển liền phảng phất nháy mắt sôi trào, không ngừng lăn lộn phun trào, trong khoảnh khắc, máu tươi liền đem mặt biển nhuộm đỏ bừng một mảnh. Mà kia man thú ngang ngược khí tức, lại đang bay nhanh yếu bớt, rốt cục biến mất. Một bộ như núi lớn to lớn động vật biển thi thể, chậm rãi phù ra khỏi biển mặt. Nhìn qua, xác thực rất giống một đầu cự hình bạch tuộc. Trên lý luận, bạch tuộc dạng này động vật nguyễn thể có thể dài đến vô cùng lớn. Tất cả mọi người đều đều kiến thức rộng rãi, nhưng khổng lồ như thế động vật biển thi thể cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tại Bắc Minh biển cả, đều chưa từng thấy qua lớn đến dạng này không hợp thói thường quái thú. Ai ngờ mới vừa tới đến cái này Thiên Long biển cả, liền đụng phải một đầu. Mặc dù từ khí tức bên trên cảm ứng, con bạch tuộc này trạng quái thú cấp bậc không phải rất cao, ước chừng cũng chính là 10 cấp yêu thú tiêu chuẩn, nhưng mà thân thể to lớn đến trình độ như vậy, lại có thể rất tốt đền bù cảnh giới không đủ. Nếu như là tại dưới nước cùng quái thú này giao phong, Tiêu Phàm tuyệt không có khả năng thắng được như thế gọn gàng. Đang lúc mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, chỉ thấy dưới nước từng đợt sóng lật dâng lên, tựa như đun sôi, qua trong dây lát toát ra đếm không hết đen nhánh động vật biển đầu. Những này động vật biển, nhìn qua cùng cá voi giống nhau đến mấy phần, bất quá so bình thường cá voi phải lớn hơn nhiều, trường dài 40, 50 trượng, đơn độc đến xem, cũng coi là hình thể cực kỳ cực đại, nhưng cùng bạch tuộc trạng động vật biển tương đối mà nói, thực tế là tiểu vu gặp đại vu, lộ ra cực kỳ miểu tiểu. Những này cá voi động vật biển đầu cực lớn, cơ hội chiếm cứ thân thể một nửa, mở ra huyết bồn đại khẩu, liền hướng bạch tuộc trạng động vật biển thi thể cắn. Những này cá voi động vật biển lực cắn hết sức kinh người, bạch tuộc trạng động vật biển như vậy cứng cỏi ra thịt, miệng vừa hạ xuống, liền bị kéo xuống một khối lớn bên trong, cộp cộp mấy ngụm liền nuốt xuống. Mấy trăm đầu cá voi động vật biển tranh nhau chen lấn, không ngừng cắn xé, rất nhanh lại có cái khác động vật biển nghe được mùi máu tươi phi tốc chạy đến, gia nhập vào thao thiết trong đại quân. Phía sau chạy đến động vật biển, hình thể cũng đều không nhỏ, nhỏ nhất đều có 3 năm trượng chi cự, chỉ là sen lẫn tại một đám siêu cấp cự thú bên trong, liền lộ ra quá không đáng chú ý. Như núi lớn khổng lồ một cỗ thi thể, không lâu sau đó, vậy mà liền bị xé thành mảnh nhỏ, đa số đều tiến vào các loại động vật biển bụng, ô biển nước biển đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, trên mặt biển một mảnh hỗn độn. Một chút cá voi động vật biển ăn no bụng, liền trừng mắt hai con mắt nhỏ. Hướng không chung nhìn quanh, gắt gao tiếp cận không chung tiêu phàm bọn người, thỉnh thoảng há mồm phát ra một hai tiếng gào thét, tựa hồ là tại hướng bọn hắn thị uy. Sau đó chạy đến cái này số lớn động vật biển, cấp bậc thấp hơn, chỉ có cực thiểu số có 10 cấp yêu thú khí tức, cái khác đa số là tại cấp 9 trở xuống. Không biết tại sao, nơi này 10 cấp động vật biển, không có hóa hình năng lực. Có lẽ bọn chúng có năng lực như vậy, chỉ là không nguyện ý thi triển mà thôi. Tiêu phàm cùng người đưa mắt nhìn nhau, đều đều từ trong mắt đối phương đọc được vẻ sợ hãi. Lấy năng lực của bọn hắn, thật muốn toàn lực ứng phó. Diệt sát những này động vật biển không khó, nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bọn hắn vừa mới đến cuồng phong biển, đặt chân chưa ổn. Liền gặp nhiều như vậy cường đại động vật biển, đủ thấy vùng biển này hung hãn động vật biển. Là nhiều cỡ nào, từ đáy nước đi con đường, rất rõ ràng không làm được. Dạng này một đường tư giết đi qua, coi như không gặp được càng thêm cường đại động vật biển, mỗi lần đều có thể thắng lợi. Tốc độ cũng vô luận như thế nào đều mau không nổi, mà lại chân nguyên pháp lực tiêu hao, chỉ có so không chung càng sâu. Vô luận từ trên trời đi hay là từ dưới nước đi, đều tràn ngập gian nan hiểm trở. Mỗi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng, cái này còn chưa bắt đầu đâu, vậy mà liền gian nan như vậy. Một mảnh túc sát bên trong, Huệ Thiên Hào bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiêu đạo hiếu, ngươi không phải có một bộ xương chim khôi lỗi sao. Tựa như tinh thông phong độn thuật, năm đó Huệ Thiên Hào đã từng nhìn dặm truy sát qua tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử, tận mắt chứng kiến qua tiêu phàm điều khiển xương chim, đối kia xương chim không dưới hậu kỳ đại tu sĩ tốc độ bay ấn tượng cực kỳ khắc sâu, kia xương chim khôi lỗi, tinh thông phong độn thuật, nếu như dùng ở chỗ này, ngược lại là rất không tệ tỏa khí Tiêu phàm cười cười, ống tay áo lắc một cái, một đạo thảm ánh sáng trắng mang từ linh thú điểm bên trong bắn ra, đón gió căng phồng lên, ở giữa không chung một cái xoay quanh, khoảnh khắc hóa thành hơn 10 trượng chi cự một đầu cự hình xương chim, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem mọi người, thật sâu trong hốc mắt, ẩn ẩn có hai đoàn ngọn lửa đang không ngừng nhảy vọt. Tiến dai rồi. Huệ Thiên Hào vừa cảm thụ đến xương thân chim bên trên lộ ra cường đại linh áp, song nghi không khỏi nhẹ nhàng nhảy một cái, thốt ra. Hắn tại thần Long Uyên trên không nhìn thấy xương đầu này chim thời điểm, rất rõ ràng cảm ứng được xương chim cấp bậc hẳn là tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Ai ngờ hiện tại xương đầu này chim lại thình lình tản mát ra Nguyên Anh trung kỳ khủng bố linh áp, đồng thời ẩn ẩn đã có Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới đại thành, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể cùng bọn hắn sánh vai. Cái này giật mình, coi là thật không thể coi thường. Nguyên lai tưởng rằng, đây chính là một bộ xương chim khôi lỗi, mặc dù nói có nguyên anh kỳ tiêu chuẩn khôi lỗi 10 điểm hiếm thấy, nhưng cũng không phải tuyệt vô cận hiếu, Huệ Thiên Hào cũng tịnh không phải không thường kinh ngạc. Bất quá khôi lỗi sau khi luyện thành, là cảnh giới gì chính là cái gì cảnh giới, cho tới bây giờ không nghe nói, khôi lỗi cũng có thể tự hành tiến dai. Đây là cái gì, Thúy Phu Nhân nhíu mày hỏi nàng từ xương thân chim bên trên cảm nhận được cực kỳ cường đại uy áp, lại vẫn cứ lại nhận không ra, cái này là loại nào sự vật. Nếu nói nó là khôi lỗi, trên người nó lại rõ ràng mang theo sinh mệnh khí tức, muốn nói nó là một cái vật sống, nhưng lại thật là không giống lắm. Miễn cưỡng xem như một bộ ma ngẫu đi, nhưng cùng dĩ vãng thấy qua tất cả ma ngẫu đều không giống nhau. Dù là thúy phu nhân kiến thức rộng rãi, bạch cốt trùng sinh loại chuyện này, nhưng cũng chưa nghe nói qua. Tiêu phàm từ tốn nói, đây là đang dưới một con linh sủng, tình hình có chút đặc biệt. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới xương chim, chậm rãi nói. Cái này tựa như là ngân sĩ đại bằng hài cốt luyện thành. Không hổ là Nam Châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất, kiến thức quả thật thắng thường nhân. Hỗn nguyên thượng nhân lấy làm kinh hãi, nói, ngân sĩ đại bằng, tại thất dạ giới, giống như gọi là biển kiêu, đi tới thất dạ giới về sau, những này đại tu sĩ tự nhiên từng cái đều đang cố gắng học tập thất dạ giới tương quan tri thức. Nghiêm chỉnh mà nói, mỗi một vị tu sĩ cấp cao đều là bác học thấy nhiều biết rộng thiên tài. Càng Triển cũng tiếp cận xương chim, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đây chính là biển kiêu, trong truyền thuyết, thất dạ giới trên biển lớn bá chủ, trong gió yêu linh." Không người dị nghị, bởi vì vì mọi người đều nhìn thấy, đừng nhìn xương thân chim hình to lớn, tại đầy trời như đao trong cuồng phong, lại vững vàng lơ lửng, mặc cho những cái kia sắc bén vô so phong nhận lít nha lít nhít cắt mà đến lại không cách nào đối với nó tạo thành nửa điểm thương tổn theo gió che đậy hình đây chính là phong độn thuật tu luyện tới cực hạn biểu hiện tiêu phàm cũng tinh thông phong độn thuật nhưng hắn theo gió che đậy hình bao nhiêu còn có chút nói ngoa cùng biển kiêu tương đối mà nói tự nhiên không thể so sánh nổi cái này thất dạ giới hải không bá chủ mới thật sự là trong gió yêu linh mặc dù là bạch cốt trùng sinh nhưng lại dung nhập ngân dược lôi bằng tinh huyết chưa hẳn liền so còn sống biển kiêu yếu hơn ba phân đái thành long vừa cười vừa nói mặc kệ nó là cái gì có dạng này một đầu tỏa kỵ tại cái này cuồng phong biển hẳn là thuận tiện nhiều tiêu phàm mỉm cười nói mang đạo hữu đây là đang dưới linh sủng đái thành long không khỏi xứng sờ trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc nói tiêu đạo hữu cái này là ý gì hẳn là muốn của mình mình quý cần biết ở đây mọi người chúng ta đều là trên một cái thuyền tiêu đạo hữu không phải là muốn một người đơn độc hành động a à. ngữ khí ẩn ẩn có chút bất thiện tiêu phàm lạnh nhạt nói của mình mình quý ngược lại cũng không đến nỗi, nhưng tại hạ cái này con linh sủng lại không phải dựa vào linh thạch khu động, nó là vật sống. Đoàn người muốn coi đây là tòa kỵ, xuyên qua cái này mấy triệu bên trong cuồng phong biển, chẳng lẽ liền không nên tốn kém một chút a à? Tiêu đạo hiếu, cái này là ý gì? Càng triển nhíu mày hỏi, một đường đi tới, mặc kệ trong lòng có thích hay không tiêu phàm người đều không được thừa nhận, vị này vô cực môn đương đại trưởng giáo, thực tế là một vị khải đế quân tử. Liệu tất sẽ không ở dạng này quan trọng trước mắt yêu cầu Linh Thạch A? Không khỏi quá mất thân phận, tiêu phàm gật gật đầu, nói. Rất đơn giản, mọi người muốn mau mau xuyên qua cuồng phong biển, xương chim tốt nhất là lại tăng thêm một cấp. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đều trầm mặc xuống dưới. Huệ Thiên Hào Tây môn ngạo đám người trên mặt ẩn ẩn hiện ra tức giận. Tiểu bối này, thật đúng là nắm bên trên. Lúc mới bắt đầu nhất, toàn bộ tầm bảo đoàn thật đúng là không ai đem tiêu phàm để ở trong lòng. Chỉ là một tên vừa mới đặt chân chung kỳ cảnh giới chưa lâu hậu sinh vãn bối, tại một đám đại tu sĩ trước mặt, tính được cái gì? Nếu như không phải muốn nhờ hắn bói toán chi thuật, chỉ sợ Âu Dương Minh Nguyệt sớm đã đem hắn diệt sát đi. Ai ngờ một đường tầm bảo, những người khác hoặc nhiều hoặc ít trên thân mang thương, duy chỉ có người này, lại là càng đánh càng mạnh. Bây giờ chém giết gần người chi kỹ, mảy may cũng không yếu hơn bọn họ những này đại tu sĩ, bên người thậm chí còn có hai vị đại tu sĩ hộ giá nếu như lại đem xương đầu này chim cũng tiến dài đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, chẳng phải là nói, tiểu bối này chiến lược mới là đám người bọn họ bên trong mạnh nhất đúng không? Tối thiểu nhất, tiêu phàm, thiên diệu tiên tử, thổ ma ngỗ ứng linh trạch lại thêm một đầu nguyên anh hậu kỳ xương chim, cỗ lực lượng này liền không cần bất kỳ một cái nào tiểu đoàn đội yếu, tìm được thiên hương ngọc lộ về sau, nên khi phân chia như thế nào, tiêu phàm liền có rất lớn ngữ quyền. Mà Huệ Thiên Hào lấy đường đường đại tu sĩ Chi Tôn, lại chỉ có thể kèm ở ký đuôi ngoan ngoãn nghe những người khác an bài dạng này một đôi so quả nhiên là có thể nhịn không thể nhẫn nhục chỉ bất quá tiêu phàm thực tế quá sẽ bóp đúng thời cơ ra điều kiện đã đến cuồng phong biển cách long thần đảo chỉ có cách xa một bước lúc này chỉ cần tiêu phàm sách điều kiện không phải quá mức phân âu dương minh nguyệt càng triển hỗn nguyên thượng nhân mấy vị này chỉ sợ đều sẽ khuất phục việc cấp bách là muốn trước đuổi tới long thần đảo lại nói tiêu phàm cố nhiên là quân tử cũng không cổ hủ, nên há miệng thời điểm, không chút khách khí. Muốn chúng ta thế nào giúp ngươi? Không ngoài dữ liệu, chỉ trầm mặc một lát, Âu Dương Minh Nguyệt liền mở miệng hỏi. Huệ Thiên Hào trên mặt tức giận càng đậm, không hề nghi ngờ, Âu Dương Minh Nguyệt là dự định muốn lần nữa giúp đỡ tiểu tử này, thật không biết, đại trưởng lão thái độ đối với người nọ vì sao sẽ sinh ra chuyển biến lớn như vậy, chẳng lẽ nàng đã sớm quên giết điệt mối thù? Mặc dù nói người tu chân, thân tình tương đối mở nhạt, nhưng cũng không đến nỗi đạm mạc đến tận đây a à. đối huệ thiên hào đám người phẫn nộ tiêu phàm không thèm để ý trực tiếp nói ta cần đại lượng máu nói vật liệu các vị đạo hữu ai có loại tài liệu này đều mời quyên ra đi âu dương minh nguyệt liếc cách đó không xa xương chim một chút nói cho dù có đầy đủ máu nói vật liệu trong thời gian ngắn người linh sủng có thể tận lực hấp thu a à. không thể nghi ngờ nàng đã sớm từ xương thân chim bên trên cảm ứng được mãnh liệt máu nói khí thức không thể Tiêu Phàm thản nhiên nói, cho nên còn cần các vị đạo hữu trợ một chút sức lực, trợ giúp nó cưỡng ép tiến dai. Trời cao phía trên, sóng máu ngập trời, cao ngàn trượng không, một mảng lớn huyết hải đang không ngừng cuồn cuộn, mùi máu tanh phô thiên cái địa, nồng đến cơ hồ tan không ra. Trước đây không lâu còn ở phía dưới biển cả không ngừng tới lui, nhìn lên bầu trời đám người nhìn chằm chằm, chậm chạp không chịu rời đi các loại động vật biển, lúc này đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thực tại trong biển máu truyền đến áp lực quá đáng, những này động vật biển mặc dù linh trí chưa mở, nhưng bản năng cảm ứng được nguy hiểm, lúc này bỏ trốn mất dạng. Âu Dương Minh Nguyệt, Học Huyền Ba Lãnh Chúa, Hỗn Nguyên Thượng Nhân, Huệ Thiên Hào, Đái Thành Long, Ứng Linh Trạch, Thiên Diệu Tiên Tử cùng Tiêu Phàm, phân chớ đứng ở chỗ này phiến huyết hải bốn phía, riêng phần mình bấm quyết, từng đạo hùng hậu pháp quyết, liên tục không ngừng hướng na phiến huyết hải dũng mãnh lao tới. Huyết hải bên trong ương, ẩn ẩn có một đầu trắng bạch xương chim, ngay tại trên dưới bốc lên, tựa hồ dốc hết toàn lực, muốn chạy ra cái này huyết hải giam cầm. Cưỡng ép tiến dai, loại sự tình này, trên lý luận là có thể được, nhưng cùng lúc từ chín tên hậu kỳ đại tu sĩ đồng thời xuất thủ, cũng tuyệt đối không người có thể đủ chịu được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, là đồng thời cùng chín tên hậu kỳ đại tu sĩ ngập trời pháp lực đối kháng, tại cực hạn đối kháng bên trong triệt để kích phát tiềm lực, ký đồ đột phá bình cảnh. Nhân loại tu sĩ nhục thân mạnh hơn, cũng có mức cực hạn dạng này đến đột phá bình cảnh, kia là tự hành muốn chết. Trên thực tế, liền xem như biển kiêu, cũng không tất chịu đựng nổi loại áp lực to lớn này. Nhưng tiêu phàm nguyện ý mạo hiểm như vậy, không chỉ là bởi vì, xương chim khi còn sống chính là trưởng thành biển kiêu, tương đương với ngộ linh kỳ lão tổ khủng bố đại năng. Mấu chốt còn tại ở tái sinh máu thịt thời điểm, tiêu phàm quả quyết cho nó dung nhập nửa bình ngân rực lôi bằng tinh huyết, đó là chân chính trưởng thành thánh linh, tinh huyết bên trong ẩn chứa hải lượng sinh mệnh tinh hoa, tuyệt không phải loại này dưới cùng giao diện tu sĩ có thể tưởng tượng. Sau đó cái này xương chim liền xuất hiện đủ loại không hợp với lẽ thường tình hình, nhất định phải đợi tại linh thú điểm bên trong cũng có thể tự hành tiến dai. Tiêu phàm mặc dù không thể 10 điểm khẳng định, nhưng cũng suy đoán. Cái này hơn phân nửa hẳn là ngân dược lôi bằng tinh huyết hiệu quả. Thử nghĩ hắn chỉ cần ăn vào một giọt nhỏ ngân dược lôi bằng tinh huyết, lập tức liền có thể triệt để kích phát toàn thân chân nguyên pháp lực, để cảnh giới lập tức tiêu thăng, cái này xương chim một hơi dung nhập nửa bình lôi bằng tinh huyết còn đến mức nào để nó đồng thời đối kháng chín tên đại tu sĩ áp lực hẳn là có thể chịu nổi a à. nguyên bản tiêu phàm cũng có thể không cần mạo hiểm như vậy nhưng cái này cuồng phong biển uy thế trấn trụ hắn chỉ cần một bên ngoài phòng hộ liền đã như thế biến thái kia long thần đảo càng không biết là loại nào đầm rồng hang hổ lúc này xương chim nếu như có thể tiến dai mới là ỷ trượng lớn nhất không phải tác chiến mà là chạy trốn Tại thế giới cường giả vi tôn này, bỏ trốn mất dạng tuyệt đối không phải cái nghĩa xấu. Khi trên thực lực có tuyệt đối tranh lệch thời điểm, từ chiến đến cùng kết quả chỉ có thể là đến cùng chiến tử. Mất mạng, hết thảy đều không bàn nữa. Trong thời gian ngắn tăng lên tu vi của mình cảnh giới không có khả năng, tăng lên xương chim cảnh giới thực tế nhất. Tại tiêu phàm kiên trì phía dưới, mặc kệ những ân tình này không tình nguyện, cuối cùng vẫn là riêng phần mình quyên ra không ít máu nói vật liệu. Tăng thêm tiêu phàm mình cất giữ đại lượng yêu thú vật liệu, ngược lại là miễn cưỡng đủ lại một lần nữa huyết tế. Về phần cuối cùng có thể thành công hay không, vậy phải xem thiên ý như thế nào. Cái này một huyết tế chính là 7 ngày thất dạ, mắt thấy huyết hải càng ngày càng là mỏng manh, đã có thể rõ ràng mà trông thấy trong biển máu. Sương chim bốc lên giấy rụa bộ dáng, nhưng mà khí tức bên trên lại từ đầu đến cuối không có biến hóa quá lớn. Gắt gao kẻ tại nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, luôn luôn kém một bước cuối cùng, không bước ra đi. Tiêu phàm sắc mặt trở nên âm trầm, hắn đã không còn dám yêu cầu mọi người tiếp tục tăng cường áp lực. Dù coi như là biển kiêu hải cốt, dù coi như dung nhập lôi bằng tinh huyết. Áp lực này cũng đã đạt tới cực hạn. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn chim hót từ đằng xa truyền đến. Mọi người gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía đông chân trời xuất hiện mấy cái mơ hồ chấm đen nhỏ, chính chuyển động về phía bên này. Chấm đen nhỏ tốc độ di chuyển cực nhanh, sau một lát liền gần rất nhiều, triển lộ ra chân dung, lại là năm đầu cự điểu, dương cánh rộng chừng hơn 10 trượng, toàn thân kiện vũ như sắt, ẩn ẩn hiện ra hào quang màu bạc, hướng bên này bay nhanh mà đến, vô số phong nhận cắt tại cự điều trên thân, đều bị tầng kia mơ hồ hào quang màu bạc bắn ra ngoài, mảy may cũng không ảnh hưởng đến bọn chúng phi đột. Có thể tại cái này cuồng phong hải sinh tồn thú tộc, tự nhiên đã sớm tiến hóa ra trọn vẹn ứng đối bản năng. Trong biển máu xương chim bốc lên càng thêm kịch liệt, xuyên thấu qua thần hồn ấn ký, Tiêu Phàm thậm chí có thể cảm ứng được xương chim nội tâm khẩn trương cùng bất an. Không hề nghi ngờ, xương chim khẩn trương bất an, là từ cái này năm đầu cự điều tạo thành. Mặc dù hắn đi tới thất giả giới cũng có bao nhiêu năm, vẫn luôn đang không ngừng học tập thất giả giới tri thức, nhưng đối cái này năm đầu cự điều, nhận biết hay là không nhiều, hẳn là cuồng phong biển đặc sản, cùng biển kiêu khả năng có một loại nào đó ân oán nghỉ lễ. Một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, năm đầu cự điều tại bên ngoài hơn 10 triệu dừng lại thân hình, hai mắt sáng ngời, gắt gao tiếp cận huyết hải bên trong không ngừng bốc lên sương chim, trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ mặt hưng phấn, nhưng cũng xen lẫn rõ ràng bất an cùng vẻ sợ hãi. Về phần đến cùng là e ngại xương chim, hay là e ngại bên này cường đại đến tột đỉnh chín tên đại tu sĩ, vậy liền không được biết, có lẽ cả hai cùng có đủ cả. Cái này năm đầu cự điều, đều đều có lấy hóa hình trung kỳ cảnh giới, đi đầu đầu kia lớn nhất, đã khó khăn lắm đến hóa hình trung kỳ cảnh giới đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể bước vào hóa hình hậu kỳ. Năm đầu hóa hình trung kỳ chim biển, tự nhiên sẽ không đặt tại Âu Dương Minh Nguyệt đám người trong mắt, như vào ngày thường, đã sớm bay nhào tới tiến hành săn giết. Bất kể nói thế nào, cao như vậy dài trời chim vật liệu, công dụng nhưng thực đang rộng rãi, cũng là một số lớn khách quan linh thạch. Chỉ bất quá dưới mắt, đều tại vì xương chim gia trì, lại là không tốt tự tiện động tác. Bằng không mà nói, đắc tội tiêu phàm sự tình nhỏ, thật muốn ảnh hưởng đến xương chim tiến dai, chẳng khác nào từ tìm phiền toái. Cái này mấy triệu bên trong cuồng phong con đường, phải dựa vào chính mình phi độn quá khứ. Năm đầu cự điểu ở giữa không trung không ngừng xoay quanh, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, chỉ là trở ngại nhân loại tu sĩ to lớn uy áp, một mực không dám coi là thật giết tới, nhưng cũng không nỡ cứ thế mà đi, không ngừng lượn vòng lấy, tựa hồ tại chờ cơ hội. Cùng cuồng phong biển động vật biển đồng dạng, những ngày này chim cấp bậc tuy cao, linh trí lại hoàn toàn không cách nào cùng chân chính hóa hình yêu thú đánh đồng. Chân chính linh trí chí đã mở hóa hình yêu thú, hiển nhiên nơi này có nhiều như vậy nhân loại đại tu sĩ, đừng bảo là căn bản liền sẽ không tới gần, chỉ sợ sớm liền chạy mất dạng, nơi nào sẽ còn giống như vậy lưu luyến không rời. Đột nhiên, càng thêm mỏng manh trong biển máu, một tiếng cao vút huyết dài, âm thanh chấn cửu tiêu, cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố linh áp, bỗng nhiên bộc phát ra. Ngay tại cuối cùng này nháy mắt, xương cổng Tori nhưng đột phá bình cảnh, nhất cử bước vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Kia năm đầu cự điều đầu tiên là sướng sờ, lập tức bén nhọn kêu to vài tiếng, vội vã thay đổi thân thể, hướng đông phương bay nhanh mà đi. Những này linh trí thấp biển chim, rốt cục ý thức được nguy hiểm. Trong nháy mắt liền sông vào đến trên bầu trời mây đen thật dày bên trong, không thấy bóng dáng. Chỉ tiếc, lúc này xương chim lại không nguyện ý bỏ qua bọn chúng. Sớm đã nó nhạt vô so mảng lớn trong biển máu, xương chim phóng lên tận trời, nguyên bản trắng bệch hài cốt bên trên, trải rộng từng cái từng cái tơ máu, phảng phất có huyết dịch ngay tại khung xương bên trên bốn phía chảy xuôi, nhìn qua cực kỳ khiếp người. Khi xương chim xông ra huyết hải nháy mắt, còn mang theo cuối cùng một tiêu huyết sắc huyết hải rốt cục hóa thành thanh thủy, dầm dầm hướng phía dưới bên cạnh trong biển rộng chúc xuống. Trong đó tất cả tinh hoa đều bị xương chim hấp thu hầu như không còn. Xương chim lần nữa huyết dài một tiếng, hai cánh mở ra, hóa thành hơn 10 triệu chi cự, liền hướng đông phương thiên tế mây đen thật dày bên trong kích bắn đi. Tiêu phàm có chút không tỏa sáng tâm, phía sau hiện ra một đạo ngân xí đại bằng hư ảnh, đảo mắt chui vào đến trong cơ thể của hắn, sau một khắc, nguyên địa liền không thấy tung ảnh của hắn. Mọi người nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy tiêu phàm thân ảnh tại điện tránh lôi minh cùng vô số phong nhận bên trong như ẩn như hiện, đối cùng bạo phong nhận nhìn như không thấy, đảo mắt cũng chui vào trong mây đen. Thật là cao minh phong độn thuật, mặc dù còn so ra kém xương chim, nhưng cũng không khác nhau lắm. Mọi người ngừng tại nguyên chỗ, thần sắc khác nhau, bất quá nhìn ra được, trừ thiên diệu tiên tử, những người khác liền không có một cái cao hứng. Tiểu bối này càng ngày càng có tư cách cùng một đám đại tu sĩ sánh vai cùng. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên bầu trời lần nữa một tiếng huyết dài, xương chim xé mở mây đen thật dày, thân thể cao lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, xương chim khí tức so vừa rồi càng thêm cường đại, hẳn là đã vững chắc cảnh giới, chân chính đưa thân nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ liệt kê. Tiêu phàm đứng yên tại xương chim đầu lâu phía trên, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Không hỏi cũng biết, kia năm đầu cự điểu hạ trang, tất nhiên là thành xương chim vật đại bổ. Bằng không mà nói, coi như lại nghịch thiên, cảnh giới của nó cũng tất nhiên không thể nhanh như vậy liền vững chắc xuống. Xương chim hai cánh mở ra, liền dừng ở mọi người trước người cách đó không xa. Lúc này, trên người nó tờ máu sớm đã biến mất không thấy gì nữa, toàn thân trên dưới khôi phục loại kia trắng bệch nhan sắc, nhưng trên thân kia cỗ sinh cơ bừng bừng lại là càng thêm rõ ràng, bất kỳ người nào đều có thể cảm ứng được. Hãm sâu trong hốc mắt, hai điểm nhảy vọt ngọn lửa, cũng dần dần ngưng kết thành hai viên huyết hồng con mắt, dường như mắt người, có tình cảm sắc thái. Huệ thiên hào đám người sắc mặt âm trầm, mặc dù cái này xương chim vừa mới đặt chân nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, linh áp mạnh, mảy may cũng không thua bọn họ. Có lẽ loại này không biết tên cổ quái đồ vật, vốn là 10 điểm quỷ dị, cùng giai tu sĩ đụng phải, cần phải đặc biệt cẩn thận mới là. Trong bất chi bất giác, tiêu phàm chiến lược mấy có lẽ đã áp đảo bọn hắn mấy tên thụ thương chưa lành đại tu sĩ phía trên. Không nói đến khác, Huệ Thiên Hào cùng trong lòng người thất lạc, có thể nghĩ. Đi thôi, Âu Dương Minh Nguyệt dung mạo bình tĩnh, nhìn không ra mảy may gợn sóng, nhàn nhạt chào hỏi một tiếng, thân thể nhoáng một cái, liền đứng ở xương chim trên lưng. Những người khác cũng không khách khí, nhao nhao đi theo phía sau. Xương thân chim dài hơn 10 trượng, trên lưng có đầy đủ địa phương dung nạp bọn hắn hơn 10 cái người. Mắt thấy mọi người đều lên chim cóng, tiêu phàm dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, xương chim ngẩng đầu khẽ kêu một tiếng, hai cánh chấn động, hướng phía tây bắc hướng bay nhanh mà đi. Căn cứ ô người cung cấp mật địa địa đồ, Long thần đảo là tại cuồng phong biển tây bắc đầu. Ngay cả thủy tổ thánh địa đều có thể thu tập được bản đồ chi tiết, gió tây đảo ô ra, quả nhiên không hổ là thất dạ giới thiên môn thứ nhất. Ba năm về sau, cuồng phong bờ biển duyên, mây đen dần dần tản ra, ẩn ẩn nhìn thấy trường thiên một bích, tình không nhìn giảm cảnh sắc tráng lệ. Hoác suy một thanh âm vang lên, xương chim thân thể khổng lồ, từ trên cao trong mây đen bắn ra, ngửa mặt lên trời một tiếng huyết dài, cao vút trong mây, tràn đầy vương giả uy nghiêm cùng bá khí. Một nhóm 10 người, rốt cục nặng cuồng phong trong biển xuyên ra ngoài. Nguyên bản lấy xương chim tốc độ bay, xuyên qua cuồng phong biển cũng không cần như thế chi thời gian dài, nhưng một đường này đi tới, lại là gặp không ít gian nan hiểm trở vùng biển này, không hổ là thủy tổ thánh địa, các loại kỳ cầm dị thú, nhiều vô số kể, thỉnh thoảng đối bọn hắn phát động công kích. Trong đó không ít bầy dị thú thể thực lực mạnh, không chút nào tại tầm bảo đoàn một nhóm người người phía dưới, mỗi lần đều là kinh lịch khổ chiến mới lấy thoát thân. Sương chim dù sao không phải chân chính biển kiêu, bằng không mà nói, tuyệt đại bộ phân chiến đấu hoàn toàn nhưng để tránh cho. Làm thất dạ giới hải không bá chủ, biển kiêu đối trên biển lớn không ít kỳ cầm dị thú có cường đại lực chấn nhiếp. Thời gian 3 năm, có thể bình yên vô sự xuyên qua cuồng phong biển, cũng coi như là rất không tệ. Suốt cục nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, xanh thẳm biển cả, như thủy tinh bọt nước, tất cả mọi người thở phào một hơi, chỉ cảm thấy ý chí lớn sướng. Ba năm tại cuồng phong sóng lớn bên trong ghé qua, tránh không khỏi gian nguy đánh không hết yêu thú, dù coi như những này đại tu sĩ từng cái cường hãn vô so, cũng đều cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Tiêu phàm nhấc tay vừa nhấc, đem xương chim thu hồi chữ vật vòng tay, mười người không hẹn mà cùng đè lại độn quang, tại bầu trời trong xanh dưới xếp thành một hàng trông về phía xa phía trước một cái xanh ngắt ướt át hòn đảo xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt mỗi người đều nín thở lại khó mà ức chế trên mặt hưng phấn cực độ cùng mừng rỡ chi tình long thần đảo trải qua ngàn khó vạn hiểm rốt cục đến lần này tầm bảo mục đích muốn nói không kích động tuyệt đối là giả ngay cả ban sơ bị buộc bất đắc dĩ tham gia tầm bảo đoàn tiêu phàm cùng thiên diệu tiên tử cũng giống như vậy kích động đồng dạng hưng phấn hiện nay thiêu chân nhân nhưng không còn là người đứng xem. Long Thần đảo còn lâu mới có được bọn hắn trong tưởng tượng lớn như vậy, mặc dù ô người trong địa đồ đã minh xác biểu thị, Long Thần đảo là một hòn đảo nhỏ, mà ở chúng người suy nghĩ bên trong đã từng từng sinh ra trời sinh thánh linh thủy tổ thánh địa. Nhất định là cực kỳ cao đại thượng, cùng đảo nhỏ không có chút nào giáp với. Đây là một loại tư duy hình thái, mà lại không tốt đổi, dù là tận mắt nhìn đến Long Thần đảo cũng giống như vậy. Long Thần đảo xanh um tươi tốt, sừng sững tại minh mang sóng biếc bên trong phong cảnh như vẽ đẹp không sao tả xiết nếu như đặt trên địa cầu đây cũng là được hoan nghênh nhất hải đảo nghỉ phép thánh địa đi thôi suốt cục âu dương minh nguyệt đem thu hồi ánh mắt lại dưới chân độn quang cùng một chỗ liền muốn hướng long thần đảo xuất phát thúy phu nhân bận biểu tức nói đại trưởng lão có phải là trước thôi diễn một quẻ mặc dù cái này long thần đảo nhìn qua phong quang lưu luyến đẹp không sao tả xiết nhưng ai ngờ ở trên đảo đến cùng ẩn giấu đi cái gì cổ quái hay là trước xem bói một quẻ tương đối ổn thỏa âu dương minh nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói vô dụng trời cơ che đậy chi lực quá mạnh kỳ thật sao lại cần thúy phu nhân hiện đang nhắc nhở âu dương minh nguyệt vừa rồi liền đã chiếm bài học lại không có chút nào đầu mối trời cơ bị che đậy phải cực kỳ chặt chẽ nửa điểm đều nhìn trộm không được thúy phu nhân sắc mặt hơi đổi một chút ngón tay khinh động liền chiếm bài học Quả nhiên là không có chút nào đoạt được, bận biểu tức hướng Tiêu Phàm, Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Ứng Linh Trạch nhìn lại, ba người cũng đồng thời lắc đầu, cho thấy phải kết quả cũng giống nhau. Ứng Linh Trạch ông ông nói, nơi này nếu là bọn hắn thủy tổ thánh địa, trời sinh thánh linh đản sinh chỗ, trời cơ che đậy chi lực cường đại chính là đương nhiên. Trời sinh thánh linh vốn là nhất giai người mạnh nhất, là đoạt thiên tạo hóa mà thành nghịch thiên chi vật. Thiên địa tạo hóa đều có thể cướp đoạt, che đậy trời cơ chỉ là bình thường sự tình ngươi. Tiêu Phàm song mi cao lại, trầm giọng nói, ta luôn cảm thấy kia long thần đảo tường hòa phía dưới, ẩn giấu đi huyết quang chi khí, chư vị hay là cẩn thận tốt hơn. Hỗn nguyên thượng nhân lập tức hỏi, tiêu đạo hữu là như thế nào cảm ứng được, trực giác, tiêu phàm hay là lời ít mà ý nhiều nói. Mặc dù xem bói không có tác dụng, tiêu phàm lại luôn trong lòng treo lấy, thả không xuống. Luôn cảm thấy cách đó không xa long thần đảo, ẩn giấu đi một loại nào đó quỷ dị. Mà lại, càn khôn đỉnh cũng có thể rõ ràng cảm ứng được nơi xa kịch liệt vô so không gian dị động. Đây là một loại cực kỳ kỳ lạ không gian dị động, cùng càn khôn đỉnh trước đây sở cảm ứng đến không gian ba động đều không giống nhau, lực lượng phải cường đại hơn nhiều. Nếu như nói, thất dạ giới thủy tổ thánh địa chính là như thế một cái hải ngoại tiên sơn, cùng lấy bọn hắn tiến đến thu hoạch thiên hương ngọc lộ, tiêu phàm trong lòng thật đúng là không tin tưởng lắm. Không có khả năng đơn giản như vậy, trong lòng mọi người đều đều run lên, muốn nói trước kia, bọn hắn đối tiêu phàm hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn mang theo một tia ý khinh thường dù coi như tại ngũ hành thần toán bên trong cũng nhận định tiêu phàm là kính bồi ghế chót dù sao hắn còn trẻ như vậy đơn thuần kinh nghiệm cũng kém xa bốn vị khác thần toán nhưng mà từ tây nhung đại thảo nguyên một trận chiến đoàn người tâm thái đã sớm biến vô cực môn truyền thừa vô cực chín tướng năm đó danh chấn thiên hạ quả nhiên danh bất hư truyền bây giờ tiêu phàm nói long thần đảo ẩn giấu đi huyết quang chi khí một đoàn người tâm lập tức liền chìm xuống dưới. Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi nói, đã đến nơi đây, vậy liền chỉ có tiến không có lùi. Càng triển trầm giọng nói, đại trưởng lão lời nói rất đúng, đến nơi đây, nếu không lên đảo nhìn qua, lại như thế nào cam tâm. Hỗn nguyên thượng nhân nói, đảo là nhất định phải trèo lên, nhưng cẩn thận chút cũng không phải chuyện xấu. Cái này hiển nhiên, gì tiêu thuyết phải, ứng linh chạy ông ông nói, lập tức mọi người trần chờ nửa ngày, rốt cục bắt đầu hướng Long Thần Đảo bay trốn đi. Dẫn đầu Âu Dương Minh Nguyệt không nhịn được khống chế tốc độ bay, chậm chậm hướng Long Thần Đảo tới gần. Dùng mắt đo khoảng cách đến xem, Long Thần Đảo cách bọn họ vị trí chi địa không xa, coi như tận lực áp chế tốc độ bay, nhiều nhất một cái canh giờ, cũng liền đến. Ai ngờ một canh giờ trôi qua, Long Thần Đảo vẫn như cũ còn ở phương xa, xanh tươi ướt át, phảng phất bọn hắn cái này một canh giờ, đều dừng lại tại nguyên chỗ. Ảo giác, Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên đè lại độn quang, như mày nói, ánh mắt hướng tiêu phàm nhìn lại. Tiêu phàm lắc đầu, song mi nhíu chặt, nói, không chỉ là ảo giác, còn có không gian chi lực. Nơi này không gian tình hình cực kỳ cổ quái, không chỉ là long thần đảo, giống như cả phiến hải vực đều bao phủ tại dị thường không gian ba động phía dưới. Nói, tiêu phàm ngửa đầu hướng lên, hải thiên một màu, xa xa, thậm chí không phân rõ kia là bầu trời kia là hải dương. Càng khôn đỉnh lại càng ngày càng rõ ràng cảm ứng được cường đại không gian dị động, qua nhiều năm như vậy. Tiêu Phàm chưa bao giờ từng gặp phải phạm vi lớn như thế bên trong không gian dị thường, cho Tiêu Phàm cảm giác chính là long thần đảo thậm chí xung quanh cả phiến hải vực, đều bao phủ tại kỳ quái không gian chi lực dưới, mà cái này không gian chi lực tựa hồ còn đến từ tại một cái khác giao diện. Làm sao cái cổ quái pháp? Huệ Thiên Hào không chịu được hỏi, Tiêu Phàm cũng không thèm nhìn hắn, phối hợp nói, tại dị thường không gian bên trong, con mắt nhìn thấy hết thảy, thậm chí ngươi sở cảm ứng đến hết thảy, cũng có thể là không chân thực. Nhìn xem xa, thực tế rất gần, nhìn xem gần trong gang tấc, thực tế lại phi thường xa xôi. Chư vị phải cẩn thận nhiều hơn, không muốn bị không gian ba động cuốn vào. Chúng ta làm sao cẩn thận, cái này không gian chi lực nhưng không tầm thường, Tiêu đạo hữu hay là đưa người bảo vật tế ra đi. Tây Môn ngạo kêu lên, Tiêu Phàm không thèm để ý, lại đi đầu lái về phía trước đường. Tại cái này không biết nền tảng địa phương, hắn cũng sẽ không tùy tiện đem Càn Khôn đỉnh tế ra đến, vạn nhất có cái sơ suất lại như thế nào cho phải về phần Tây môn ngạo có phải là có biện pháp ứng đối không gian dị thường vậy thì không phải là tiêu chân nhân nên quan tâm sự tình đường đường một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chẳng lẽ ngay cả sức tự vệ đều không có a à? thấy tiêu phàm thái độ như vậy Tây môn ngạo tất nhiên là giận tím mặt thật vất vả mới đưa đầy ngập lửa giận ép xuống lúc này cũng không phải hướng tiêu phàm khiêu khích xuất thủ thời cơ tốt không nói đến Âu Dương Minh Nguyệt tuyệt sẽ không cho phép hắn làm như thế liền xem như càng triển cùng thúy phu nhân cũng sẽ không ủng hộ hắn thiên hương ngọc lộ liền ở phía trước lúc này náo nội chiến quả thực chính là không dài đầu óc lại là hai canh giờ trôi qua long thần đảo vẫn tại phương xa phảng phất một tên nghịch ngợm thiếu nữ không ngừng trốn ở cạnh cửa trêu chọc bọn hắn chờ bọn hắn vội vã chạy tới thời điểm thiếu nữ sớm đã ẩn vào trong môn không thấy bóng dáng mẹ nhà hắn đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì tây môn ngạo tốt tính rốt cuộc bị làm hao mòn phải sạch sẽ Âu Dương Minh Nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái, đôi mi thanh tú có chút nhào lên, tựa hồ có chút không vui. Đúng lúc này, đi đầu dẫn đường tiêu phàm bỗng nhiên đè lại độn quang, hai tay kết ấn, một đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ từ trong ngực hắn bắn ra, đảo mắt hóa thành lớn gần trượng nhỏ, phía bên phải bên cạnh trong hư không kích bắn xuyên qua. Bỗng nhiên một trận xé vải nhẹ vang lên, nhìn như không có gì cả hư không bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh lực phun ra ngoài, ẩn ẩn kẹp lấy sát khí cùng mùi máu tươi đuổi theo, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, liền hướng na vặn vẹo hư không bay đi, đảo mắt ngay tại gợn nước ba động bên trong không thấy bóng dáng. Thiên diệu tiên tử không nói hai lời, đoạt tại Âu Dương Minh Nguyệt trước, đi vào theo. Âu Dương Minh Nguyệt cũng là không cần nghĩ tới, theo sát thiên diệu tiên tử về sau, tiến vào vặn vẹo hư giữa không chung. Sau một lát, mười người đều từ hư không một bên khác hiện thân mà ra, chúng mục hướng về phía trước, đều kìm lòng không đặng đồng thời hít một hơi khí lạnh long thần đảo liền tại bọn hắn trước mắt chỉ bất quá tòa này long thần đảo cùng bọn hắn phương mới nhìn đến tòa kia long thần đảo có chỗ khác biệt tòa này long thần đảo cũng giống như vậy cây xanh dâm mát xanh ngắt ướt át một phái cảnh đẹp như vẽ nhưng mà lại có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt một đoàn to lớn huyết quang bao phủ tại toàn bộ long thần đảo trên không mà đoàn kia huyết quang bên trong thì là điện tránh lôi minh huyết khí cuồn cuộn tựa hồ ẩn giấu đi cái gì vật cổ quái huyết quang sát khí cảnh đẹp hòa lẫn, khiến người trong lúc nhất thời, quả thực không biết làm thế nào. Đây là sự thực hay là ảo giác, Huệ Thiên Hào kêu lên, thật, tiêu phàm nhàn nhạt đáp, chúng ta đã đứng tại Long Thần Đảo trước mặt, Thánh Linh Chi Huyệt, một mực giữ im lặng đái thành Long bỗng nhiên mở miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn lại thần sắc khẩn trương, gắt gao tiếp cận Long trên đảo thần không đoàn kia cuồn cuộn huyết quang. Ngươi nói cái gì, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Thánh Linh Chi Huyệt, không phải liền là trong truyền thuyết thiên hương ngọc lộ đản sinh chỗ A. Nơi đó chính là thánh linh chi huyệt, đái thành long 10 điểm chắc chắn nói, Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt tự nhiên mà vậy tại tiêu phàm trên mặt lướt qua. Tiêu phàm khẽ vuốt cầm, động tác biên độ cực tiểu. Không hề nghi ngờ, hắn cũng cảm ứng được kia huyết quang bên trong thánh linh khí thức, mà lại là cực kỳ cường đại thánh linh, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn thánh linh chi huyết đều bị nhen lửa, đối đoàn kia huyết quang làm ra trực tiếp nhất phản ứng như lâm đại địch. Ẩn thân ở linh thú điểm bên trong xương chim, cũng lần đầu tiên hướng tiêu phàm trong biển thần thức phát ra cảnh cáo tin tức, nhắc nhở tiêu phàm, chính đang đến gần một cái kẻ địch cực kỳ nguy hiểm. Tên địch nhân này, chính là trời giống chim yêu linh tử địch. Thất giả giới truyền ngôn, thất giả mãng lại tên máu vải long, tại trời sinh thánh linh bên trong bài danh phía trên, là tất cả trời giống chim thánh linh tử địch. Xem ra địa phương là sẽ không sai, nơi xa đoàn kia huyết quang bao phủ địa phương, chính là thất giả mãng đã từng đản sinh xào huyệt tầm bảo đồ là chính xác. Về phần thất giả mãng trong sào huyệt, phải chăng có thiên hương ngọc lộ, hiện tại vẫn chưa biết được. Trên thực tế, thiên hương ngọc lộ rốt cuộc là thứ gì, là loại nào hình dạng, cái gì khí tức, mọi người tại chỗ, một cái đều nói không nên lời nguyên cơ tới. Loại này nghịch thiên chi vật, nguyên bản liền chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người nếu không phải bức tại bất đắc dĩ, cũng sẽ không cam mạo ngàn khó vạn hiểm, đến tìm kiếm cái này trong cõi u minh một chút hy vọng sống không tiến dai, cũng chỉ có thể ngã vào luân hồi. Đối với những cái kia sống 7-800 tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi, đầy trong đầu trường sinh chấp niệm đại tu sĩ mà nói, kết quả này quá tàn khốc, quá bất đắc dĩ, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt không chịu tiếp nhận kết cục như vậy. Thanh Nhu, cùng với ta, tiêu phàm hướng thiên diệu tiên tử truyền âm nói, thiên diệu tiên tử không nói một lời, chậm rãi nương đến bên cạnh hắn, không lộ nửa phân thanh sắc. Nơi đây không gian ba động cực kỳ quỷ dị dị thường không gian chi lực cơ hồ ở khắp mọi nơi không cẩn thận liền sẽ bị ngăn cách ra tại dạng này địa phương xa lạ một khi lạc đàn tính nguy hiểm lập tức tăng nhiều tiêu phàm bằng trực giác cũng có thể biết cái này long thần đảo tuyệt đối không giống nó bên ngoài đồng hồ như thế yên tĩnh yên ắng người vật vô hại lần này tất cả mọi người không có theo liền hành động mà lại yên lặng nhìn về phía tiêu phàm tất cả mọi người minh bạch tại cái này quỷ dị như vậy chỗ không thể tin tưởng con mắt của mình hay là từ tiêu phàm dẫn đường tốt. Tiêu phàm lại tại nguyên chỗ chậm rãi chuyển lên một vòng tử tới. Trọn vẹn gần nửa canh giờ trôi qua, Tiêu phàm tay trái bấm quyết, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh ra, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án hiển hiện, đem trước mặt hư không lại lần nữa xé rách. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi, bay thẳng chóp mũi. A, à, một cái kinh ngạc thanh âm, bỗng nhiên vang lên, tựa hồ mọi người ở đây bên tai, lại tựa hồ ở xa ở ngoài ngàn dặm, biết bao phiêu miểu. Nhưng mà, đoàn người lại thật sự nghe tới cái này âm thanh kinh A. À. Không hề nghi ngờ, cái này long trên đảo thần không chỉ đám bọn hắn. Còn có những người khác tại, mà lại, tựa hồ đối với bọn hắn hành động rõ như lòng bàn tay. Bất quá trong lúc này, lại là không lo được những này. Vô luận như thế nào, cần nhờ lũng đi xem một cái lại nói. Tiêu phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng bị xé nứt hư không kích bắn xuyên qua. Thiên diệu tiên tử theo sát phía sau, đúng lúc này, nguyên bản bị xé nứt không gian, bỗng nhiên lại lên gợn nước ba độc, một trận vặn vẹo truyền đến, sau đó chính là tiếng kinh hô cùng nổi giận quát âm thanh. Trong nháy mắt, tiêu phàm liền tại hư không một bên khác hiện thân mà ra, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Thật là lớn một mảnh huyết hải, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là huyết hồng sắc mặt nước, ung ục ung ục mà bốc lên lấy bọt khí, không ngừng cuồn cuộn. Thỉnh thoảng sẽ có một ít yêu thú thi thể cùng hài cốt từ huyết hải bên trong bốc lên đi lên, ở trên mặt nước đánh một cái lăn, lại lại chìm vào trong biển máu. Chỉ thấy huyết hải phía trên, quỷ ảnh lay động, âm hồn kêu rên thanh âm, đinh tai nhức óc, thê lương đến cực điểm. Có người tại huyết tế, mà lại, tiêu phàm tại huyết hải trong hải cốt, nhìn thấy không ít quen thuộc yêu thú, trong đó lại còn có một đầu toàn thân kim quang lóng lánh giao long, dù coi như đã bỏ mình, khí tức cũng vẫn như cũ dị thường chỉ sợ, tựa hồ là một đầu sắp thành niên kim giao vương, so phổ thông hóa hình hậu kỳ yêu thú đều muốn càng thêm cường đại trong nước vương tộc. Cái này trong biển máu, không biết huyết tế bao nhiêu sinh linh. Tại huyết hải bên trong tâm, lại có một dòng thanh tuyền, đường kính hơn một trượng, nước suối thanh tịnh thấy đáy, dù coi như là sông vào mũi nồng đậm mùi máu tanh, cũng không che giấu được nước suối phát ra kỳ dị thanh hương, để người vừa nghe phía dưới, lập tức tâm thần thanh thản, tướng lệnh người buồn nôn mùi máu tanh đều đều che đậy bên ngoài. Tiêu phàm hai mắt, lập tức có chút hít mắt một chút. Mặc dù hắn không biết kia nước suối đến cùng là vật gì, lại có thể rõ ràng cảm ứng được, trong suối nước ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm linh lực cùng vô hạn sinh mệnh tinh hoa. Nếu như nói, đó chính là thiên hương ngọc lộ, tiêu phàm sẽ không hoài nghi. Tối thiểu nhất, cái này nước suối tuyệt đối là khó gặp linh đan rượu dược, có không thể tưởng tượng nổi thuốc dùng công năng, bằng trực giác, tiêu phàm đã cảm thấy cái này nước suối là thật có thể tái tạo lại toàn thân, so hắn hóa huyết trúc linh đại pháp còn đều hữu hiệu hơn được nhiều, bất kỳ cái gì thân thể hẳn là đều có thể đúc lại. Mà tại cái này thanh tuyền trên không mấy chục trượng chỗ, thì là một cái cự đại huyết đoàn, liền phẳng phất xương chim cưỡng ép tiến dài trước đó, tiêu phàm lấy vô số máu nói vật liệu ngưng kết mà thành kén máu. Kén máu trung ương, ẩn ẩn có một đoàn mơ hồ bóng đen, nhìn qua giống như là một con cự mãng, lại có chút giống như là một con dao long. Trong huyết đoàn, rủ xuống một đầu tinh tế cái ống, như là ống hút, cắm ở kia hoàng thanh tuyển bên trong, liên tục không ngừng hấp thu trong suối nước sinh mệnh tinh hoa. Đang đến gần kén máu địa phương, ống hút có một chỗ nâng lên, tựa hồ là lâm thời chứa đựng năng lượng chỗ. Ống hút hấp thu nước suối, ở đây chuyển hóa thành chân chính tinh hoa, lại cung cấp kén máu bên trong đầu kia mơ hồ cự mãng. Một nháy mắt, tiêu phàm liền hiểu được, đây là một cái sinh mệnh hệ thống tuần hoàn. Mình mông vô bờ to lớn huyết hải, chính là sinh mệnh vật chất nơi phát ra, vô số chim quý thú lạ, sinh linh mạnh mẽ, bị huyết tế tại cái này trong biển máu, chính là cần lấy tính mạng của bọn nó tinh hoa đến tẩm bổ kén máu bên trong sinh vật. Huyết hải bên trong ương kia hoàng thanh tuyền, thì là trải qua tinh luyện tinh hoa, cuối cùng, trải qua một đầu cuống rốn truyền thâu đến kén máu bên trong đi. Đơn giản sáng tỏ, chỉ là, tràn đầy vô tận huyết tinh khủng bố, đây là thứ quỷ gì, bên kia toa, truyền đến huệ thiên hào buồn bực thanh âm. Tiêu phàm lúc này mới quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy huệ thiên hào liền ở bên phải cách đó không xa, cũng chừng to mắt, gắt gao tiếp cận kia sinh mệnh thai ngén hệ thống, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Chẳng lẽ nhìn không ra a à? đây là huyết tế, đây là tây môn ngạo thanh âm, hắn lại tại huệ thiên hào bên phải. Nhìn kỹ lại, bao quát thổ ma ngẫu ở bên trong, 10 cái người cũng đã đi tới huyết hải bên cạnh, vây thành một cái hình cung. Thiên diệu tiên tử ngay tại tiêu phàm bên trái, ở giữa cách hỗn nguyên thượng nhân. Tiêu phàm vội vàng hướng thiên diệu tiên tử truyền âm, nói. Thanh Nhu, đến bên cạnh ta tới. Không thể nghi ngờ, Tiêu Phàm cảm ứng được nguy hiểm cực lớn, tựa hồ có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật liền giấu ở phụ cận, lúc nào cũng có thể đối bọn hắn phát động một kích chí mạng. Thiên Diệu Tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, cũng truyền âm nói: "Không được, ta thử qua, không qua được, là không gian dị thường." Tiêu Phàm liền khẽ vuốt cầm, trên thực tế, hắn đã sớm cảm ứng được cực độ không gian dị thường, bọn hắn 10 người nhìn như có thể lẫn nhau tương vọng, cũng có thể khơi thông với nhau cũng đã bị không gian chi lực chia cắt ra đến, không cách nào ôm thành một đoàn, lẫn nhau chi viện. Bọn hắn hiện tại mỗi người đều là cô lập, đây tuyệt đối không phải vô ý tạo thành, tuyệt đối là có người điều khiển, cố ý gây nên. Tiêu Phàm lòng trầm xuống, chẳng lẽ lại có một đầu thánh linh đang sinh ra? Thúy phu nhân hai mắt tiếp cận kia kén máu bên trong hình rồng sinh vật, giật mình nói: "Mặc dù kia sinh vật lẳng lặng đợi tại kén máu bên trong, không có bất kỳ cái gì dị động, nhưng cho người uy áp là như thế chi rất" thậm chí so thiên quang lão tổ uy áp còn mạnh hơn nhiều. Thiên quang lão tổ thế nhưng là đường đường chính chính ngộ linh kỳ tu sĩ. Cái này kén máu bên trong đồ vật, mặc kệ nó là cái gì, khẳng định chưa xuất thế, còn tại thai ngén trong lúc đó, liền đã uy thế như thế khinh người, trừ trời sinh thánh linh, Thúy Phu Nhân cũng thực tế nghĩ không ra, còn có cái gì sinh vật sẽ bá đạo như vậy. Không phải, đây là huyết tế, đái thành long lập tức lắc đầu, thánh linh sinh ra, làm sao có thể là lấy huyết tế hình thức đây rõ ràng là có nhân chủ cầm, không sai, người còn có mấy phân kiến thức, một tiếng cười khẽ, cái kia hơi có vẻ hơi bén nhọn thanh âm nam tử bỗng nhiên lại vang lên, mọi người ở đây tai vừa nói chuyện. Đái thành long giật nảy cả mình, cổ tay khẽ đảo, đen nhánh trọng kiếm đã nắm trong tay, ngưng thần tĩnh khí, treo lên 12 phân tinh thần, trầm giọng quát. Các hạ người nào, gì không hiện thân gặp nhau, lén lén lút lút, không tính hảo hán. Thấy hắn bộ dáng như vậy, mấy người cũng đều nhao nhao sáng suốt binh lưỡi đao pháp bảo đề cao cảnh giác chật chật ta lén lén lút lút quả nhiên là cưỡng từ đoạt lý nơi này là long thần đảo là quê hương của ta các ngươi mới là kẻ ngoại lai kia bén nhọn giọng nam phảng phất cũng không tức giận chỉ là vừa cười vừa nói tựa hồ tâm tình có chút vui vẻ bất kể như thế nào hay là mời các hạ hiện thân gặp mặt đi lần này mở miệng lại là âu dương minh nguyệt ngữ khí bình tĩnh như trước không có chút rung động nào Âu Dương Minh Nguyệt tại bên phải nhất, cách Tiêu Phàm xa xôi nhất. Cho tới nay, Âu Dương Minh Nguyệt đều nắm chắc Tiêu Phàm, nhận định hắn mới là lần này tầm bảo đoàn nhân vật mấu chốt, chỉ tiếc lần này bị người đánh trở tay không kịp, Ngạnh Sinh Sinh đưa nàng cùng Tiêu Phàm ngăn cách ra, liệu Tất Đại trưởng lão trong lòng nhất định cũng là phi thường phiền muộn. Ta ngay tại các ngươi bên người, chỉ là các ngươi nhìn không thấy ta mà thôi." Bén nhọn giọng nam nói, lập tức lại chật chật liên thanh. "Các ngươi những bọn tiểu bối này lá gan coi là thật không tiểu. Toa ma giới tu sĩ nhân tộc, cũng dám xông tiến vào ta thánh địa đến, thực tế tính được là to gan lớn mật. Lời vừa nói ra, mỗi người đều thất kinh, không chịu được hai mặt nhìn nhau. Người này, thế mà biết bọn hắn là đến từ toa ma giới tu sĩ nhân tộc. Đến thất dạ giới nhiều năm như vậy, còn không người biết được bí mật này. Người này nhưng lại là làm thế nào biết, cái này có gì đáng kinh ngạc. Người nhóm khí tức trên thân, ta một cảm ứng liền biết, tất cả đều là toa ma giới tới năm đó, chết trong tay ta toa ma giới tiểu bối còn thiếu A. À. Ta đều không nhớ rõ từng giết bao nhiêu toa ma giới tu sĩ cấp cao. Bén nhọn giọng nam từ tốn nói, tại trong miệng hắn, lại máu tanh giết chóc, cũng chỉ bình thường mà thôi. Trong lòng mọi người trầm xuống, ẩn ẩn có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, cơ hồ đều nghĩ đến mấy vạn năm trước trận kia giao diện đại chiến. Bởi vì toa ma giới cùng thất giả giới gặp nhau, chủ yếu chính là giao diện đại chiến. Dưới mắt giao diện đại chiến vừa mới bắt đầu, người này hiển nhiên nói không phải lần này đại chiến nhưng là nếu như hắn nói là trước một lần đại chiến chẳng phải là nói hắn đã sống hơn mấy vạn năm đây quả thực không thể tưởng tượng chỉ là chỉ là thất dạ giới thủy tổ chính là trời sinh thánh linh mấy chục ngàn năm thọ nguyên đối phổ thông người tu chân mà nói xác thực khó có thể tưởng tượng nhưng đối trời sinh thánh linh đến nói lại không thể bình thường hơn được đại đa số thánh linh thọ nguyên đều dài đến mấy chục ngàn năm thậm chí càng dài chẳng lẽ người này vậy mà thật là thủy tổ giáng lâm trong lúc nhất thời huyết hải chi bên cạnh trở nên cực kỳ yên tĩnh mỗi người đều bình tức tĩnh khí đúng lúc này kén máu mặt ngoài một trận máu sáng lóng lánh một đạo bóng người nhàn nhạt, nhạt nổi lên trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một cái toàn thân huyết hồng anh tuấn thiếu niên lại sau một khắc trên người thiếu niên huyết quang nhanh chóng trở thành nhạt đảo mắt liền biến thành thiếu niên bình thường người bộ dáng chỉ có màu da thoảng qua phiếm hồng trên gương mặt sinh có một ít huyết hồng tinh mịn lân phiến trong đôi mắt máu lóng lánh lộ ra nói không nên lời âm trầm quỷ dị mọi người thần niệm vội vã quét tới lập tức cùng nhau biến sắc lại nguyên lai thần niệm chi lực vừa mới tiếp xúc đến kia huyết quang thân thể thiếu niên lập tức liền bị hút thu lại đồng thời bằng tốc độ kinh người liên tục không ngừng trôi qua tựa hồ kia huyết quang thân thể thiếu niên chính là cái hang không đáy có thể cuồn cuộn không tuyệt hấp thu mọi người thần niệm mọi người liên tục không ngừng đem thần niệm chi lực chặt đứt thấy như vậy luống cuống tay chân bộ dáng huyết quang thiếu niên cười nhạt một tiếng khóe miệng hiện lên hết sức rõ ràng đùa cợt chi ý ánh sáng đom đóm cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng huyết quang thiếu niên châm chọc nói đối một đám nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ quả thực như không có gì nói đi các ngươi lén lút chạy đến ta nơi này có gì muốn làm a à? không mang lóe lên huyết quang thiếu niên liền đến phụ cận tính tính huyền phù tại huyết hải trên không từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn theo miệng hỏi lập tức cười ha ha một tiếng không cần hỏi cũng biết, các ngươi nhất định là vì kia cái gọi là Thiên Hương Ngọc lộ đến. Mấy vạn năm trước, liền có các ngươi tòa ma giới người đến qua nơi này. Nói thật, các ngươi tòa ma giới người đều rất tự tư, biết rõ giao diện đại chiến đã mở ra, không ra sức tác chiến, lại vụng trộm hướng chúng ta thất giả giới chạy, muốn làm tiểu thâu. Nếu như tòa ma giới tu sĩ cấp cao, đều cùng các ngươi đồng dạng tâm tư, cuộc chiến này kỳ thật khỏi phải lại đánh, chúng ta tất thắng. Huyết Quang thiếu niên chậm rãi mà nói huy sái tự nhiên. Các hạ không khỏi quá coi thường toa ma giới tu sĩ. Chúng ta tới tìm thiên hương ngọc lộ, cũng là vì nâng cao một bước. Thực lực càng mạnh, mới có thể tốt hơn bảo vệ gia viên. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, huyết quang thiếu niên âm trầm ánh mắt trong chớp nhoáng quét tới, như là lãnh điện lưỡi dao, Âu Dương Minh Nguyệt hào không nao núng, bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Không sai, xem ra, ngươi là đoàn người này bên trong mạnh nhất. Hay là cái tiểu nha đầu, thực cũng đã ta có chút ngoài ý muốn huyết quang thiếu niên khẽ gật đầu, nói, mọi người nhất thời chỉ cảm thấy đầy mắt tiểu tinh tinh chấp loạn. Tiểu nha đầu, đây là đang nói Âu Dương Minh Nguyệt A, đường đường hạo thiên tông đại trưởng lão, Nam Châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất, ở trong mắt người nọ. Vậy mà là cái tiểu nha đầu, chỉ bất quá, nếu như người này coi là thật tham gia qua mấy vạn năm trước trận kia giao diện đại chiến, thậm chí chính là thất dạ giới thủy tổ máu vải long hóa thân, vậy hắn xác thực hoàn toàn có tư cách nói lời như vậy cùng hắn so ra, thậm chí sưng hô Âu Dương Minh Nguyệt một tiếng tiểu nha đầu, đều xem như nâng cao. Thế nhưng là, thủy tổ hóa thân, loại sự tình này chỉ cần suy nghĩ một chút đều để người đầu váng mắt hoa a. À. Chẳng lẽ mấy trăm ngàn năm trước đã phi thăng lên giới thất dạ giới thủy tổ, còn ở lại chỗ này dưới cùng giao diện lưu lại phân thân. Làm như thế, cần gì muốn liên tiếp câu đố, tại mọi người trong đầu bốc lên, trong lúc nhất thời, nơi nào có thể lý đạt được đầu mối? huyết quang thiếu niên lại mặc kệ bọn hắn đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên vừa nhấc ngón trò tay phải, một đạo vô hình pháp lực, hướng Âu Dương Minh Nguyệt bay đi. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã sớm tại toàn lực đề phòng, mắt thấy huyết quang thiếu niên ngón tay khẽ động, thấy không ổn, nhấc lên đan điển chân khí, liền muốn né tránh. Ai ngờ ngực huyệt thiên trung có chút tê dần, kia đạo pháp lực liền đã chui trong cơ thể nàng. Âu Dương Minh Nguyệt không khỏi quá sợ hãi, hoa dung đột biến biết rõ địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ động thủ, toàn lực đề phòng, nhưng như cũng không có chút nào kháng cự chi lực, loại tình hình này, đối nàng mà nói, thực tế đã cực kỳ lâu chưa từng phát sinh qua. Dù coi như trước đây thật lâu, nàng tu vi còn thấp thời điểm, đối mặt tông môn trưởng bối khảo giáo, cũng chưa từng bị động như thế qua. Mặc dù một mực chưa từng điều tra ra kia huyết quang thiếu niên chân thực cảnh giới, nhưng chỉ này một chỉ, là đủ chứng minh, huyết quang thiếu niên tu vi ở xa bọn hắn phía trên, thậm chí tuyệt không phải phổ thông ngộ linh sơ kỳ tu sĩ có thể so. Bình thường ngộ linh sơ kỳ tu sĩ, Âu Dương Minh Nguyệt cố nhiên cũng không phải nó địch, lại tuyệt không thể ở trước mặt nàng như thế cử trọng nhược khinh, đưa tay ở giữa, liền đem nàng chế phải chói chân trói tay, căn bản liền kháng cự không được. Cũng may huyết quang thiếu niên tựa hồ cũng không có ý định tổn thương nàng, kia đạo pháp lực tại trong cơ thể nàng nhanh chóng nhất chuyển, lại thu về. Âu Dương Minh Nguyệt đem động tác kế tiếp ngạnh sinh sinh ngừng lại đã huyết quang thiếu niên không có thật làm bị thương nàng, vậy liền nhất định không thể đem hết thảy đều làm hỏng, không phải, nhưng là không còn biện pháp thu thập. Huyết quang hai mắt thiếu niên khép hờ, tựa hồ tại tinh tế phẩm vị, chốc lát, mới thở phào một cái, nói. Hạo Dương thần lôi, ngươi là Hạo Dương chân nhân hậu bối truyền nhân, Âu Dương minh nguyệt kinh hãi. Hạo Dương chân nhân chính là Hạo Thiên Tông khai phái tổ sư, cùng vô cực thiên tôn là đồng thời thay mặt tu sĩ, năm đó uy chấn thiên hạ, thần lôi vô song, một tay khai sáng hạo thiên tông, từ đây mấy chục ngàn năm truyền thừa, vẫn luôn đưa thân Nam Châu đại lục thập đại chính đạo tông môn. Bây giờ huyết quang này thiếu niên lại thuận miệng nói tới hạo dương chân nhân, tựa hồ giữa hai bên hết sức quen thuộc. Huyết quang thiếu niên liếc nàng một cái, từ tốn nói. Cái này không có gì tốt ngạc nhiên, năm đó người tổ sư là ta tại toa ma giới gặp phải thứ một kẻ mạnh. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của ta, nhưng so với còn lại mấy cái bên kia phế vật còn mạnh hơn nhiều, chỉ ít có thể từ trong tay của ta trốn được tính mệnh. Tại toa ma giới, trừ tiêu vô cực, hạo dương đạo nhân cũng coi là cái nhân vật. Tiêu vô cực, lúc này giật mình là tiêu phàm. Thế nào, các người không biết tiêu vô cực, hắn tại các người toa ma giới không phải đại danh đỉnh đỉnh A. Âu dương minh nguyệt nhẹ giọng hỏi, tiền bối nói là vô cực thiên tôn A. Đúng vậy, hắn nhưng là các người toa ma giới đại cứu tinh. Nói đến đây, huyết quang thiếu niên sắc mà thoảng qua trầm xuống, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ hung lệ, tựa hồ có chuyện gì kích thích đến thần kinh của hắn, để hắn phi thường khó chịu. Liên quan tới mấy vạn năm trước trận kia viễn cổ đại chiến, thất dạ giới cùng toa ma giới đều có riêng phần mình truyền thuyết, tình tiết ngược lại là cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá tại thất dạ giới, thủy tổ hóa thân chính là đại cứu tinh, chính là vị này thủy tổ hóa thân, tại thất dạ giới nhất thời điểm nguy cấp, liên tiếp đánh bại toa ma giới rất nhiều mộ linh kỳ đại năng tu sĩ, lúc này mới ngăn cơn sóng dữ cứu vớt toàn bộ thất giả giới, chưa từng gặp diệt tộc chi họa. Mà tại toa ma giới, vị này chú cứu thế biến thành vô cực thiên tôn. Năm đó đại chiến chân thực tình hình đến cùng như thế nào, tự nhiên là rất khó làm rõ ràng, nhưng nghe huyết quang thiếu niên cái này mang theo một tia vị chua lời nói, cùng có chút khó chịu thần sắc, có thể suy ra, năm đó hai vị này thiên kiêu nhất định gặp mặt qua, đồng thời giao thủ qua. Tựa hồ, huyết quang thiếu niên vẫn chưa chiếm được tiện nghi gì. Trong lúc này, Tiêu Phàm kinh hãi trong lòng lại là khó mà nói đồng hồ. Tiêu vô cực, đây là hắn lần thứ nhất biết vô cực thiên tôn danh tự. Tại vô cực môn tất cả trong biển tịch có quan hệ khai phái tổ sư tên họ cũng chỉ có vô cực thiên tôn bốn chữ tôn xưng Tổ sư bản danh họ gì tên gì lại là hoàn toàn không biết gì. Nguyên lai like cũng họ Tiêu mà lại liền gọi Tiêu vô cực. Tiền bối, người thật là thủy tổ hóa thân. Bên kia toa Đái Thành Long đột nhiên hỏi trong giọng nói không thể tránh né có chút nửa tin nửa ngờ. Huyết Quang thiếu niên ánh mắt hướng bên kia quét qua khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt ý cười, tử tốn nói. Cái gì là hóa thân, cái gì là chân thân, người phân rõ ràng a à. bị ánh mắt này quét qua, đái thành long đường đường đại tu sĩ, lập tức chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, vội vàng có chút cúi đầu, thưa dạ liên thanh. Nguyên bản huyết quang thiếu niên lực chú ý cũng không có đặt ở đái thành long trên thân, bỗng nhiên nhẹ a à một tiếng, tựa hồ đối với đái thành long hứng thú, hơi nhấc ngón tay, một đạo pháp lực bay bắn xuyên qua, cùng vừa rồi Âu Dương Minh Nguyệt tình hình giống nhau như đúc, Đái Thành Long căn bản liền không kịp né tránh, kia đạo pháp lực liền đã bắn vào trong cơ thể của hắn, phi tốc dạo qua một vòng thu hồi đi. Ngô, không sai, vậy mà là bá huyết mạch của rồng, mặc dù nhạt mỏng một chút, cũng còn đem liền. Huyết quang thiếu niên nhắm mắt phẩm vị qua đi, khẽ vuốt cằm, nhẹ nói. Đái Thành Long không khỏi hãi hùng khiếp vía, không biết hắn lời nói này là dụng ý gì. Huyết quang thiếu niên nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói. Hậu sinh, người tới nơi này, là vì thiên hương ngọc lộ A. À. Đái thành long trong lòng giật mình, trần chờ một chút, hay là gật đầu đáp. Đúng vậy, tiền bối, tại hạ này đến, đúng là vì thiên hương ngọc lộ. Rất tốt, thiên hương ngọc lộ là ở chỗ này, ta có thể cho ngươi. Huyết quang thiếu niên quay đầu hướng huyết hải bên trong tâm kia hoàng thanh tuyền chỉ một chút, mỉm cười nói. Mặc dù sớm đã có người đang suy đoán, kia nước suối chính là thiên hương ngọc lộ, lại cũng không dám khẳng định, bây giờ phải huyết quang này thiếu niên chính miệng thừa nhận, mọi người nhất thời giật nảy cả mình nhiều ngày như vậy hương ngọc lộ. Đừng bảo là 10 người phân, liền xem như 100 người phân, cũng hoàn toàn đủ. Chỉ bất quá, muốn nhìn nơi đây chủ nhân có phải là cho phép các ngươi đến phân phối. Mà lại, kia kén máu bên trong hình rồng sinh vật, đến cùng là lai lịch gì, thế mà muốn hấp thu nhiều như vậy thiên hương ngọc lộ, đây là muốn tế luyện cái quái vật gì ra. Đa tạ tiền bối trọng thưởng, chỉ là, chỉ là. Đái thành long rốt cuộc không nghĩ tới, Huyết Quang thiếu niên lại sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng cho hắn Thiên Hương Ngọc Lộ, hạnh phúc tới quá đột nhiên, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiêu hóa cái này niềm vui ngoài ý muốn. Mà lại, tại đái Thành Long đáy lòng, cũng dâng lên một cỗ thật sâu đề phòng chi ý. Mấy trăm năm nhân sinh lịch duyệt nói cho hắn, chỗ tốt tới quá nhanh, tiện nghi chiếm được quá lớn, khẳng định đều có vấn đề. Người lại không phải cha ngươi, bằng cái gì cho ngươi như thế lớn chỗ tốt. Chớ nóng vội tạ, ta có điều kiện, quả nhiên huyết quang thiếu niên từ tốn nói đái thành long rất chướng tai gai mắt nuốt ngụm nước miếng nhìn qua huyết quang thiếu niên hai mắt không dám nháy một cái ta có thể cho ngươi thiên hương ngọc lộ đồng thời cam đoan ngươi đột phá bình cảnh tiến giai đến mộ linh kỳ nhưng là ngươi nhất định phải buông ra thần thức biển để ta gieo xuống cấm chế từ đây trở thành thuộc hạ của ta từ nay về sau cùng toa ma giới nhất đao lưỡng đoạn lại không hài lòng nếu không ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này nhục thể của ta còn cần đại lượng huyết tế mới có thể viên mãn. Bá Long huyết mạch là rất không tệ huyết tế đối tượng. Huyết quang thiếu niên từ tốn nói, ngữ khí âm trầm. Lựa chọn ra sao, chính người tuyển, nhưng muốn nhanh một chút, sự kiên nhẫn của ta không tốt, không nghĩ chờ đến quá lâu. Đái thành long khắp cả mặt mũi mồ hôi lạnh liền chảy xuôi xuống tới, cũng không buồn đi lau, ngập ngừng nói, liếm môi một cái, lại không còn gì để nói. Huyết quang thiếu niên cho hắn mở ra điều kiện, không thể bảo là không mê người. Đặt chân ngộ linh kỳ, cơ hồ là mỗi tu chân giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới tối cao, không vì cái này, hắn cần gì phải thiên tân vạn khổ lại tới đây, thuộc dạng này quất khí. Nhưng mà huyết quang thiếu niên yêu cầu, cũng thật là khiến người gan chiến tâm kinh. Thần hồn cấm chế, kia là trung thân chế, cấm chế này một khi gieo xuống, vậy liền cả đời bị người dùng thế lực bắt ép, làm nô là bộc, không còn có tự do cùng tôn nghiêm có thể nói. Nghĩ những này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đã sớm tại một thành một chỗ xương tôn xương tổ, cao cao tại thượng quen, cho tới bây giờ đều là người khác bưng lấy quen lấy bọn hắn, nơi nào có bọn hắn khúm núm, hầu hạ người khác đạo lý. Ngộ linh kỳ tu sĩ đơn thuần thọ nguyên, cũng so nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ muốn vượt lên gấp đôi cũng không chỉ, nhưng mà mấy ngàn năm làm nô là bộc, tư vị này quả thực không dễ chịu. Các hạ coi chúng ta là ba tuổi tiểu hài tử A. Đái Thành Long chưa cuối cùng làm ra quyết định, tiêu phàm đã mở miệng, ngữ khí có chút lãnh đạm còn mang theo mấy phân mỉa mai, thiên hương ngọc lộ như thế nghịch thiên linh vật, sao có thể có thể có nhiều như vậy? thật muốn đầy ao đều là thiên hương ngọc lộ, người cần gì phải phân cho chúng ta những này toa ma giới kẻ ngoại lai? cái này tràn đầy một ao thiên hương ngọc lộ, đừng bảo là mấy chục tên, liền xem như lại tạo ra được trên trăm tên ngộ linh kỳ tu sĩ đến, cũng là hào không làm khó dễ. quả thật như thế, còn cần đến các hạ xuất thủ a? cái này hơn trăm tên ngộ linh kỳ tu sĩ đồng loạt xuất mã, cái nào giao diện ngăn cản được? Đừng bảo là toa ma giới, cái khác liền nhau tất cả giao diện, đều là các người thất dạ giới, nơi nào còn có người khác cơ hội sống sót. Một phen nói ra, mọi người không khỏi bừng tỉnh kỳ thật dạng này đạo lý đơn giản, mỗi người đều muốn lấy được. Chỉ là huyết quang thiếu niên mở ra điều kiện quá mê người, để đoàn người trong lúc nhất thời hoàn toàn không có cách nào bình thường suy nghĩ, ngay cả dạng này cơ bản logic đều quên đi. Tiêu phàm chính là vô cực truyền thừa, cùng huyết quang này thiếu niên không có chút nào chỗ để thỏa hiệp liền là không khách khí chút nào vạch trần hắn hoang ngôn. Các hạ chẳng qua là muốn phân hóa chúng ta, tiêu diệt từng bộ phận thôi, thật khi chúng ta đều như vậy nhược trí. Phân hóa các ngươi, tiêu diệt từng bộ phận, huyết quang thiếu niên lập tức ngửa mặt lên trời cười như điên, tựa hồ nghe đến cái gì đặc biệt tốt cười cho cười. Chẳng lẽ không đúng sao, lần này lên tiếng lại là Huệ Thiên Hào, các hạ nếu là thật sự có thành ý, có thể nói ra. Có điều kiện gì đều có thể thương lược, dạng này ba tuổi tiểu hài kế ly gián cũng không cần lấy ra hiến bảo. Huệ Thiên Hào một lời chưa tất, bỗng nhiên a hét thảm một tiếng. Máu bắn tứ tung, nguyên bản sống sờ sờ nguyên lành Huệ Thiên Hào, bỗng nhiên biến thành hai đoạn, trên cổ vết cắt 10 điểm chỉnh tề. Phảng phất bị lưỡi dao cắt qua, nhất đao lưỡng đoạn. Đường đường hậu kỳ đại tu sĩ, đừng bảo là sức hoàn thủ, cũng không nên nói sức lực chống đỡ, lại còn không có lấy lại tinh thần, liền đầu một nơi thân một nẻo. Ai cũng không thấy rõ ràng huyết quang thiếu niên là như thế nào xuất thủ, thậm chí hắn đến cùng có hay không xuất thủ, đều không rõ ràng. Huệ Thiên Hào cứ như vậy bị chém giết, giờ khắc này, ngay cả cùng Huệ Thiên Hào có huyết hải thâm cửu thiên diệu tiên tử, đều chỉ có kinh ngạc cùng sợ hãi, không có chút nào đại thù được báo sảng khoái. Huyết quang này thiếu niên cũng cường đại đến quá không hợp thói thường. Huyết quang thiếu niên trong tay nắm lấy Huệ Thiên Hào đầu lâu, từ tốn nói. Cùng ta bàn điều kiện, người có tư cách này sao? Kia khinh miệt cùng khinh thường, quả thực thật giống như khác ở trên mặt đồng dạng. Tại trong mắt người khác, cao cao tại thượng, không ai bị nổi nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, trong mắt hắn, yếu ớt như là anh hài, muốn giết cứ giết, nghĩ diệt liền diệt. Công lực của người này đến cùng sâu bao nhiêu, tu vi đến cùng cao bao nhiêu, thực tế không cách nào tưởng tượng. Tối thiểu nhất, bình thường ngộ linh sơ kỳ tu sĩ, là tuyệt đối không có khả năng có như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Máu bắn tứ tung bên trong, một vài tắc cao kim sắc nguyên anh, từ huệ thiên hào cái cổ ra bắn ra, trong tay cầm một thanh siêu vi hình hoàng kim lôi trùy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ oán độc, khàn giọng kêu to. Là không gian chi lực, không gian chi lực, kim quang lóe lên, liền muốn giống một bên càng triển bay đi. Trong lúc này, càng triển cách hắn gần nhất, tự nhiên là muốn hướng càng triển dựa sát vào cầu viện. Càng đạo hiếu, mời trượng nghĩa viện thủ, Huệ Thiên Hào gấp vội kêu lên. Huyết quang thiếu niên lại chỉ là nhìn chằm chằm hắn Nguyên Anh, khóe môi nhếch lên cười lạnh, mảy may đều không có xuất thủ ngăn cản chi ý. Kim sắc Nguyên Anh vừa mới thi triển ra thuấn di thuật, trong khoảnh khắc liền ở tại chỗ hiện ra thân hình, thậm chí ngay cả nửa bước đều chưa từng di động, đến lúc này, Nguyên Anh không khỏi sắc mặt thảm biến, cực kỳ thất kinh. Biết rõ nơi này có không gian chi lực, bằng ngươi như thế một điểm tu vi, còn muốn đi rơi Nguyên Anh. Quả thực chính là trò cười. Đại trưởng lão, cứu mạng." Huệ Thiên Hào khàn giọng kêu to lên, sống chết trước mắt, cái gì kiêu ngạo, cái gì thận trọng, tự nhiên đều gặp quỷ đi. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt cũng là đại biến, nhưng lại chưa xuất thủ không phải nàng không muốn cứu huệ thiên hào mà là xung quanh không gian bình chướng thực tại đột phá không được toàn thân trên dưới phảng phất đều bị lực vô hình một mực cầm cố lại chỉ có thể làm có hạn di động đương nhiên nếu như tế gia pháp bảo mạnh mẽ cưỡng ép đột phá có lẽ cũng không phải là không có một tia hy vọng chỉ tiếc hết thảy cũng không kịp một đạo huyết sắc quang mang từ trên không trung kén máu bên trong một bắn mà ra đảo mắt liền đem huệ thiên hào nguyên anh bao phủ ở bên trong không không cứu mạng Huệ Thiên Hào tựa hồ cảm ứng được tận thế hàng lâm, điên cuồng mà kêu to lên, thanh âm kinh hãi muốn tuyệt, tràn đầy ý tuyệt vọng. Ngay sau đó, Huệ Thiên Hào tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, huyết sắc quang mang lóe lên, liền thu về, nguyên mà trở nên rỗng tuếch, kim sắc nguyên anh hoàn toàn biến mất vô tung, thậm chí ngay cả Huệ Thiên Hào không đầu thi thể cũng không thấy tung tích. Huyết quang thiếu niên tiện tay ném đi, đem Huệ Thiên Hào đầu lâu ném vào phía dưới trong biển máu, nhưng đầu lại, ánh mắt bình thản tại mọi người trên mặt một quét qua qua trên mặt mỗi người đều lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc. Không nghĩ đến người này như thế tàn bạo, một lời không hợp, liền là thống hạ sát thủ. Càng không có nghĩ tới, nơi đây không gian cấm chế là lợi hại như thế, Huệ Thiên Hào ngay cả nửa điểm dẫy dụa đều không có, liền bị hết thảy vì hai. Bây giờ mỗi người đều hãm thân tại không gian tù trong lòng, chẳng phải là nói, mọi người tính mệnh đều đã bóp tại trong tay người này. Hắn muốn ai sinh ai liền sinh, muốn ai chết ai liền chết. Tại trên địa bàn của ta, đương nhiên là ta làm chủ. Cho nên, tất cả mọi người rõ chưa, chỉ cần làm lựa chọn, không muốn bàn điều kiện, huyết quang thiếu niên âm trầm thanh âm, tại mọi người bên tai tiếng vọng. Xem ra các hạ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Một lời chưa tất, tiêu phàm liền mở miệng, ngữ khí đã bình tĩnh như trước, thậm chí cũng mang theo một tia trào phúng chỉ ý, lại không biết có phải hay không cố ý muốn chọc giận người này. Huyết quang thiếu niên ánh mắt, bỗng nhiên quét tới, sắc bén như đao, đơn giản là như muốn cắm tiến vào tiêu phàm xương cốt bên trong đi. Đối đây, tiêu phàm lại làm như không thấy, chỉ là nhìn chằm chằm không chung kén máu, từ tốn nói. Các hạ chính tại ngưng tụ nhục thân, người trước mắt hiển hóa chỉ là một bộ linh thân mà thôi. Dù coi như ngươi là thất giả dạ mãng thần hồn hiển hóa, tại cái này giao diện chi lực áp chế xuống, người chân thực thần thông cũng rất có hạn. Đối phó các ngươi những bọn tiểu bối này còn cần đến ta thân tự xuất thủ a. Nơi này không gian chi lực là đủ đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Đừng bảo là chỉ mấy người các ngươi, chính là đến thêm 100 cái 1000 cái toa ma giới tu sĩ, ở đây cũng là chết không có chỗ chôn." Huyết Quang thiếu niên cười lạnh một tiếng, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, ánh mắt sáng ngời. "Về phần ngươi, tiểu tử, ta biết ngươi là ai." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Hắn nhận biết Tiêu Phàm, kia làm sao có thể? Cả hai căn bản cũng không phải là người cùng một thời đại, chênh lệch mấy trăm ngàn năm ta khỏi phải điều tra cũng biết, ngươi là tiêu vô cực hậu nhân. Hậu nhân, không phải truyền nhân, huyết quang thiếu niên cắn từ vô cùng rõ ràng, không có chút nào lầm nghe. Hỗn độn linh thể, hắc hắc, không nghĩ tới mấy vạn năm trôi qua, ta lại gặp được hỗn độn linh thể. Cửu linh cây đều đủ, dạng này linh thể, không phải mười ngàn có một, mà là mấy trăm ngàn năm thậm chí mấy chục nghìn năm mới ra một cái. Lại làm cho ta một hơi đụng tới hai cái, vận khí còn thực là không tồi. Bất quá tiểu tử, người ở đây đụng phải ta, vận khí của ngươi liền không thế nào. Năm đó ta không thể diệt đi tiêu vô cực, hiện tại ngươi đưa tới cửa, quả thực chính là tốt nhất nhục thân. Có hỗn độn linh thể, kia một bước cuối cùng liền có thể bước ra. Huyết quang thiếu niên không chậm không nhanh nói, ánh mắt chỉ chăm chú vào tiêu phàm trên thân, đối người bên ngoài nhắm mắt làm ngơ, ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam chi ý. Đoạn văn này, đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hỗn độn linh thể tiêu phàm thật là loại này trong truyền thuyết ngàn tỷ người tu chân mới có thể xuất hiện một cái cửu linh cây, vô luận tu luyện công pháp gì, đều cùng thuần linh cây đồng dạng, tiến giai cực nhanh, mà lại cực kỳ tinh thuần. Khó trách cách đoạn thời gian không gặp, người này tu vi lại tinh tiến vào, quả thực chính là một ngày ngàn dặm Cũng khó trách cùng giai tu sĩ ai đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc trước vô cực thiên tôn cũng là hỗn độn linh thể, lúc này mới đúc thành đánh khắp thiên hạ vô địch thủ vô tận uy danh. Nhất diệu chính là, trong cơ thể ngươi thế mà còn có ngân dược lôi bằng huyết mạch, coi là thật không tưởng được. Đây chính là ngay cả năm đó tiêu vô cực đều không có. Ừ, thập toàn đại bổ, thập toàn đại bổ, tiểu tử, người không trốn ở toa ma giới lén lút tu luyện, lại chạy tới nhà ta chịu chết, đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới, thì nên trách không được ta. Cam chịu số phận đi, huyết quang thiếu niên đưa tay trong hư không nghiêng nghiêng vạch một cái. Tiêu phàm vị trí địa phương, lập tức lên một trận gợn nước ba động, bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Tiêu phàm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến cực điểm không gian chi lực, từ bốn phương tám hướng đẻ ép tới, như thái sơn áp đỉnh nặng nề vô so, nháy mắt liền đem hắn gắt gao đặt ở một cái chật hẹp vô so không gian bên trong, cả ngón tay đầu đều khó mà động đậy một chút. Huyết quang thiếu niên khóe miệng hiện lên một tia giữ tận ý cười, nâng tay khẽ vẫy, tiêu phàm phảng phất bị đóng băng, cả người đều cứng nở vô cùng hướng huyết quang thiếu niên bay đi, trong nháy mắt liền cùng huyết quang thiếu niên mặt đối mặt, ngay cả huyết quang thiếu niên con người màu đỏ ngòm bên trong hưng phấn cùng tham lam, đều thấy nhất thanh nhị sở. Nói đây là một bộ linh thân, thật đúng là khiến người khó có thể tin. Dù là gần trong gang tắc, tiêu phàm cũng vẫn như cũ cha không dò ra người này chân thực cảnh giới, chỉ là có thể rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của người nọ. Thiên diệu tiên tử quá sợ hãi, ra sức giấy ruộng, lại là nửa điểm đều tránh thoát không được không gian chi lực trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiêu phàm bị huyết quang thiếu niên nhiếp quá khứ. Dạng này cảm giác bất lực, dù là năm đó đại đào vong thời điểm, cũng chưa từng từng có. Thiên diệu tiên tử vừa tức vừa gấp, lửa giận công tâm, cơ hồ một ngụm máu tươi liền muốn phun ra ngoài. Yên tâm, ta không ngay lập tức sẽ liền giết ngươi. Ngươi đối ta rất hữu dụng, chẳng những nhục thể của ngươi rất hữu dụng, thần hồn của ngươi đối ta cũng rất hữu dụng, ta sẽ không lãng phí cho dù là một chút xíu. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ ta sẽ mặt khác vì ngươi tìm một bộ thân thể, để ngươi tiếp tục sống sót, đồng thời vĩnh viễn đi theo ở bên cạnh ta. Ngươi không rất là hiếu kỳ tiêu vô cực sự tình a? À. Đến lúc đó ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe." Huyết Quang thiếu niên càng nói càng là hưng phấn, "Năm đó, các hạ tại vô cực thiên tôn thủ hạ bại thật thê thảm a." À. Đang lúc Huyết Quang thiếu niên hưng phấn không thôi thời điểm, Tiêu Phàm mở miệng, thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai chi ý. "Ngươi nói cái gì?" huyết quang thiếu niên nồng đậm lông mày mau, bỗng nhiên dương lên, phẫn nộ quát, tiêu phàm liền cười, tiếu dung càng là khinh thường, từng chữ từng chữ nói. Năm đó, người tại vô cực thiên tôn thủ hạ bại thật thê thảm, cho nên người bây giờ mới hưng phấn như vậy. Người cảm thấy, khi dễ vô cực thiên tôn hậu nhân rất có cảm giác thành công. Nói thật, thủy tổ đại nhân, ngài thật đúng là không có tiền đồ. Nói hưu nói vượt, huyết quang thiếu niên hét dầm lên, ai nói ta sợ hãi tiêu vô cực, Tất cả mọi người hống cười lên, mặc dù bọn hắn đều bị không gian chi lực cầm cố lại, không thể động đậy, nhưng như cũng có thể lên tiếng. Tiêu phàm cũng đang cười, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Nhẹ nói, thủy tổ đại nhân, ta cũng không có nói người sợ hãi vô cực thiên tôn, là tự ngươi nói. Kỳ thật tại nội tâm của ngươi chỗ sâu, ngươi sợ hãi vô cực thiên tôn, ngươi sợ muốn chết. Cho nên, ngươi chính là cái không có tiền đồ hèn nhát, ngươi... Huyết quang thiếu niên tức giận đến trên cổ gân xanh từng đầu tăng vọt mà lên, mặt mũi tràn đầy muốn ăn thịt người oán độc thần tình, đầy tay giơ lên, tựa hồ rất muốn một trưởng đem tiêu phàm giết. Tiêu phàm lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt trên mặt khinh thường, cho dù ai đều thấy nhất thanh nhị sở. Tiểu tử, ngươi rất rảo hoạt, chốc lát, huyết quang thiếu niên trên cổ tăng vọt gân xanh lại dần dần bình phục lại đi, trên mặt nổi giận thần sắc cũng biến mất không thấy gì nữa, thay đổi dù bận vẫn ung dung khuôn mặt tươi cười. Nhiều hứng thú đánh giá tiêu phàm, ngươi muốn chọc giận ta, để ta một trưởng đưa ngươi giết, tốt chấm dứt đúng không? Nào có dễ dàng như vậy sự tình, người hảo hảo chờ lấy, sẽ có người hảo hảo mà chịu đựng. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói, các hạ quả nhiên là cuồng vọng tự đại, năm đó người bị vô cực thiên tôn đánh cho răng rơi đầy đất, hôm nay người cũng chưa chắc làm gì được con cháu của hắn hậu đại. Thật sao, huyết quang thiếu niên lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Người có bản lãnh gì đều xuất ra đi, ta ngược lại muốn xem xem, người cái này cái nguyên anh trung kỳ tiểu bối, có thể tại trước mặt bản tỏa đùa nghịch hoa dạng gì. Hẳn là chính là ỷ vào trong cơ thể ngươi điểm kia ngân rực lôi bằng huyết mạch. Hay là trốn ở ngươi linh thú điểm bên trong đầu kia chim nhỏ. Huyết quang thiếu niên nói, cười lạnh liên tục, ngươi bây giờ, ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy. Một lời chưa tất, chỉ thấy chữ ánh sáng màu đỏ lóe lên, vô số hỗn độn đồ án từ tiêu phàm thể nội bắn ra, một mực cầm cố lại tiêu phàm không gian lồng giam lập tức liền bắt đầu vặn vẹo, tê tê rung động, mọi người chưa lấy lại tinh thần, không gian lồng giam liền trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì, huyết quang thiếu niên sau mi bỗng nhiên dương lên, tựa hồ đối với phát sinh trước mắt hết thảy khó có thể tin. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, bỗng nhiên tại tiêu phàm thể nội bộc phát ra, thoáng qua ở giữa, cảnh giới của hắn liền đột phá nguyên anh trung kỳ, thẳng tới hậu kỳ, đồng thời mảy may đều không có dừng lại dấu hiệu, khí tức còn đang nhanh chóng dâng lên, đảo mắt lại đạt tới nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh cao nhất, tựa hồ chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá đại bình cảnh, trực tiếp đặt chân ngộ linh kỳ. Cùng lúc đó, tiêu phàm hai gò má ân hồng tự huyết, phảng phất có máu tươi muốn từng chút từng chút nhỏ giọt xuống, thậm chí ngay cả hai mắt đều nhiễm lên một tầng huyết phụ. Một đầu ngân rực lôi bằng hư ảnh tại trên lưng hắn nổi lên, dương cánh mấy chục trượng, như đám mây che trời, ngửa mặt lên trời một tiếng huyết dài, âm thanh chấn cửu tiêu. giận dữ không thôi, chính muốn hành động huyết quang thiếu niên, bỗng nhiên lại dừng lại ngửa đầu gắt gao tiếp cận đầu kia ngân rực lôi bằng hư ảnh, trên mặt lại là hưng phấn lại là kích động, còn ẩn ẩn xen lẫn mấy phân vẻ bất an. Mặc dù hắn có thể phát giác được tiêu phàm thể nội có ngân rực lôi bằng huyết mạch, lại cũng không nghĩ ra, sẽ như thế hùng hậu, lại có thể trong nháy mắt bộc phát ra cái này lực lượng khổng lồ. Trong truyền thuyết, thất giả dạ mãng cùng tất cả trời giống chim thánh linh đều là tử địch. Chính đang âm thầm xúc thế Âu Dương Minh Nguyệt bọn người, cũng nhao nhao nhìn về phía giữa không trung tiêu phàm cùng ngân rực lôi bằng hư ảnh cảm thụ được kia cỗ bế nghĩa thiên hạ bá khí, từng cái trợn mắt hốc mồm. Sớm biết cái này vô cực môn hậu bối không bình thường, lại không nghĩ rằng sẽ không bình thường đến tình trạng như thế. Dưới mắt mọi người một chút hy vọng sống, hoàn toàn ký thác ở trên người hắn. Hư, điêu trùng tiểu kỹ, huyết quang thiếu niên lập tức lấy lại tinh thần, hư lạnh một tiếng, một cỗ càng thêm cường đại khí thức kinh khủng, bỗng nhiên từ hắn trên người bộc phát ra, ken kết âm thanh bên trong, nguyên bản thon dài tinh xảo 10 ngón tay phía trên, bỗng nhiên mọc ra từng mảnh từng mảnh vảy màu xanh, trong chớp nhoáng liền biến thành sắc bén dị thường hai con long chảo. Một tiếng rít lên, một đầu dài chừng 10 trượng màu xanh cự mãng hư ảnh, tại huyết quang trên người thiếu niên phóng lên tận trời, ở giữa không trung gắt cao tiếp cận đối diện ngân rực lôi bằng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, hồ hồ có âm thanh. Thất dạ mãng, huyết quang này thiếu niên coi như không là thật thủy tổ giáng lâm, chỉ sợ cũng quả thật là thất dạ mãng một loại nào đó phân thân biến thành. Màu xanh cử mãng hiện thân mà ra, huyết quang trên mặt thiếu niên vẻ hung lệ chợt lóe lên, liền muốn xúc thế xuất thủ. Ngân dược lôi bằng hư ảnh lại là một tiếng huyết dài, bỗng nhiên hướng tiêu phàm trên lưng bổ một cái, liền không thấy bóng dáng. Sau một khắc, trừ màu đỏ càn khôn đỉnh bắn ra, tại không trung lập tức phồng lớn, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ cự đỉnh, xoay chậm chậm, từng đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ như là như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng phồng lên mà đi. Càn khôn đỉnh, huyết quang thiếu niên không chịu được thốt ra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Vốn chỉ muốn đạt được một bộ hỗn độn linh thể nhục thân, cùng một cái tu luyện chính tông nhất Hạo Nhiên chính khí nguyên anh, liền đã vừa lòng thỏa ý, lại không ngờ tới, Tiêu Phàm vậy mà đem Càn Khôn đỉnh mang ở trên người. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thừa dịp huyết quang thiếu niên cuồng hỉ thời điểm, Tiêu Phàm thân thể tăng vọt, đảo mắt hóa thành hơn 10 triệu lớn nhỏ cự thần, song trường hướng ở giữa hợp lại, trùng điệp đánh vào Càn Khôn đỉnh phía trên oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đinh tai nhức óc. Vô số chữ màu đỏ hỗn độn đồ lăn lộn mà ra. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, cuồn cuộn mà lên, một vòng lại một vòng không gian sóng lớn, hóa thành một cỗ mãnh liệt không gian phong bạo, hướng bốn phía lăn lộn càn quét mà đi. Tiểu bối, huyết quang thiếu niên hét lớn một tiếng, đúng lúc này, huyết quang thiếu niên chỉ cảm thấy bảy tám đạo cuồng bạo vô luân hung ác cự lực, hướng mình mãnh kích tới. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Phàm đã triệt để kích phát càn khôn đỉnh uy năng, đem nơi đây không gian cấm chế xé rách phải thất linh bát lạc, sẽ bị không gian lồng giam giam cầm Âu Dương Minh Nguyệt càng triển thiên diệu tiên tử bọn người phóng ra. Tiêu Phàm trong lòng rất rõ ràng, dù coi như mình lấy lôi bằng tinh huyết nháy mắt kích phát ra thể nội tất cả tiềm năng, cũng rất khó là cái này thủy tổ hóa thân đối thủ. Nguyên anh kỳ đến ngộ linh kỳ bình cảnh là một đạo lạch trời, rất khó dựa vào loại này bá đạo phương thức cưỡng ép đột phá, coi như đột phá cũng là cực kỳ ngắn ngủi nháy mắt mà lại muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Lúc này, Tiêu Phàm đương nhiên phải hết sức gây ra hỗn loạn. Càng hỗn loạn càng tốt, chỉ có loạn thành một bầy hỏng bét mới có một chút hy vọng sống. Cho dù huyết quang thiếu niên là thủy tổ hóa thân, có xa so bình thường ngộ linh kỳ tu sĩ còn muốn thực lực càng mạnh mẽ hơn, tại dạng này hỗn loạn không chịu nổi ván dưới mặt, muốn giơ tay ở giữa liền đem bọn hắn chín người giết sạch, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Không hề nghi ngờ sẽ có người chết tại huyết quang thiếu niên trong tay, nhưng cũng có thể là có người có thể chạy thoát. Về phần đến cùng ai sống ai chết, vậy cũng chỉ có mỗi người dựa vào thiên mệnh. Nhưng vô luận như thế nào, tổng so đều chết ở chỗ này muốn tốt. Tám tên hậu kỳ đại tu sĩ trong cơn giận dữ, toàn lực xuất thủ, uy lực to lớn, cũng tuyệt đối không thể khinh thường, cho dù huyết quang thiếu niên là thủy tổ hóa thân, cũng không dám khinh thường, quát lên một tiếng lớn, toàn thân huyết quang đại thịnh, kia màu xanh cự mãng hư ảnh bỗng nhiên dơ lên cái đuôi, hướng bốn phía quét ra ngoài. Chỉ nghe từng đợt bạo hưởng, tất cả công kích đều bị ngăn tại bên ngoài, hoàn toàn cận thân không được. Bất quá Âu Dương Minh Nguyệt bọn người tranh chính là trong chấp nhoáng này cơ hội. Một kích xuất thủ, nhìn cũng sẽ không tiếp tục hướng bên này nhìn một chút, thân thể nhoáng một cái, hóa thành số đạo độn quang, trực tiếp hướng huyết hải bên trong ương kia hoàng thanh tuyền tật nhào mà đi. Mặc kệ đó có phải hay không thiên hương ngọc lộ, trong suối nước ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa là như thế tinh ví linh lực là như thế tràn đầy, tuyệt đối cũng coi là nghịch thiên đồ tốt, mặc kệ như thế nào đều muốn nghĩ cách lấy đi một chút. Trải qua thiên tân vạn khổ lại tới đây, sống chết trước mắt, há có thể tay không mà đi. Mà Âu Dương Minh Nguyệt cùng càng triển, tựa hồ là hướng về kén máu phía dưới đầu kia ống hút đi, đang đến gần kén máu địa phương, có một cái nho nhỏ nổi lên, bên trong tựa hồ cất giấu một thứ gì đó. Kén máu hấp thu trong suối nước tinh hoa, lại ở đây chuyển hóa thành kén máu có thể hấp thu dinh dưỡng, lại chuyển vận đến kén máu bên trong đi. Có lẽ, đây mới thực sự là thiên hương ngọc lộ. Bạch, huyết quang thiếu niên thân thể nhoáng một cái, cứ thể biến mất, dài chừng 10 trượng màu xanh cự mãng hư ảnh bỗng nhiên toàn thân lóng lánh ánh sáng đỏ, trong nháy mắt trở nên ngưng kết rất nhiều, lại nhưng đã có nửa thực thể hình thái, thật dài lưỡi rắn phun một cái, cái đuôi một dương, thân thể nhanh như chấp hướng lơ lửng ở giữa không trung càn khôn đỉnh đánh tới, phần ngực bụng vị nhô ra một con thật dài lợi trảo, hướng càn khôn đỉnh một thanh bắt tới. Đối Âu Dương Minh Nguyệt càng triển đám người động tác, phảng phất giống như chưa gặp, duy chỉ có thiên diệu tiên tử là hướng tiêu phàm bên này bay vụt mà tới. tiêu phàm ống tay áo lắc một cái, một chồng không gian phù lục hướng thiên diệu tiên tử bay nhanh mà đi, miệng bên trong một tiếng gào to. đi mau, đối thủ quá mạnh, dù coi như tăng thêm thiên diệu tiên tử, đó cũng là thua không nghi ngờ, cùng nó ở đây bị người tận diệt, không bằng chia ra đào tẩu. giao cho thiên diệu tiên tử kia mấy cái phù lục, là tiêu phàm đặc biệt luyện chế không gian phù lục đem chính hắn cùng càn khôn đỉnh không gian chi lực, phòng ấn tại phù lục bên trong. Mặc dù hiệu quả kém xa tích tắc bản tôn xuất thủ, mà lại là vật chỉ dùng được một lần, phát huy tác dụng thời gian rất ngắn, nhưng mà dùng để xé mở không gian lồng giam, hay là có nhất định hiệu dụng. Rất rõ ràng, huyết quang thiếu niên chú ý nhất chính là tiêu phàm vị này hỗn độn linh thể có được, tiêu vô cực hậu nhân, có tiêu phàm kiềm chế sự chú ý của hắn, những người khác thừa cơ đào tẩu, liền có thêm mấy phân hy vọng thiên diệu tiên tử duỗi tay nắm lấy phù lục, nhưng như cố cố chấp hướng tiêu phàm bay đi. Tiêu phàm trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, hai tay liền động, một đạo trừ màu đỏ hỗn độn đồ án bắn ra, chính chính đánh vào thiên diệu tiên tử trước người, một trận gợn nước ba động quá khứ, không gian lập tức vặn vẹo, nguyên bản hướng hắn bay nhanh mà đến thiên diệu tiên tử, bị ngạnh sinh sinh truyền thống đến huyết hải bên trong tâm. Cùng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người một đạo, hướng kén máu vào tới. Tiêu Phàm hy vọng Thiên Diệu Tiên Tử có thể thừa dịp hỗn loạn đem Thiên Hương Ngọc Lộ đem tới tay. Mặc dù cùng Âu Dương Minh Nguyệt, Càng Triển, Hỗn Nguyên Thượng Nhân những này một cùng một đại tu sĩ tương đối mà nói, cảnh giới chưa hồi phục Thiên Diệu Tiên Tử thực lực phải kém bên trên một bậc. Thế nhưng tại huyết quang thiếu niên dạng này cao thủ cường đại trước mặt, loại thực lực này tranh lệch có thể bỏ qua không tính. Liên tốt so tại một người trưởng thành trong mắt, đối mặt chính là một cái 7-8 tuổi hài tử hay là một cái 4-5 tuổi hài tử, khác nhau ở chỗ nào ngược lại thiên diệu cung các loại thiên môn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp có lẽ tại cái này cục diện hỗn loạn bên trong ngược lại có thể chiếm được mấy phân tiện nghi Giang rác màu xanh cự mãng một phát bắt được đã hóa thành mấy trượng lớn nhỏ càn khôn đỉnh phát ra kim loại ma sát thanh âm chói tai mặc dù chỉ là một cái bóng mờ màu xanh cự mãng lại lực lớn vô cùng bắt lấy càn khôn đỉnh liền cực nhanh hướng về sau rụt trở về hư chỉ là một cái hư ảnh cũng muốn đoạt ta trí bảo tiêu phàm quát lạnh một tiếng song trưởng lần nữa hướng ở giữa hợp lại, trùng điệp đánh vào càn khôn đỉnh bên trên. Lập tức trừ hào quang màu đỏ đại thịnh, vô số hỗn độn đồ án bay đi, trong nháy mắt, liền lít nha lít nhít che kín màu xanh cự mãng thân thể. Đưa nó toàn thân đều bao vây lại, màu xanh cự mãng động tác lập tức dừng lại, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Như là bị trừ màu đỏ khối băng đông kết băng điêu, toàn thân trên dưới đều lóng lánh kỳ quái như mộng ảo quang trạch vậy mà tại nháy mắt liền bị càn khôn đỉnh không gian thần thông cầm cố lại bị giam tại không gian tù trong lồng tiêu phàm tay trái bấm quyết tay phải năm ngón tay luân chuyển từng đạo pháp quyết bắn ra mật như như mưa rào đánh vào trừ màu đỏ không gian lồng giam phía trên một trận gợn nước vặn vẹo truyền ra toàn bộ không gian lồng giam lập tức sụp đổ bị lồng giam vây khốn màu xanh cự mãng thân thể một chút xíu vỡ vụn trong nháy mắt liền ở giữa không trung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nói đến cực kỳ phức tạp kỳ thật toàn bộ quá trình chỉ ở mấy hơi thở ở giữa liền đã hoàn thành. Lúc này, kén máu phía dưới bóng người lóe lên, huyết quang thiếu niên mới vừa vặn nổi lên, lạnh lùng tiếp cận chính hướng bên này bắn vụt tới Âu Dương Minh Nguyệt Thiên Diệu tiên tử bọn người, một cố cường đại đến cực điểm khí tức khủng bố, bỗng nhiên bộc phát ra, xa so với bọn hắn đã từng nhìn thấy mấy vị kia ngộ linh kỳ lão tổ phải cường đại hơn nhiều. Bá một tiếng, một ngụm to lớn trường kiếm màu đỏ ngòm nổi lên, chuôi này huyết kiếm, lưỡi kiếm cực rộng, dài đến hơn một trượng, thân kiếm hào không bóng sáng, phảng phất một vũng máu tươi triệt để ngưng kết về sau cái chủng loại kia màu tím đen, khiến người gặp một lần phía dưới liền cảm giác 10 điểm buồn nôn. Muốn chết, mắt thấy Âu Dương Minh Nguyệt bọn người bay nhanh mà đến, huyết quang thiếu niên hai tay nắm ở chuôi kiếm, nhẹ nhàng một dương. Màu tím đen trên lưới kiếm nháy mắt huyết quang đại phóng, tựa hồ đoàn kia ngưng kết huyết dịch bỗng nhiên bị kích hoạt, biến thành sán lạn ân máu đỏ tươi, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt, cùng lúc đó, kén máu không gian bốn phía đều đang vặn vẹo, không phải không gian dị thường, mà là chuôi này huyết kiếm bị kích phát về sau, bày ra cường đại uy lực, làm cho không gian tự nhiên vặn vẹo. Trong lúc nhất thời, ngay cả trong biển máu cuồn cuộn huyết phụ, đều đồng loạt hướng huyết kiếm bên trong trào lên mà đi. Huyết quang thiếu niên chưa xuất thủ, huyết kiếm bên trên khí thế cũng đã làm cho ở xa bên ngoài hơn 10 trượng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người hô hấp không thông suốt, từng cái sắc mặt đại biến. Thông Huyền Linh Bảo, Âu Dương Minh Nguyệt ứng linh trạch thậm chí càng triển bọn người trên thân đều cất dấu phỏng chế thông huyền linh bảo uy lực cực mạch âu dương minh nguyệt hạo dương bảo kính thậm chí là hạo thiên tông bảo vật chấn giáo nghe nói là phỏng chế phải cực kỳ thành công thông huyền linh bảo cơ hồ có thể theo kịp chính phẩm ba bốn thành uy lực nhưng bất kể là ai phỏng chế linh bảo cùng trước mắt chuôi này huyết kiếm tương đối đều là thiên xoa địa viễn thậm chí có điểm giống tiểu hài tử đồ chơi không hề nghi ngờ huyết quang trong tay thiếu niên cầm chuôi này huyết kiếm tuyệt đối là chính phẩm thông huyền linh bảo thân là thất dạ giới thủy tổ hóa thân huyết quang thiếu niên có một kiện thông huyền linh bảo cũng tịnh không thế nào khiến người khó có thể tin thông huyền linh bảo mặc dù cực kỳ hiếm thấy tại mỗi cái giao diện luôn luôn tồn tại như vậy hai ba kiện tỷ như tiêu phàm càn khôn đỉnh chỉ bất quá càn khôn đỉnh là không gian bảo vật tựa hồ càng nhiều hơn chính là phụ trợ tính chất công hiệu nhìn qua kém xa huyết quang thiếu niên huyết kiếm trong tay như thế uy mãnh khiến người ngạt thở đương nhiên đây cũng là bởi vì tiêu phàm cấp bậc không đủ đối càn khôn đỉnh xa xa chưa từng nghiên cứu phải thấu triệt, nếu thật là đem càn khôn đỉnh không gian uy năng hoàn toàn phát huy ra, vô luận công kích hay là phòng ngự, đều xa không tầm thường thông huyền linh bảo có thể so sánh. Cũng tỉ như vừa rồi không gian lồng giam, chỉ một kích, liền diệt sát nhìn qua khí thế hùng hổ thất dạ mãng hư ảnh. Giết, huyết quang thiếu niên một tiếng quát lớn, trong tay huyết kiếm bỗng nhiên giơ lên, một kiếm quét ngang qua. Một đạo sáng tỏ huyết tuyến, bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không, đạo này tơ máu là như thế lóa mắt chói mắt, tựa như giữa trưa giữa trời nắng gắt, khiến người hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Tê tê chi tiếng vang lên, tựa như rắn độc chính đang phun ra nuốt vào thư của nó tử. Đây là tơ máu cắt khuấy động không khí phát ra thanh âm. Phích lịch một tiếng, Âu Dương Minh Nguyệt tế ra hạo dương bảo kính. Nháy mắt hội tụ vô số kim sắc phích lịch, hướng về tơ máu mãnh vô tới, thần toán tử ứng linh trạch thì tế ra hắn đoạt mệnh tiền tài, đảo mắt hóa thành vô số tiền tài mưa, càn quét mà trước, hắc huyên ba lãnh chúa, hỗn nguyên thượng nhân, đái thành long mấy người cũng nhao nhao tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo. Trong lúc này, chỉ có toàn lực ứng phó, liều chết đối địch mới có một chút hy vọng sống. Duy chỉ có thiên diệu tiên tử ốm tay áo lắc một cái, mười mấy tấm bùa bắn ra, lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn uyển giống như pháo hoa mỹ lệ to lớn quang đoàn. Đem thiên diệu tiên tử thân thể mềm mại hoàn toàn thấp thoáng trong đó. Nhưng mà hết thảy này tựa như đều không có tác dụng gì tt tê tê âm thanh bên trong tơ máu khẽ quét mà qua không có có nhận đến mảy may trở ngại tiếng kêu thảm vang lên trong hỗn loạn chỉ thấy đái thành long trọng kiếm bị tơ máu chặn ngang đánh chúng vô thành vô tức đứt thành hai đoạn tùy theo đái thành long mập mạp thân thể cũng bị hết thảy vì hai đầu bay đến giữa không trung thời điểm trong mắt còn lộ ra tuyệt đối khó có thể tin thần sắc tựa hồ không tin mình cứ như vậy chết ở đây áo trắng của ma tây môn ngạo kết cục cũng không so hắn mạnh đến mức nào tơ máu lướt qua áo trắng của ma lập tức cắt làm hai đoạn ngay sau đó là thúy phu nhân một cái cánh tay nháy mắt từ trên cánh tay của nàng tách rời bay lên giữa không trung tơ máu không chút nào dừng lại trực tiếp từ đầy trời tiền tài bên trong đảo qua thổ ma ngẫu cũng bị chặn ngang chặt đứt chợt hóa thành một đoàn thổ hoàng sắc gió lốc từ tơ máu trên không càn quét mà qua lóa mắt trói mắt huyết tuyến còn tại tứ ngược huyết hải trên không loạn cả một đoàn tiêu phàm lại không trần chờ ống tay áo lắc một cái một tiếng chấn thiên huyết dài xương chim bắn ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành hơn 10 trượng chi cự, tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo quang ảnh, nhào vào xương thân chim bên trên, lập tức một cỗ cường đại tuyệt luân khí tức phóng lên tận trời. Chỉ thấy xương chim ngẩng đầu huyết dài, từng đầu mạch máu từng mảnh từng mảnh huyết nhục tại nó trắng bệch khung xương bên trên mọc ra, tốc độ nhanh chóng, khiến người hoa mắt, sau một lát, xương chim liền biến bộ dáng, sắt mỏ như câu, mắt ưng như điện, lợi trảo như đao, kiện vũ như ảnh, tại nắng gắt phía dưới, lóng lánh lóa mắt ngân quang. Khí tức cũng trong nháy mắt đột phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh, thẳng đến mộ linh kỳ, dường như so tây nhung giáo giáo tôn cùng sát ma ngẫu hợp thể về sau khí tức còn cường đại hơn. Hợp thể thuật, tiêu vô cực hậu nhân, làm sao lại loại công pháp này? Tại tu sĩ chính đạo trong mắt, đây là chính cống tà thuật. Vô cực môn thế nhưng là tự xưng nhất đường hoàng chính đại chính đạo truyền thừa. Cùng ma ngẫu hợp thể chính là tây nhung giáo bí mật bất truyền, dù coi như là Tây Nhung giáo cao giai Nhung Vu, cũng chưa chắc người người hiểu được. Tiêu Phàm cũng là tại thần miếu không gian đại sư huynh Di hài phía trên tìm tới Tây Nhung giáo công pháp truyền thừa, đối hợp thể ma ngẫu cái này một khối, có lĩnh ngộ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, hắn cùng xương thân chim bên trên đều chảy xuôi ngân dược lôi bằng huyết dịch, biển kiêu thậm chí trực tiếp chính là ngân dược lôi bằng hậu đại, chỉ là huyết mạch không thuần khiết như vậy. Tiêu Phàm cưỡng ép kích phát thể nội ngân dược lôi bằng tinh huyết, cùng xương chim trường kỳ hợp thể cố nhiên không được, trong thời gian ngắn ngược lại là miễn cưỡng có thể làm được. Tự nhiên, hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng, mỗi lần cưỡng ép kích phát lôi bằng tinh huyết, đều muốn bệnh nặng một trận, thậm chí rơi xuống một cảnh giới. Chỉ bất quá, dưới mắt nơi nào còn có thể chú ý được những này. Hợp thể sau ngân xí đại bằng chim, toàn thân lôi lóng lánh, mỗi một mảnh cánh chim phía trên, đều lượn lờ lấy màu bạc trắng hồ quang điện, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, huyết dài một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, như thiểm điện hướng huyết hải trên không kén máu mãnh nhào xuống. Tiêu phàm đúng là muốn triệt để phá hủy cái này kén máu bên trong dựng dục sinh linh. Huyết quang thiếu niên chỉ là một bộ linh thân, liền đã cường hãn đến thế, cùng cái này thân thể thai ngén mà thành về sau, cả hai hợp thể, thử vấn thiên hạ người nào có thể địch. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là toàn bộ toa ma giới ác mộng. Chính vì vậy, tiêu phàm mới liều lĩnh hướng kén máu đánh tới. Thật to gan, huyết quang thiếu niên nguyên bản dù bận vẫn ung dung tại đại khai sát giới, bỗng nhiên cảm ứng được tiêu phàm bên kia truyền đến khủng bố linh áp, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy ngân sĩ đại bằng bổ nhào hướng kén máu một màn. Lúc này kiếm chuyển hướng, huyết kiếm hướng không chung ngân sĩ đại bằng mãnh bổ mà ra. Một đạo so vừa rồi càng thêm lóa mắt chói mắt huyết tuyến, dài đến mấy chục trượng, thành hình cung hướng ngân dược đại bằng nhằm thẳng vào đầu chém. Một kiếm này, huyết quang thiếu niên là thật cạn kiệt toàn lực, nhìn qua dày đặc vô so thân thể, bỗng nhiên lên một trận gợn nước ba động, trở nên phai mở ba phân. Nguyên Lai tưởng rằng bằng vào không gian lồng giam, có thể dễ dàng mà bắt giết những này đưa tới cửa toa ma giới Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, ai ngờ bị cái này Tiêu vô cực hậu nhân vãn bối quấy cái loạn thất bát tao, ỷ trưởng lớn nhất trong nháy mắt liền bị càn khôn đỉnh phá phải thất linh bát lạc. Như thế chậm phải dừng một chút, Âu Dương Minh Nguyệt đã đến phụ cận, đưa tay liền hướng ống hút bên trên xuất ra nhô lên bắt tới, động tác nhanh như thiểm điện. Trong lúc này huyết quang thiếu niên hai tay cầm kiếm, chính hướng ngân sĩ đại bằng phát động toàn lực công kích, thực tế là đằng không xuất thủ đến chào hỏi Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt cũng chính là nhìn vào một điểm này, mới lớn mật như thế, ngay tại hắn ngay dưới mắt thẳng đến thiên hương ngọc lộ. Chỉ bất quá, Âu Dương Minh Nguyệt cũng thực tế là đánh giá thấp huyết quang thiếu niên. Đã người này thân là thủy tổ hóa thân, thần thông chi lớn, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng đạt được. Ngay tại Âu Dương Minh Nguyệt bắt lấy nhô lên chỗ nháy mắt, chỉ nghe suy một tiếng, huyết quang thiếu niên sườn phải dưới bỗng nhiên lại mọc ra một cái cánh tay đến chỉ bất qua cánh tay này như ẩn như hiện lộ ra rất không chân thực dù là như thế cái này đầu thứ ba cánh tay động tác lại không chậm chút nào bấm tay như câu bỗng nhiên bắt tới âu dương minh nguyệt kêu đau một tiếng vai trái chỗ máu tươi bắn tung tóe toàn bộ nửa bên thân thể nháy mắt bị máu tươi thẩm thấu nhìn như chỉ là bị thương ngoài da âu dương minh nguyệt lại là sắc mặt đại biến trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống phảng phất bị thương cực nặng bóng người lóe lên, lại là càng triển đến phụ cận. Một đạo hoa Mỹ pháo hoa lấp lánh về sau, thiên diệu tiên tử uyển chuyển thân thể cũng tại phụ cận hiện thân mà ra, thổ ma ngẫu động tác cũng không chậm chút nào, một đại đoàn thổ hoàng sắc gió lốc cuốn tới. Loạn thành một bầy hỏng bét, đối đây hết thảy, tiêu phàm hoàn toàn không rảnh chú ý, cái kia đạo lóa mắt chói mắt huyết tuyến. Dây lát ở giữa liền chém tới phụ cận, vừa rồi tận mắt chứng kiến qua đái thành long, tây môn ngạo tại tơ máu công kích đến không có chút nào kháng cự chi lực, bị nhất đao lưỡng đoạn, Thúy Phu Nhân người cũng bị thương nặng, tiêu phàm rất rõ ràng. Pháp bảo tầm thường căn bản liền không khả năng ngăn trở cái này hủy thiên diệt địa một kích. Lập tức tiêu phàm không chút do so dự, ngân xí đại bằng miệng hơi mở, lôi quang tháp bắn ra, kim chói. Đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy trượng chi cự. Hướng na nói khí thế hùng hổ huyết tuyến nghênh kích đi lên. Mặc dù vậy rồng giáp đã có thể xưng pháp bảo cực phẩm bên trong tinh phẩm, bất quá tiêu phàm biết, phải rồng giáp là ngăn không được tơ máu này tranh lệch một cái đại cảnh giới. Huyết quang thiếu niên kia huyết kiếm, không hề nghi ngờ. Cũng là một kiện thông huyền linh bảo, không phải phẳng phẩm, mà là chính phẩm. Thiên vương như ý tháp, huyết quang thiếu niên quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô. Đây không có khả năng, suy một tiếng, tơ máu trùng điệp chạm tại lôi quang tháp bên trên, lôi quang tháp hồ quang điện bắn ra bốn phía, dễ như trở bàn tay liền đem tơ máu cản lại, không có nửa điểm tổn thương. Huyết quang thiếu niên lại không những không giận mà còn lấy làm mừng cười lạnh nói nguyên lai like người căn bản liền sẽ không sử dụng món trí bảo này vô thanh vô tức tơ máu từ đó nứt thành hai đoạn nửa khúc trên bị lôi quang thắp chôn vùi nửa đoạn dưới lại không trở ngại chút nào bỗng nhiên bổ xuống ngân xí đại bằng né không thể né tránh cũng không thể tránh tại cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt chỉ có thể dốc hết toàn lực hướng một bên méo một chút đầu suy tơ máu từ ngân xí đại bằng cánh trái cắt xuống dưới mặc dù tiêu phàm kích phát ngân dược lôi bằng tinh huyết cùng xương chim hợp thể về sau đột phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh, ẩn ẩn có hiểu linh kỳ tu vi, nhục thân cường hãn, không cùng luân so, tại tơ máu này công kích đến, cũng vẫn là không có mảy may kháng cự chi lực. Giữa không trung máu tươi bắn tung tóe, ngân sĩ đại bằng cánh trái nháy mắt cùng thân thể tách rời, một trái một phải, hướng hai bên bay đi, mấy chục trượng về sau, xương chim cùng tiêu phàm thân ảnh phân biệt nổi lên. Bất quá thời khắc này tiêu phàm, sắc mặt tái nhợt, khí thức từ nguyên anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong trực tiếp rớt xuống, chỉ khó khăn lắm duy trì hậu kỳ tiêu chuẩn, mà lại khí tức rất không ổn định. Trái lại xương chim bên kia, mặc dù khí tức cũng yếu không ít, so sánh với tiêu phàm bản tôn tình hình, lại phải tốt hơn nhiều. Lúc này, Âu Dương Minh Nguyệt, Càng Triển, Hỗn Nguyên Thượng Nhân, Thiên Diệu Tiên Tử, Thổ Ma Ngẫu bao quát ném một cánh tay Thúy Phu Nhân, sớm đã tứ tán né ra, nhưng lại nhao nhao bị không gian cấm chế ngăn trở, khó mà phá vây mà đi, mặc dù mọi người thần thông ra hết, dốc hết toàn lực công kích xung quanh không gian cấm chế trong lúc nhất thời lại chỗ nào có thể công phá cũng nhiều như vậy bản sự đi nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây huyết quang thiếu niên cười lạnh một tiếng âm trầm trầm ánh mắt tại trên mặt mọi người một quét qua qua âu dương minh nguyệt sắc mặt tái nhợt vai trái vết thương một mực tại dò dỉ chảy máu rừng đều ngăn không được không thể nghi ngờ đây không phải phổ thông vết thương da thịt bất quá âu dương minh nguyệt trong mắt lại cực nhanh hiện lên một vòng vui sướng thần sắc rất hiển nhiên nàng có thu hoạch, chỉ là hiện tại muốn cân nhắc là thế nào trốn qua huyết quang thiếu niên độc thủ, thoát thân mà đi. Một tiếng thanh thúy chim hót vang lên, hồng mang lóa mắt, Âu Dương Minh Nguyệt tỏa kỳ hạo dương chim linh thú điểm bên trong bay ra, hai cánh khẽ vỗ, cuồn cuộn sóng lửa hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, ẩn ẩn mang theo xé rách không gian đặc thù lực lượng. Từ khi đạp lên tầm bảo con đường, Âu Dương Minh Nguyệt liền rất ít thúc đẩy hạo dương chim, một mực đều đem đầu này linh cầm thu tại linh thú điểm bên trong. Cho nên có rất ít người biết, nguyên lai nàng hạo dương chim còn có xé rách không gian năng lực mặc dù loại năng lực này chưa chắc rất mạnh nhưng trước mắt đến nói lại là cuối cùng một tia hy vọng chỗ liền ngươi nhà đầu phiến tử này hoa văn nhiều huyết quang thiếu niên sầm mặt lại âm âm quát lưu lại đi trong tay máu kiếm nhất phung lại trói mắt trói mắt huyết tuyến nổi lên như thiểm điện hướng âu dương minh nguyệt bổ tới âu dương minh nguyệt quá sợ hãi cái miệng anh đào nhỏ nhắn một chương một mặt tinh xảo tấm chắn nhỏ bắn ra đón gió nhoáng một cái liền biến thành lớn gần trượng tiểu nhân màu đen tấm thuẫn, ngăn tại phía trước mình, trên tấm chắn linh lực ba động biểu hiện, đây ít nhất là một hiện thượng đẳng pháp bảo cực phẩm. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh Nguyệt đem toàn thân pháp lực đều ngưng tụ đến song trên chân, toàn lực quán chú đến Hạo Dương chim thể nội. Hạo Dương chim một tiếng thống khổ réo vang, hai cánh dốc hết toàn lực một cái, một cỗ nóng bỏng vô so sóng lửa, bỗng nhiên hướng về phía trước càn quét mà đi, toàn bộ hư không đều đang không ngừng vặn vẹo một bên khác thiên diệu tiên tử lại âm thầm lắc một cái ống tay áo, vài chương mang theo không gian khí thức phù lục bắn ra, nháy mắt dẫn bạo, đủ mọi màu sắc lộng lẫy quang hà, nháy mắt đưa nàng bao phủ trong đó, xung quanh nhìn như không gì phá nổi không gian lồng giam, lập tức liền bắt đầu vặn vẹo. Bên kia toa huyết quang thiếu niên cũng có cảm ứng, nhưng dưới mắt, hắn thực tế là đằng không xuất thủ tới. Xoạt xoạt Âu Dương Minh Nguyệt tế ra kia mặt màu đen tấm thuẫn bị tơ máu hết thảy vì hai, từ đó vỡ ra, rơi xuống dưới, lập tức trở nên ảm đạm vô quang linh khí hoàn toàn biến mất không thể nghi ngờ cái này cấp bậc không thấp pháp bảo cực phẩm cứ như vậy bị hủy diệt vô thanh vô tức không dậy nổi nửa điểm gợn sóng hoa wow, âu dương minh nguyệt tâm thần dung mạnh há mồm phun ra một ngụm máu tươi gương mặt xinh đẹp nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy tế ra tấm thuẫn đồng thời đem toàn thân pháp lực đều rót vào hạo dương chim thể nội thời khắc này đại trưởng lão đã lại không có bất kỳ cái gì dư lực để chống đỡ xẹt qua hư không cuồn cuộn cắt tới huyết tuyến. Dù coi như muốn tế ra hạo dương bảo kính làm đánh cược lần cuối, cũng là có lòng không đủ lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tơ máu cách mình càng ngày càng gần, sáng tỏ trong hai mắt, cực nhanh hiện lên một vòng ý tuyệt vọng. Đúng lúc này, trên bầu trời một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, vô số chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, cuồn cuộn mà ra. Là tiêu phàm, trong lúc nguy cấp, tiêu phàm dốc hết toàn lực, lại một lần nữa cưỡng ép kích phát càn khôn đỉnh thiên uy năng. Hư không vặn vẹo, tại tơ máu sắp cắt đến âu dương minh nguyệt nháy mắt vặn vẹo không gian chi lực bỗng nhiên đem cái kia đạo không gì không phá huyết tuyến dẫn hướng những phương hướng khác khoảnh khắc biến mất tại không gian ba động bên trong cùng lúc đó hạo dương chim phiến ra sóng lửa rốt cục đem đối diện không gian lồng giam công phá một tiếng huyết dài chờ âu dương minh nguyệt lập tức hướng phá không gian bích lũy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phía bên kia thiên diệu tiên tử thậm chí trước một bước xé mở hư không lách mình rời khỏi Tiêu phàm tự mình luyện chế không gian linh phù, dung nhập càn khôn đỉnh lực lượng, tự nhiên không thể coi thường. Càn khôn đỉnh lần thứ hai toàn lực bộc phát, rốt cục đem nơi đây nay đã hỗn loạn không chịu nổi không gian bình chướng triệt để xé rách, vài luồng không gian phong bạo càn quét mà lên, nhao nhao hướng càn khôn đỉnh vị trí tụ đến, đảo mắt không giữ quy tắc thành hai cố càng lớn không gian phong bạo. Đồ hỗn chướng, huyết quang thiếu niên kinh hãi, nhịn không được chửi ầm lên, đồng thời hung dữ hướng tiêu phàm bên kia nhìn lại. Chỉ bất quá mắng thì mắng, hận thì hận lúc này hắn lại không dám rời đi kén máu nửa bước tại cái này hỗn loạn vô so không gian chi lực càn quét phía dưới hết thảy đều lộn xộn duy chỉ có kén máu phụ cận là bình tĩnh hắn mặc dù thực lực cực kỳ hùng hậu xa tại tầm thường ngộ linh kỳ tu sĩ phía trên nhưng mà trung quy chỉ là một bộ linh thân có lẽ hắn có thể dễ như trở bàn tay tàn sát mấy vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không dám rời đi bản thể quá xa nhất là bị cuốn vào đến không gian phong bạo bên trong kia càng là sẽ bị xé thành vô số mảnh vỡ, chết không có chỗ chôn. Sớm biết cái này Tiêu vô cực hậu nhân có cái này rất nhiều cổ quái thần thông, vừa rồi liền nên đem Âu Dương Minh Nguyệt bọn người vứt qua một bên, toàn lực cầm xuống họ Tiêu này tiểu bối lại nói, chỉ muốn lấy hắn, đem Càn Khôn đỉnh nắm trong tay, liền triệt để trưởng khống tình thế. Còn lại những bọn tiểu bối kia, lại có thể chạy đi nơi đâu? Lại nói, dù coi như rời khỏi một hai cái tiểu bối, cũng không khẩn yếu. Bây giờ lại hết thảy đều lộn xộn quả nhiên đều là khinh địch gây họa, ai có thể nghĩ tới cái này nguyên anh trung kỳ tiểu bối, cư nhiên như thế khó chơi. Tiếng kinh hô bên trong, càng triển bọn người nhao nhao bị không gian phong bạo càn quét mà đi, đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu phàm đã dốc hết toàn lực, là thật không lo được bọn hắn. Hai cỗ không gian phong bạo đảo mắt không giữ quy tắc vì một cỗ, đem tiêu phàm cùng xương chim càn quét trong đó, thân hình lóe lên, liền không gặp tung tích. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt long thần đảo, liền trở nên rỗng tuếch, tĩnh mịch dị thường. Audio điện tử võ tấn bền Xanh thẳm trên mặt biển, trường thiên một bích, tình không nghìn dặm. Bỗng nhiên ở giữa, nguyên bản còn vân đạm phong khinh chân trời, hư không bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, một cái cự đại cái phếu, bỗng nhiên nổi lên, trên bầu trời tất cả đám mây đều đang lăn lộn, điên cuồng hướng na cái cái phếu dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát phong vân dũng động, thiên địa biến sắc một chút nguyên bản trên mặt biển chơi đùa chơi đùa cỡ nhỏ động vật biển chim biển lập tức thất kinh bốn phía tán loạn đúng lúc này một đạo cửa đại cái bóng từ cái phếu bên trong bắn ra nhìn kỹ lại chính là một đầu toàn thân trắng bệch xương chim bất quá vết thương trồng chất khung xương bên trên khắp nơi đều là thật sâu cắt vết tích có vài chỗ xương cốt cơ hồ liền muốn gãy mất xương trên lưng chim còn nằm sấp một tên nam tử trẻ tuổi nhưng sớm đã hôn mê bất tỉnh xương chim cũng đã sức cùng lực kiệt chỉ nghe phù phù một tiếng xương chim rơi vào trong biển, trực tiếp chìm xuống dưới, một lát sau liền không gặp được bóng dáng. Chân trời kia cái phễu bỗng nhiên vừa thu lại, dần dần biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bầu trời mặt biển, lại khôi phục yên tĩnh, cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, tiêu phàm mới chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, vô một chỗ không đau, mà lại đau đến toàn tâm, thẳng vào cốt tủy chỗ sâu, như là 10 triệu thanh tiểu đao tử, ngay tại tinh tế cắt toàn thân mỗi một khối xương, mỗi một mảnh cơ bắp, cắt rất chậm, rất chân thành. Nhất là để tiêu phàm khó mà chịu được là, đầu óc của hắn lại vô so thanh tỉnh, trước nay chưa từng có thanh tỉnh, có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một cái đau đớn, thanh đau nhỏ mỗi cắt một chút, hắn cảm giác đau thần kinh liền bị tra tấn một lần, bắp thịt trên mặt liền run rẩy một chút. Tiêu phàm chưa hề thống khổ như vậy qua, nhưng hắn cũng không có vội và uống thuốc giảm đau, làm một tên lang chung, hắn biết rõ, có đôi khi đau đớn chưa chắc là xấu sự tình, chỉ ít đau đớn có thể làm cho hắn bảo trì đầu não thanh tình có thể để hắn có thể biết rõ. Tổn thương ở nơi nào, tiêu phàm cố nén đau đớn, quay đầu bốn phía bắt đầu đánh giá. Chỉ thấy mình chính xử thân tại một cái trong mật thất, tòa này mật thất không lớn, cũng không có gì trang trí, duy nhất đặc điểm, liền là linh khí cực kỳ nồng đậm. Nồng đậm đến tiêu phàm trước đây chưa bao giờ từng gặp phải. Trên thực tế, tiêu phàm lập tức liền phát hiện, mình trực tiếp nằm tại một chỗ linh tuyền bên trong. Loại này địa mạch linh tuyền, là một đầu cửa đại linh mạch linh nhãn sở tại địa, linh mạch tất cả tinh hoa, một đại bộ phận phân đều đánh chúng tại trong linh nhãn. Thiên địa linh khí độ dày đặc, tột đỉnh, tiêu phàm không khỏi kinh nghi, đến cùng là ai, lớn như thế thủ bút, mà lại, đối với mình tốt như vậy, tiêu phàm nhưng không tin, một cái vốn không quen biết người, sẽ đối với mình tốt như vậy. Dạng này địa mạch linh nhãn, cũng không phải nơi nào đều tìm được. Nam Châu đại lục siêu cấp linh mạch không ít, nhưng cũng không phải là mỗi một đầu siêu cấp linh mạch đều sẽ hình thành linh tuyển chi nhãn. Bình thường những này linh tuyển chi nhãn, sớm đã bị thực lực cường đại tông môn không chút khách khí chiếm lấy. Bất quá tiêu phàm hiện tại không rảnh đi mảnh nghĩ những chuyện này, việc cấp bách là chữa thương cho mình. Này cũng không khó, tiêu phàm lập tức vận khởi thiên nhãn thần thông nội thị chi pháp. Bắt đầu kiểm tra thân thể của mình các bộ vị tình huống. Kỳ thật dạng này thương thế, tại tiêu phàm mà nói. Cũng không phải là lần đầu gặp được, cưỡng ép lấy ngân rực lôi bằng tinh huyết kích phát thể nội tiềm lực, lại bị cuốn vào đến không gian phong bạo bên trong, cùng không gian thật lớn áp lực chống lại, kết quả chính là dưới mắt bộ dáng này. Toàn thân tạng phủ kinh mạch đều đều thụ thương, cũng may có mấy lần trước kinh nghiệm về sau, Tiêu Phàm cũng dự đoán làm chút chuẩn bị, tại bình thường nuốt đan trong dược, gia nhập một chút bảo hộ tạng phủ kinh lạc linh dược. Giang hồ hiểm ác, vạn nhất gặp lại cùng loại tình hình, bước phải liều mạng, cũng không đến nỗi để tạng phủ kinh lạc thụ thương quá nặng. Sự thật chứng minh tiêu phàm những này dự phòng làm việc làm rất khá, rất có hiệu quả. Mặc dù hắn hiện tại toàn thân trên dưới vô một chỗ không đau, nhưng cẩn thận kiểm tra qua đi, lại phát hiện thương thế cũng không như mình trong dự liệu như thế nặng nề, thậm chí so mấy lần trước tình hình đều tốt hơn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn tu vi tinh tiến vào, nhục thân xa so lúc trước càng càng mạnh mẽ. Tiêu phàm lúc này lấy ra liệu thương đan thuốc nuốt vào, ngay tại linh nhãn bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tỏa, luyện hóa dược lực ngay cả huyễn trận đều chẳng muốn bố trí. Không hề nghi ngờ, nơi đây chủ nhân đối với hắn không có ác ý, bằng không mà nói, tại hắn hôn mê khoảng thời gian này, đầy đủ giết hắn mấy trăm lần. Đã như vậy, tiêu phàm từ cũng không thể không phóng khoáng, bố trí cái gì đổi huyễn trận, không có làm trò cười cho người khác. Tại linh tuyển chi nhãn bên trong luyện hóa dược lực, tốc độ càng nhanh, hiệu quả càng tốt. Tiêu phàm ăn vào liệu thương đan thuốc, như vào ngày thường, muốn triệt để luyện hóa, dược lực dần dần xuyên vào kinh mạch toàn thân tạng phủ, chỉ ít cũng cần hơn nửa tháng, tại linh tuyển chi nhãn bên trong, mượn nhờ nồng đậm vô so thiên địa linh khí, 7 ngày liền đã xem đan dược triệt để luyện hóa, toàn thân cao thấp kia ở khắp mọi nơi đau đớn, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu phàm mở mắt ra, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Đương nhiên, hắn thụ thương như thế nặng nề, dù coi như hắn tiêu y thánh thủ đoạn lại khó lường, chỉ là 7 ngày thất giả, cũng tuyệt không đủ để triệt để chữa trị. Chỉ bất quá tiếp xuống chữa thương, chính là một cái lâu dài quá trình, tổng cũng muốn một năm nửa năm, kinh mạch tạng phủ thương thế mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Lại là không cần mỗi ngày đả tọa điều tức, thích hợp hoạt động một chút gân cốt, ngược lại hiệu quả càng tốt. Tiêu phàm nhẹ nhàng nhảy lên, từ linh tuyển chi nhãn bên trong nhảy ra ngoài, trên thân đã ướt đẫm quần áo, nháy mắt liền làm. Đúng lúc này, mật thất cửa phòng khe khẽ mở ra, một tên tuyệt mỹ cung trang nữ tử chậm rãi đi đến, lượn lờ mềm mại hướng tiêu phàm chỉnh đốn trang phục làm lễ, mỉm cười nói. Thiếp thân Như Ý, gặp qua Tiêu công tử, tên này tuyệt mỹ cung trang nữ tử, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, trên thân lại lộ ra cường đại đến cực điểm linh áp, rõ ràng là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hoặc là nói, là một tên hóa hình hậu kỳ yêu tu. Tiêu Phàm có thể dễ dàng mà cảm ứng được trên người nàng hải tộc khí tức. Tiêu Phàm gấp vội hoàn lễ, khách khí nói: "Không dám nhận, gặp qua Như Ý đạo hữu." Như Ý nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười, nói: tiêu công tử thương thế khôi phục được nhanh như vậy, quả nhiên là ngoài dự liệu. Thật đáng mừng, tiêu phàm vội vàng lại kém tạ vài câu, lúc này mới hỏi. Như ý đạo hiếu, xin thứ cho tại hạ vô lễ, đây là nơi nào? Đạo hiếu cứu tri ân, tại hạ suốt đời khó quên. Như ý bận biểu tức nói, tiêu công tử khách khí, thiếp thân không dám nhận, liền công tử không hỏi, thiếp thân cũng sẽ nói rõ sự thật. Nơi này là tây mạc biển cả toan nghe vương cung, thiếp thân là vương phủ quản sự đem tiêu công tử mời đến nơi đây chính là thiếu chủ nhà ta cũng là tiêu công tử lão hữu tiêu phàm trong đầu linh quang lóe lên kinh ngạc nói không phải là nguyên hạo nguyên đạo hữu nói thật vừa mới nghe tới như ý ngữ tiêu phàm cũng có chút choáng không phải tại thất dạ giới thiên long hải long thần đảo cùng kia thủy tổ hóa thân linh thân tác chiến a làm sao sau khi tỉnh lại lại đến nam châu đại lục tây mạc biển cả không trải qua biết nơi này là toan nghê vương cung liên tưởng đến mình đạt được khách quý cấp đãi ngộ, tiêu phàm cơ hồ lập tức liền nghĩ đến nguyên hạo trên thân. Như ý vội vàng khom người một chút, kính cẩn nói. Chính là thiếu chủ nhà ta, tiêu công tử chính là thiếu chủ nhà ta ân nhân cứu mạng, có thể hầu phụng công tử, là thiếp thân phúc phân. Tiêu phàm liền ngay cả âm thanh kém tạ, mặc dù như ý tự xưng là vương phủ quản sự, tự cho mình là người hầu chi vị, lại đứng đắn là hóa hình hậu kỳ hải tộc, tiêu phàm làm sao có thể khinh thường. Xin hỏi như ý đạo hiếu, không biết Nguyên Đạo Hữu bây giờ ở nơi nào. Cho tại hạ ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, Như Ý mỉm cười nói, gửi tới lời cảm ơn không dám nhận, thiếu chủ nhà ta trước đó vài ngày đã tiến về cực ám vực sâu, muốn thu thập kia 10.000 năm băng sen vì công tử chữa thương. 10.000 năm băng sen, Tiêu Phàm giật nảy cả mình, thốt ra, đúng vậy, công tử cũng đã được nghe nói 10.000 năm băng sen a. À. Tiêu Phàm liền nở nụ cười khổ, nói, đâu chỉ là nghe nói qua mà thôi. Tại Nam Cực Dược Biển ghi chép bên trong, đáy biển băng sen chính là thánh dược chữa thương, rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh đan dược, kỳ thành phân đều bao quát đáy biển băng sen. Mà 10.000 năm băng sen, không thể nghi ngờ là băng sen bên trong cực phẩm. Trừ cái đó ra, 10.000 năm băng sen còn có cái khác rất nhiều dược hiệu, không chỉ dùng tại liệu thương đan trong dược, dùng tại những đan dược khác bên trên, cũng có cực kỳ nghịch thiên hiệu quả. Cho tới nay, tiêu phàm đều nghĩ thu thập cái này 10.000 năm băng sen, lại luôn không thể thoại nguyện. Thực tế 10.000 năm băng sen quá mức khó được, chỉ có tại viễn dương biển cả sâu nhất vực sâu bên trong mới chợt có sinh trường. Nghĩ kia vực sâu vạn trượng, tu sĩ tầm thường lại làm sao có thể đến. Lại càng không cần phải nói viễn dương trong biển rộng những cái kia hung mãnh vô so động vật biển. Tuyệt đại đa số nhân loại tu sĩ, ép căn bản không hề tiếp cận đáy biển băng sen cơ hội. Nguyên hạo bây giờ tiến về cực ám vực sâu vì hắn ngắt lấy 10.000 năm băng sen chữa thương, đủ thấy thịnh tình. Tiêu phàm nhìn ra được, như ý trên mặt mặc dù từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, nhưng nâng lên cực ám vực sâu thời điểm, trong mắt lại cực nhanh hiện lên một vòng vẻ lo lắng, đủ thấy kia cực ám vực sâu hung hiểm, dù coi như nguyên hạo thân là toàn nghe vương tộc, chỉ sợ cũng muốn cam mạo lớn hiểm, mới có thể hái được 10.000 năm băng sen. Vừa nghĩ đến đây, tiêu phàm khẩn cấp hỏi, kia cực ám vực sâu bên trong, nhưng có cái gì hung hiểm? Nguyên đạo hữu cần chi viện A, à. như ý ngây ra một lúc, không nghĩ tới tiêu phàm sẽ hỏi ra lời như vậy, chốc lát mới lên tiếng. Tiêu công tử hữu tâm, cực ám vực sâu bên trong, khác hung hiểm cũng là không tính là gì, chính là kia đâu đâu cũng có không gian loạn lưu, có chút để người lo lắng. Lần trước tại Bắc Minh biển cả, thiếu chủ cũng là vô ý cuốn vào đến không gian vòng xoáy bên trong, kém chút gặp đại họa, may mắn được công tử kịp thời xuất thủ, mới khỏi bị nó hại. Như công tử biết, chúng ta toàn nghe vương tộc cố nhiên là hải trung vương người, nhưng tại không gian chi đạo bên trên, cũng không có quá nhiều thiên phú, đã dạng này, mời Như Ý đạo hữu dẫn đường, chúng ta lập tức tiến về cực ám vực sâu." Tiêu Phàm lúc này nói, thân sắc thành khẩn, không chút nào giống như là giả mạo. Như Ý lại là sướng sờ, lập tức nói: "Tiêu công tử một mảnh thịnh tình, Như Ý cảm kích. Chỉ là, công tử có thương thích trong người, lại không nên đi xa, còn xin công tử an tâm tĩnh dưỡng." Thiếu chủ không có ngại, "Ha ha, nhiều tả Tiêu Hiền đệ nhớ mong, ngu huynh may mắn đã trở về." Đúng lúc này, một cái cởi mở thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe thanh âm, chính là năm đó tại ma quỷ biển rộng lớn hải triều bên trong từng có viện thủ chi đức thanh toan nghe nguyên hạo. Trong tiếng cười lớn, một người hiện thân mà ra, hướng bên này xảy bước đi đến, nhìn quanh ở giữa, vương khí nghiêm nghị. Nguyên đạo hiếu, liếc thấy cố nhân, tiêu phàm cũng có chút kinh hỉ, nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. Nguyên hạo giang hai cánh tay, liền cho hắn một cái ôm, mạnh hữu lực bàn tay, tại lưng của hắn phía trên liên tục đập, ý vui mừng, xuất từ thành tâm thành ý. hắn là đầu ân oán rõ ràng hảo hán tử, tiêu phàm đứng đắn là ân nhân cứu mạng của hắn, trong lòng hắn tự nhiên là cùng huynh đệ. a, à, huynh đệ, không nghĩ tới mười mấy ngày không gặp, thương thế của người vậy mà khôi phục được nhanh như vậy. sớm biết dạng này, lão ca ta ngược lại là không cần đến mạo hiểm đi kia cực ám vực sâu. cái này không phí công hồ một chuyến a, tùy ý, nguyên hạo liền cảm ứng được tiêu phàm thương thế cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Tốc độ khôi phục nhanh chóng, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mười mấy ngày trước, chúng tiểu nhân tay cầm hắn lúc trước tặng cho tiêu phàm bản mệnh thật phải, đem tiêu phàm cùng đầu kia xương chim cùng một chỗ đưa tới thời điểm, tiêu phàm cũng không phải trước mắt bộ dáng này, cơ hồ lúc nào cũng có thể một hơi chuyển không đến, như vậy buông tay mà đi. Nếu không phải như thế, Nguyên hạo cũng sẽ không mạo hiểm tiến về cực ám vực sâu, nát lấy 10.000 năm băng sen đến cho tiêu phàm cứu mạng. Ai ngờ hắn thật vất vả tại cực ám vực sâu hái được 10.000 năm băng sen, vội vã về nhà xem xét, tiêu phàm lại nhưng đã nhảy nhót tưng bừng ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái này ảo thuật trở nên, để nguyên hạo quả thực có chút không hiểu thấu. Như ý hé miệng cười một tiếng, nhẹ nói, thiếu chủ, nói như vậy, kia 10.000 năm băng sen chưa từng tới tay. Mắt thấy thiếu chủ không việc gì trở về, như ý lập tức đại đại nhẹ nhàng thở ra. Từ nàng kia thần thái bay dương bộ dáng cùng nhìn về phía nguyên hạo ánh mắt, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, cái này tuyệt mỹ nữ tử sớm đã tình căn thâm trùng, đối nguyên hạo một hướng tỉnh đến chỗ vô cùng sâu sắc. Có lẽ, đây cũng là nàng thân là hóa hình hậu kỳ hải tộc, lại cam nguyện tại toan nghe vương cung làm nô làm tỷ nguyên nhân. Chỉ cần có thể ngày ngày cùng âu yếm nam nhân cùng một chỗ, những cái kia trên danh nghĩa đổ vật tính được cái gì. Nguyên hạo liền chừng hai mắt, dương cả giận nói, lời gì, ngươi đây không phải xem thường ta a à? không có hái được 10.000 năm băng sen, ta sẽ cứ như vậy tay không trở về. Nhìn, đây là cái gì, nói, cổ tay khẽ đảo, một đóa nắm đấm lớn hoa sen tinh khiết, lập tức xuất hiện như ý cùng tiêu phàm trước mắt. Tiêu phàm không khỏi mỉm cười, nguyên hạo quả nhiên là tính tình bên trong người, mặc dù là trong biển rộng vương giả, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tính trẻ con chi tâm. Cơ hồ là nháy mắt, tiêu phàm liền ở trong lòng cùng nguyên hạo rút ngắn khoảng cách. Trước đó, nguyên hạo chỉ là cùng hắn từng có gặp mặt một lần, miễn cưỡng tính là người quen. Về phần đối nguyên hạo ân cứu mạng, tiêu phàm chưa hề để ở trong lòng hắn là lang trung, đời này không biết cứu qua bao nhiêu người tính mệnh. Nếu như một một tướng những này ân cứu mạng ghi ở trong lòng, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi chết rồi. Cho nên gặp lại nguyên hạo thời điểm, tiêu phàm dùng từ rất cẩn thận, chính là trung quy chung của nguyên đạo hiếu. Dưới mắt tâm linh gần, cảm giác kia tự nhiên là hoàn toàn không giống. Trong mật thất bầu không khí, lập tức liền trở nên thân mật rất nhiều, lại nhìn kia đóa 10.000 năm băng sen, chỉ là khiết trắng như ngọc, óng ánh sáng long lanh, cực kỳ mỹ lệ trừ cái đó ra, lại nhìn không ra cái gì đặc biệt tới. Đây chính là trong truyền thuyết 10.000 năm băng sen A. Tiêu phàm nhiều hứng thú, từ nguyên hạo trong tay tiếp nhận băng liên hoa, quan sát tỉ mỉ. Thấy tiêu phàm như vậy thần sắc, nguyên hạo không khỏi cười hắc hắc, có chút dương dương tự đắc. Hắn cố nhiên không phải nông cạn người, nhưng mình cam mạo kỳ hiểm, thiên tân vạn khổ tại kia cực ám vực sâu hái được cái này cục cưng quý giá, nếu là thật sự thành vật vô dụng, coi như không thú vị cực kỳ. Ừm, um, đây thật là cực phẩm 10.000 năm băng sen, riêng lấy năm mà nói, khả năng còn không chỉ 10.000 năm, sợ là có 10.000 3.000 năm. Nguyên đại ca, dạng này cực phẩm 10.000 năm băng sen, dù coi như tại cực ám vực sâu, sợ cũng không tốt như vậy tìm đi. Tiêu phàm cẩn thận dám thưởng một phen về sau, rất chân thành mà hỏi thăm. Trong bất trí bất giác, liền đã đổi đối nguyên hạo xưng hô, trở nên có chút thân cận. Nguyên hạo ngón tay cái nhếch lên, cười ha ha, nói. Huynh đệ tốt ánh mắt, thật không nghĩ tới, nhân loại tu sĩ bên trong, còn có như thế tinh thông 10.000 năm băng sen dược tính người. Xem ra huynh đệ tất nhiên không phải thường nhân, tiêu phàm cười nói, nguyên đại ca quá khen, tiểu đệ là tên lang trung. Thì ra là thế, khó trách khó trách, nguyên hạo bừng tỉnh đại ngộ, một chàng tiếng nói, tiêu phàm mỉm cười đem kia đóa 10.000 năm băng sen đưa trả lại cho nguyên hạo. Nguyên hạo không khỏi sướng sờ, kinh ngạc nói, huynh đệ, người cái này là ý gì? Cái này 10.000 năm băng sen, vốn chính là lão ca hái đến chữa thương cho ngươi dùng. Mặc dù ngươi là lang trung, nhưng y thuật cho dù tốt, cũng phải có hảo dược. Ngươi còn khách khí với ta a, à, kia liền đa tạ đại ca trọng thưởng. Tiêu phàm mỉm cười, cũng không khách khí nữa, đem 10.000 năm băng sen thu vào. Bằng hữu tương giao, quý ở chi tâm, khách khí khách tới khí đi, không phải giả mô hình giả thức, chính là xem thường người. Nguyên hạo thấy lập tức mặt mày hớn hở, đưa tay vỗ tiêu phàm bả vai, luôn miệng nói cái này liền đúng rồi đến huynh đệ chúng ta chuyển sang nơi khác hảo hảo uống vài chén người có thể tới ta chỗ này đến lão ca là thật trăm ngàn không nghĩ đến cái này trong đầu là thật cao hứng lập tức như ý ra lệnh một tiếng nguyên hạo cùng tiêu phàm mới vừa tới đến một cái tráng lệ thiền điện tiệc rượu đã dọn xong không như trong tưởng tượng long trọng xa hoa toàn nghề thiếu chủ càng chưa từng đại yến khách và bạn mời vô số tai to mặt lớn hải tộc đến tiếp khách nếu quả thật làm như vậy kỳ thật cũng không phải là cho tiêu phàm mặt mũi, hơn phân nửa hay là nhà mình muốn khoe khoang một phen. Chính là Nguyên Hạo, Tiêu Phàm, Như Ý ba người. Nguyên Hạo cùng Tiêu Phàm ngồi đối diện nhau, Như Ý ngồi chỗ cuối tương bồi. Trên mặt bàn cũng không có phàm tục ở giữa tiệc rượu sơn chân hải vị, lại là bày đầy các loại kỳ chân dị quả, đơn độc trong đó ở giữa một bàn ăn thịt, xông vào mũi hương úp, liếc thấy được đi ra không là phàm phẩm. Rượu tự nhiên là cực phẩm rượu ngon, Như Ý tự thân vì hai người cầm ấm rót rượu, động tác nhu hòa, lượn lờ mềm mại, đẹp không sao tả xiết. Đại ca, nơi này là Tây Mạc Biển cả. Qua ba lần rượu, tiêu phàm theo miệng hỏi. Nói thật, tiêu phàm trong lòng cũng có chút kỳ quái, đã toàn nghe vương cung là tại Tây Mạc Biển cả. Biển cả chiều thời điểm, nguyên hạo tại sao lại sẽ xuất hiện tại Bắc Minh Biển cả ma quỷ biển phụ cận hải vực. Hơn nữa còn thân hãm hiểm cảnh, kém chút liền mất mạng. Nam Châu đại lục biển tịch, đối bốn phương trong biển rộng nhiều vô số kể hải tộc, ghi lại thiếu xa kỹ càng, hứa lâu dài đều là nói không tỉ mỉ. Tỷ như tiêu phàm cũng vẻn vẹn chỉ là biết, toàn nghe là hải trung vương tộc, cùng thiên long hậu duệ, quỷ thủy kỳ lân hậu duệ đồng dạng, tại trong biển rộng địa vị tôn sùng. Trừ cái đó ra, đối toàn nghe tộc hiểu rõ cũng rất ít. Đúng vậy a, à, tây mạc biển cả là chúng ta thanh toàn nghe tộc cái nôi. Toàn nghe vương cung đời đời kiếp kiếp đều xây ở tây mạc biển cả. Nó sự cường đại của hắn hải tộc, đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Nói đến cũng khéo, Huynh đệ sau khi bị thương, vừa vặn rơi ở phụ cận đây hải vực, lão ca giao đưa cho ngươi kia phiến bản mệnh thật phải, cùng ta lên cảm ứng, tự động phi tướng ra. Chúng tiểu nhân lúc này mới vội vã đem huynh đệ cùng đầu kia xương chim đưa đến vương cung tới. Nguyên Hạo vừa cười vừa nói, vận khí này khi coi như không tệ, nếu là rơi xuống tại cái khác hải vực, nói không chừng liền bị những cái kia cường đại hải tộc cho ăn sống nuốt tươi. Tựa hồ hết thảy trong cõi u minh tự có thiên ý. Huynh đệ đầu kia xương chim nhưng cũng có chút kỳ lạ, vậy mà là ngân xí đại bằng hài cốt luyện chế mà thành, hết lần này tới lần khác lại tỏa ra sinh cơ bừng bừng, đã không giống khôi lỗi, cũng không giống ma ngẫu. Lão ca hay là lần đầu nhìn thấy cổ quái như vậy sinh linh. Tiêu phàm cười cười, nói, đây cũng là cơ duyên xảo hợp, không dối gạt đại ca nói, liền xem như tiểu đệ mình, hiện tại cũng không hiểu rõ vật kia đến cùng ứng làm như thế nào phân loại. Bất quá nó là vật sống, không phải khôi lỗi, điểm này là nhất định không thể nghi ngờ. Ai, quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần dùng tốt là được, có như thế một đầu cường đại xương chim hộ vệ ở bên, huynh đệ an toàn liền càng có bảo hộ. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, nói, đại ca nói đúng, đại ca, đã toàn nghe vương cung tại Tây Mạc Biển Cả, người lần trước làm sao lại tại Biển Cả chiều thời điểm đi Bắc Minh Biển Cả. Tôi luyện, Nguyên hạo lập tức đáp, lập tức lại tăng thêm vài câu giải thích. Huynh đệ có chỗ không biết, chúng ta toàn nghe vương tộc tộc nhân mặc dù số lượng không ít, nhưng chân chính có thuần khiết toan nghề huyết mạch lại không nhiều lão ca xem như một cái bất quá muốn thuận lợi tiến giai a à, chính là nhân loại các ngươi tu sĩ nói trưởng thành chỉ dựa vào tuổi tác tự nhiên tăng trưởng vậy cũng không đủ nhất định phải không ngừng tôi luyện mình tại thiên địa trị uy bên trong tôi luyện chỉ có chịu qua đầy đủ tôi luyện mới có thể tiến giai thành công nếu không cả đời đều chỉ có thể tại ngộ linh kỳ cảnh giới dưới bồi hồi tiêu phàm không khỏi hoảng nhiên hiểu ra Bắc Minh biển cả biển cả chiều chi uy, quả nhiên là tôi luyện tự thân cơ hội tốt. Mà lại nguyên hạo lời nói này, cũng rất tốt vì tiêu phàm giải nghi ngờ. Càng là chủng tộc mạnh mẽ, thượng thiên cho hạn chế cũng càng nhiều. Trong truyền thuyết, thanh toàn nghê, kim giao vương, ly giao những này hải trung vương tộc, biển kiêu, ngân sĩ đại bằng những này không trung bá chủ, chỉ muốn thành niên liền sẽ có được cùng ngộ linh kỳ tu sĩ tương đương cự đại thần thông. Tiêu phàm kỳ thật vẫn luôn trong lòng còn nghi vấn, quả thật như thế, những này vương tộc chỉ cần có thể tính tình gây giống hậu đại, sớm muộn có một ngày, toàn bộ giao diện đều sẽ bị bọn hắn chiếm cứ. Ai ngăn cản được nhiều như vậy ngộ linh kỳ đại năng? Bây giờ mới biết, dù coi như là trời sinh vương tộc hậu duệ, muốn thuận lợi trưởng thành, độ khó cũng là cực lớn. Tỷ như nguyên hạo vẫn như cũ dừng lại tại tiêu phàm lần thứ nhất gặp hắn quan trọng trước mắt, đến gần vô hạn trưởng thành, lại luôn kém bước cuối cùng này không bước qua được, cùng Âu Dương Minh Nguyệt tình hình giống nhau như đúc. Vì tôi luyện, ngàn tỷ bên trong xa xôi, từ Tây Mạc Biển cả chạy đến Bắc Minh Biển cả đi, đại ca cũng quả nhiên là không ngại cực khổ. Tiêu phàm cảm khái nói, Nguyên Hạo cười ha ha một tiếng, nói, huynh đệ, cái này ngươi ngược lại là hiểu lầm, bốn phương đại hải, cùng không nội dung hải chi ở giữa, từ xưa liền có không gian thông đạo tương liên. Mặc dù năm đó trận kia không gian kịch biến, để không ít không gian thông đạo đều sụp đổ, nhưng cũng còn có một số thông đạo có thể sử dụng. Những này không gian thông đạo vị trí cụ thể, chúng ta hải trung vương tộc đều có kỹ càng địa đồ ghi chép. Lão ca đợi chút nữa liền cho ngươi một phần, về sau có lẽ có cần dùng đến thời điểm. Thì ra là thế, kia liền đa tạ đại ca, tiêu phàm lập tức rất là kinh hỉ đối nguyên hảo hảo ý, tự nhiên không chút nào chối từ. Có những này đáy biển không gian thông đạo địa đồ, nhất là còn có thể liên thông nội hải, về sau làm việc liền muốn thuận tiện phải nhiều, lại không dùng khổ cực như vậy nhìn dặm xa xôi đi đường. Lại uống mấy chén rượu ngon, Nguyên Hạo hỏi, huynh đệ, ngươi lại là chuyện gì xảy ra, tựa như trải qua một trận ác chiến A, à. các ngươi một nhóm, có không ít hảo thủ A, à. nhìn ra được, cái này nghi vấn vẫn luôn trong lòng hắn. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, song nghi có chút nhau. Nguyên hạo lại là hiểu lầm hắn ý tứ, bận biểu tức nói. Huynh đệ, nếu là không tiện nói, kia cũng không sao. Đến, chúng ta uống rượu, nói, liền dơ chén rượu lên, tiêu phàm vội vàng nói, đại ca hiểu lầm, tiểu đệ không phải ý tứ này, chỉ là chuyện này nói rất dài dòng, tiểu đệ trong lúc nhất thời, không biết từ chỗ nào nói lên. Đại ca, có nghe nói qua thiên hương ngọc lộ, nguyên hạo lông mày bỗng nhiên một dương, nói, nguyên lai các ngươi là đang tìm vật này. Khó trách nhiều như vậy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tụ cùng một chỗ, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa, lại là vì tìm kiếm thiên hương ngọc lộ. Cũng là 10 điểm hợp lý, nếu không phải vì truyền thuyết này bên trong có thể không nhìn bất luận cái gì bình cảnh nghịch thiên chi vật, những cái kia ngạo khí cực kỳ nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ như thế nào lại vô duyên vô cớ tụ tập làm việc như ý sen vào nói nói chẳng lẽ thế gian thật có thiên hương ngọc lộ loại này kỳ chân dị bảo a à? có trả lời nàng không phải tiêu phàm mà là nguyên hạo thần sắc chắc chắn vô so thiên hương ngọc lộ đúng là tồn tại tại thánh linh sinh ra chi địa chính là thiên địa linh khí hội tụ chỗ cho nên có khả năng xuất hiện nghịch thiên như vậy chân bảo đương nhiên cái này cần cơ duyên xảo hợp cũng không phải là tất cả thánh linh sinh ra chi địa, đều sẽ sản xuất thiên hương ngọc lộ. Tại vương cung trong điển tịch, liền có dạng này ghi chép. Ừm, như ý nhẹ nhàng gật đầu, đã thiếu chủ nói vương cung trong điển tịch có ghi chép, vậy liền chắc chắn sẽ không sai. Huynh đệ, vậy các người tìm tới thiên hương ngọc lộ không có. Nguyên hạo lập tức hỏi, tiêu phàm lại trầm ngâm, trần chờ nói, chúng ta xác thực đến một chỗ thánh linh sinh ra chi địa cũng nhìn thấy tràn đầy sinh mệnh tinh hoa cùng thiên địa linh khí nước suối, nhưng kia nước suối đến cùng phải hay không thiên hương ngọc lộ lại ai cũng không thể khẳng định thật sao ngược lại là rất thú vị tiêu phàm lập tức đem thất dạ giới thủy tổ thánh địa kinh lịch đơn giản tự thuật một lần về phần trước đây tầm bảo gian khổ lại là khỏi cần nói phải dù là nguyên hạo cùng như ý đều đều kiến thức rộng rãi cũng nghe được trợn mắt hốc mồm có loại chuyện này huynh đệ các ngươi lá gan coi là thật không tiểu a ngay cả thất dạ giới thủy tổ thánh địa cũng dám xông. chố mắt chốc lát Nguyên Hạo mới chật chật lưỡi, chật chật nói. Mà như ý chỗ quan tâm, lại hiển nhiên là một vấn đề khác, nghĩ nghĩ, hỏi. Tiêu công tử, kia đến cùng phải hay không thiên hương ngọc lộ đâu? Ngươi nhưng từng vào tay một chút, không có, tiêu phàm lắc đầu, hắn ngược lại là muốn lấy một chút tới. Làm sao huyết quang thiếu niên chầm chầm đến quá gấp, căn bản liền không cho hắn cơ hội như vậy, có thể trốn được tính mệnh, đã xem như may mắn, lại không biết thiên diệu tiên tử, Âu Dương Minh Nguyệt cùng ứng linh trẻ cùng tính mạng người như thế nào. Cũng không biết nguyên nhân gì,